chương 1142 lâu công không dưới. Tiết ra lại ra một người, nhìn chằm chằm chuẩn trương huyền suốt quan thời cơ, trước hạ khiêu chiến. Trước có tiết bằng triển, hướng trương huyền khởi xướng khiêu chiến, lấy một chân bước vào ngưng khí trung kỳ thực lực, hoàn toàn thăm thanh trương huyền át chủ bài. Hiện tại, tiết người hào ra tay, ngưng khí trung kỳ thực lực, nắm chắc, muốn bắt lấy lần này khiêu chiến. Hôm nay, là áo tam tuyên bố tổ chức thần ẩn phương đông sẽ ngày thứ ba, bốn bộ 13 gia đều đã đăng đảo. Mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, mấy ngày hôm trước khiêu chiến, bất quá là một ít khai vị đồ ăn thôi, hôm nay bắt đầu mới là vở kịch lớn. Một khi Trương Huyền bị thua, như vậy tiết ra đem ngồi vào giáo chủ người được đề cử vị trí thượng, từ hôm nay trở đi cũng đem biến thành tiết ra cùng khắp nơi tranh đấu. Tiết người hào cùng Trương Huyền một trận chiến, không ai xem trọng Trương Huyền. Lần đầu tiên khiêu chiến, Trương Huyền cùng cung bổn tang từ bất phân thắng bại, có thể coi như hắn che giấu thực lực. Lần thứ hai khiêu chiến, Tiết Bằng Triển đã công nhiên làm rõ, nếu không có chính mình nóng vội, chúng Trương Huyền một kế, ngày hôm qua là có thể ở 30 chiêu nội đem này đánh bại. Trương Huyền át chủ bài đặt ở nơi đó, lần này khiêu chiến, Tiết Người Hào thắng lợi, đã là ván đã đóng thuyền việc. Có 7 đạo thân ảnh đứng ở bồng lai đảo một chỗ trên vách núi, 7 người thân xuyên đạo bào, phía sau bối kiếm. Này trẻ con, không có gì thực lực, chỉ là ngoài miệng công phu lợi hại, một cái còn chưa nhập ngưng khí trung kỳ vãn bối, là có thể đem hắn bước đến tuyệt cảnh. Lần này, chờ hắn bị thua sau, chúng ta ra tay chảm hắn. Khiêu khích ta trở uy nghiêm, cũng là khiêu khích cửu cục, không thể lưu. Thất tinh bắt đầu, đã tới rồi bồng lai đảo. Lúc này đây, tiết người hào khiêu chiến trương huyền, có thể nói là bị mọi người chú ý, có người đã lén nói ra nói như vậy. Sở tranh tung hoành Đông Châu vô số tuế nguyệt, hắn thời đại, liền phải từ hắn khâm định người được đề cử bị đánh bại giờ khắc này kết thúc, trận này khiêu chiến, đánh không phải Trương Huyền, mà là sở tranh. Đây là một hồi chịu người chú mục quyết đấu. Trương Huyền tất bại, một chân bước vào ngưng khí trung kỳ, cùng hoàn toàn ở vào ngưng khí trung kỳ, căn bản không phải một cái khái niệm. 10 chiêu trong vòng, Trương Huyền liền phải bại. 10 chiêu khó, Trương Huyền tuy rằng thực lực không được, nhưng dù sao cũng là sở tranh đại nhân khâm định người được đề cử, hẳn là còn có nhất định át chủ bài, bất quá liền tính át chủ bài lại nhiều, đỉnh thiên cũng liền căng thượng 20 chiêu. Có người ở lén thảo luận, cao ly kim ra, tắc không rên một tiếng, nhưng có thể nhìn đến, bọn họ đã nhiều đem ánh mắt phóng tới tiết gia nhân thân thượng, ở bọn họ trong lòng, kế tiếp đối thủ, là tiết gia. Phương Đông Vân khởi cùng tần minh vẻ mặt khuôn mặt u sầu đứng ở một bên, người khác lén lời nói, hai người bọn họ cũng nghe đến một ít, trước hai lần về Trương Huyền khiêu chiến, đã làm uy thế không tồn A. À. Tiết người hào hơn 30 tuổi, hắn song quyền che kín vết chai, đây là một cái dùng quyền cao thủ, đôi tay đó là hắn mạnh nhất vũ khí. Trương Huyền đứng ở tiết người hào đối diện, như cũng như phía trước như vậy, khoanh tay mà đứng. Từ hôm nay trở đi, truyền kỳ muốn chung kết, tiết người hào nhìn Trương Huyền, thanh âm bình đạm giống như là ở tự thuật một kiện đã phát sinh sự. Trương Huyền khóe miệng mang cười, không nói gì. Tiết người hào tiếp tục mở miệng, họ Trương, này hẳn là ngươi cuối cùng một lần bị vạn chúng chú mục quang huy thời khắc, hào hào hưởng thụ này đó đi, bởi vì, ngươi thực mau liền sẽ mất đi hết thảy. Đường tiết người hào trong miệng thiết tự rơi xuống nháy mắt, hắn hóa thành một đạo ảo ảnh, hướng Trương Huyền vào tới. Tiết người hào ra tay. Xem đi, hai mươi chiêu đỉnh thiên, họ Trương bị thua. Ai, sở tranh đại nhân sáng lập truyền kỳ, muốn ở cái này nhân thủ thượng bị chung kết A. Tiết người hào ra chiêu, chiêu thứ nhất liền chiếm cứ chủ động thế công. Đệ nhị chiêu đè nặng Trương Huyền đánh. Trương Huyền hiện tại chỉ có thể lui. Hắn có thể thối lui đến khi nào? Thứ sáu đưa tới, Trương Huyền vừa mới đã có vẻ thực chật vật. Không có biện pháp, một chân bước vào ngưng khí trung kỳ, cùng chân chính ngưng khí trung kỳ, kia tranh lệch đều không phải là nhỏ tí tẹo. Xem đi, căng chết 10 chiêu, Trương Huyền liền phải ra át chủ bài, này át chủ bài có thể hay không làm hắn chống được 20 chiêu đều khó nói. Quan chiến mọi người, không ngừng phát ra tất tốt tiếng động. Ở Trương Huyền cùng tiết người hào quyết đấu giữa, Trương Huyền vẫn luôn ở vào hoàn cảnh xấu, vì thời khả năng bị tiết người hào đánh bại giống nhau. Tiết người hào tiến công phương thức phi thường mãnh liệt, bắt lấy một cái điểm, liền đối cái kia điểm không ngừng tiến hành đả kích. Quan chiến người, càng xem càng không thích hợp. Nguyên bản, ở tiết người hào đánh ra thứ 6 chiêu khi, bọn họ liền cảm thấy Trương Huyền sắp bị thua, nhưng hiện tại, tiết người hào đã ra đến thứ 17 chiêu, Trương Huyền tuy rằng ngăn cản gian nan, nhưng như cũng không có bị thua dấu hiệu. Không đúng, người này tác dụng chậm phi thường đủ, hắn ở cùng tiết người hào kéo. Một cái một chân bước vào ngưng khí trung kỳ, có thể cùng chân chính ngưng khí trung kỳ cao thủ kéo lâu như vậy. Dù sao cũng là sở tranh đại nhân khâm định người được đề cử, vẫn là có nhất định đấy có người làm ra suy đoán, nhìn dáng vẻ, hắn có thể chống được thứ 30 chiêu A. Nhưng chờ tiết người hào đánh ra thứ 30 chiêu khi, Trương Huyền như cũ còn ở đau khổ chống đỡ. Ngược lại là tiết người hào, càng đánh càng cấp. Ta như thế nào cảm giác tiết người hào có điểm huyền đâu. Không thể nào, rốt cuộc cao hơn một cái cảnh giới A. Nhưng người xem tiết người hào, hắn thế công thực mãnh đối khí tiêu hao phi thường nghiêm trọng, ngược lại là Trương Huyền, vẫn luôn ở bị động phòng thủ, không tiêu hao nhiều ít, nếu lại háo cái mấy chục chiêu đi xuống, tiết người hào chỉ sợ muốn chọc giận lực chống đỡ hết nổi a. À. Cái này Trương Huyền có điểm cổ quái. Ở khiêu chiến trước, mọi người làm ra các loại suy đoán, cho rằng Trương Huyền đỉnh thiên có thể căng 20 chiêu, vẫn là ở át chủ bài ra hết dưới tình huống, nhưng hiện tại, đã 30 chiêu, Trương Huyền còn không có ra át chủ bài. Mãi cho đến 40 chiêu, 50 chiêu, 60 chiêu có thể rõ ràng nhìn đến, tiết người hào thế công đã không có lúc trước như vậy mãnh liệt. Trương Huyền nhìn trước người đối thủ, khóe miệng không cấm lộ ra tươi cười, nhìn dáng vẻ, tiết ra tiến công phương thức, chính là loại này phong cách ha, ưu thế rõ ràng, khuyết điểm cũng đồng dạng rõ ràng, nếu nói như vậy. Trương Huyền vẫn luôn lui về phía sau bước chân đột nhiên dừng lại, đối mặt tiết người hào đánh tới một quyền, Trương Huyền lúc này đây, không tiến phản lui, trở tay một quyền chiều tiết người hào oanh đi. Tiết người hào này mấy chục chiêu ra hết, đánh đến hắn trong lòng là bực bội vô cùng, trước mặt người này, liền cùng một khối bông giống nhau, chính mình đánh đi lên không có một chút gắng sức cảm, phá lệ khó chịu, hiện tại nhìn đến trương huyền thế nhưng muốn cùng chính mình cứng đối cứng, tiết người hào trong lòng vui vẻ, hắn đối kia vẫn luôn né tránh chống cự trương huyền là thật sự không có cách nào, cần phải cứng đối cứng, tiết người hào có tự tin, chính mình có thể một quyền oanh phế cái này còn không đến ngưng khí trung kỳ tiểu tử đương tiết người hào này cường hữu lực một quyền sắp oanh đến trương huyền trên mặt khi hắn đột cảm bụng truyền đến một trận sậu đau loại này đau đớn giống như điện lưu giống nhau từ hắn bụng nháy mắt lan tràn tới rồi toàn thân làm hắn sắp co rút đồng thời còn ở múa may một quyền nháy mắt trở nên mềm mại vô lực thân thể cũng bay ngược đi ra ngoài người ở bên ngoài xem ra cưỡng chế trương huyền 60 mươi chiêu tiết người hào đột nhiên đã bị trương huyền một quyền oanh phi chương một nghìn liền bại tiết người hào bại. Mắt thấy tiết người hào bay ngược đi ra ngoài, ngã trên mặt đất, người chung quanh đều có chút phản ứng không kịp. Một cái còn không đến ngưng khí trung kỳ người, đem một người ngưng khí trung kỳ cao thủ đánh bại. Người hào, tiết ra người vào tới tiết người hào bên người, đầy mặt khó hiểu. Tiết người hào vẻ mặt không cam lòng, thiếu chút nữa. Liền thiếu chút nữa, hắn đã chịu đựng không nổi, nếu không phải hắn cố ý bán cái sơ hở cho ta âm ta một tay ba chiêu nội hắn tất bại tiết người hào nói cùng ngày hôm qua ban đêm tiết bằng triển nói không có sai biệt chỉ kém một chút là có thể đánh bại trương huyền này trương huyền lại là cùng đường bí lối hiểm chung cầu thắng chỉ kém một chút liền bị thua mọi người nhìn chằm chằm đứng ở nơi đó trương huyền có chút tâm tư linh hoạt người phát hiện chút cổ quái trương huyền đánh bại tiết người hào sau không cho người ra tiếng cơ hội đương trường tuyên bố. Ta bị thương, muốn chữa thương, có khiêu chiến bài sau. Trương Huyền nói xong, một cái lắc mình biến mất. Tiết người hào bị một người nhược với chính mình một cái cảnh giới người đánh bại, trở thành không ít người cười nhạo đối tượng. Tiểu tử này, chính là làm nhân tâm thái, cố ý ma người, lại cho ta một cái cơ hội, mười chiêu nội tất bại hắn. Tiết người hào lớn tiếng tuyên bố. Thôi đi, người đã thua, không cơ hội lại khiêu chiến. Tiết ra, bất quá như vậy, hè oi bức võ giả, phổ phổ thông thông, tiết ra càng là bất kham, ta kim ra, mới là giáo chủ người được chọn. Cao ly kim ra ra tiếng, các ngươi kim ra cuồng vọng, tiết ra người quát lớn. Cuồng vọng, cuồng vọng kia cũng là có tư bản cuồng vọng, các người tiết ra liên tục hai lần khiêu chiến một cái ngưng khí lúc đầu bị thua, liền tính kỵ đến các ngươi trên mặt lại như thế nào. Kim ra lại lần nữa phát ra tiếng, tìm chết. Ở trương huyền bế quan dưỡng thương trong quá trình, kim tiết hai nhà, phát sinh tranh chấp. Thấy như vậy một màn áo tang, đại khái giống như Minh Bạch Trương Huyền muốn làm cái gì. Lại là bế quan 8 giờ, đường Trương Huyền lại lần nữa xuất quan khi, đã tới rồi buổi chiều. Sớm đã có người, chờ đợi Trương Huyền xuất quan là lúc khiêu chiến hắn, giống như là khu trò chơi cái loại này đẩy tiền xu máy móc, đường phát hiện tiền nhân đã trải chăn, giải thưởng lớn lập tức liền phải khai ra thời điểm, sẽ có không ít người gấp không chờ nổi muốn tiếp bàn, phòng ngừa bị người khác giành trước. Cao ly kim gia, kim thế huân, tiến đến khiêu chiến. Thuộc về kim gia người ra tay, lại là một cái ngưng khí trung kỳ cường giả, từng ở trương huyền bế quan khi hào ngôn, có thể ở 20 chiêu trong vòng bại rất trương huyền. Đông châu 4 bộ 13 gia, cùng với lớn nhỏ thế lực đều đã tụ tập bồng lai đảo, trên đảo nhân số vượt qua 2.000, người tới đều là cao thủ, đương những người này đăng đảo sau, trên đảo hoàn cảnh cũng được đến cực đại thay đổi, nguyên bản cỏ dại mọc thành cụm đã bị xử lý, rất nhiều địa phương đều nhiều ra có thể tạm thời trụ người nhà gỗ, ai cũng không biết, lần này Đông Châu Đại hội, đem liên tục tới khi nào. Một cái chuyên môn dùng cho khiêu chiến địa phương, cũng bị quét sạch ra tới, này vốn là một khối thật lớn đá núi, bị người đem mặt ngoài tiêu diệt, trở thành một cái giản dị lôi đài. Trương Huyền khoanh tay đứng ở trên lôi đài, nhìn Cao Ly Kim ra Kim Thế Huân, mở miệng nói, ngưng khí trung kỳ, không phải đối thủ của ta, điểm này, từ tiết người hào trên người là có thể nhìn ra tới, ta chỉ ra nhất chiêu, hắn liền bại. Chê cười, không cần đem ta Kim Thế Huân trở thành là tiết gia phế vật. Kim Thế Huân 35 tuổi tả hiếu, làn da trắng nón, thân cao ở 1m8, từ bề ngoài thượng xem, đối với nhan khống nữ nhân tới nói phi thường có lực hấp dẫn. Kim Thế Huân, người nói ai là phế vật, tiết ra người phát ra tiếng quát mắng. Liền nói các người tiết ra, Kim ra người làm ra đáp lại, Mới ngừng nghỉ không bao lâu hai nhà thế lực lại lần nữa khắc khẩu lên. Cũng có người nghe được Trương Huyền nói sau, thầm mắng Trương Huyền không biết xấu hổ. Này Trương Huyền vẫn luôn bị Tiết người Hào đè nặng đánh, cuối cùng đầu cơ trục lợi, âm Tiết người Hào một chút, liền giõng giạc nói nhất chiêu đánh bại Tiết người Hào, quả thực mặt dày vô sỉ. Bất quá hắn đích xác chỉ ra nhất chiêu. Thực lực không được, phân tự trò chơi nhưng thật ra chơi rất lưu. Đủ loại thanh âm ra tới, có chút người thậm chí làm trò trương huyền mặt nói ra. Trương Huyền nghe được như vậy thanh âm, cũng là vẻ mặt không sao cả. Trương Huyền hướng Kim Thế Huân ngoác ngón tay, đến đây đi, làm ta nhìn xem ngươi so với kia Tiết người cường hào nhiều ít. 20 chiêu nội bại ngươi, Kim Thế Huân tin tưởng 10 phần. Đối mặt đến từ cao ly ngưng khí trung kỳ cao thủ, Trương Huyền áp dụng phương thức, đồng dạng là phòng thủ. Người ở bên ngoài xem ra, Trương Huyền sở chọn dùng như cũng là một cái kéo tự quyết, đem người kéo dài tới kiệt lực, theo sau lại ra tay. Trên thực tế, Trương Huyền hiện tại sở làm, bất quá là dựa theo hắn dĩ vãng phương thức, vô luận gặp được mạnh yếu cùng chính mình đối thủ, đều tận khả năng nhiều đi quan sát đối phương tiến công phương thức, đặc biệt là loại này thế lực lớn thành viên, bọn họ tiến công phương thức, ưu nhược điểm, ở mỗi một cái giai đoạn nội, có 80% là tương đồng. Trương Huyền như vậy cách làm làm hắn về sau ở gặp được cường với chính mình mỗi một nhà đối thủ khi, cũng có thể tận khả năng nắm giữ tiên cơ. Trương Huyền hiện tại hành động, dùng bốn chữ liền có thể hình dung, phòng ngừa chu đáo. Hơn nữa, Trương Huyền này một loạt biểu hiện, có khả năng lấy được thành quả, cũng không riêng gì điểm này. Kim Thế Huân buông xuống 20 chiêu nội tất bại Trương Huyền hào ngôn, nhưng 20 chiêu qua đi, Trương Huyền như cũ không bại, ở người khác trước mắt đau khổ chống đỡ. Thẳng đến Kim Thế Huân đánh ra thứ 60 nhất chiêu, Trương Huyền trong mắt hiện lên một mặt hàn mang. Kim Thế Huân tiến công phương thức, ưu nhược điểm, hắn đã hoàn toàn nắm giữ, tái chiến đi xuống, không có ý nghĩa, như thế nói, cũng nên kết thúc. Trương Huyền liền ra hai chiêu, lấy Lôi Đình chi thế đánh sập Kim Thế Huân, theo sau tuyên bố chính mình muốn đi bế quan chữa thương, sau đó biến mất, lưu lại quan chiến mọi người hai mặt nhìn nhau. Nếu nói, tiết người hào là bởi vì đại ý thua kia Kim Thế Huân đâu? Ha ha, Kim gia dân cư ra cuồng ngôn, muốn 20 chiêu nội thủ thắng, kết quả là giống nhau thua. Tiết ra người ra tiếng. Kim gia phát ra tiếng phản kích, ít nói nhảm, Kim Thế Huân công ra 61 chiêu, so với kia tiết người hào muốn nhiều nhất chiêu, tiếp được trương huyền 2 chiêu, cũng so tiết người hào nhiều nhất chiêu, lại vô dụng, cũng so các người tiết ra hiếu thắng. Sóng giạc, Kim gia, có bản lĩnh tới so so. Tiết ra người nhịn không được muốn động thủ. Tới liền tới, tiết ra cùng kim ra tranh đấu, lại lần nữa thăng ôn. Đông doanh tám kỳ bộ. Một người nhìn ra trang điểm đi vào thượng thôn âm diệp trước mặt, ngày mai, ta ra tay đi. Không, thượng thôn âm diệp lắc đầu, hắn nhíu mày, này họ trương tiểu tử, không những người này tưởng đơn giản như vậy, chúng ta không nên động thủ, trước xem lại nói. Ở đây đại đa số người không có tham gia lần trước thần ẩn thịnh hội, phong tỏa tin tức sau không biết Trương Huyền chân chính thực lực, nhưng thượng thôn âm diệp, chính là phi thường rõ ràng, hắn không rõ Trương Huyền vì sao phải nơi trồn yếu thế, muốn trước quan vọng. Nếu lưu tâm người, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít, đã có thuộc về chính mình một cây cân, đối với Trương Huyền thực lực, đã sớm đã không có lúc trước coi khinh chi tâm. Lại là một đêm qua đi, Trương Huyền lại lần nữa từ bế quan trung xuất hiện. Trương 1144 Phương Đông Thịnh Hội đương trương huyền lại lần nữa xuất quan khi thiên đã đại lượng trong khoảng thời gian này trương huyền mỗi ngày làm sự chính là xuất quan nghinh đón khiêu chiến sau đó chui vào một cái ẩn nấp trong sơn động tiến hành bế quan ở cái này thời gian cả tòa bồng lai đảo đã đại biến bộ dáng trên đảo cỏ dại đã biến mất các loại nhà gỗ dựng lên đông châu thần ẩn thế lực toàn bộ tập kết tự nhiên cũng ít không được một ít dùng cho giao dịch địa phương ngày thường này đó thế lực đều đóng cửa không ra, hiện giờ Đông Châu thịnh hội, khắp nơi tự nhiên không thể thiếu giao lưu, có hai cái chuyên môn dùng để dễ vật thị trường cũng bị người sáng lập ra tới. Sở đã đến người, đều thân xuyên áo dài, có chút nữ tính, thích hán phục phối hợp, ở chỗ này cũng không hề tâm lý cố kỵ xuyên ra tới, như vậy trang điểm sẽ không lọt vào đô thị những cái đó không hiểu ánh mắt. Bao gồm nam tính, trang điểm cũng đều phục cổ. Ở đảo biên mặt biển, có người xuyên tàu cô lập đứng ở một cái mục lục xoát thượng, một mình thả câu. Đảo nhỏ chung quanh, sương mù lượn lờ, nếu bỗng nhiên vừa thấy, có một loại mộng hồi đại đường cảm giác. Đây là Đông Châu Thịnh Hội, một cái chuyên môn vì luyện khí giả sở chuẩn bị thịnh hội. Nơi này hết thảy, cùng ngoại giới không hợp nhau, nhưng lại vô cùng phù hợp này và với thần thoại giữa tồn tại đảo nhỏ. Cả trai lẫn gái, người mặc áo dài, nếu lại có con ngựa trắng, thật chính là trận ấy kiếm thiên nhai hiệp khách. Trương Huyền lúc này đây xuất quan, không có lại giống như lúc trước như vậy, bị người gấp không chờ nổi hạ khiêu chiến. Tiết Kim hai nhà bị thua, làm người một lần nữa xem kỹ Trương Huyền thực lực, hắn thật sự chỉ là một chân bước vào ngưng khí trung kỳ. Có người đã bắt đầu hoài nghi cái này số liệu, rốt cuộc Trương Huyền thực lực cũng là bị người phỏng đoán ra tới, hiện tại, Kim Thế Huân cùng Tiết người hào đều bại, ai còn sẽ đem Trương Huyền coi như mới một chân bước vào ngưng khí trung kỳ. Chính là nếu Trương Huyền là ngưng khí trung kỳ cao thủ, hắn lúc ấy lại như thế nào cùng cung bổn tang từ chiến cái kiệt sức, còn đi bế quan chữa thương, chỉ là tưởng che giấu thực lực. Hiện tại muốn khiêu chiến Trương Huyền người, đều phải xem kỹ một phen, chính mình có hay không đánh bại Kim Thế Huân cùng Tiết người Hào kia phân thực lực. Kim Thế Huân cùng Tiết người Hào đều bại, lại đứng ra người, ít nhất đến một chân bước vào ngưng khí hậu kỳ. Ngưng khí hậu kỳ, nói đến nhẹ nhàng, nhưng cùng ngưng khí trung kỳ so sánh với đó là khác nhau như trời với đất A. Hiện tại đăng đảo 2.000 nhiều người, một chân bước vào ngưng khí hậu kỳ, dùng hai tay hai chân đều có thể số đến lại đây, trong đó đại bộ phận đều là nhãn hiệu lâu đời cao thủ, tự nhiên không có khả năng lại đi tranh một cái tương lai giáo chủ người được đề cử. Tuy rằng phương đông lục địa không có minh xác quy định tuổi, nhưng kia tuổi tác quá lớn, cũng không mặt mũi kết cục, thả lui một vạn bước giảng, liền tính một cái nhãn hiệu lâu đời cao thủ đánh bại trương huyền, hắn ở phía sau đầu phiếu chung, cũng không qua được này khảm. Tiết ra cùng kim gia đã thất bại, kế tiếp người ánh mắt, đều đặt ở đông doanh tám kỳ bộ cùng thiên chiếu bộ trên người. Ta, bổn nhiều thác thay, tiến đến khiêu chiến. Một người thân cao 2 mét tháp sắt tráng hán ra tiếng, đến từ đông doanh thiên chiếu. Hắn tuy rằng thân hình cao lớn, nhưng đồng dạng cho người ta một loại âm nhu cảm giác, hắn ăn mặc một thân hồng nhạt võ sĩ phục, cho người ta một loại biệt nữ đến trong lòng cảm giác. Bất quá, mọi người tuy rằng nhìn hắn biệt nữ, nhưng lại không dám ở mặt ngoài biểu hiện ra ngoài. bổn nhiều thắc thay, tuổi 32, đông doanh thiên chiếu bộ có tiếng cường giả, có người từng đồn đãi, nói hắn là đông doanh chiến quốc đệ nhất cường giả bổn nhiều trung thắng hậu đại, thực lực mạnh mẽ đáng sợ. Trương Huyền nhìn trước mặt này thân cao 2 mét, ăn mặc hồng nhạt quần áo đông doanh trắng hắn tràn đầy đều là không khỏe cảm. Ta, sắp đi vào ngưng khí hậu kỳ. Bổn nhiều thác thay nói chuyện phi thường ngắn gọn, hắn không chút nào cố kỵ làm cho mọi người mặt, nói ra thực lực của chính mình, từ điểm đó đủ để thuyết minh, hắn đối chính mình, có như thế nào tin tưởng. Sắp đi vào ngưng khí hậu kỳ. Trương huyền khóe miệng, gợi lên một mặt độ cung, hiện tại hắn, thực yêu cầu một cái đối thủ như vậy, tới hảo hảo đánh thượng một hồi. Suốt cuộc, trương huyền chân thật thực lực, cũng là ở cái này thiết điểm, so ngưng khí trung kỳ cường, so ngưng khí hậu kỳ nhược, bổn nhiều thác thay vũ khí là một phen chày sắt chày sắt trừng thành niên nữ tính cánh tay phẩm chất chày sắt hai đầu là hình thoi ngật đáp quang xem một cái liền cho người ta một loại uy hiếp cảm bổn nhiều thác thay rơi lên chày sắt nhẹ nhàng ra tiếng ta muốn động đương bổn nhiều thác thay thanh âm rơi xuống nháy mắt hắn đã xuất hiện tới rồi trương huyền trước mặt bổn nhiều thác thay tuy rằng nhìn qua cho người ta một loại âm nhu cảm giác nhưng hắn công kích hình thức lại phá lệ cuồng bạo trong tay chảy sắt đại khai đại hợp, này một phen trọng đạt gần một tấn chảy sắt, sinh sôi bị hắn vũ ra hoa tới. Đường chảy sắt nện ở mặt đất nháy mắt, núi đá nứt toạc. Xem chung quanh người hãi hùng khiếp phía. Này sắp đi vào ngưng khí hậu kỳ thực lực, sau ngưng khí trung kỳ, cường hãn không biết nhiều ít. Đối mặt bổn nhiều thác thay công kích, Trương Huyền còn cùng phía trước giống nhau, không ngừng né tránh, tới phân tích bổn nhiều thác thay công kích phương thức. Hai người chiến đấu, thực mau đánh ra lôi đài chung quanh núi đá bạo liệt mở ra đá vụn băng phi chiến phá lệ cuồng bạo trong nháy mắt mấy chục chiêu qua đi bổn nhiều thác thay còn ở tiến công trương huyền như cũ né tránh này trương huyền quả nhiên vẫn luôn đều ở che giấu thực lực ở bổn nhiều thác thay công kích hạ còn có thể căng lâu như vậy hắn phía trước cùng tiết người hào còn có kim thế huân đánh thời điểm căn bản là không dùng như thế nào toàn lực rất có thể hắn thắng lợi căn bản là không phải chờ tiết người hào cùng kim thế huân kiệt lực, mà là thực sự có kia nhất chiêu bại địch bản lĩnh. Các loại phân tích tiếng vang lên. Kim thế huân cùng tiết người hào cũng ở quan chiến danh sách, nhìn Trương Huyền ở bổn nhiều thác thay thủ hạ lần lượt hiểm nguy trùng trùng, hai người bọn họ tức khắc minh bạch, này Trương Huyền, cùng chính mình đánh khi, thật sự liền không có dùng toàn lực. Tiết người hào cùng Kim Thế Huân tự hỏi, chính mình đối thượng bổn nhiều thác thay, tuyệt đối chiếm không được chỗ tốt, nhưng Trương Huyền hiện tại, Nhìn như hiểm nguy trùng trùng, kỳ thật còn có bao nhiêu át chủ bài. Hắn cùng chính mình đánh khi, cũng là biểu hiện như vậy hiểm nguy trùng trùng a. À. Bổn nhiều thác thay lại lần nữa múa may một sử sau, đột nhiên dừng lại tiến công. Ân, như thế nào không đánh? Trương Huyền nhìn đứng ở phía trước Bổn nhiều thác thay, mấy chục chiêu qua đi, Trương Huyền đại khái đã thăm dò rõ ràng Bổn nhiều thác thay điểm mấu chốt, hắn không ngừng cố ý lộ một lần sơ hở, làm Bổn nhiều thác thay lấy ra toàn lực cuối cùng phát hiện bổn nhiều thác thay hạn mức cao nhất cũng liền ở kia cái này làm cho trương huyền đến ra một cái kết luận một cái đối chính mình hiện giai đoạn thực lực kết luận thực lực của chính mình tuy rằng vô pháp cùng ngưng khí hậu kỳ chính diện giao phong nhưng ngưng khí hậu kỳ dưới chính mình hẳn là vô địch chẳng sợ cái loại này một chân bước vào ngưng khí hậu kỳ cũng không phải chính mình đối thủ bổn nhiều thác thay cầm xử hít sâu một hơi hướng trương huyền nói lấy ra chân chính thực lực chúng ta đánh một hồi đi. Chân chính thực lực, Trương Huyền trên mặt tươi cười càng ngày càng thịt, nếu ngươi như vậy yêu cầu, như vậy, hảo. Trương Huyền bàn tay một phen, một phen màu tím trường kiếm hư ảnh, ở trong tay hắn ngưng kết. Ở nơi xa quan chiến thượng thôn âm diệp, ở nhìn đến Trương Huyền trong tay màu tím trường kiếm hư ảnh khi, đồng tử co rụt lại, hắn còn nhớ rõ rõ ràng, mại lạc chính là tại đây nhất kiếm hạ, bị trọng thương. Bổn nhiều thác thay thấy Trương Huyền lượng xuất binh khí, mặt lộ tươi cười, hảo, đến đây đi, làm ta thấy gặp người chân chính thực lực. Trương Huyền khẽ lắc đầu, người không thấy được. Trương Huyền cánh tay hoành hoa, màu tím hư ảnh chợt lóe rồi biến mất, bổn nhiều thác thay hoành ở trong tay chảy sắt, với trung gian đứt gãy. Trương 1145 người còn bế quan. Nhất chiêu, bị đứt tay trung binh khí. Bổn nhiều thác thay nhìn trong tay lề sách sắc bén hai đoạn chảy sắt, lăng tại chỗ, hắn vừa mới, căn bản là không thấy rõ Trương Huyền động tác, thậm chí cái gì cũng chưa cảm giác được, chỉ có trong tay một nhẹ, lại sau đó, binh khí chặt đứt. Bổn nhiều thác thay rất rõ ràng, nếu vừa mới, Trương Huyền mục tiêu, không phải chính mình binh khí, mà là đầu mình nói, như vậy hiện tại đoạn, nhưng chính là chính mình cổ. Bổn nhiều thác thay trong tay hai đoạn chày sắt tự nhiên rơi xuống đất, phát ra một tiếng trọng vang. Ta bại, bất đồng với lúc trước tiết người hào cùng Kim Thế Huân, Bổn nhiều thác thay lần này bại, là tâm phục khẩu phục. Chung quanh quan chiến người nhìn như vậy một màn, cũng đều ngây người không thôi, nguyên bản ở bọn họ xem ra, có thể cùng ngưng khí lúc đầu cung bổn tang từ bất phân thắng bại Trương Huyền, hiện tại thế nhưng nhất chiêu bại bổn nhiều thác thay. Trong đám người tiết người hào cùng Kim Thế Huân sắc mặt một trận nan kham, hai người bọn họ lúc trước, còn thả ra hào ngôn, muốn nhiều ít chiêu bại Trương Huyền, kết quả hiện tại mới rõ ràng chính mình căn bản là liền đối phương chân thật thực lực cũng chưa làm rõ ràng liền ở kia phóng đại lời nói hiện tại hồi tưởng lên buồn cười đến cực điểm bổn nhiều thác thay đã nhận thua trương huyền cũng không tiếp tục lại ra tay tất yếu cánh tay vung lên trong tay màu tím trường kiếm hư ảnh biến mất bổn nhiều thác thay hướng trương huyền thâm cúc một cung theo sau thối lui đến trong đám người trương huyền nhìn quét tứ phương nhàn nhạt mở miệng còn có muốn khiêu chiến sao ha 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 một đạo tiếng cười to vang lên, áo tăng từ trong đám người đi ra, người lần này nhưng thật ra khác thường, không bế quan chữa thương. Nga đối, Trương Huyền lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng lớn tiếng nói, ta bị thương, muốn bế quan chữa thương, khiêu chiến bài sau. Trương Huyền nói xong, thân hình hóa thành một đạo ảo ảnh, biến mất ở mọi người trong mắt. Nhìn biến mất Trương Huyền, quan chiến đám người, cơ hồ là đồng thời hít sâu một hơi, đều có một loại nhịn không được muốn bạo thô khẩu xúc động ở phía trước hai ngày trương huyền nói chữa thương bọn họ thật coi như trương huyền bị thương đi dưỡng thương nhưng hiện tại ai có thể tin người chữa thương người nhất chiêu cho người ta binh khí đều chặt đứt người nói người muốn chữa thương còn có người này chữa thương áo tang không hỏi người còn cấp đã quên đúng không người liệu cái gì thương đâu hiện tại ai muốn còn có thể tin tưởng trương huyền này chữa thương chuyện ma quỷ ai chính là đầu óc có phao ban đầu cùng ngưng khí lúc đầu đánh người muốn chữa thương, cùng ngưng khí trung kỳ đánh người muốn chữa thương, hiện tại cùng sắp đi vào ngưng khí hậu kỳ bổn nhiều thác thay đánh, người còn chữa thương. Người nếu muốn dùng chữa thương lấy cớ này, người nhưng thật ra đừng nhất chiêu cho nhân ra binh khí đều chặt đứt an ngươi. Đối với trương huyền chuyện ma quỷ, hiện tại không có người gặp lại tin tưởng, mà đối với trương huyền thực lực, mọi người cấp ra đánh giá cũng chỉ có bốn chữ. Sâu không lường được. Điểm này, cũng là Trương Huyền mấy ngày nay muốn đạt tới mục đích. Thần ẩn Đông Châu sẽ bên trong, có bao nhiêu cao thủ, Trương Huyền không biết, này đó cao thủ, có bao nhiêu là đối chính mình có địch ý, Trương Huyền cũng không biết, nhưng áo tang nếu đã nhắc nhở chính mình phải cẩn thận, vậy chứng minh, nơi này, khẳng định có đối chính mình có uy hiếp tồn tại. Trương Huyền là cái gì thực lực, áo tang là rõ ràng, nếu áo tang đều nói lời này, Trương Huyền liền nhất định phải vì chính mình nghĩ cách. Trương Huyền tưởng biện pháp, không phải cái loại này sát phạt quyết đoán gạt bỏ phiền toái hắn làm là cho chính mình tạo thế làm ra một bộ sâu không lường được chi thế trên thực tế trương huyền đánh lùi bổn nhiều thác thay đã là dùng toàn lực nhưng ở người khác trong mắt trương huyền là dùng toàn lực sao đánh ngưng khí lúc đầu cũng là trước khiêng mấy chục chiêu lại ra tay đánh ngưng khí trung kỳ vẫn là khiêng mấy chục chiêu lại ra tay đánh bổn nhiều thác thay cũng giống nhau thực lực của hắn giống như liền không có hạn mức cao nhất giống nhau. Trương Huyền mấy ngày nay hành vi chính là ở tạo thế. Đương nhiên, tạo thế là một phương diện, về phương diện khác là phân tán địch nhân lực chú ý. Nếu ngay từ đầu, Trương Huyền liền biểu hiện cường đại vô song, như vậy Kim gia cùng Tiết gia tuyệt đối sẽ ở trước tiên liên hợp lại, nghĩ cách đối phó Trương Huyền. Nhưng cố tình, Trương Huyền cho người ta một loại lại cường một chút là có thể lấy đi phương đông lục địa giáo chủ người được đề cử thân phận cảm giác, cái này làm cho tiết ra cùng kim ra, thực tự nhiên đem mục tiêu đặt ở đối phương trên người, đem đối phương trở thành chính mình chướng ngại vật, ngược lại đem Trương Huyền xem nhẹ rất. Sự thật chứng minh, Trương Huyền cách làm là thành công, tiết ra cùng kim ra từ lúc ban đầu khắc khẩu, đã phát triển tới rồi động thủ, làm này hai nhà liên hợp, tạm thời là không có gì khả năng. Tại đây, ở Trương Huyền cho người ta này phiên sâu không lường được cảm giác hạ, hơn nữa kim ra cùng tiết ra hiện tại như nước với lửa không khí, nếu không có quá lớn ngoài ý muốn, Trương Huyền này giáo chủ người được đề cử một vị, rất có thể liền phải chứng thực. Đương nhiên, này trong đó cũng không bài trừ còn có dấu ở âm thầm thế lực, cùng với vẫn luôn như rắn độc dấu ở nơi đó tám kỳ bộ, này đó đều là tiềm tàng uy hiếp. Đương Trương Huyền bế quan khi, trên đảo mọi người lưu đến nhiều nhất đề tài, đó là suy đoán, Ngưng khí hậu kỳ có không đánh thắng được Trương Huyền. Đại đa số người cho rằng vẫn là khả năng. Nếu Ngưng khí hậu kỳ đều không phải Trương Huyền đối thủ, kia chẳng phải là nói Trương Huyền đã bước vào phú thần cảnh. Hơn 20 tuổi phú thần cảnh, có thể sao? Không chút nào khoa trương nói, có chút Ngưng khí hậu kỳ cao thủ, hết cả đời này cũng chưa gặp qua phú thần cảnh phong thái. Phú thần cảnh, trung gian mang một cái thần tự, thuyết minh rất nhiều vấn đề. Nhưng, ngưng khí hậu kỳ có thể đánh quá Trương Huyền, lại như thế nào? Kim gia cùng Tiết gia đã bại, lúc ấy khen hạ như vậy đại cửa biển, chẳng lẽ, hiện tại còn không biết xấu hổ phái ra thế hệ trước ngưng khí hậu kỳ cao thủ đi chèn ép Trương Huyền. Như vậy liền tính thắng, chỉ sợ đều sẽ không bị thừa nhận. Nếu, không có trẻ tuổi ngưng khí cao thủ ra tới khiêu chiến nói, chỉ sợ, lần này sự, liền định ra A. 8 giờ qua đi, đương Trương Huyền lại lần nữa xuất quan thời điểm đã không có người nhắc tới xuất sắc chiến lần này thần ẩn phương đông sẽ đã từ khiêu chiến biến thành giao lưu ở trương huyền xuất quan một giờ sau một người tám kỳ bộ ninja ngồi không yên làm ta đi ta không tin này họ Trương có thể nhảy ra cái gì lãng tới ta từng cùng bổn nhiều thác thay giao thủ mấy lần thắng thua nửa nọ nửa kia hắn đánh thắng được bổn nhiều thác thay không nhất định đánh thắng được ta kia nhất chiêu ta không cho rằng là tùy tay nhất chiêu rất có thể có sức lực. Tám kỳ bộ một người nhìn ra hướng Trương Huyền khởi sướng khiêu chiến, còn không chờ tự báo danh húy, đã bị Trương Huyền nhất kiếm chém rất đầu, thẳng đến chết, tên này nhìn ra đôi mắt còn trừng tròn xoe. Nhất chiêu, vẫn là nhất chiêu. Lúc này đây, Trương Huyền đoạn rất, không phải người binh khí, mà là đầu. Đây cũng là Trương Huyền lần đầu tiên ở khiêu chiến giữa giết người, hắn hành vi, nói cho mọi người, khiêu chiến, không phải không có nguy hiểm, ai đều có thể tới. Nguyên bản, trong lén lút có người còn nói Trương Huyền, đối mặt người khiêu chiến, chỉ là đánh bại, lòng mềm yếu, loại người này liền tính thực lực mạnh mẽ, cũng không có gì tiền đồ. Nhưng hiện tại, mềm lòng. Này rõ ràng chính là sát phạt quyết đoán a, chém một người đầu, mặt vô biểu tình. Thực lực cao thâm khó đoán, tính cách sát phạt quyết đoán. Trương Huyền lại lần nữa làm một ít muốn tới khiêu chiến thử xem người lui bước. Tưởng khiêu chiến người đến nghĩ kỹ, chính mình có thể hay không sống sót. Ta muốn bế quan, chữa thương. Trảm rất tám kỳ bộ ra sau, Trương Huyền lại lần nữa nói ra lời này. Liền ở Trương Huyền bế quan trong lúc, một đạo tiếng quát từ bồng lai đảo tối cao kia chỗ vách núi điên vang lên. Thần ẩn hội phương đông lục địa quản sự ra tới. Bảy tên thân xuyên đạo bào người, đứng ở vách núi điên, đúng là cửa cục thất tinh bắt đầu. Này bảy người đã sớm tới rồi cũng có không ít người phía trước liền gặp qua bọn họ nhưng cũng không rõ ràng bọn họ ra sao thân phận thiên su một đạo tiếng quát làm trên đảo hoạt động mọi người đều tụ tập đến vách núi hạ theo sau đem ánh mắt tập trung đến áo tang trên người mọi người đều biết ở thần ẩn hội phương đông lục địa áo tang vẫn luôn là sở tranh người phát ngôn áo tang ngẩng đầu nhìn về phía trên không ra tiếng nói nguyên lai là cửu cục bảy vị lão hiếu không biết tới ta phương đông sẽ có việc gì sao a à? Áo tang cũng đã sớm phát hiện thất tinh bắt đầu bảy người, nhưng vẫn luôn cũng chưa nói toạc, cũng không chủ động đi tiếp đón. Sống đến áo tang bọn họ cái này số tuổi, đối rất nhiều chuyện, đã xem đến rất rõ ràng. Ở nhìn đến thất tinh bắt đầu xuất hiện thời điểm, áo tang liền biết này bảy người người tới không có ý tốt, nhưng hắn cũng không chủ động đi phản ứng, hắn biết, những người này nếu là chủ động tới này, khẳng định có bọn họ nhịn không được thời điểm. Ha ha, thiên su phát ra một đạo tiếng cười, ta tới là muốn hỏi thanh một sự kiện, các người thần ẩn hội thật đúng là lấy giữ gìn thế giới luyện khí giả hòa bình làm nhiệm vụ của mình. Tự nhiên, áo tang khoanh tay mà đứng, không biết lão hiếu hỏi cái này sự là ý gì, chúng ta thần ẩn hội tồn tại mục đích, mọi người đều biết. Nếu là liền hảo, thiên su gật gật đầu, theo sau liền thấy hắn mũi chân một điểm, từ vách núi điên phiêu nhiên mà xuống, rơi trên mặt đất, trong lúc lơ đắng thể hiện rồi một phen thực lực, nếu, các ngươi thần ẩn hội lấy giữ gìn luyện khí giả hòa bình làm nhiệm vụ của mình. Ta không rõ, các người này phương đông lục địa giáo chủ người được đề cử, vì sao phải công nhiên khiêu khích ta cửu cục, vũ nhục ta cửu cục. Nói đến lúc này, thiên su trên mặt tươi cười nháy mắt biến mất, ngữ khí cũng biến thành tàn khốc, chẳng lẽ, ở các ngươi trong mắt, ta cửu cục là nhậm người đắn đo mềm quả hồng. Vẫn là nói, các ngươi thần ẩn hội, căn bản là không nghĩ thừa nhận chúng ta cửu cục luyện khí giả thân phận. Thiên su bồi nói chuyện, nói ở đây người sửng sốt. Phương Đông Lục Địa tương lai giáo chủ người được đề cử, công nhiên khiêu khích cửu cục, vũ nhục cửu cục. Áo tang sắc mặt hơi hơi có chút khó coi, hắn rốt cuộc biết, này bảy người vì cái gì đã đến sau vẫn luôn không hé răng, thẳng đến hôm nay nói chuyện, bọn họ đây là tới tìm Trương Huyền phiền toái A. Kim gia cùng tiết gia người nghe thế phiên lời nói, trên mặt đều không cấm lộ ra mừng thầm thần sắc. Công nhiên khiêu khích cửu cục, vũ nhục cửu cục. Chuyện này có thể dùng vài loại phương pháp tới lý giải. Ở hiện tại cái này giai đoạn, bằng vào này một câu là có thể cấp họ trương khấu thượng đỉnh đầu cố ý nhiễu loạn luyện khí giả thế giới hòa bình, chủ động khơi mào chiến đấu mũ, này đỉnh đầu mũ khấu đi lên, lấy thần ẩn hội vâng chịu gắn bó luyện khí giả thế giới ổn định hòa bình nguyên tắc, đó chính là ở điên đảo thần ẩn hội bên trong quy củ A, như vậy một người, dựa vào cái gì làm giáo chủ người được đề cử. Tiết ra cùng kim ra người, trong lòng đã đánh lên bàn tính, nếu việc này vẫn tác hảo, chẳng sợ hắn Trương Huyền có lại cường thực lực, hắn cũng không tư cách này ngồi vào vị trí này thường. Đồng dạng, tám kỳ bộ người phụ trách thượng thôn âm diệp, đôi mắt cũng chuyển cái không ngừng, đã nghĩ đến nên như thế nào lấy chuyện này tới làm văn. Phía trước khiêu chiến, kim gia, tiết gia, thiên chiếu bộ, tám kỳ bộ, đều hướng Trương Huyền ra tay, nhưng Trương Huyền duy độc chảm rất tám kỳ bộ người, điểm này, làm thượng thôn âm diệp rất là bực bội. Hơn nữa ở thánh thành thần ẩn thịnh hội kia một lần, thượng thôn âm diệp đứng ở mại lạc bên kia, đã từng ra tay ngăn trở phương Đông Vân Khởi, ở điểm này, hai bên cũng đã kết hạ sống núi. Thiên su lão hiểu, ta không rõ người ý tứ, áo tang ra tiếng, người nói chúng ta giáo chủ người được đề cử công nhiên vũ nhục cửu cục, nhưng chúng ta chưa từng có nghe nói qua như vậy sự. Nghe nói, hư, đang ở trên vách núi thiên toàn cũng là thả người nhảy, hư lạnh một tiếng, chúng ta đại biểu cửu cục ra nhiệm vụ, này trẻ con, kêu gào ta chờ, không phải vũ nhục cửu cục, lại là cái gì? Phải đợi các ngươi nghe nói, các ngươi nếu tưởng khơi màu cửu cục cùng thần ẩn hội chi gian tranh đấu, chúng ta thất tinh bắt đầu, cũng sẽ không bị một trẻ con, cưỡi ở trên đầu. Thất tinh bắt đầu, còn lại 5 người, cũng sôi nổi rơi xuống, bọn họ sở bày ra ra thực lực, cực kỳ cường đại. Ngọc Hành mở miệng, chuyện này nếu không cho chúng ta cái công đạo, chỉ sợ không qua được bảy người riêng chờ ở lúc này mở miệng chính là bọn họ bắt được một cái tâm lý ở đây bên trong không riêng bọn họ bảy người đối địch trương huyền đồng dạng có thần ẩn hội bên trong người đối địch trương huyền áo tang ta cần phải nói câu công đạo lời nói tiết ra quản sự người ra tiếng chúng ta kính trọng sở tranh đại nhân sở tranh đại nhân như thế nào khâm định hắn người được đề cử chúng ta sẽ không hỏi đến nhưng này người được đề cử về sau là muốn dẫn dắt toàn bộ phương đông lục địa nếu tâm tính bất chính nói chẳng sợ thực lực lại cường cũng không nức đảm nhiệm này phương đông lục địa giáo chủ một vị a à. đúng vậy thượng thôn âm diệp phát ra một tiếng cười lạnh các người hẻ oi bức có câu nói gọi là đức không xứng vị nếu thật là như vậy một cái làm lơ thần ẩn hội quy củ người đảm nhiệm phương đông lục địa giáo chủ ta cái thứ nhất không phục chúng ta kim gia cũng không đồng ý áo tang đại nhân tuy rằng chúng ta nhẹ giọng hơi nhưng chuyện này đích xác có chút không hợp quy củ có tiểu thế lực người mở miệng bọn họ đứng ở khác đội ngũ. Về tiết ra cùng kim ra những người này sẽ đứng ra nói chuyện, áo tăng một chút đều không cảm giác ngoài ý muốn. Hiện tại bọn họ, hận không thể bắt lấy một cái điểm trực tiếp cấp trương huyền đánh vào vực sâu mới hảo. Phương Đông Vân khởi cùng Tần Minh đứng ở trong đám người, mày cũng là nhân lại, nếu khấu thượng đỉnh đầu không tuân thủ thần ẩn hội quy củ, thậm chí công nhiên khơi màu luyện khí giả chiến tranh mũ, trương huyền này người được đề cử thân phận, tuyệt đối giữ không nổi, chẳng sợ phương đông lục địa siêu nhiên với mặt khác mấy châu, nhưng thần ẩn hội tổng bộ cũng sẽ không ngồi xem chuyện này mặc kệ. Bảy vị lão hiếu, tạm thời đừng nóng này. Hiện tại áo tang cũng chỉ có thể dùng một cái kéo tự quyết, hắn căn bản là không biết trong đó đã xảy ra chuyện gì, hết thảy đều phải chờ hỏi thanh trương huyền mới hảo xử lý. Hiện tại người được đề cử bế quan dưỡng thương, bảy vị lão hiếu tạm thời tại đây trên đảo nghỉ ngơi một chút, chờ tuyển người xuất quan, ta sẽ cho vài vị một cái vừa lòng hồi đáp. Thiên Xu hừ lạnh một tiếng, áo tang, ta cảnh cáo ngươi, không cần chơi đa dạng, nếu các ngươi thần ẩn hội thật là không đem chúng ta cửu cục để vào mắt, chúng ta cửu cục cũng không phải nhậm người khi dễ, nếu phát động chiến tranh, ta tưởng, bằng vào ngươi áo tang, còn vô pháp gánh nổi trách nhiệm đi. Chúng ta đi. Thiên Xu nói xong, phẩy tay áo một cái khẩu, mang theo dư lại sáu người rời đi. Bọn họ hiện tại mục đích đã đạt tới, căn bản không cần bọn họ làm cái gì, chỉ cần hôm nay, dưới tình huống như vậy đem nên nói nói, Đông Châu thần ẩn hội bên trong, tự nhiên đại loạn, có rất nhiều người, muốn đối phó Trương Huyền. Đường thất tinh bắt đầu rời đi sau, trong đám người vang lên từng trận nói nhỏ thanh. Không cần tưởng, đều biết này đó nói nhỏ thanh đều ở thảo luận chính là cái gì. Thượng thôn âm diệp khi trước mở miệng, áo tang, chuyện này vô luận như thế nào, ta đều sẽ hội báo đi lên, làm mặt trên tới làm quyết sách. Ta tiết ra cũng sẽ tiết ra người ra tiếng. Kim ra người không có mở miệng, nhưng lấy bọn họ lập trường mà nói, kia tuyệt đối sẽ không từ bỏ tốt như vậy cơ hội. Đối với tám kỳ bộ cùng tiết ra tỏ thái độ, áo tang không có mở miệng, hắn hiện tại phải làm, chính là đi trước tìm Trương Huyền làm minh bạch này trung gian rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Bất quá Trương Huyền tuyên bố bế quan, hắn bế quan địa phương vẫn luôn thực ẩn nấp, áo tang cũng tìm không thấy. Đường Trương Huyền lại lần nữa lộ diện khi, đã là 8 giờ lúc sau, sắc trời đại lượng. Ở cái này thời gian giữa, về một cái trương huyền chủ động khơi màu thần ẩn hội cùng hè oi bức cử cuộc chiến tranh tin tức, đã truyền đi ra ngoài. Sự tình liền bãi tại nơi đó, nên đem chuyện này như thế nào thêm mắm thêm muối, những cái đó đối lần này giáo chủ người được đề cử có dự mưu thế lực, phi thường rõ ràng muốn như thế nào làm. Áo tang thành thúc không có nhắm mắt, hắn cùng Phương Đông Vân khởi, còn có tần minh, này một đêm đều bảo trì trầm mặc. Trương Huyền lộ diện sau, áo tang ba người trước tiên liền tìm thượng Trương Huyền, Trần Thuật ở Trương Huyền bế quan này 8 giờ nội phát sinh sự. Trương Huyền hừ lạnh một tiếng, này bảy cái lão tạp mau, bản lĩnh khác không có, cáo trạng bản lĩnh nhưng thật ra nhất lưu. Người thật sự nhục mạ bọn họ, áo tang hỏi. Mắng, Trương Huyền không chút nào phủ nhận gật đầu, cấp kia bảy cái lão tạp mau nói, không bằng đại gia kéo ra trận trượng đánh thượng một hồi. Trương Huyền nói chuyện thanh âm rất lớn, một chút cố kỵ đều không có, bị người có tâm nghe được trong tai, truyền đi ra ngoài. Thực mau, thứ nhất tin tức ở trên đảo truyền khai. Này tin tức nội dung là, Trương Huyền đã tỏ thái độ, muốn khơi màu thần ẩn hội cùng cửu cục chi gian chiến tranh. Hắn muốn phá hư luyện khí giả thế giới ổn định. Này tin tức vừa ra, các thế lực lớn đã sớm an bài đi xuống người, lập tức ra tiếng. Người này dục muốn điên đảo thần ẩn hội bản chất. Loại người này muốn ngồi trên giáo chủ một vị, sẽ hủy hoại toàn bộ thần ẩn hội. Không ngừng là đơn thuần hủy hoại thần ẩn hội đơn giản như vậy, hắn tâm tính ác độc, chỉ sợ, muốn nhắc lên lớn hơn nữa chiến tranh. Cửu cục khả năng chỉ là hắn một cái ván cầu, loại người này, liền tính thực lực đạt tiêu chuẩn, nhưng ở đầu phiếu bình chọn thượng, ta tuyệt đối sẽ không tuyển hắn. Đúng vậy, đầu phiếu bình chọn, đều không cần tuyển hắn. Như vậy thanh âm, truyền khắp bồng lai đảo. Tuy rằng trên đảo đại đa số người đều biết, chuyện này phát triển đến bây giờ, truyền ra như vậy thanh âm, đều là có thế lực ở sau lưng vận tác, nhưng cho dù biết này trong đó nội tình lại như thế nào, nếu Trương Huyền không cho ra một hợp lý giải thích, này đỉnh đầu mũ, có thể đem hắn áp chết. Những cái đó tử chung với sở tranh thế lực, hiện tại muốn vì Trương Huyền nói chuyện, cũng không biết nên như thế nào mở miệng, rốt cuộc, Trương Huyền ở suốt quan sau, chính miệng nói qua, không bằng làm cửu cục kia bảy người kéo ra trận trượng cùng hắn đánh một hồi, này nói rõ là ở tuyên chiến nếu là khác thế lực, tuyên chiến cũng liền tuyên chiến. Nhưng cố tình, thần ẩn hội đặc thù tồn tại tính, tuyên chiến loại này lời nói, không nên từ thần ẩn hội thành viên trong miệng nói ra. Lên án công khai thanh âm, truyền khắp cả tòa bồng lai đảo, hiện tại đã không ai lại hướng trương huyền khiêu chiến, tất cả đều đem tâm tư đặt ở chuyện này thượng thượng thôn âm diệp đám người, đang chờ thần ẩn hội tổng bộ bên kia truyền đến tin tức. Trên đảo người, đều ở lấy trương huyền vì trung tâm, làm đủ loại sự trái lại trương huyền xuất quan sau nhàn nhã đi vào đảo biên ngồi ở một cái mộc lục soát thượng tự chế một cây cần câu học cổ đại tiên hiền thả câu nhìn dáng vẻ ngươi là một chút đều không nóng nảy a à. áo tang khàn khàn thanh âm ở trương huyền phía sau vang lên trương huyền liền đầu cũng chưa hồi một chút mắt nhìn phía trước mặt biển ra tiếng nói loại sự tình này có cái gì hảo suốt ruột một đám nhảy nhót vai hề bọn họ tưởng nhảy nhót liền làm cho bọn họ nhảy nhót đi thôi Áo tang đề tài vừa chuyển, người này có thể câu thượng cá sao? Câu không thượng, Trương Huyền lắc đầu, nơi này sóng biển mạnh như vậy, ta lại là trùy câu, còn không có mồi câu, lấy cái gì câu? Vậy ngươi là ở dưỡng tâm lạc? Ta tuổi này, dưỡng cái gì tâm? Đó là các người tuổi đại nhân tài làm sự. Trương Huyền hơi hơi mỉm cười, nhìn mặt biển, ta chẳng qua là đang xem, một đám ở trong biển không biết khi nào sẽ đột nhiên tiêu vong con cá, vì một cái không có nhị trùy câu, qua lại tranh đấu quá trình. Áo tang đột nhiên lăng ở Trương Huyền phía sau. Con cá, Trương Huyền nói chung, dù có điều chỉ a. À. Sau một lúc lâu, áo tang lắc lắc đầu, hắn gặp qua rất nhiều thanh niên tuấn kiệt, duy chỉ có Trương Huyền, cho hắn một loại liền hắn đều nhìn không thấu cảm giác thần bí. Này một cái tuổi không lớn thanh niên, tổng hội cho người ta một loại át chủ bài vô hạn cảm giác. Bồng lai đảo biên, mây mù lượn lờ, một cái mục lục xoát, một người thả câu, một thân áo tan đấu lạp, đứng phía sau, an tĩnh không nói. Bồng lai đảo thượng lên án công khai Trương Huyền thanh âm càng lúc càng lớn, Trương Huyền muốn trích đi phương đông lục địa giáo chủ người được đề cử thân phận sự phản phất đã thành định bút. Hiện tại, trên đảo, kim gia cùng tiết ra lại một lần đấu lên, đương Trương Huyền trích đi người được đề cử thân phận một chuyện đã thành kết cục đã định khi, hiện tại, bọn họ muốn tranh chính là kế tiếp người được đề cử thân phận. Có người nói, đã nhìn đến cao ly kim ra cùng hẻ oi bức tiết ra đánh lên. Bồng lai đảo thượng, phương đông thịnh hội, tuy rằng chỉ có 2.000 người, nhưng tại đây 2.000 người bên trong sở quấn quanh phức tạp quan hệ, làm rất nhiều người chơi cả đời đều không nhất định chơi chuyển. Trước một giây còn cười hì hì hai người, rất có khả năng sau một giây liền việc binh đao tương hướng, ở về phương đông lục địa tương lai giáo chủ người được đề cử loại này thật lớn ích lợi sử dụng hạ, mỗi người đều tỉ thí luyện trên đảo học viên càng thêm có thể nhận rõ hiện thực. Đương một châu giáo chủ, cái loại này sẽ làm người điên cuồng Thất tinh bắt đầu, với Thái Dương rơi xuống hải bình tuyến trước, lại lần nữa xuất hiện Trương huyền tiểu nhi ở đâu, khi nào có thể cho chúng ta hồi đáp Hiện tại trên đảo, ai ở quản sự, thất tinh lão đại thiên su mở miệng Đạo hữu đừng vội, tiết ra dẫn đầu người chủ động đứng dậy, thay thế áo tan tiến hành hồi phục Từ điểm đó cũng có thể nhìn ra bọn họ tâm thái, đã cho rằng, sở tranh thời đại đi qua hắn khâm định người được đề cử cũng đem lạc tuyển tiết ra dẫn đầu người nói cho thiên su lúc này đã đăng báo tổng bộ tổng bộ truyền đến tin tức sáng mai sẽ có đặc sứ tiến đến cấp đạo hữu một cái vừa lòng hồi đáp đến nối kia trương huyền tiểu nhi trái với thần ẩn hội quy định chủ động khơi mào chiến tranh một chuyện cũng sẽ có cái kết luận hảo vậy ngày mai ngày mai buổi sáng ta chờ các ngươi hồi đáp thiên su mở miệng nhất định thiên su lại lần nữa dẫn người rời đi ước định sáng mai lại qua đây vấn tội. Trương Huyền lúc này như cũ ngồi ở đảo biên một lục xoát nội, áo tang như cũ đứng ở Trương Huyền phía sau, này mặt biển hạ du ngư giống như có nào đó ma lực hấp dẫn hai người một ngày. Thiếu chủ, không hảo. Tần Minh vào tới đảo biên đánh vỡ này cả ngày đảo biên bình tĩnh, vừa mới thu được tin tức tổng bộ bên kia an bài đặc sứ tiến đến, ngày mai buổi sáng liền đến. Tần Minh đầy mặt nôn nóng, hiện tại trên đảo báo đi lên tin tức là Trương Huyền hoàn toàn vi phạm thần ẩn hội nguyên tắc, tổng bộ phái ra đặc sứ tiến đến, chỉ có một khả năng, chính là hỏi trách. Trương Huyền thu hồi rũ một ngày cần câu, quay đầu hướng Tần Minh cười cười, Tần Minh tiền bối, không cần để ý này đó, có đặc sứ tới, làm hắn tới hảo. Tần Minh thấy Trương Huyền này một bước không sao cả bộ dáng, đứng ở kia lo lắng xuông, chỉ có thể đem hy vọng đặt ở áo tang trên người, hy vọng áo tang khuyên nhủ, áo tang, người xem thiếu chủ hắn. Đừng lo lắng, áo tang đi tới, vỗ vỗ tần minh bả vai, trương huyền không phải ngu xuẩn, hiện tại sự tình phát triển đến dáng vẻ này, hắn xem so với ai khác đều rõ ràng, hắn biết giải quyết như thế nào. Nhưng hiện tại, tần minh như cũng nôn nóng, hiện tại trên đảo những cái đó bất lợi với thiếu chủ thanh âm đã càng lúc càng lớn, bọn họ hiện tại là cố ý cấp thiếu chủ tâm bốc, nếu này mũ mang thật, liền tính sở tranh đại nhân lộ diện, Tổng bộ bên kia đều không nhất định cấp cái này mặt mũi A, à. chẳng lẽ thật làm tiết ra cùng kim ra kia chờ nhân vật, ngồi trên giáo chủ chi vị sao? Yên tâm, một bên Trương Huyền đột nhiên ra tiếng, chỉ cần ta không nghĩ làm vị trí này, liền không tới phiên người khác, sáng mai A, à, tuy rằng có chút hấp tấp, nhưng cũng hẳn là có thể tới kịp, liền chờ sáng mai đi, thông chi kia bảy cái lão tạp mau, tưởng đối phó ta, sáng mai ngàn vạn không cần vắng họp. Trương Huyền lưu lại một câu, nhảy xuống một lục soát theo sau chiều đảo nhỏ chỗ sâu trong đi đến chỉ chưa cấp áo tan cùng tần minh một cái bóng dáng ngày hôm sau sáng sớm tuy rằng trên đảo hoàn cảnh thực đơn sơ nhưng vẫn là vì sáng nay phải tiến hành lên án công khai dựng một cái giản dị hội trường hội trường vì hình tròn ở chính giữa nhất có một cái ghế là để lại cho trương huyền này ghế dựa tuy rằng ở vào trung tâm đế vương vị nhưng có người trong lén lút đã đem này trương ghế dựa gọi là hình pháp ghế Trương Huyền sắp sửa ở mọi người tầm mắt trung tâm, ngồi trên này đem ghế trên, chờ đợi tổng bộ đặc sứ tuyên án. Trời còn chưa sáng khi, Kim ra, Tiết ra, còn có tám kỳ bộ người, cũng đã gấp không chờ nổi đi vào này chỗ hội trường, bên ngoài viên vị trí thượng tìm địa phương ngồi xuống. Đường Thái Dương hoàn toàn dâng lên, giọt sương nhỏ giọt trong rừng lá cây khi, này giản dị lộ thiên hội trường, đã ngồi đầy người. Áo tang, tần minh, phương đông vân khởi đám người, cũng đều trình diện bảy đạo thân xuyên đạo bào thân ảnh, dừng ở này hình tròn hội trường bên trong. Thiên su rơi xuống đất, liền nhìn quét tứ phương, trương huyền tiểu nhi ở đâu. Hôm nay cần thiết cho chúng ta cái cách nói, nếu các người thần ẩn hội thật muốn cùng cửu cục khai chiến, chúng ta đây bảy cái lão ra hỏa, liền thế cửu cục, tiếp được này chiến. Thiên su một mở miệng, liền lấy ra chiến sự làm văn, bởi vì hắn biết rõ, đây là nhất có thể bắt chẹt trương huyền một cái điểm đến nỗi thần ẩn hội thật cùng cửu cục khai chiến, tuyệt đối không có khả năng. Trước không nói thần ẩn hội tồn tại nguyên tắc, chính là cửu cục đại biểu hè oi bước điểm này, thần ẩn hội cũng sẽ không làm ra cùng cửu cục khai chiến chuyện này. Thiên su đạo hữu bất giận, tiết ra người phụ trách đứng dậy, ra tiếng nói, lập tức tổng bộ đặc sứ liền phải đã đến, sẽ tuyên án kết quả, ta bảo đảm, chúng ta thần ẩn hội, tuyệt đối sẽ không làm ra chủ động khơi màu chiến tranh loại sự tình này, nếu có loại người này, cũng không xứng trở thành thần ẩn hội một viên. Không tồi, kim gia người ở một bên hát đệm. Không ít phụ thuộc vào tiết gia cùng kim gia loại nhỏ thế lực, cũng đều vào lúc này mở miệng. Nói nhau nhau xảo, xảo cái gì xảo. Một đạo bất mãn thanh âm vang lên, liền thấy trương huyền đánh ngáp, chậm gì gì đi đến này hội trường trung ương, nhìn thoáng qua bãi ở trung ương kia trương ghế dựa sau, tùy tiện ngồi đi lên, đương ngồi ổn sau, trương huyền dựa vào ghế dựa trên lưng, còn nâng lên một chân, đạp lên ghế dựa bên cạnh, một bộ sơn đại vương tư thế. Thấy Trương Huyền xuất hiện, rất nhiều thanh âm, dần dần yếu đi đi xuống, mặc kệ nói như thế nào, ở thần ẩn hội đặc sứ tuyên án trước, Trương Huyền vẫn là tương lai giáo chủ người được đề cử, thân phận tại đây bãi, bất quá mọi người đều rõ ràng, hắn cái này giáo chủ người được đề cử, không đảm đương nổi đã bao lâu. Trương Huyền ánh mắt nhìn quét một vòng, cuối cùng đem tầm mắt tập trung ở tiết ra người phụ trách trên người, họ tiết, ngươi ngày hôm qua cho tới hôm nay thực sinh động a à, muốn hay không ta hiện tại đem trung gian vị trí này nhường cho ngươi tới ngồi tiết ra người phụ trách hừ lạnh một tiếng không có trả lời ở trong mắt hắn trương huyền lập tức liền phải bị cách vị ở cái này mấu chốt thường cùng hắn tranh chấp hoàn toàn không cần phải vạn nhất lại bị bắt lấy thứ gì lấy tới lên án vậy mất nhiều hơn được trước làm hắn ngoài miệng bừa bãi một chút lại như thế nào trương huyền thấy tiết ra người phụ trách không nói lời nào lại đem ánh mắt phóng hướng về phía trước thôn âm diệp cùng kim ra người phụ trách, tiết ra người không ngồi, nếu không các ngươi hai nhà tới ngồi vị trí này. Thượng thôn âm diệp cùng kim ra người phụ trách đồng dạng không có ra tiếng. Trương huyền đột nhiên cười to ra tiếng, thực sự có ý tứ, ta xem các ngươi một đám hai ngày này nhảy như vậy hung, còn tưởng rằng các ngươi đối ta vị trí này có cái gì ý tưởng đâu, nếu nhường cho các ngươi đều không cần, ta đây liền nhường cho người khác. Nhường cho người khác, nghe được trương huyền lời này, kia tam gia người phụ trách đồng thời lông mày nhảy dựng. ha ha ha, trương huyền tiếng cười lại lần nữa vang lên. các người đừng khẩn trương, ta chỉ đùa một chút. ta nếu đem vị trí nhường ra đi, các người còn lấy cái gì tới tranh đâu? có phải hay không, ân. loại này chó cắn chó tiết mục, ta còn là tương đối thích xem a. À. trương huyền nói, làm tam người nhà đều lộ ra vẻ mặt phẫn nộ, bọn họ gắt gao niết quyền, chịu đựng trong lòng tức giận, bởi vì bọn họ biết này Trương Huyền bất quá là châu chấu sau thu, nhảy nhót không được vài cái, hắn cũng liền hiện tại bừa bãi trong chốc lát, từ từ liền có hắn khóc thời điểm. Trương Huyền duỗi người, dùng tay khấu khuy áo giác, lại đem tầm mắt phóng tới thất tinh bắt đầu bảy người trên người, ta nói, các người này bảy cái lão tạp mau, vẫn luôn quang tát pháo có ý tứ gì, ta hiện tại người liền ngồi tại đây, các ngươi như thế nào không động thủ đâu. Thiên Xu hét lớn, họ Trương, người đừng cuồng vọng, có người khóc thời điểm có ta khóc thời điểm, Trương Huyền trầm tư một chút, theo sau bầy một chương khóc mặt, ngươi nói, là như thế này sao? Ngươi, thiên toàn duỗi tay chỉ vào Trương Huyền. Ta cái gì ta, Trương Huyền trợn trắng mắt, ta đã sớm nói, có bất mãn, các ngươi liền phát tiết ra tới, nhìn xem các ngươi này một chân đều dẫm trong quan tài, đừng kết quả là cấp tức chết. Đến lúc đó ta khả năng đến ở các ngươi mộ phần thượng sướng tân niên vui sướng A. Trẻ con, người đây là ở vũ nhục ta chờ thiên cơ khí cả người phát run. Trương nguyền biểu môi, ta phát hiện các người này đó lão tạp mau nói chuyện thực sự có ý tứ a, ta này vũ nhục các người đều biểu hiện như vậy trắng trợn táo bạo, các người còn chuyên môn nhắc lại một câu, là sợ người khác không biết ta ở vũ nhục các ngươi. Miệng lưỡi sắc bén, từ từ cần thiết đem ngươi nhà cấp bẻ xuống dưới, Ngọc Hành đồng dạng khí không nhẹ. Lấy này bảy người tư lịch, ở cửu cục giữa, đi đến nào không bị nhân sương hô một tiếng tiền bối, đã bao lâu không có người dám như vậy cùng bọn họ nói chuyện. Thất tinh bắt đầu đã thói quen người khác đối đãi bọn họ khi cung cung kính kính thái độ, Trương Huyền hiện tại sở biểu hiện ra mỗi một động tác, chẳng sợ một ánh mắt, đều làm cho bọn họ phá lệ bực bội. Họ Trương Tiểu Nhi, thiên su khí cả người phát run, trở tay bắt lấy sau lưng chuôi kiếm, nếu ngươi hướng chúng ta cửa cục tuyên chiến, chúng ta cửa cục cũng không sợ ngươi thân ẩn hội. Thiên su rút ra sau lưng trường kiếm, thân kiếm dưới ánh mặt trời lấp lè hàn mang trong đám người tương ứng trương huyền đối địch thế lực người toàn ở cười lạnh này họ trương quá mức bừa bãi hiện tại thiên su đã rút kiếm trương huyền này khơi mào chiến tranh mũ như thế nào cũng chích không xong áo tang đứng dậy phát ra khàn khàn thanh âm thiên su đạo hiếu các người thật tính toán ở chúng ta phương đông thần ẩn hội thượng đối tương lai giáo chủ động thủ tương lai giáo chủ tiết ra người phụ trách đồng dạng đứng dậy áo tang này Trương Huyền chủ động khơi mào chiến tranh, cùng thần ẩn hội nguyên tắc tương bội, chỉ sợ này tương lai giáo chủ cùng hắn không có quan hệ đi. Không tồi, Kim gia người cũng vào lúc này đứng dậy, Trương Huyền làm ra như vậy sự, còn tương đương thần ẩn hội Phương Đông Lục Địa giáo chủ. Hắn không có tư cách này, dù sao ta Kim gia sẽ không đồng ý. Ta Tám Kỳ Bộ cũng không đồng ý Trương Huyền tiếp tục đảm nhiệm Phương Đông Lục Địa tương lai giáo chủ người được đề cử một vị. Thượng thôn âm diệp đồng dạng ra tiếng. Chúng ta thần ẩn hội, là giữ gìn luyện khí giả thế giới hòa bình tồn tại, tuyệt đối không cho phép có cố ý khơi mào chiến tranh người tồn tại, càng không thể làm này đảm đương chức vị quan trọng. Ta đồng ý tiết ra tiết đại nhân quan điểm. Trương huyền hắn đức không xứng vị. Đủ loại thanh âm, ở thiên su rút kiếm lúc sau, bắt đầu làm khó dễ. Thiên su nghe chung quanh thanh âm, chỉ cảm thấy tâm tình thoải mái rất nhiều, hiện tại này họ trương, chính là trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích ha. Đối mặt chung quanh truyền ra đủ loại thanh âm, Trương Huyền giống như không có nghe được giống nhau, hắn như cũ vẫn duy trì cái loại này sơn đại vương dáng ngồi, nhìn thiên su, như thế nào, lão thất phu, kiếm rút ra không động thủ. Người đó là trang trí phẩm sao. Thiên su nhìn ngồi ở kia Trương Huyền, trong tay kiếm nhịn không được tưởng chiều Trương Huyền trên người đâm tới, nhưng hắn rất rõ ràng, chính mình không thể làm như vậy. Hiện tại Thiên Su tuy rằng luôn miệng nói Trương Huyền muốn khơi mào thần ẩn hội cùng cửu cục chiến tranh, một khi khơi mào, hắn thất tinh bắt đầu nhưng đại cửu cục tiếp được, nhưng chuyện này thật là hắn thất tinh bắt đầu có thể tiếp được. Hiển nhiên không có khả năng. Thiên Su hiện tại không thể động thủ, một khi động thủ, chẳng sợ Trương Huyền đã chịu cái gì trừng phạt, hắn thất tinh bắt đầu, đồng dạng cũng không hảo trái cây ăn. Trương Huyền ngáp một cái, một bộ nhàm chán bộ dáng, lão thất phu, người tay run cái gì, Parkinson sao? Thiên su ôm hận thu kiếm, trương huyền tiểu nhi, người không cần bừa bãi, kêu các người quản sự ra tới cùng ta giao thiệp. Ha ha ha, một đạo cường hữu lực tiếng cười, với lúc này ở nơi xa vang lên, cửu cục đạo hữu hà tất lớn như vậy tức giận đâu. Trên đảo mọi người, tất cả đều chiều thanh âm truyền đến địa phương nhìn lại. liền thấy một người, thân khoác lộ hồng bào, hồng bào thượng từ tơ vàng phát họa ra kim sắc thái dương ký hiệu. Ở nhìn thấy người này trên người phục sức khi, ở đây thần ẩn hội thành viên, cơ hồ ở cùng thời gian đứng dậy. Bao gồm phương Đông Vân Khởi, tần minh đám người, tất cả đều mặt hướng người tới, làm ra lễ tiết, cùng kêu lên nói, gặp qua chín đại người. Thần ẩn hội, hồng y đại chủ giáo, này địa vị, còn ở giáo chủ phía trên, này trên quần áo tiêu chí, thuyết minh này thân phận, nãi thần ẩn hội tam đại hồng y giáo chủ đứng đầu, xài cửu minh, hè oi bức người thần ẩn hội hồng y giáo chủ tiêu chí, phân biệt là ngôi sao, ánh trăng, cùng với thái dương, tuy rằng ba người đều thuộc hồng y giáo chủ, địa vị chẳng phân biệt cao thấp, nhưng ở trên thực lực, thái dương vì nhất, ngôi sao vì mặt lúc trước trương huyền nhiễu loạn thần ẩn thịnh hội, cuối cùng xuất hiện bình định cục diện lan ni đại chủ giáo, hồng bào thượng sở phát họa, đó là kim sắc ánh trăng. xài cửu minh chậm rãi đi tới, hắn động tác không mau, thậm chí mỗi một bước bước ra quỹ đạo, đều làm người xem rành mạch, nhưng hắn đi tới tốc độ, lại cùng hắn động tác một chút đều không hợp, rõ ràng chỉ bán ra vài bước, lại là đi tới gần trăm mét khoảng cách, cho người ta một loại phi thường quỷ dị cảm giác. Hồng y đại chủ giáo, thần ẩn hội chỉ có ba gã hồng y đại chủ giáo, kỳ thật lực, quỷ dị khó lường, không người gặp qua. Thần ẩn hội hồng y giáo chủ, liền tính chưa thấy qua người, cũng tất nghe nói qua. Thất tinh bắt đầu bảy người, đầy mặt tức giận, vào lúc này cũng biến mất vô tung thiên xu hướng xài cửu minh ôm quyền, xài tiền bối. Xài cửu minh thân khoác lụa hồng bào, xem này tuổi, bất quá 60 tuổi, nhưng hắn chân thật tuổi tác, là so thiên xu muốn lớn rất nhiều, mặc kệ với thực lực vẫn là tuổi, thiên xu kêu hắn một tiếng tiền bối cũng chưa sai. Đường xài cửu minh đi tới, đám người chủ động nhường ra một cái đại đạo, cùng xài cửu minh thông qua. Ngồi ở ghế trên trương huyền, ở xài cửu minh xuất hiện khi, ánh mắt lộ ra một mặt ngoài ý muốn thần sắc nhưng hắn lại không giống còn lại người như vậy đứng lên, như cố tùy tiện ngồi ở chỗ kia. Tiết ra người phụ trách phát ra một tiếng quát lớn, lớn mật trương huyền, nhìn thấy hồng y giáo chủ đại nhân, vì sao không hỏi hảo. Không chờ trương huyền mở miệng, xài cửu minh liền cánh tay dơ lên cao, không cần, các người cũng đều ngồi đi. Xài cửu minh đều mở miệng, tiết ra người phụ trách tự nhiên không có gì hảo lại nói, ngoan ngoãn nhắm lại miệng, chung quanh người, cũng đều một lần nữa ngồi xuống. Sai cửu minh nhìn chung quanh bốn phía, theo sau mở miệng, lúc này đây, các người đăng báo tin tức, truyền tới tổng bộ, bản thân, cũng không cần ta tự mình lại đây, chỉ là lần này phát sinh sự, thật sự hiếm thấy, thần ẩn hội cũng không phải không có phát sinh quá như vậy sự, nhưng cũng là gần mấy trăm năm lịch sử cũng chưa xuất hiện qua, đối với lần này sự, tổng bộ cũng phi thường coi trọng, chúng ta thần ẩn hội, vẫn luôn lấy giữ gìn luyện khí giả thế giới hòa bình làm nhiệm vụ của mình, chủ động khơi mào chiến tranh. Phi ta thần ẩn hội việc làm, xài cửu Minh này một phen lời nói xuất khẩu, tiết ra người phụ trách đám người trên mặt, tất cả đều lộ ra tươi cười. Mà tần Minh, phương Đông Vân khởi bọn họ, sắc mặt tắc khó coi lên. Ai có thể nghĩ đến, lần này sự, thế nhưng làm một người hồng y đại chủ giáo tự mình ra mặt, hơn nữa vẫn là tam đại hồng y giáo chủ đứng đầu, đủ để thấy tổng bộ đối chuyện này coi trọng trình độ liền lấy thần ẩn hội tổng bộ thái độ này tới nói, chẳng sợ sở tranh đại nhân tự mình ra mặt, việc này cũng đã thành kết cục đã định a. À. cử cửu minh sau khi nói xong, lại nhìn về phía thất tinh bắt đầu bảy người, thiên su đạo hiếu, lần này sự, là trương huyền làm không đúng, thỉnh ngươi hướng cửu cục nhất ca thuyết minh, thần ẩn hội cũng không có chủ động khơi màu chiến tranh ý tứ, thần ẩn hội cũng tuyệt không sẽ chủ động đi khơi màu chiến tranh. Thiên su bảy người, nghe được là trong lòng phá lệ hả giận, này họ trương kiêu ngạo thời gian dài như vậy, cuối cùng nên đến hắn ăn mệt lúc. Sai tiền bối, nếu quý sẽ đã làm ra quyết định, ta bảy người cũng đều không phải là càn quấy hạng người, lần này sự, có cái công đạo, chúng ta trong lòng cũng thoải mái rất nhiều. Thiên su hướng sai cửu minh ôm ôm quyền, đã có công đạo, chúng ta bảy người cũng liền trước rời đi. Thiên su đạo hiếu chậm đã, sai cửu minh duỗi tay, thiên su đạo hiếu, ta tới trình bày một chút hội trưởng ý tứ, Thần ẩn hội sẽ không chủ động khơi mào chiến tranh, cùng cửu cục khai chiến, nhưng hội trưởng hắn bản nhân sẽ lấy tư nhân thân phận hướng cửu cục khai chiến. Audio điện tử võ tấn bền. Thần ẩn hội trường lấy tư nhân thân phận hướng cửu cục khai chiến. Sai cửu minh thanh âm không lớn, nhưng hắn lời này lại như sấm sét giống nhau ở mỗi người trong lòng phiên khởi sóng to gió lớn. Thần ẩn hội truyền thừa 2000 000 năm thế giới tứ đại tổ chức chi nhất. Thần ẩn hội trường, ở luyện khí giả thế giới giữa, có thể xưng được với là trong truyền thuyết tồn tại. Hiện tại, hắn lấy tư nhân thân phận, hướng cửu cục tuyên chiến. Tại sao lại như vậy? Này cửu cục, rốt cuộc là cái gì địa vị? Thiên su đám người, ở xài cửu minh thanh âm rơi xuống nháy mắt, thân thể chấn động, bọn họ hoài nghi, chính mình hay không nghe lầm. Mà những cái đó cùng trương huyền đối địch thế lực, tất tất cả đều lăng ở nơi đó, đây là tình huống như thế nào? Tần Minh, Phương Đông Vân khởi đám người, cũng là vẻ mặt ngốc trạng. Áo tan trên mặt, đột lộ tươi cười, hắn nghĩ đến Trương Huyền sẽ có át chủ bài, nhưng không nghĩ tới, Trương Huyền át chủ bài có lớn như vậy. Thiên Xu dùng sức nuốt một ngụm nước bọt, xài tiền bối, ý của ngươi là. Kia không phải ta ý tứ, là hội trưởng ý tứ. Xài cửu minh ra tiếng sửa đúng, mà ta bản nhân, cũng ở hôm nay, lấy tư nhân thân phận, cùng cửu cục tuyên chiến. Thiên su đạo hiếu, các ngươi hiện tại, có thể rút kiếm. Rút kiếm? Thất tinh bắt đầu dám rút kiếm sao? Dám sao? Rút kiếm ý nghĩa cái gì? Tiếp thu thần ẩn hội lớn lên tuyên chiến. Tiếp thu xài cửu minh tuyên chiến. Rút kiếm ý nghĩa cái gì? Thiên su đám người khẳng định, chính mình rút kiếm ra khỏi vỏ kia một giây, chính mình chỉ sợ cũng muốn chết ở chỗ này, cùng xài cửu minh rút kiếm. Nói câu không sợ mất mặt nói, chính mình xứng sao? Này trương huyền, rốt cuộc là cái gì thân phận? như thế nào làm bực này đại nhân vật? bởi vì hắn một người hành vi, làm ra như vậy quyết định, nói ra nói như vậy, phải biết rằng lấy thần ẩn hội trường bực này tồn tại thân phận, hắn mỗi một cái quyết định, kia đều là tác động số phương a. thất tinh bắt đầu, bất quá một đám tiểu bối, lại tự cho mình rất cao, nhìn dáng vẻ, ta chờ bất xuất thế, thật là làm một ít bọn đạo trích, không coi ai ra gì a. À một đạo hét lớn một tiếng, từ không trung truyền đến. Này tiếng quát giống như sấm sét, vài tên hóa hình cảnh cao thủ, quang nhân nghe thấy tiếng quát, liền ngã ngồi trên mặt đất, chỉ cảm thấy ngực bị đè nén, thở dốc khó khăn. Bồng lai đảo trên không, một bóng người, khoác hoa dâm tóc, kiềm giữ một phen quạt xếp, với không trung mà đứng. Sài cửu minh nhìn thoáng qua trên không, không cấm lắc lắc đầu, cười nói, ha ha, lần này sự, nháo quả nhiên đại, liền các ngươi đều xuất thế sao. Tần Minh nhìn mắt trên không xuất hiện người, thân thể vì này run lên, ánh mắt lộ ra không dám tin tưởng thần sắc, là... Là... Phương Đông Vân khởi hít sâu một hơi, Tần Minh huynh, mặt trên người nọ, là người tổ phụ đi. Là... Tần Minh thanh âm đều đang run rẩy, nhưng tổ phụ hắn, không phải ở 30 năm trước, cũng đã đi về cõi tiên sao, như thế nào sẽ? Tần lão tặc, người nhưng thật ra so với ta mau thượng một bước A. Lại một đạo tiếng quát vang lên, Liền thấy một người lão giả sau lưng có một cây cây gậy trúc đồng dạng ngự khí mà đến phương đông vân khởi đồng tử co rụt lại tần minh cười khổ một tiếng phương đông huynh nhìn dáng vẻ chúng ta đều bị giấu thực thảm a người tổ phụ phương đông hành không đi về cõi tiên thời gian cùng ta tổ phụ không sai biệt lắm kết quả bọn họ hai người đều xuất hiện ha 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 lại có tiếng cười to vang lên các vị lão hiếu vài thập niên không thấy nhìn dáng vẻ đại gia thực lực đều có tinh tiến a đâu chỉ tinh tiến phương đông hành không này lão đông tây chỉ sợ đã hoàn toàn bước vào phú thần cảnh đi lại có người lộ diện họ tiết người còn chưa có chết a à, lại có người xuất hiện ở không trung trong khoảng thời gian ngắn năm đạo thân ảnh xuất hiện ở bồng lai đảo trên không mỗi một người đều thanh như hồng lôi thả nghe bọn hắn nói chuyện nội dung làm người run sợ phú thần cảnh phía trên người đã bước vào phú thần cảnh tiết ra người phụ trách nhìn trên không lẩm bẩm ra tiếng trong mắt mang theo vô pháp che giấu kích động là ta tiết ra lão tổ ta tiết ra lão tổ còn sống ha ha cuộc sống này bình tĩnh lâu lắm đột nhiên có người ra tới làm dối làm đến ta rất không thích ứng hơn nữa lần này sự còn làm đến lớn như vậy cửu cục tiểu bối thật là càng ngày càng đắc ý vênh váo a lại có thanh âm vang lên đây là thứ sáu người xuất hiện sai cửu minh nhìn trên không ra tiếng nói các vị lão hiếu, ta này tuổi lớn xương cổ không tốt, cũng đừng làm cho ta vẫn luôn ngẩng đầu nhìn, đều xuống dưới nói chuyện đi. Trên không sáu người, liếc nhau, toàn rơi xuống đất. Đường này sáu người rơi xuống đất nháy mắt. Phương Đông Vân khởi quỳ một gối xuống đất, Phương Đông Vân khởi, Huệ Đông Phương ra tương ứng, gặp qua Lão Tổ. Cùng Phương Đông Vân khởi có đồng dạng hành vi, còn có Tiết Gia, Tần Gia. Tần Minh Huệ Tần ra tương ứng, gặp qua Lão Tổ. Tiết Phương Huệ Tiết ra tương ứng gặp qua lão tổ. Tam người nhà đồng thời quỳ xuống, phát ra âm thanh. Có một cây cần câu phương đông hành không vẫy vẫy tay, cái gì có thấy hay không, này đó lễ nghi đều miễn đi, ta lần này xuất quan, bất quá là vì việc tư, không đếm xỉa tới các ngươi. Tiết ra lão tổ mở miệng, ta cũng giống nhau, vì việc tư xuất quan, các ngươi nên làm gì liền làm gì đi. Tần gia lão tổ nhìn tần minh liếc mắt một cái, lắc lắc đầu, ngươi tùy cảnh giới có, nhưng nền tảng không xong, còn muốn nhiều luyện a. À. Sài Cửu Minh nhìn rơi xuống đất sáu người, cười ha ha một tiếng, các vị, vài thập niên không thấy, không nghĩ tới ở hôm nay còn có thể chạm mặt. Đúng vậy, vài thập niên không thấy a. À. Phương Đông Hành không cảm khái một tiếng. "Hảo, hiện tại không phải ôn chuyện thời điểm, trước đem trước mắt việc giải quyết đi, này vài tên cửu cục tiểu bối, thật sự cuồng vọng đến cực điểm." Tần gia lão tổ ánh mắt nhìn về phía Thiên su đám người thiên su bảy người ở tần gia lão tổ mấy người ánh mắt xem ra khi trong lòng trượt lạnh bọn họ nhận được những người này những người này năm đó oai phong một cõi thời điểm chính mình còn bất quá là cái hài đồng hào một cái thất tinh bắt đầu tiết ra lão tổ cười lạnh một tiếng các ngươi cửu cục nhất ca biết các ngươi hành động biết các ngươi vũ nhục lục tiên một chuyện sao thiên su đám người nghe được không hiểu ra sao đúng lúc này một con bồ câu đưa tin bay tới dừng ở áo tan trên vai bồ câu đưa tin góc trói có một giản áo tang đem giấy giản mở ra nhìn lướt qua theo sau cất cao giọng nói nhà ta đại nhân truyền đến giấy tin cửu cục thất tinh bắt đầu cuồng vọng đến cực điểm không hiểu đúng mực nếu gàn bướng hồ đồ hắn đem tự mình đi ra côn luân tàn sát sạch sẽ cửu cục trên dưới áo tang buổi nói chuyện làm ở đây người đều cảm giác không khí sậu hàng ở toàn bộ thần ẩn hội có như vậy sáu cái tự côn luân sơn sở vô địch người nọ lúc trước quét ngang lục hợp bát hoang thực lực của hắn khủng bố đến cực điểm bị dự có vô địch chi danh chẳng qua không biết vì sao người nọ thật lâu không có rời núi chỉ có áo tang làm hắn người phát ngôn nhưng hôm nay người nọ tự mình phát ra tiếng này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ thật sự chỉ là vì chính mình khâm định người được đề cử suốt đầu thiên su lắc lắc đầu chư vị tiền bối thiên su không biết khi nào đắc tội quá các vị Ha ha ha, này Cửu Cục, thật sự cuồng vọng a, à, ta thần thánh thiên quốc, nguyện thao đao, cái thứ nhất sát thượng Cửu Cục. Lại có thanh âm truyền đến. Bồng Lai đảo biên, có sóng lớn phóng lên cao, một người đạp với bọt sóng, thanh như chuông lớn. Ta nãi thần thánh thiên quốc, chủ thượng dưới tòa cuồng lôi. Tới chảm bất kính người. Cuồng lôi tự báo thân phận, làm trên đảo mọi người kinh hãi, liền thần thánh thiên quốc đều tham dự vào được. Này rốt cuộc tình huống như thế nào? Sai Cửu Minh nhìn về phía Cuồng Lôi nơi phương hướng, cất cao giọng nói, "Chúng ta thần ẩn hội cùng Cửu Cục sự, giống như cùng các ngươi thần thánh thiên quốc không có quan hệ đi." "Sai Cửu Minh, ngươi lời này nói nhưng có vấn đề." Cuồng Lôi người cũng như tên, hắn là bạch nhân, cả người cơ bắp nổ mạnh, nhìn qua liền như một đầu cuồng thú, lần này sự chính là cùng toàn bộ luyện khí giả thế giới đều có quan hệ. Cửu Cục Dung Túng thành viên làm ra như vậy sự, đây là muốn cùng toàn bộ luyện khí giả thế giới là địch. Hiện tại, có không dưới 30 cái thế lực chính tới rồi này tòa đảo, xài cửu minh, liền tính chúng ta thần thánh thiên quốc không tham dự, cũng có quá nhiều thế lực sẽ tham dự đến nơi đây mà tới. Thiên su bảy người, trong lòng toàn là khó hiểu, không dưới 30 cái thế lực tới rồi, chính mình có từng đã làm chọc giận thế giới việc. Vẫn luôn đều ngồi ở ghế dựa thượng không có ra tiếng trương huyền, giờ phút này đứng dậy, duỗi người, uy, các người bảy cái lão thất phu, có phải hay không còn không rõ, chính mình làm cái gì thiên su bảy người, cau mày. Trương Huyền một bước tiến lên trước, lớn tiếng quát lớn nói, các người bảy cái lão thất phu, đơn giản là cùng ta có chút xung đột, liền tự giữ thân phận, làm ta chịu ngươi một trường, các người bảy cái lão thất phu, tự cho mình rất cao, tự xưng đại biểu cửu cục. Cá nhân xung đột, bay lên đến thế lực xung đột mặt trên. Ha ha, thượng cương thượng tuyến, ai sẽ không làm? Nếu các ngươi tưởng chơi thượng cương thượng tuyến này một bộ, ta đây liền cùng các ngươi chơi. Trương Huyền đi lên trước tới, vươn ra ngón tay, từng cái chỉ hướng thiên su bảy người, các người bảy cái, từng khẩu suất cuồng ngôn, thay ta sư tôn giáo huấn ta, các người cũng biết, ta sư tôn là ai. Ta sư tôn, cũng là các người có thể so sánh. Các người trước trời thượng cương thượng tuyến, hảo, vậy người phải hảo hảo nghe, các người so sánh ta sư tôn, chính là đối ta sư tôn lớn nhất vũ nhục, vũ nhục ta sư tôn. Đem các người cửu cục nhất ca kêu ra tới, xem hắn có hay không cái này can đảm, vũ nhục ta sư tôn. Trương huyền sư tôn, thiên su đám người liếc nhau, bọn họ cũng không biết được trương huyền sư tôn là ai, bất quá xem hắn cái này tuổi, lấy chính mình tư lịch, so sánh hắn sư tôn, lại có gì không ổn. Trương huyền nhìn thiên su bảy người bộ dáng, hơi hơi mỉm cười, ta sư tôn họ lục, tên một chữ một cái diễn tự. Thiên su bảy người, ở nghe được trương huyền lời nói nháy mắt, đồng thời lăng ở nơi đó, bọn họ ánh mắt, đều tại đây một khắc trở nên ngây dại ra họ lục tên một chữ một cái diễn tự lục diễn thiên su bảy người tại đây một khắc đều có một loại giống như đem thiên đâm thủng cảm giác cái này danh hào từ bình thường thế giới ngầm đến luyện khí giả thế giới ai không biết ai không hiểu thế giới ngầm nhân xưng lục diễn vì lục tiên sinh đây là một loại tôn xưng mà luyện khí giả thế giới xưng lục diễn vì lục tiên danh hiệu giữa mang một cái tiên tự đủ để chứng minh cái này danh hiệu, ở Nhân Tâm Chung chiếm cứ kiểu gì địa vị? Lục Tiên cái này danh hiệu, đã sớm ở luyện khí giả thế giới giữa truyền lưu, có người nói, bởi vì hắn họ Lục, thực lực đáng sợ, cho nên bị gọi Lục Tiên. Cũng có người nói, Lục Tiên, đó là này Lục Địa Thần Tiên ý tứ. Nếu nói luyện khí có cuối, Lục Tiên, khả năng chính là kia cuối đệ nhất nhân. Thiên Xu bảy người nhìn về phía Trương Huyền, trong mắt bắt đầu toát ra thần sắc sợ hãi hắn thế nhưng là, lục tiên đệ tử. Mà chính mình, thế nhưng từng nói qua đại hắn sư tôn giáo huấn hắn lời này. Hắn sư tôn, chính là lục tiên A. Thiên su thân thể, đã nhân sợ hãi bắt đầu run rẩy lên. Tuy rằng lục tiên đã chết, nhưng hắn người theo đuổi, như cũ trải rộng toàn bộ thế giới. Khó trách, khó trách đông phương gia, tần gia này đó gia tộc lão tổ sẽ đột nhiên ngoi đầu. Khó trách, khó trách xài cửu minh sẽ lấy tư nhân thân phận hướng cửu cục khai chiến. Khó trách, khó trách thần ẩn hội trường, sẽ làm ra như vậy quyết định. Khó trách, khó trách Côn Luân Sơn sở vô địch sẽ nói ra nói vậy. Khó trách, khó trách liền thần thánh thiên quốc cũng nhúng tay trong đó, càng có không dưới 30 cái thế lực hướng này bồng lai đảo tới rồi. Đắc tội lục tiên, chẳng sợ lục tiên đã chết, thử hỏi, này đương kim thiên hạ, lại có ai dám đối với lục tiên bất kính lục tiên một cái đều nhớ không được tên người theo đuổi khả năng cũng là đương kim thiên hạ ít có khủng bố nhân vật thiên su bảy người lòng đang run rẩy ở sợ hãi thần ẩn hội mọi người ở nghe được trương huyền nói ra hắn sư tôn tên húy sau cũng là trong lòng giật mình trương huyền thân phận có người biết được có người không biết thị tộc biết được trương huyền sư tôn là ai thần ẩn hội cao tầng biết được trương huyền sư tôn là ai một ít cùng lục diễn có giao tình thế giới ngầm võ giả biết trương huyền sư tôn là ai nhưng không đại biểu tin tức này mỗi người biết phương đông thần ẩn hội thành viên chỉ đương trương huyền là sở tranh khâm điểm người được đề cử nhưng như thế nào cũng chưa nghĩ đến trương huyền thế nhưng cùng kia lục tiên có quan hệ trương huyền cười nhìn bầu trời xua bảy người nếu các ngươi nói ta là ở hướng cửu cục tuyên chiến mà các ngươi nhưng đại biểu cửu cục tiếp được ta tuyên chiến như vậy hiện tại liền thỉnh các ngươi Lượng kiếm tiếp chiến hảo Trương huyền cánh tay rỗ xuống Màu tím trường kiếm hư ảnh Với trương huyền trong tay ngưng kết Thiên su bảy người Cái chán che kín dày đặc mồ hôi Bọn họ như thế nào nghĩ đến Sự tình thế nhưng phát triển đến nước này Tiếp chiến Chính mình bảy người Có gì tư cách đại biểu cử cục tiếp chiến Mà này thiên hạ Lại có ai dám công nhiên khiêu khích lục tiên Chẳng sợ lục tiên đã chết Cũng không phải ai đều có thể đủ khiêu khích bị tôn xưng lục địa thần tiên, đây là kiểu gì phong thái? Thế gian này, cũng chỉ có hắn một người. Ha ha ha, náo nhiệt, thật náo nhiệt a à. Lại có một đạo thanh âm vang lên, liền thấy một người hơn 40 tuổi trung niên nam nhân, tóc hỗn độn, lưu chữ dâu quai nón, ăn mặc dép lào, bờ cắt quần, ôm một cái hồng nhạt ván lướt sóng từ nơi xa đi tới. Người này trong miệng ngậm một cây xì gà, không ngừng hít mây nhả khói, không thể tưởng được, bởi vì ta cử cục sự, sẽ làm nhiều như vậy đại nhân vật tề tụ, thật là làm ta cửu cục lần cảm vinh hạnh a à. Xài cửu minh nhìn về phía người này, trên mặt lộ cười, ta còn tưởng rằng, người này cửu cục nhất ca, không tính toán ra mặt. Ta nào dám đâu, xếp lào trung niên lắc lắc đầu, lần này sự, có thể nói là kinh động toàn thế giới luyện khí giả thế lực, ta cửu cục, đã thật lâu không có như vậy chịu người chú mục qua. Thiên su bảy người nhìn thấy người tới, tất cả đều không người này hình tượng lôi thôi trung niên nam nhân đó là hè oi bức cửu cục một tay triệu cực triệu cực nhìn lướt qua thiên su bảy người thiên su các ngươi lúc này đây đắc tội đại nhân vật a thiên su thấp hèn đầu không có ra tiếng hắn tuy rằng tuổi tác nhìn qua so triệu cực muốn đại nhưng thực tế thượng vẫn là triệu cực vãn bối triệu cực ôm hắn kia hồng nhạt ván lướt sóng đi vào trương huyền trước mặt ra tiếng nói tiểu gia hỏa đã lâu không thấy còn nhớ rõ lúc trước gặp ngươi thời điểm người mới lớn như vậy điểm. Triệu cực nói, dùng tay ở chính mình trước ngực khoa tay múa chân một chút. Trương huyền bĩu môi, không có ra tiếng, hắn là gặp qua triệu cực, lúc ấy lục lão nhân còn trên đời, triệu cực đi gặp, là lục lão nhân. Triệu cực, ít nói này đó nhiều lời, sai cửu minh ra tiếng, nếu ngươi ra mặt, chuyện này, hay không hẳn là cấp cái phương pháp giải quyết. Đương nhiên, triệu cực gật đầu, bất quá, cụ thể phương pháp giải quyết, còn phải xem Trương Huyền, xem hắn tưởng như thế nào giải quyết. Mọi người đem ánh mắt phóng tới Trương Huyền trên người, Trương Huyền vỗ vỗ, lại lần nữa cùng Sơn Đại Vương giống nhau ngồi vào ghế dựa thượng, ý nghĩ của ta rất đơn giản, bảy cái lão thất phu nói khai chiến, vậy khai chiến hảo, nếu bọn họ không muốn trước xuất kiếm, kia này nhất kiếm. Trương Huyền cánh tay dơ lên cao, một phen cự kiếm hư ảnh ở Trương Huyền trong tay chậm rãi ngưng tụ, theo sau biến thành màu tím, bắt đầu ngưng thật nhìn trương huyền trên đỉnh đầu ngưng kết ra màu tím cự kiếm tiết ra người phụ trách bao gồm kim ra người thần sắc đều trở nên khẩn trương lên bọn họ từ này đem màu tím cự kiếm thượng cảm nhận được một cổ làm chính mình đều vì này run sợ hơi thở màu tím cự kiếm trở nên ngưng thật trương huyền giơ lên cao cánh tay bỗng nhiên xuống phía dưới vung lên này nhất kiếm ta trước ra màu tím cự kiếm đột nhiên đánh xuống này nhất kiếm sở mang mũi nhọn giống như muốn đem này tòa đảo đều từ giữa chém eo giống nhau. Triệu cực ngẩng đầu, nhìn này màu tím kiếm mang rơi xuống, mày nhân lại. Coi như này kiếm mang sắp rơi xuống triệu cực trên người khi, triệu cực ôm ván lướt sóng cánh tay dùng sức vung lên. Oanh! Một trận vô hình khí mang hướng bốn phía thổi quét mà đi, chung quanh thần ẩn hội thành viên tức khắc có đại đa số bị ném đi, chỉ có bổn nhiều thác thay cái loại này sắp tiếp cận ngưng khí hậu kỳ cường giả, mới có thể đứng lại, chẳng sợ ngưng khí trung kỳ, cũng vô pháp khống chế chính mình, tung bay lăn lộn mấy vòng, lúc này mới ổn định thân hình. Mọi người ổn định sau, trước tiên chính là nhìn về phía Trương Huyền. Từ cung bổn tang từ khiêu chiến ngày đó bắt đầu, liền có người ở phân tích suy đoán Trương Huyền thực lực, hiện giờ, bọn họ cuối cùng nhìn thấy Trương Huyền chân chính ra tay một lần, thế nhưng là cùng cửu cục nhất ca đối đua nhất chiêu, quang này chiêu thức sở phát ra dư uy, khiến cho ngưng khí trung kỳ cao thủ có chút khó có thể thừa nhận. Nay thật sự chỉ là một cái hơn 20 tuổi thanh niên. Phá giấc Trương Huyền nhất kiếm lúc sau, Triệu Cực Thần sắc ngưng trọng mở miệng, "Trương Huyền, ta cửu cục vô tình cùng ngươi là địch, ngươi đang ở hè oi bức, chúng ta nên là minh hữu thân phận, này chiến, ta cửu cục không tiếp." Triệu Cực một câu, đại biểu hắn lập trường, cũng thuyết minh một vấn đề. "Cửu cục, khiếp chiến." Trương Huyền hừ lạnh một tiếng, "Bất chiến cũng đúng, ta muốn này cái gọi là thất tinh bắt đầu." quỳ gối nơi này, cho ta sư tôn xin lỗi. Quỳ, thiên su bảy người, sắc mặt trắng nhợt, đến bọn họ tình trạng này, vật chất thượng theo đuổi đã sớm không sao cả, bọn họ càng để ý, là mặt mũi, bằng không cũng không có khả năng bởi vì ở địa cung bại cấp trương huyền nhất chiêu, liền phải tìm trương huyền phiền toái. Hiện tại, làm cho bọn họ làm trò nhiều người như vậy mặt quỳ xuống, kia so giết bọn họ còn muốn khó chịu. Thiên su cắn răng, người mơ tưởng. Quỳ xuống. Triệu cực quát lớn một tiếng, thiên su, người cũng coi như là cửu cục lão nhân, cùng cửu cục so sánh với, cá nhân mặt mũi, tính cái gì. Nếu Trương Huyền làm ngươi quỳ, ngươi liền quỳ, vũ nhục lục tiên một chuyện, vốn chính là các ngươi làm sai, nhận sai có gì không thể. Ta, thiên su há mồm, muốn ra tiếng. Gàn bướng hồ đồ đồ vật, sai cửu minh đột nhiên hét lớn một tiếng, thân hình vừa động, tái xuất hiện khi, đã tới rồi thiên su phía sau, Liền thấy xài cửu minh hướng thiên su chân cong vươn một lóng tay, quỳ. Thiên su hai đầu gối, không chịu khống chế hướng phía trước uốn lượn, cả người, thình thịch một tiếng quỳ gối trên mặt đất. Phương Đông hành uổng công chờ đợi người, cũng liên tiếp nhít người. Trừ bỏ thiên su bên ngoài, dư lại thiên toàn sáu người, cũng đều không chịu khống chế, quỳ trên mặt đất, bọn họ muốn phản kháng, lại căn bản không có thực lực này. Trương Huyền ngồi ở ghế dựa thượng, mắt lạnh nhìn thiên su mấy người ra tiếng nói, không có hoành hành thiên hạ thực lực, liền không cần làm hoành hành thiên hạ sự, cuồng ngôn sánh vai ta sư tôn, không giết các ngươi, đã là thiên đại nhân từ, ta đếm ba tiếng, lan. Một, trương huyền trong miệng, một tự xuất khẩu, thiên su đám người liền cảm giác chính mình trên người trói buộc hoàn toàn biến mất, nhìn chung quanh thật mạnh ánh mắt, bọn họ hiện tại cảm giác, sao trực tiếp chết còn muốn khó chịu. Nhi, trương huyền lại lần nữa ra tiếng. Lan, triệu cực hư lạnh một tiếng, tùy ý phất tay, thiên su bảy người, thân hình không chịu khống chế tung bay đi ra ngoài. Triệu cực chiêu thức ấy, cũng xem mọi người giật mình, tùy ý phất tay, liền làm bảy tên ít nhất là ngưng khí trung kỳ cường giả tung bay đi ra ngoài, này phân thực lực, chỉ sợ cũng là phú thần. Nếu triệu cực là phú thần, vừa mới trương huyền cùng triệu cực đối đua nhất chiêu, chẳng phải là nói, này trương huyền, cũng là phú thần cường giả. Thất tinh bắt đầu, hùng hổ tiến đến hỏi trách, hiện tại lại là lấy như vậy phương thức rời đi, các loại đại nhân vật lần lượt lên sân khấu, lực đỉnh trương huyền, ngay cả cửu cục nhất ca, đều minh xác tỏ thái độ, có thể nghĩ đến, hôm nay sự, chắc chắn thực mau truyền lưu đi ra ngoài. Xài cửu minh nhìn quét một vòng chung quanh, theo sau phất phất tay, các người đều trước tan đi. Xài cửu minh nói chuyện, những cái đó vây quanh ở chung quanh thần ẩn hội thành viên, không có chút nào do dự, toàn bộ quay người rời đi. Thực mau, nơi này chỉ có vừa mới đã đến thế hệ trước cao thủ cùng với sài cửu minh triệu cực cùng thuộc về thần thánh thiên quốc cuồng lôi cuồng lôi cười lớn một tiếng hôm nay sự ta sẽ hội báo cấp chủ thượng các vị gặp lại cuồng lôi nói xong thả người nhảy biến mất ở chỗ này phương đông hành không bao gồm tiết gia lão tổ cùng tần gia lão tổ đám người liếc nhau sau đồng thời quỳ một gối xuống đất mặt hướng trương huyền gặp qua tiên đồ trương huyền ôm ôm quyền các vị tiền bối không cần hành như vậy đại lễ này đều không phải là đại lễ phương đông hành không mở miệng ta chờ toàn chịu quá lục tiên ân huệ thế đi theo lục tiên đây là cơ bản lễ tiết hiện giờ lục tiên đã qua thấy tiên đổ như thấy lục tiên trương huyền lắc lắc đầu không có nói cái gì nữa hắn đi theo lục diễn mấy năm biết những người này đối đãi lục diễn thái độ là cái dạng gì ánh mắt chuyển hướng xài cửu minh trương huyền đột nhiên cười nói xài cây ruộng không thể tưởng được a à. Ngươi ở thần ẩn hội, thế nhưng có bực này địa vị, nhìn dáng vẻ, về sau ta muốn ở thủ hạ của ngươi làm việc, ta cũng lại vô pháp nhìn ngươi ở lục lão nhân đình viện trước trồng trọt A. Xài cửu minh vội vàng lui về phía sau một bước, hướng trương huyền ôm quyền, xài mỗ không dám nhận. Trương huyền ôm ôm quyền, lần này, đa tả các vị tiền bối, bán ta một phân bạc diện, tiến đến vì ta giải vây. Tiên đồ nói quá lời, xài cửu minh mở miệng thiên su này bảy tên tiểu bối hành sự bừa bãi, vốn nên thụ giáo. Chư vị, đứng ở một bên triệu cực ra tiếng, các người có rất nhiều thời gian ôn chuyện, không bằng làm ta cùng Trương Huyền lưu hai câu tốt không? Sai cửu minh đám người nhìn về phía Trương Huyền, đãi Trương Huyền gật gật đầu sau, bọn họ từng người rời đi, chỉ chưa Trương Huyền cùng triệu cực đứng ở chỗ này. Triệu cực nhìn lướt qua không người bốn phía, hít sâu một hơi, chậm rãi ra tiếng, với mấy ngày trước liền ở toàn bộ thế giới ngầm bốn phía tản thiên su đám người vũ nhục lục tiên tin tức, người lần này là đã sớm nghĩ dùng cửu cục lập uy. Trương Huyền không có phủ nhận, gật gật đầu, có tốt như vậy cơ hội, vì cái gì không cần. Triệu cực đem trong tay ván lướt sóng hướng bên cạnh một ném, ta thu được tin tức, người phía trước ở thần ẩn hội thánh thành hành động, bị người mạnh mẽ che giấu đi xuống đúng không? Trương Huyền nhún vai, không có ra tiếng. Lần này, Người muốn ta cử cục chịu thua, chúng ta phục, người muốn ta giúp người tạo thế, ta cũng giúp người tạo, chỉ sợ nếu không bao lâu, ngoại giới liền sẽ đồn đãi, người đã có được phú thần cảnh thực lực. Triệu cực cười nói, lần này nhân tình, ta bán nhưng đủ đại. Trương huyền hừ lạnh một tiếng, người thật cũng không cần bán con người của ta tình. Ta biết, triệu cực một cây yên mới vừa diệt, lại cho chính mình điểm thượng một cây, lấy thân phận của ngươi, nếu thật sự khai chiến, lục tiên những cái đó người theo đuổi, Tuyệt đối sẽ không chút do so dự hướng ta ra tay, nhưng thật cùng ta cửu cục khai chiến, đối với ngươi liền một chút ảnh hưởng cũng không có sao. Trước không đề cập tới người ái nhân chính là hẻ Oi bức người, ngươi lần này hành sự, bại lộ thân phận, có quá nhiều người theo dõi ngươi, ngươi cùng chúng ta cửu cục đánh lên tới, chỉ sợ đến từ ngoại giới áp lực cũng sẽ không tiểu đi, trên đời này, nhưng truyền lưu không ít về Lục Tiên mộ cách nói đâu. Trương Huyền không có phản bác, hắn minh bạch, Triệu Cực nói chính là đối chính mình lần này làm ngầm thế lực các loại truyền bá tin tức, tuy rằng có thể mượn dùng cửu cục tạo thế, nhưng đồng dạng bại lộ chính mình, mơ ước lục lão nhân phần mộ người rất nhiều. Nhưng lúc này đây, Trương Huyền mục đích chính là bại lộ chính mình. Dương thủ mộ cấp Trương Huyền nói đồ vật, Trương Huyền đều ghi tạc trong lòng, có chút đồ vật, sớm muộn gì đều phải đối mặt, chỉ bằng trước tiên đối mặt hảo. Bại lộ, kia liền bại lộ đi, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, đơn giản chính là tiếp tục liều mạng mà thôi. Trương Huyền đã làm tốt muốn liều mạng chuẩn bị. Chính mình lần này rời đi Ngân Châu, còn không phải là vì biến cường tới sao? Trương Huyền tìm không thấy thuộc về hắn phương pháp tu luyện, vậy chỉ có thể dùng nhất cổ xưa phương thức ở sinh tử chi gian đột phá chính mình. Trương Huyền, chúng ta có thể hợp tác. Triệu cực chậm rãi phun ra một ngụm vòng khói. Ngươi còn tưởng tạo thế, ta cửu cục có thể giúp ngươi, thậm chí ở thế cục hỗn loạn thời điểm ta cử cục có thể không hề giữ lại đứng ở người bên này, người minh bạch ta nói chính là có ý tứ gì. Trương Huyền nhìn triệu cực phun ra vòng khói, trầm giọng nói, người nghĩ muốn cái gì. Chúng ta cửu cục tổ binh, triệu cực hít sâu một hơi, ta biết, khả năng lấy người hiện tại biết hiểu đồ vật tới nói, người căn bản không biết chúng ta cử cục tổ binh ở đâu, thậm chí liền chúng ta cửu cục tổ binh là cái gì đều không hiểu biết, nhưng ta muốn chính là, chờ ngươi biết này đó thời điểm, có thể đem chúng ta cửu cục tổ binh trả lại cho ta. Trương Huyền cười, ngươi liền như vậy khẳng định, các ngươi cửu cục tổ binh, có thể rơi xuống ta trên tay. Triệu cực ánh mắt lộ ra hồi ức thần sắc, năm đó, lục tiên một người, mạnh mẽ đem các đại thị tộc khí cùng binh tách ra, đúc liền cổ võ cùng luyện khí hai đại phe phái, bản thân, cổ võ cùng khí, là hai loại hoàn toàn bất đồng tồn tại, chúng nó đồng dạng cường đại, không có mạnh yếu chi phân, nhưng bởi vì nào đó không kiện toàn nhận chi, cổ võ dần dần xuống dốc, ngược lại là thị tộc dần dần cường đại lên, như vậy tranh lệch hạ, thị tộc xuất thế đã thành kết cục đã định, bất quá bọn họ hiện tại ngại với nào đó ước định. Cũng không thể lộ diện, chờ bọn họ lộ diện sau, tìm kiếm tổ binh, sẽ là bọn họ sở ngồi chuyện thứ nhất, mà trong thiên hạ tổ binh ở đâu, chỉ có lục tiên một người biết. Trương Huyền lắc lắc đầu, vậy ngươi có thể tưởng tượng nhiều, lục lão nhân không có đã nói với ta mấy thứ này. Ta không tưởng nhiều, triệu cực khẳng định nói, lục tiên sẽ không tùy ý tuyển một người đương đồ, tuy rằng ta không biết lục tiên vì sao không giáo ngươi luyện khí, nhưng ta khẳng định, trên người của ngươi chỉ sợ cất giấu một ít liền chính ngươi đều không hiểu được bí mật. Điểm này, ta có tin tưởng, Trương Huyền, tuy rằng ngươi tuổi không lớn, nhưng ngươi hành động, toàn số kiêu hùng, hiện tại, ngươi chỉ cần nói cho ta quyết định của ngươi. Trương Huyền đột nhiên cười, trả giá một cái không biết có thể hay không thực hiện hứa hẹn, này bút giao dịch, ta tưởng mỗi người đều sẽ làm đi. vậy chúc chúng ta hợp tác vui sướng. triệu cực hướng trương huyền vươn tay. hy vọng đi. trương huyền cười cười. hai người bắt tay, hợp tác đại biểu đạt thành. triệu cực nhặt lên vừa mới ném tới trên mặt đất ván lướt sóng. hướng trương huyền cười một chút. nên lưu đều lưu xong rồi. ta liền không quấy giày người ôn chuyện cáo từ. triệu cực nói xong, ôm ván lướt sóng, nhàn nhã chiều đảo nhỏ bên cạnh đi đến đảo nhỏ bên kia, tiết ra chờ gia tộc lão tổ xuất thế, gia tộc thành viên sôi nổi tiến đến bái kiến. Trương Huyền cũng không quấy rầy bọn họ, chờ bọn họ vội xong sau, mới ở một cái lâm thời dựng nhà gỗ giữa đem rượu. Này đó đều là lục diễn người theo đuổi, Trương Huyền dĩ vãng cũng đều gặp qua, chẳng qua lúc ấy, Trương Huyền vẫn là một cái tính trẻ con chưa thoát thiếu niên, xa xa không có hiện tại như vậy thành thục. Mà Phương Đông thần ẩn hội lần này bình chọn, cũng bởi vì chuyện này phát sinh, không còn có xuất hiện phản đối ý tứ. Tám kỳ bộ cùng kim ra tuy rằng thế lực khổng lồ, nhưng cũng không có can đảm ngỗ nghịch lục tiên đồ đệ. Đến nỗi tiết ra, tắc ở vào một cái thực xấu hổ hoàn cảnh, bọn họ phía trước còn vẫn luôn đều đứng ở trương huyền đối địch mặt. Kết quả, nhà mình lão tổ, lại là trương huyền bên này người, tiết ra giữa, cũng không còn có phản đối thanh âm xuất hiện, hơn nữa còn chủ động hướng tần ra cùng đông phương ra kỳ hảo. Trương huyền này thần ẩn hội phương đông lục địa giáo chủ một vị, xem như chứng thực chờ cái gì thời điểm sở tranh tuyên bố thoái vị trương huyền liền nhưng chính thức tiếp nhận giáo chủ một vị bất quá tuy rằng chỉ là cái giáo chủ người được đề cử nhưng trương huyền ở người khác trong mắt thân phận cùng giáo chủ vô dị hơn nữa vẫn là thần ẩn hội bảy đại châu giữa mạnh nhất giáo chủ đã có đồn đãi trải ra trương huyền đã đặt chân phú thần cảnh bình chọn kết thúc phương đông thần ẩn hội cũng coi như kết thúc vốn đang có một ít khác lưu trình tỉ như đầu phiếu một loại, hiện tại cũng đều xem nhẹ, các thế lực lớn cũng đều sôi nổi rời đi. Trương Huyền vẫn luôn lưu tại bồng lai đảo thượng, mãi cho đến mọi người toàn bộ rời đi, bao gồm áo tang. Trương Huyền không đi, hắn một mình ngồi xếp bằng tại đây bồng lai đảo thượng tối cao một chỗ vách núi, nhắm hai mắt, như là nhập định lão tăng giống nhau, vẫn không nhúc nhích. Đường Thái Dương rơi xuống hải bình tuyến trong nháy mắt kia, không chung ánh sáng biến mất không thấy. Trương Huyền nhắm chặt hai mắt tại đây một khắc đột nhiên mở, trong miệng ra tiếng: "Các vị, đãi lâu như vậy, cũng nên lộ diện đi, trên đảo cũng không có người khác." "A, à, Trương Huyền." Một đạo tiếng hừ lạnh từ Trương Huyền phía sau vang lên, "Ta thật không hiểu nên khen ngươi có can đảm, hay là nên nói người ngu xuẩn, một người lưu lại nơi này." "Chỉ sợ, vị này chính là đối chính mình có tin tưởng đi, rốt cuộc đã có đồn đãi, nói hắn bước vào phú thần cảnh đâu?" một đạo thân ảnh từ trương huyền trước mặt vách núi phía dưới xuất hiện. Phú thần, ta không tin, lại một đạo thân ảnh với trong bóng đêm đi ra, nếu phú thần cảnh thật sự như vậy hảo nhập, cũng sẽ không có như vậy nhiều người, chết ở ngưng khí giữa. Hay không phú thần, kiểm nghiệm một chút liền biết. Trong bóng đêm, một đạo lại một đạo thân ảnh xuất hiện, mỗi người, đều biểu lộ ra tới mãnh liệt địch ý, đếm kỹ dưới, không dưới 10 người. Trái lại trương huyền, như cũng ngồi ở vách núi biên, cũng không quay đầu lại mở miệng, các vị, các người điểm bất đồng thế lực, vì cùng sự kiện mà đến, nhưng các người thật sự nghĩ tới, đồn đãi là thật là giả. Họ trương, chúng ta nếu tới, liền không phải nghe người nói giáo tới, là thật là giả, chính chúng ta sẽ xem. Một che lại mặt nam tính mở miệng. Trương Huyền khẽ lắc đầu, các người nếu tới, nên biết, quang hỏi là hỏi không ra tới, không bằng động thủ đi. Cuồng vọng, một người hét lớn ra tiếng, ngoại giới nghe đồn ngươi có phú thần thực lực nhưng ta chờ nhưng không tin khiến cho ta tới thử xem ngươi rốt cuộc có mấy cân mấy lượng một đạo hàn mang với trong bóng đêm hiện lên thẳng đến trương huyền ngực mà đi liền ở hàn mang lập tức cắt qua trương huyền quần áo khi một đạo màu tím quang mãn hiện lên đem này hàn mang đánh bay ngưng khí trung kỳ bực này thực lực quá yếu vẫn luôn ngồi ở chỗ kia trương huyền rốt cuộc đứng dậy hắn đứng ở trên vách núi nhìn chung quanh bốn phía, các ngươi, cùng lên đi. Trương huyền này một câu, giống như là mở ra mỗ nói áp phan, nguyên bản còn đứng ở một bên quan vọng người, giờ phút này căn bản không có do dự, toàn bộ ra tay. Những người này, hôm nay tới đây, liền không phải làm cái gì quân tử trị ước, quần công, đối bọn họ mà nói, cũng không có cái gì tâm lý gánh nặng, vừa mới không có đồng loạt ra tay, chẳng qua là mặt mũi thượng không bỏ xuống được mà thôi. Mười mấy danh cao thủ, đồng thời triều trương huyền đánh tới, trong đó, không thiếu một chân bước vào ngưng khí hậu kỳ cao thủ, cùng với hoàn toàn tiến vào ngưng khí hậu kỳ cao thủ. Trương huyền tuy rằng cầm trong tay diệt thế ma kiếm hư ảnh, ngưng khí hậu kỳ dưới vô địch, nhưng tại như vậy nhiều cao thủ cùng với một người ngưng khí hậu kỳ cao thủ vây công hạ, hoàn toàn bị áp chế ở vào hạ phong, trong tay màu tím bóng kiếm căn bản làm không ra bất luận cái gì công kích thủ đoạn, hắn hiện tại có thể làm, chỉ có không ngừng né tránh, ngăn cản, ở mười mấy danh cao thủ tiến công hạ không thể phản kích, chỉ có thể làm né tránh, ngăn cản, này không thể nghi ngờ là phi thường nguy hiểm, Trương Huyền tình cảnh hiện tại, có thể nói dùng hiểm nguy trùng trùng tới hình dung. Trước mặt mới vừa hiện lên nhất kiếm, sau lưng một đạo cong câu đã đánh úp lại, tại đây cong câu đã đến đồng thời, thân thể ba cái bất đồng phương hướng, lại đã chịu công kích. Chỉ là ngắn ngủn hơn 20 giây, Trương Huyền quần áo thượng đã bị vẽ ra vô số đạo thật nhỏ khẩu tử một mặt vết máu, từ Trương Huyền khuôn mặt bị vẽ ra, vừa mới chỉ cần Trương Huyền lại trốn chậm một chút, thương đến liền không phải mặt, mà là mắt. Thân ở như vậy tiến công cường độ hạ, sẽ làm người cảm thấy tuyệt vọng, liền bước tiếp theo nên đi nào mãi cũng không biết. Nhưng nếu nhìn kỹ, Trương Huyền trên mặt, cũng không có cái gì tuyệt vọng biểu tình, ngược lại ở Trương Huyền ánh mắt giữa, còn mang theo một mặt hưng phấn, một mặt điên cuồng. Hắn muốn, chính là loại cảm giác này. Trương Huyền đã không nhớ rõ chính mình bao lâu không có gặp được quá tình huống như vậy, hiện tại hắn một mình ở đảo, đối mặt rất nhiều cường đại địch nhân, lui không thể lui. Tưởng đem chuyện này giải quyết, chỉ có một phương pháp. Đó chính là, đem đăng đảo tới tìm phiền toái người, toàn bộ giết chết. Trương Huyền trên người miệng vết thương càng ngày càng nhiều, nhưng hắn tốc độ, lại càng lúc càng nhanh, ở địa ngục nhà giam huấn luyện ra tới cường đại kinh nghiệm chiến đấu, làm hắn chống đỡ người khác mấy lần thời gian, nếu đổi cái cùng Trương Huyền có được đồng dạng thực lực người tới đây, cũng đã sớm bị thua. Kinh nghiệm chiến đấu, phá lệ quan trọng. Đã lâu vô sắc hoa sen đột nhiên xuất hiện ở Trương Huyền đỉnh đầu, hoa sen tưới xuống một tầng khí mạc, bao phủ Trương Huyền toàn thân, này một đóa Trương Huyền đều không biết ra sao lai lịch hoa sen, giờ phút này rũ xuống khí mạc, có thể ngăn cản ngưng khí trung kỳ cao thủ công kích, hơn nữa là hoàn toàn triệt tiêu, ngưng khí trung kỳ cao thủ công kích thủ đoạn, vô pháp lai động này hoa sen mảy may. Bởi vì Hoa Sen xuất hiện, làm Trương Huyền có thể từ bỏ một ít phòng ngự thủ đoạn, đổi thành tiến công, hắn cũng dần dần thay đổi hiện tại bị động thế cục, trong tay tử mang lập loè một người ngưng khí trung kỳ cao thủ né tránh không kịp, thân thể còn lưu tại mặt đất, đầu cũng đã phi xuống sườn núi. Trương Huyền đột nhiên cảm thấy, chính mình hiện tại gặp phải áp lực, sau so, ban đầu muốn tiểu rất nhiều, hắn không cần loại cảm giác này, hắn muốn chính là, cường đại áp lực, hiện tại này đó, còn xa xa không đủ các ngươi cũng chỉ có này đó thủ đoạn sao? trương huyền thanh âm có chút khàn khàn, hắn khóe miệng tràn ra vết máu, không thể không nói, các ngươi thực lực thật là thực giác rời a, à, chỉ bằng các ngươi này đó a à miêu a à cẩu cũng tới tìm ta. họ trương người đã là nỏ mạnh hết đà, không cần cuồng vọng. kia ngưng khí hậu kỳ cao thủ ra tiếng. hiện tại mặc cho ai đều có thể nhìn ra, trương huyền căn bản là không phải cái gì phú thần cảnh, chỉ cần là ngưng khí cảnh, chính mình nhiều người như vậy còn có thể lấy hắn không dưới. Trương Huyền phun ra một ngụm máu đen, nỏ mạnh hết đà. Ta cái này trạng thái, cũng có thể chảm các ngươi toàn bộ. Trương Huyền lại lần nữa múa may kiếm mang, lại là một người thi thể chia lìa. Phế đi hắn, không cần lưu thủ, ngưng khí hậu kỳ cao thủ hét lớn một tiếng, đánh ra một trường, vách núi tạc nứt. Còn lại cao thủ, cũng là át chủ bài ra hết, ai cũng không nghĩ trở thành tiếp theo cái thi thể chia lìa người, bọn họ trong lòng tuy rằng cho rằng trương huyền hôm nay thất bại nhưng cũng không nghĩ ở trương huyền bại phía trước chính mình trước mất đi tính mạng ánh trăng tự hải bình tuyến thượng chậm rãi dâng lên sương mù dày đặc giữa bồng lai đảo đứng yên ở mặt biển thượng bọt sóng không ngừng chụp đánh ở trên đảo nhỏ trên đảo từng trận tiếng kêu vang vọng không ngừng thẳng đến ánh trăng ở hải bình tuyến thượng lộ ra hơn phân nửa trên đảo hét hò mới dừng lại tức khắc trở nên một mảnh yên tĩnh có vẻ phá lệ quỷ dị Gió biển thổi quá, mùi máu tươi ở trên đảo nhỏ phiêu đáng. Nguyên bản Trương Huyền nơi vách núi, bởi vì vừa rồi đại chiến, đã thiếu hụt hơn phân nửa. Thực lực tới rồi ngưng khí, mỗi nhất chiêu đều có uy lực khủng bố, không chút nào khoa trương nói, một người ngưng khí cảnh cao thủ, nếu nguyện ý, hắn có thể không mượn ngoại lực, phá hủy một chỉnh đống lâu, tuy rằng cái này quá trình thực dài lâu, nhưng lại là người thường vô luận như thế nào cũng vô pháp làm được. Trương Huyền nằm ở như đau tước giống nhau san bằng vách đá thượng, mồm to thở hổn hển. Trương Huyền trên người che kín vết máu. ở một bên, tên kia ngưng khí hậu kỳ cao thủ, đồng dạng vô lực quỳ dạp trên mặt đất, mau chóng khôi phục thực lực của chính mình. Trương Huyền thủ đoạn rất nhiều, tu luyện diệt thế đồ lục, lại chịu quá huyền thiên đám người đặc huấn, càng là nắm giữ diệt thế ma kiếm này một đại sát chiêu, nhưng đối mặt so với hắn cao hơn một cái cảnh giới ngưng khí hậu kỳ cao thủ, vẫn là vô cùng cố hết sức. Cuối cùng vẫn là mượn dùng Lâu Lan đoạt được kia đem đoạn kiếm, mới thương tới rồi này ngưng khí hậu kỳ cao thủ. Đến nỗi còn lại vây công người, đã toàn bộ biến thành thi thể, sở trả giá đại giới là, Trương Huyền đỉnh đầu kia hồi lâu không thấy Bạch Liên Hoa, lại lần nữa bắt đầu lung lay sắp đổ. Trương Huyền cùng tên kia ngưng khí hậu kỳ cao thủ, đều gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, có thể nghĩ đến, ai phàm là trước khôi phục một chút, liền sẽ qua đi trước chảm rất đối phương. Sóng biển như cũng không ngừng chụp phủi đảo nhỏ bờ biển. Nồng đậm sát khí, ở Trương Huyền cùng tên kia ngưng khí hậu kỳ cao thủ chi gian lan tràn. Trương Huyền này tên này cận tồn ngưng khí hậu kỳ cao thủ. Ước 3-4 phút sau, tên này ngưng khí cao thủ gian nan bò lên thân tới, hắn đầy mặt vết máu, giống như từ trong địa ngục bò ra ác quỷ, một đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Trương Huyền, ở hắn khóe mắt chỗ, có một cái thâm có thể thấy được cốt vết thương, vừa mới chỉ kém một chút, Trương Huyền là có thể chọc mù hắn đôi mắt. Họ Trương tin tưởng ta, ta sẽ đem người tứ chi một chút gõ đoạt đem người cả người ra tất cả đều bái xuống dưới. Ta sẽ làm người ở phun ra người biết toàn bộ bí mật phía trước, sống không bằng chết. Trương Huyền nhìn trước mắt người, cũng không có mở miệng. Hai người chi gian hiện tại càng nhiều, là tại tâm lý thượng đánh cờ. Trương Huyền rất rõ ràng, đối phương nếu thực sự có có thể hành động năng lực, tuyệt đối sẽ ở trước tiên xông tới phế bỏ chính mình mà không phải ở kia vô nghĩa, hắn hiện tại vô nghĩa nguyên nhân chỉ có một, đó chính là tưởng cho chính mình tâm lý thượng tạo thành áp lực, ảnh hưởng chính mình khôi phục tốc độ. Trương Huyền từ trưởng thành chi mới tới hiện tại, trải qua quá nhiều sinh tử chi đấu. Tên kia ngưng khí hậu kỳ cao thủ phóng xong tàn nhẫn lời nói sau, cũng không có lập tức đi hướng Trương Huyền, mà là đứng ở nơi đó, không ngừng thở dốc, hắn vừa mới bỏ lên thân tới đều lao lực, hiện tại đôi tay căn bản là vô lực nâng lên, chân liền giống như trói lại ngàn tấn trọng vật giống nhau, đi phía trước mại một chút đều làm không được, càng không cần để thực hiện hắn vừa mới theo như lời nói. Trương Huyền đã sớm dự đoán được như thế, hắn như cũ bảo chỉ nằm thẳng tư thế, khôi phục tự thân. Hiện tại, Trương Huyền cảm giác được toàn thân không có một chỗ không đau, chẳng sợ động một chút ngón tay, đều sẽ liên quan toàn bộ bàn tay, lại đến toàn bộ cánh tay, đều truyền đến một cổ xé rách đau nhức. Loại này đau nhức, tuy là Trương Huyền, đều nhịn không được kêu rên ra tiếng. Nhưng Trương Huyền trong lòng, lại là vui sướng, người muốn ở cực cảnh giữa hoàn thành thăng hoa, thân thể cũng là giống nhau. Thân thể truyền đến loại này đau đau, liền chứng minh cơ bắp đang ở tiến hóa, trở nên càng cường. Trương Huyền tu luyện diệt thế đồ lục, loại này công pháp chú ý từ ngoại giới đem khí dẫn đường tiến tự thân, ảnh hưởng thân thể, càng như là một loại dùng khí rèn thể phương pháp. Nhưng Trương Huyền vẫn luôn cũng chưa tìm được làm thử phương thức. Giờ này khắc này, Trương Huyền lại có thể rõ ràng cảm nhận được những cái đó cuồng bạo khí đang ở hướng huyết nhục của chính mình giữa thoán. Cái này làm cho trên người hắn đau đớn gấp bội, nhưng đồng dạng cũng có thể làm hắn càng cường đại hơn. Lại qua mười mấy phút, tên kia ngưng khí hậu kỳ cao thủ trên mặt đột nhiên lộ ra một mặt quỷ dị tươi cười. Hắn chậm rãi mại động cước bộ, đi hướng nằm ở nơi đó Trương Huyền, ở trong tay hắn, một phen khí nhận chậm rãi ngưng kết, tuy rằng nhìn qua phi thường hư ảo, không đạt được ngưng thật, nhưng đối với hiện tại đều là nhỏ mạnh hết đà hai người mà nói, này khí nhận, có thể nói là thần binh lợi khí, chỉ cần nhẹ nhàng một hoa, là có thể mang đi đối phương tánh mạng. Tên này ngừng khí hậu kỳ cao thủ không rên một tiếng, đối hiện tại hắn mà nói, nhiều lời một câu, đều là lãng phí khí lực, hắn thong thả hướng đi trương huyền. Dưới ánh trăng, hắn chính là lấy mạng ác quỷ, đôi tay hợp nắm, sơ lên cao chính mình trong tay khí nhận, bóng dáng kéo lão trường, theo sau nhắm ngay trước mặt trương huyền, Dùng sức đâm Phụt Tuy rằng là khí nhận Như cũng mang ra lưỡi dao sắc bén nhập thịt tiếng vang Khí nhận cắm vào trương huyền hóm vai Đâm đến xương cốt Loại này xuyên tim đau đớn Làm trương huyền mặt bộ cơ bắp không tự giác phát sinh Hai người chi gian không nói gì Một mảnh yên tĩnh Tên này ngưng khí cao thủ rút ra khí nhận Hắn không có năng lực lại ngưng tụ ra một phen Tiếp tục chiều trương huyền đâm tới Này một thứ thẳng đến trương huyền ngược khí nhận cắm vào trương huyền ngực phải, tên này ngưng khí hậu kỳ cao thủ trong mắt, nhảy ra vui mừng, nhưng này vui mừng lại là hơi túng lướt qua, hắn mở to hai mắt nhìn, không thể tin tưởng nhìn chính mình trước người, kia có một cái linh động cái đuôi, từ ở chính mình trước ngực lúc ẩn lúc hiện, mà này linh động cái đuôi kéo dài đi ra ngoài, là một đạo thật lớn chỗ hồng, thuộc về chính mình lồng ngực chỗ. Máu tươi không ngừng từ tên này ngưng khí hậu kỳ cao thủ trước ngực trào ra, hắn có thể cảm giác được, đang có thứ gì, ở trong cơ thể mình sông cuộn biển gầm, như vậy bị thương nặng, làm trong tay hắn khí nhận tức khác tiêu tán. Trương Huyền nằm trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, nhìn về phía tên này ngưng khí hậu kỳ cao thủ trong ánh mắt, tràn ngập hờ hững. "Ngươi, ngươi như thế nào?" Tên này ngưng khí hậu kỳ cao thủ che lại chính mình ngực, máu tươi không ngừng từ khóe miệng tràn ra. "Hóa hình cảnh thủ đoạn, có đôi khi cũng có thể cực kỳ hiệu a." Trương Huyền đồng dạng khụ ra một mồm to máu tươi, há miệng thở dốc nhẹ nhàng ra tiếng phá. Ở Trương Huyền này một đạo phá thanh hạ, một cái thân thể hư ảo linh xà từ ngưng khí hậu kỳ cao thủ trước ngực lỗ thủng chui ra tới. Vừa mới, Trương Huyền cố ý bán ra một sơ hở, làm đối phương đem lưỡi dao sắc bén đâm vào chính mình ngực, Trương Huyền đồng thời cũng lấy hóa hình thủ đoạn, ngưng ra một cái linh xà, này linh xà lực sát thương không có đối phương trong tay lưỡi dao sắc bén như vậy cường hãn, thậm chí chỉ là đụng tới đối phương trong tay lưỡi dao sắc bén liền sẽ bị nháy mắt tiêu tán, nhưng lại có thể giảo phá đối phương làn da, chui vào này trong cơ thể. Tạo thành lớn hơn nửa lực sát thương. Ngưng khí hậu kỳ cao thủ đôi mắt trừng lớn, trong mắt mang theo không cam lòng, hắn bước chân về phía sau lảo đảo một bước, theo sau một đầu hướng phía trước phương tải đi, nhào vào trên mặt đất, không bao giờ động, máu tươi dần dần từ hắn dưới thân lan tràn ra tới, dày đặc mùi máu tươi ở không trung phiêu tán. Tại đây, hôm nay chiến đấu hoàn toàn kết thúc. Trương Huyền còn nằm ở nơi đó, nhìn treo ở chân trời ánh trăng, thật dài thở dài một tiếng. Nguyệt lạc nhật thăng, tân một ngày đã đến, bồng lai đảo tối hôm qua đại chiến ngôi cao thượng, nằm mười mấy cổ thi thể, máu tươi lưu nơi nơi đều là, sau đó khô cạn, khắc ở nham thạch trên vách. Tới rồi giữa trưa thời gian, một mặt ánh sáng mặt trời chiếu ở Trương Huyền trên người, làm hắn cảm giác ấm áp phá lệ sảng khoái, tối hôm qua bị thương quá nặng, làm hắn đến bây giờ cũng vô pháp tự nhiên hành động, thân thể hắn còn ở khôi phục, trên người những cái đó miệng vết thương, đều là bị ngưng khí cường giả sở tạo thành, một chốc căn bản vô pháp phục hồi như cũ. Cũng may Trương Huyền phía trước có quan sát quá, này đảo nhỏ hồi lâu không có người yên, trên đảo sinh trưởng không ít thảo dược, những cái đó đối thường nhân mà nói vô pháp phân rõ thậm chí căn bản không thể nhận chi thảo dược, đối với Trương Huyền tới nói, cũng không có cái gì khó khăn. Trương Huyền thở dài một tiếng, trên đảo này, còn phải lại đãi một đoạn thời gian, còn có không ít người cũng chưa xuất hiện a. À. Thở dài song sau, Trương Huyền nhắm mắt lại, hưởng thụ này an tĩnh ánh nắng. Một ngày sau, Trương Huyền bước chậm ở trên đảo nhỏ, tìm một ít thảo dược. Một phòng sau, Trương Huyền trên người miệng vết thương đã dần dần khép lại, trên người hắn quần áo nơi nơi đều là thật nhỏ khẩu tử, giống như một cái dã nhân giống nhau, một ngụm thô chế nồi sắt đặt tại một chỗ trên vách núi, nồi sắt hầm một cái cá biển, cái nồi này vẫn là phía trước tới tham gia phương Đông thần ẩn hội người lưu lại. Trương Huyền một người ở tại này tòa trên đảo, mỗi ngày làm sự tình, chính là hái thuốc, luyện chiêu, xem hải, hắn đã thật lâu không có như vậy tính tâm qua. Phương xa, một cái thuyền nhỏ dần dần tới gần bồng lai đảo, ở sương mù dày đặc trung như ẩn như hiện. Trương Huyền vị trí ngọn núi này nhai vừa vẫn có thể nhìn ra xa, ở nhìn đến thuyền nhỏ ánh mắt đầu tiên. Trương Huyền liền lộ ra một nụ cười, lại có khách nhân tới A. À. Trương 1156 rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Sương mù dưới, một cái thuyền nhỏ như ẩn như hiện. Đương thuyền cập bờ, một bóng người từ trên thuyền đi xuống, theo sau chậm rãi chiều này đảo nhỏ trung ương đi tới. Trương Huyền cũng dần dần thấy rõ người tới, đối phương thân xuyên màu đen kính trang, không mang bất luận cái gì vũ khí, long hành hổ bộ, tuổi ở hơn 40 tuổi, là phương đông gương mặt người tới hành động cực kỳ nhanh chóng, chỉ là vài bước, liền sải bước lên vách núi, cùng Trương Huyền nhìn nhau mà đứng. Trương Huyền khởi động một chén vừa mới ngao tốt canh cá, đem cái mũi tiến đến phụ cận hít sâu một hơi, lộ ra một bộ hưởng thụ bộ dáng, lên đường cũng mệt mỏi, muốn hay không tới chén canh cá lại đánh. Không cần, người tới phất tay, nó chính là thuần khiết hẻ oi bức ngữ, bất quá ta có thể chờ người ăn xong, người xin cứ tự nhiên. Trương Huyền cũng không cùng hắn khách khí, lo chính mình ngồi ở một bên, hào hào hưởng thụ chính mình hầm này một nồi canh cá, tuy rằng chỉ là đơn giản nhất nguyên liệu nấu ăn, nhưng ở trương huyền trong tay lại có thể tản mát ra cao đẳng nguyên liệu nấu ăn mỹ vị. Một chén canh cá, trương huyền không nhanh không chậm uống xong, người tới đứng ở một bên, cũng không thúc giục, cũng không sốt ruột. Chờ trương huyền đem trong tay không chén hoàn toàn buông, hơn nữa không có lại thịnh một chén ý tứ khi, người tới mới ra tiếng, lại đánh phía trước, ta sẽ trước thanh minh một sự kiện. Ngươi nói, Trương Huyền đánh cái no cách, đem kia khẩu nồi sắt bắt được một bên phóng hảo, sợ từ từ đánh lên tới thời điểm đem này nồi sắt thương đến. Người tới ra tiếng, ta biết ngươi là Lục Tiên đồ đệ, ta kính trọng Lục Tiên, chẳng sợ thắng ngươi, cũng sẽ không thương tánh mạng của ngươi. Nhưng nếu ta thắng, ta muốn biết một tin tức. Trương Huyền rũi người, như thế nào? Các ngươi cũng có tổ khí ở Lục Lão nhân kia. Người tới lắc lắc đầu, ta chỉ là muốn biết Lục Tiên táng ở nơi nào ta muốn đi tế bái. Ha ha, Trương Huyền cười gượng hai tiếng, tới này người, đều là muốn biết lục lão nhân táng ở nào. Người tới thần sắc bình đẳng, người tin hay không không sao cả, ta chỉ là nói cho người ta tới nguyên nhân mà thôi, ta sớm tại 10 năm trước liền bước vào ngưng khí hậu kỳ, từ từ, người cũng nên cẩn thận. Trương Huyền trên mặt biểu tình không có biến hóa, trong lòng lại vô cùng trịnh trọng. Cẩn thận, ta muốn ra chiêu, đối phương đem thân mình cung khởi, giống như là chuẩn bị đi săn động vật họ mèo, ngay sau đó, đột nhiên chiều Trương Huyền phóng đi, ở hắn nhằm phía Trương Huyền trong quá trình, màu cam khí mang ở hắn thân thể tầng ngoài hình thành một con liệp báo hư ảnh. Đây là Trương Huyền lần đầu nhìn thấy công kích như vậy phương thức, dĩ vãng chứng kiến cao thủ, hoặc là đó là đem khí ngưng tụ thành thú ảnh phụ trợ chính mình tiến công, hoặc là đó là đem hóa khí làm lưỡi dao sắc bén trở vũ khí hình thái, chính mình làm chủ công. Nhưng như vậy, đem hóa khí tay, theo sau bám vào với thân, chưa bao giờ gặp qua. Trương Huyền không có tùy ý ra chiêu, đối mặt không biết sâu cạn, không biết này thủ đoạn địch nhân, lấy bất biến ứng vạn biến mới là lựa chọn tốt nhất. Đối phương vào tới Trương Huyền trước người sau, đôi tay đồng thời chiều Trương Huyền đánh ra, tại đây đồng thời, bám vào với trên người hắn liệp báo, cũng hướng Trương Huyền vươn lợi trảo. Trương Huyền thân hình bay nhanh lui về phía sau, nhưng hắn lui về phía sau tốc độ, căn bản không có đối phương tốc độ mau chỉ là nhất chiêu, Trương Huyền trước ngực liền bị vẽ ra lưỡng đạo vết máu. Loại này 10 năm trước liền bước vào ngưng khí hậu kỳ cao thủ, đối với ngưng khí hậu kỳ dưới, hoàn toàn có thể làm được tuyệt đối nghiền áp. Đơn giản Trương Huyền có được cường đại chiến đấu bản năng, nhiều năm sinh tử chi đấu, sớm đã làm hắn hình thành một ít cơ bắp phản ứng, hơn nữa diệt thế đổ lục đặc thù tính, mới đưa đến hắn sẽ không trước tiên bị thua. Loại trình độ này đối thủ, đối với Trương Huyền mà nói, là cơ hồ không có khả năng chiến thần nhưng mà trương huyền vừa lúc liền yêu cầu đối thủ như vậy tới mài rũa chính mình cơ hồ không có khả năng chiến thắng đều không phải là hoàn toàn không thể chiến thắng trương huyền muốn tìm chính là kia cận tồn một tia khả năng đây cũng là trương huyền hiện giai đoạn có thể cường đại chính mình duy nhất con đường chiến đấu cùng người đấu có thể cường đại nhưng rơi vào tiểu thừa trương huyền hiện tại đó là chuyên môn khiêu chiến cường đại với chính mình vài lần đối thủ Hắn làm là với mình đấu, không phải đi đạt tới đối thủ cực hạn, mà là không ngừng đột phá tự thân cực hạn. Trương Huyền phải làm, không phải tìm được chiến thắng đối thủ phương pháp, mà là tìm được cường đại tự thân phương pháp, này tuy rằng nghe đi lên không có gì khác nhau, nhưng bản chất lại là hai loại sự. Chiến thắng đối thủ có thể phân rất nhiều loại, lấy hiện tại Trương Huyền tới nói, hắn lúc ấy chỉ cần làm phương đông hành không bọn họ tùy tiện một người giấu ở trên đảo, liền có thể giúp chính mình chiến thắng đối thủ nhưng một khi làm như vậy liền vĩnh viễn thắng không được chính mình đối mặt trước mắt người này công kích trương huyền né tránh nhưng thực lực tranh lệch vẫn là làm trương huyền trên người miệng vết thương càng ngày càng nhiều ta không nghĩ thương tánh mạng của ngươi chỉ cần ngươi nói cho ta về lục tiên táng thân chỗ sự liền hảo ta chỉ nghĩ tế bái một chút mà thôi trung niên nam nhân biên đánh biên mở miệng thắng ta lại nói trương huyền hét lớn một tiếng hai tay chấn động hai thanh màu tím trường kiếm phân biệt xuất hiện ở hắn trợ thủ đắc lực đối mặt trung niên nam nhân lúc này đây công kích trương huyền không có lựa chọn tiếp tục né tránh mà là làm ra tiến công loại nhỏ diệt thế ma kiếm giữa mang theo khủng bố mũi nhọn này đã từng nhất kiếm đem mại lạc bị thương nặng uy lực tuy là này trung niên nam tính cũng không dám đón đỡ thế công chậm lại rất nhiều liên tục mấy chục chiêu sau tuy rằng trương huyền vẫn luôn đều bị áp chế ở vào hạ phong nhưng trên người miệng vết thương tăng thêm tốc độ hiển nhiên đã chậm lại không ít. Trương Huyền phát hiện, đối phương công kích tốc độ phá lệ sắc bén, mau đến chính mình căn bản vô pháp làm được hữu hiệu ngăn cản, Mười chiêu có thể ngăn trở thất chiêu đã là cực hạt, nhưng đối phương công kích cường độ lại không có cỡ nào đáng sợ, đương khi phá rất chính mình hộ thể hoa sen sau, cũng chỉ có thể cho chính mình tạo thành một ít bên ngoài cơ thể thương, thương không đến căn bản, mà chính mình, tắc có thể ở hắn sắc bén tiến công giữa, không ngừng tiến hành mài rũa. Trương Huyền, ta không nghĩ ra tàn nhẫn tay, ta khuyên người chuyển biến tốt liền thu. Đối phương thấy lâu công không dưới, lại lần nữa ra tiếng. Ta nói, Trương Huyền múa may nhất kiếm, người thắng ta lại nói. Đây là người bước ta, đối phương trong mắt, đột nhiên xuất hiện một mặt bạo ngược, liền thấy hắn thân hình nhanh chóng lui về phía sau, theo sau. Như giã thú giống nhau phủ phục trên mặt đất, trên người hắn sở bao trùm giã thú hư ảnh, càng thêm thâm, hắn há to miệng, ở hắn răng hàm sau vị trí thượng, trên dưới tả hữu các có một viên bén nhọn răng nanh. Ta liền biết, Trương Huyền hừ lạnh một tiếng, gặp người ánh mắt đầu tiên, trên người của ngươi liền tản ra một loại thuộc về giã thú nguy hiểm hơi thở, ngươi hẳn là xem như phản tổ minh cao dai vật thí nghiệm đi, đem dã thú trên người sở tồn lưu gen lớn nhất hạn độ bảo tồn xuống dưới. Khắc khắc, đối phương phát ra một trận âm trầm tiếng cười, họ Trương, ta bản thân không nghĩ giết ngươi, đây chính là ngươi bước ta. Rượu mời không uống, cũng chỉ có thể thỉnh người uống rượu phạt. Đối phương tiếng nói vừa dứt, tứ chi dùng sức, cùng dã thú, chiều Trương Huyền chạy như điên mà đến, kia tốc độ mau đến Trương Huyền đều thấy không rõ. Liệp báo, ở tốc độ bùng nổ phương diện, bản thân chính là thiên nhiên vương giả, đem này gen dung hợp đến một người cường đại ngưng khí hậu kỳ cao thủ trên người, sở bộc phát ra uy lực tuyệt đối khủng bố. Chương 1157 cực hạn thời gian. Đương này trung niên nam nhân không hề che giấu, bày ra toàn bộ thực lực là lúc, Trương Huyền tức khắc liền ở vào liền đánh trả đều khó tuyệt đối hạ phong. Trung niên nam nhân thân như liệp báo, thế công cũng như liệp báo như vậy mãnh liệt, gần một cái đối mặt, Trương Huyền trên người liền tăng thêm vô số thật nhỏ miệng vết thương. Trung niên nam nhân công kích tốc độ mau đến đáng sợ, ngay cả Trương Huyền đỉnh đầu hoa sen rũ xuống khí mạc tốc độ, đều so ra kém đối phương công kích tốc độ. Trương Huyền bước chân liên tiếp lui về phía sau, đối phương kia khủng bố bạo phát lực làm hắn cảm thấy kinh hãi. Trương Huyền cũng không phải không có cùng ngưng khí hậu kỳ cao thủ đánh quá, bao gồm thần ẩn hội trước châu nam cực giáo chủ Mại Lạc, Trương Huyền cũng giống nhau đã giao thủ, nhưng cấp Trương Huyền cảm giác căn bản không giống như là trước mặt người này như vậy sắc bén. Phản tổ Minh đem nhân thú hóa, thay đổi này gen đồng thời, tính cả này tính cách, thân thể đặc thù, tiến công phương thức đều đã xảy ra biến hóa nếu nói đối mặt khác ngưng khí hậu kỳ cao thủ, cấp Trương Huyền cảm giác vẫn là ở cùng một người giao thủ, như vậy hiện tại, Trương Huyền sở đối phó chính là một con nắm giữ khí dã thú. Trung niên nam nhân mỗi một đạo công kích giữa, đều cùng với một trận gào giống thanh, chiêu chiêu đánh hướng Trương Huyền trên người yếu hại bộ vị, dục muốn đem Trương Huyền tứ chi xé rách. Trương Huyền nhìn quét liếc mắt một cái chung quanh, hắn biết rõ, chính mình nếu lại như vậy cùng đối phương đánh tiếp, tùy thời đều khả năng bị thua, Hiện tại duy nhất có thể làm, đó là biên đánh biên lui. Tuy rằng tốc độ không có đối phương mau, nhưng tổng hảo quá không có lúc nào là ở vào đối phương công kích dưới. Nghĩ đến, liền làm. Lại lần nữa thừa nhận trụ đối phương nhất chiêu sau, Trương Huyền dựa thế rơi xuống này chỗ vách núi, Triều Sơn hạ chạy đi. Muốn chạy, ngươi lấy cái gì chạy? Trung niên nam nhân hét lớn một tiếng, tứ chi chấm đất, Triều Trương Huyền phóng đi. Trung niên nam nhân vào tới bên vách núi xuống phía dưới vừa thấy, lại không thấy Trương Huyền bóng dáng. Trốn, ngươi có thể tránh được sao? Trung niên nam nhân cười lạnh một tiếng, trong mắt mang theo thị huyết quang mang, xuống phía dưới nhảy. Giữa năm nam nhân thân ảnh treo ở giữa không trung khi, đột cảm sau lưng một trận kình phong đánh úp lại, trung niên nam nhân thầm mắng một tiếng âm hiểm, hắn hiện tại này lăng không, làm không được nhanh chóng xoay người, chỉ có thể cuống quyết thân thể cuộn tròn lên, song trưởng đồng thời dùng sức về phía sau một phách, dây tiếp theo, trung niên nam nhân có thể rõ ràng cảm giác được chính mình ngực chợt lạnh, nhưng hắn cả người cũng bởi vì kia một phách chi lực rời xa vách núi. trương huyền nhìn trung niên nam nhân nháy mắt bỏ chạy mười mấy mét, nói một tiếng đáng tiếc, thu hồi trong tay đoạn kiếm, xoay người vào phía sau sơn động giữa. trương huyền một mình ngồi trên bồng lai đảo, chờ đợi khắp nơi cao thủ tiến đến, hắn phải trải qua sinh tử chi đô, nhưng cũng không đại biểu chưa cho chính mình biện pháp dự phòng. Năm tháng ở bồng lai đảo vách núi bên trong lưu lại rất nhiều phức tạp đan sen sơn động, huyệt động bên trong đan sen, liền cùng con kiến xảo huyệt giống nhau. Trong khoảng thời gian này, Trương Huyền đã đem này vách núi bên trong sơn động sở thông, đây là hắn cho chính mình lưu đường lui, một khi gặp được hoàn toàn vô pháp đối phó địch nhân, đem từ nơi này bỏ chạy. Vừa mới, Trương Huyền đó là tránh ở này sơn động lối vào, cho trung niên nam nhân một đao, chỉ tiếc đối phương phản ứng quá nhanh, làm Trương Huyền chỉ cắt qua này tầng ngoài làn da. Trương Huyền mới vừa quay người chui vào sơn động giữa, liền nghe được phía sau truyền đến tiếng hô, trung niên nam nhân truy vào núi động, hắn tuy rằng tốc độ kỳ mau, nhưng tại đây phức tạp đan sen sơn động giữa, loại này ưu thế cũng không pháp phát huy ra tới nhiều ít. Ngược lại là Trương Huyền, mượn dùng nơi này quen thuộc địa hình, sẽ đột nhiên từ nào đó trong thông đạo thoát ra, cấp trung niên nam nhân tới thượng một cái đánh lén. Trương Huyền như vậy đánh lén, tuy rằng vô pháp cấp trung niên nam nhân tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn, nhưng lại làm đến hắn phiền không thắng phiền trong lòng cảm thấy phá lệ táo bạo họ trương người cũng chỉ biết trốn đông trốn tây sao trung niên nam nhân hét lớn một tiếng hắn tiếng hô không ngừng ở trong sơn động tiếng vọng trương huyền không ra thanh âm như rắn độc dấu ở chỗ tối thường thường toát ra đầu tới thượng nhất chiêu đánh lén có thể nhìn đến kia bao trùm ở trung niên nam nhân trên người báo ảnh càng thêm ngưng thật trung niên nam nhân trong mắt bạo ngược thành phần cũng càng ngày càng nhiều Giống. Trung niên nam nhân phát ra một đạo thú giống, cuồng bạo đụng phải trước mặt nham thạch phách tường, này nham thạch phách tường sao chịu được ngưng khí hậu kỳ cao thủ va chạm, tức khắc bị phá khai một cái chỗ hồng, mà cả tòa sơn thể cũng bởi vì này sơn trong bụng phát sinh hết thảy, bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Trương Huyền đang ở trong sơn động, nhìn phía trên không ngừng chấn động rất xuống đá vụn, mắng to một tiếng kẻ điên, trung niên nam nhân như vậy cách làm, rất có khả năng sẽ dẫn tới sơn thể đột nhiên sụp xuống. Đến lúc đó, thân ở sơn trong bụng hai người đều sẽ bị mai táng tại đây trong sơn động. Trốn a, à, người tiếp tục trốn a, à, ta xem người có thể trốn đến khi nào, ha ha ha. Trung niên nam nhân phát ra cuồng tiếu, không ngừng va chạm sơn trong bụng vách đá. Sơn thể run rẩy càng ngày càng mãnh liệt. Trương Huyền hiển nhiên không có khả năng lại tiếp tục đãi ở chỗ này, hắn xem chuẩn một cái cơ hội, vòng tới rồi trung niên nam nhân phía sau, chiều sơn ngoài động phóng đi. Trốn a à như thế nào không tiếp tục trốn rồi. Trung niên nam nhân liếm liếm môi, trong mắt toàn là thị huyết quang mang, đuổi theo Trương Huyền liền chiều sơn ngoài động chạy tới. Sơn động ngoại, Trương Huyền dùng huyết toàn lực chạy như điên, trung niên nam nhân tứ chi chấm đất, bay nhanh chiều Trương Huyền đuổi theo, lần này không có công sự che chắn, hắn tốc độ thượng ưu thế hoàn toàn phát huy ra tới, chỉ là mấy cái hô hấp gian, liền đuổi tới Trương Huyền phía sau, theo sau một chảo, thẳng đến Trương Huyền giữa lưng mà đi. Ở tuyệt đối tốc độ ưu thế hạ, Trương Huyền căn bản vô pháp đánh trả, bị đánh kế tiếp bại lui. Trung niên nam nhân giống giận, cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội, ngoan ngoãn nói cho ta Lục Diễn Mộ ở đâu, ta có thể suy xét về sau còn có thể làm ngươi làm một cái kiện toàn người. Trương Huyền cũng không có quá nhiều đi để ý tới hắn, ở quá trình chiến đấu chung, Trương Huyền môi vẫn luôn ở động. Nếu cẩn thận nghe, Trương Huyền là ở niệm con số, 607, 608, 609. Trung niên nam nhân ra tay, lại lần nữa ở Trương Huyền trên người lưu lại một đạo vết máu thật sâu. 714, 715. Ở Trương Huyền đếm tới 715 nháy mắt, trên mặt hắn lộ ra một trận vui mừng, bởi vì hắn thực rõ ràng cảm giác được, trung niên nam nhân tiến công tốc độ bắt đầu biến chậm. Thời gian này đoạn, Trương Huyền vẫn luôn đều ở tính giờ. Liệp báo, có thể nói trên đất bằng sức bật mạnh nhất sinh vật nhưng đồng thời, chúng nó bùng nổ thời gian cũng là phá lệ ngắn ngủi. Này trung niên nam nhân có được liệp báo gen, có như vậy cường đại bùng nổ, nhưng đồng dạng, cũng sẽ kế thừa liệp báo nhược điểm. Điểm này, Trương Huyền rất sớm phía trước cũng đã nắm giữ, rốt cuộc phản tổ minh thực nghiệm thể, Trương Huyền cũng gặp không ít. Ngưng khí cảnh hậu kỳ thực lực, sẽ kéo dài trung niên nam nhân trong cơ thể liệp báo gen bùng nổ thời gian, Trương Huyền vẫn luôn, liền ở tính toán thời gian này. 12 phút, đó là phản tổ minh ngưng khí hậu kỳ cao thủ gen bùng nổ cực hạn. Trung niên nam nhân lại một lần ra tay, nhưng lần này cũng không có lấy được cái gì thành quả, mà là bị Trương Huyền thành công chắn xuống dưới. Mắt thấy chính mình công kích bị chặn lại, trung niên nam nhân sửng sốt. Trương Huyền tuy rằng cả người là huyết, nhưng trên mặt vẫn là không cấm lộ ra tươi cười, như thế nào, tốc độ biến chậm. Nếu ta đoán không lầm, phản vệ thực mau nên tới đi. Thế giới này là thủ hằng, muốn ngắn ngủi cường đại, cần thiết muốn trả giá nào đó đại giới, ta vẫn luôn đều phi thường tin tưởng điểm này. Trung niên nam nhân trong mắt xuất hiện tàn nhẫn thần sắc, tiểu tử, người đem hết thảy đều tưởng quá chắc hẳn phải vậy. Phản vệ là cái gì, ta không hiểu, ta chỉ biết, lập tức ta liền phải đem ngươi tứ chi một chút một chút cắt đứt, sau đó làm trò ngươi mặt, nuốt vào bụng. Trung niên nam nhân dứt lời, lại lần nữa phát ra công kích, nhưng hắn hiện tại công kích, đã vô pháp đối trương huyền tạo thành cái gì thực chất tính nguy hiếp. thậm chí ở trương huyền trong mắt đối phương tốc độ đã bắt đầu trở nên thông thả lên mỗi một động tác chính mình đều có thể xem rành mạch trương huyền không biết chính là điểm này có một phân nguyên nhân là trung niên nam nhân thân thể bắt đầu gặp liệp báo gen phản phệ nhưng càng nhiều còn lại là chính mình thần kinh phản ứng tốc độ biến nhanh diệt thế đổ lục chú ý địch tới ta diệt chính là làm tu luyện diệt thế đổ lục người không ngừng chiến đấu ở trong chiến đấu, lấy linh khí tôi dưỡng mình thân. Vừa mới chiến đấu thời gian tuy rằng không dài, nhưng Trương Huyền tinh thần lực, thời thời khắc khắc đều tập trung ở bên nhau, cái này làm cho hắn tiến bộ, phi thường to lớn. Trương Huyền sở trả giá, là tùy thời khả năng táng thân ở đối phương lợi trảo hạ nguy hiểm, mà được đến hồi báo, cũng là thật lớn, thực lực của hắn, so với phía trước, có rõ ràng tiến bộ, liền ở thần kinh phản ứng năng lực thượng đã vượt qua phía trước một mảng lớn, đương nhiên, Loại trạng thái này, còn cần củng cố. Trương Huyền hiện tại lại cùng trung niên nam nhân giao chiến, đã có thể làm ra hữu hiệu phản kích, giữa năm nam nhân cánh tay bị Trương Huyền đột nhiên lấy ra đoạn kiếm vẽ ra một lỗ hồng khi, sắc mặt của hắn hoàn toàn thay đổi. Nhìn dáng vẻ, ngươi là không có biện pháp thực ta huyết nhục a. À. Trương Huyền nhanh chóng thu hồi đoạn kiếm, này đoạn kiếm là hắn đòn sát thủ. Trung niên nam nhân trên mặt là phẫn nộ, cũng là không cam lòng vừa mới nếu không có ở kia trong sơn động lãng phí đại lượng thời gian hắn tin tưởng chính mình đã sớm đem trước mặt người này tứ chi chặt bỏ tới ta liền nói người này đầu chỉ biết làm bừa con báo thật đúng là không nhất định có thể lấy đến hạ hắn vị này chính là lục tiên truyền nhân chỉ sợ đến bây giờ còn có át chủ bài không ra đâu một đạo giọng nam ở trương huyền phía sau cách đó không xa vang lên trương huyền trong lòng giật mình nguyên bản đã đánh ra nhất chiêu nhanh chóng thu hồi vội vàng thay đổi thân hình, thay đổi địa phương, theo sau chiều thanh âm truyền đến địa phương nhìn lại. Nơi đó, là một cây đại thụ, đại thụ sinh trưởng rậm rạp, ở cây cối đỉnh, một đạo cùng đại thụ nhan sắc hoàn toàn giống nhau thân ảnh đột nhiên nhảy xuống cây làm, đứng trên mặt đất trên nham thạch, ở hắn rơi xuống trên nham thạch trong nháy mắt, thân thể hắn cũng biến hóa thành cùng nham thạch tương đồng ánh mắt. Trương Huyền mày nhăn lại, khó trách chính mình vừa mới không có phát hiện người này đã đến trong thân thể hắn có được là tắc kè hoa gen loại này ngưng khí cảnh người nhân bản không phải phía trước những cái đó tàn thứ thực nghiệm thể bọn họ có thể đem một cái giống loài gen ưu thế hoàn mỹ phiên bội phát huy ra tới tựa như trước mặt vừa mới xuất hiện người này hắn mặt bộ đều đi theo chung quanh hoàn cảnh cùng nhau biến sắc nếu không có hắn xuất khẩu nói chuyện trương huyền liền hắn là nam hay nữ đều phân không rõ này trên người quần áo cũng là đặc chế cũng sẽ theo hoàn cảnh nhan sắc mà thay đổi báo hình trung niên nam nhân nát một ngụm nước bọt ít nói nói mát mau bắt lấy hắn người ta trở về đều có chỗ lợi không cần bị người khác chạy tới đoạt công lao ta này không phải xem ngươi đi săn bắt vui vẻ không nghĩ quấy rầy ngươi nhã hứng sao tắc kè hoa cười lớn một tiếng trương huyền thấy thế căn bản là không có cùng hai người liều chết một bác ý tứ một trọi một trương huyền đánh đến hiện tại cũng mau dầu hết đèn tắt hiện tại lại tới một cái mãn trạng thái tắc kè hoa Trương Huyền nhưng không tự tin, chính mình có thể căng mấy chiêu. Trong đầu cơ hồ không có làm tự hỏi, Trương Huyền xoay người, nhanh chân liền chạy. Truy, tắc kè hoa khẽ quát một tiếng, chiều Trương Huyền phóng đi, liệp báo trung niên đi theo phía sau. Thỏ khôn có ba hang, Trương Huyền lưu tại trên đảo, tự nhiên cho chính mình để lại không ngừng một cái chuẩn bị ở sau. Tại đây trên đảo, hắn có rất nhiều ẩn thân mà, bao gồm lúc ấy cử hành phương đông đại hội khi hắn bế quan địa phương, liền phi thường ẩn nấp. Ở trương huyền qua lại tán loạn hơn nữa các loại chớ quấy dày hạ, tắc kè hoa cùng liệp báo cũng vô pháp trước tiên liền đuổi theo trương huyền. Trương huyền chậm rãi chạy hướng đảo nhỏ bên cạnh, đạp lên một con thuyền ngừng ở đảo biên mộc lục xoát thượng, ngự khí thúc dục mộc lục xoát. Tắc kè hoa cùng liệp báo đi theo cách đó không xa, thấy trương huyền, hét lớn một tiếng, truy. Đừng làm cho hắn chạy. Hai người đạp lên liệp báo đã đến khi sử dụng thuyền gỗ, chiều trương huyền đuổi theo rõ ràng chỉ là hai con bình thường thuyền gỗ, nhưng ở ngưng khí cao thủ thủ hạ, lại có thể ở trong biển có được theo gió vượt sóng chi tư. Hai điều thuyền gỗ, ở trên biển đuổi theo, ở chỗ này, liệp báo cũng không pháp phát huy ra hắn ưu thế, bọn họ chỉ có thể vẫn duy trì không rơi sau với trương huyền, cũng không pháp thành công đuổi theo, hai người cũng chỉ có thể đứng ở trên thuyền lo lắng xuông, mắng to trương huyền rào hoạt. Con thuyền đi tới tốc độ thực mau, thực mau liền ra bồng lai đảo phạm vi, sử ra kia một mảnh xương mù dày đặc giữa. Nơi xa, một cái du thuyền hấp dẫn Trương Huyền tầm mắt, hơi chút tính toán một phen sau, Trương Huyền thả người nhảy, lẻn vào trong biển, theo sau chiều kia du thuyền nơi địa phương lặn xuống nước mà đi, làm thân ảnh biến mất ở liệp báo cùng tắc kè hoa tầm mắt giữa. Đây là một con thuyền xa hoa du thuyền, chạy ở vùng biển quốc tế phía trên, du thuyền bong tàu thượng, không ít tuổi trẻ nam nữ chính ăn mặc đồ bơi, ở bong tàu bể bơi biên hì hì, cũng có người thừa thượng mô tô thuyền, ở du thuyền chung quanh mặt biển thượng du lịch. Trương Huyền xem chuẩn một cái không ai địa phương, thả người nhảy, liền phiên thượng du luân, theo sau chui vào một cái kho để hàng hóa chuyên trở giữa. Này du thuyền thượng, có rất nhiều người thường, chẳng sợ phản tổ minh hai người biết Trương Huyền giấu ở này du thuyền thượng, cũng vô pháp quang minh chính đại động thủ. Luyện khí giả không thể ở người thường trước mặt triển lộ thực lực, điểm này, phản tổ minh cũng sẽ không trái với, nếu không bọn họ sẽ trở thành luyện khí thế giới công địch. Trương Huyền xuyên qua du thuyền kho để hàng hóa chuyên trở, đi vào một cái cùng loại với phòng giặt địa phương, Trương Huyền nhìn thoáng qua chính mình trên người rách nát quần áo, bất đắc dĩ cười, cầm lấy một kiện vừa mới tẩy sạch đầu bếp phục, đổi đến trên người mình. Trương Huyền vừa mới đem quần áo thay, liền nghe bên ngoài truyền đến một trận thúc dục thanh, mau mau mau. Đều nắm chặt điểm, bên kia thúc dục lợi hại. Thanh âm rơi xuống, một người đẩy ra phòng giặt môn, đây là một người hè oi bức trung niên nữ nhân, quét mắt Trương Huyền sau, nhíu mày nói, lăng cái gì đâu. Sau bếp đều vội thành cái dạng gì, người còn tại đây lười biếng, mau cút đi làm việc. Tại đây trung niên nữ nhân khai mắng thời điểm, liệp báo cùng tắc kè hoa từ giữa nam nữ nhân phía sau đi qua. Trương Huyền nhanh chóng đem cúi đầu, đem toàn bộ thân mình che giấu đến trung niên nữ nhân phía sau, gật gật đầu. Liệp báo cùng tắc kè hoa bước chân bỗng nhiên một đốn, chiều bên này xem ra. chương 1159 sửa một chút dùng liêu. Đương liệp báo cùng tắc kè hoa ánh mắt xem ra đệ nhất nháy mắt, trương huyền liền làm tốt tùy thời muốn động thủ chuẩn bị. Tuy rằng luyện khí giả sẽ không ở người thường trước mặt động thủ, nhưng kia cũng là tương đối mà nói. Hiện tại, bọn họ nơi vị trí là khoang thuyền hạ phòng giặt nội, nơi này có bốn người, chỉ có một trung niên nữ nhân là người thường, Liệp báo cùng Tắc Kè Hoa hoàn toàn có thể không hề cố kỵ giết chết trung niên nữ nhân, lại đến giải quyết Trương Huyền sẽ không có bất luận kẻ nào biết. Trương Huyền đã niết quyền, tùy thời chuẩn bị động thủ, trung niên nữ nhân lại vào lúc này xoay người sang chỗ khác, liếc mắt một cái liền thấy được phía sau Liệp báo cùng Tắc Kè Hoa. Liệp báo trên người bởi vì vừa mới chiến đấu đã hoàn toàn tổn hại quần áo, cùng với kia quỷ dị đến liền người mặt đều thấy không rõ Tắc Kè Hoa, đem trung niên nữ nhân hoảng sợ các ngươi là người nào? thủy thủ, thủy thủ, trung niên nữ nhân ở nhìn thấy này hai người nháy mắt liền hô to ra tiếng liệp báo trong mắt hiện lên một mặt âm ngoan tắc kè hoa hướng này lắc lắc đầu hai người ở trung niên nữ nhân tiếng thét chói tai chung nhanh chóng rời đi chờ thủy thủ tới khi hai người đã không thấy bóng dáng trương huyền trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi hắn lần này là thật phạm vào một cái đại sai hắn quá tự tin ở trương huyền xem ra lấy lục lão nhân dĩ vãng tàn lưu uy nghiêm chẳng sợ có người tới tìm chính mình phiền toái cũng là lén lút rốt cuộc từ hiện tại đã biết tin tức có thể thấy được lục lão nhân ở luyện khí giả thế giới là phi thường có địa vị chính mình làm hắn truyền nhân có người phải đối phó chính mình kia cũng là âm thầm tiến đến mới đúng tựa như phía trước những cái đó đối thủ trời tối ngoi đầu còn đều che mặt rốt cuộc chính mình còn có một thân phận là thần ẩn hội phương đông lục địa giáo chủ động chính mình tương đương là hướng thần ẩn hội khai chiến nhưng Phản Tổ Minh căn bản là không có phương diện này băn khoăn, bọn họ đã sớm cùng thần ẩn hội không hợp, hiện tại cũng ở tất cả mọi người biết rõ Trương Huyền là lục diễn đồ đệ thân phận thời điểm, Quang Minh chính đại đối Trương Huyền xuống tay, càng là phái hai gã cao thủ tiến đến, hơn nữa nghe hai người bọn họ nói, này hai người chỉ là tiên quân, ở Phản Tổ Minh trung đã có không ít người bắt đầu tìm chính mình. Trương Huyền phía trước tự tin một chút, chính là không ai dám Quang Minh chính đại đối chính mình xuống tay chính mình cũng hảo mượn những người này tới cường đại chính mình, nhưng hiện tại, loại này sai lầm, dẫn tới hắn lâm vào như vậy khốn cảnh, yêu cầu lẫn vào người thường đàn giữa tới thoát thân. Nhìn tắc kè hoa cùng liệp báo bị trung niên nữ nhân đuổi đi, Trương Huyền trong lòng mãnh thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn hiện tại trạng thái, cũng đã kiệt sức, yêu cầu thời gian tới khôi phục. Trung niên nữ nhân thấy Trương Huyền còn đứng ở phòng giặt chung, mày nhân lại, bất mãn quát lớn nói, còn lăng tại đây làm gì, mau cùng ta đi phòng bếp. Trung niên nữ nhân nói xong, đi nhanh mại hướng phòng giặt ngoài. Trương Huyền đi theo trung niên nữ nhân phía sau ra phòng giặt, đây là một cái hai bên thông thông đạo, Trương Huyền quét một phương hướng, vừa muốn cất bước, liền thấy tắc kè hoa cùng Liệp Báo xuất hiện ở kia, Trương Huyền lập tức xoay người, thành thành thật thật đi theo trung niên nữ nhân phía sau, tại đây thông đạo phía trước mấy chỗ phòng, chính là này chiếc du thuyền sau bếp nơi. Nhanh lên, các người này đó bên ngoài mời đến Lâm thời công, chỉ biết lười biếng không làm việc liền các ngươi như vậy, xứng đáng vẫn luôn làm part time. Trung niên nữ nhân hùng hùng hổ hổ. Trương Huyền không dám loạn đi, sợ trung niên nữ nhân lại hô lên nói cái gì hấp dẫn liệp báo cùng tắc kè hoa lực chú ý, đi theo trung niên nữ nhân, đi sau bếp. Tiến phòng bếp, Trương Huyền liền cảm thấy một loại luống cuống tay chân. Cái này sau bếp rất lớn, tổng cộng có 6 cái bếp, có thể so với giống nhau khách sạn lớn. Sáu cái xào rau sư phụ đang đứng ở bệ bếp trước không ngừng phiên xào gáo, nhìn còn tính chuyên nghiệp, làm Trương Huyền cảm giác được luống cuốn tay chân chính là, chưa bỏ này vài tên sau bếp sư phụ bên ngoài, còn lại người đều là một bộ mộng bước bộ dáng, ở phía sau bếp đông thoán tây thoán, nhưng chạy trốn nửa ngày, cái gì cũng chưa làm. Một cái nhìn như quản lý bộ dáng trung niên nam nhân, ăn mặc đầu bếp phục, đang đứng ở phía sau bếp trung gian không ngừng chỉ huy. Cái kia ai, người đi đem tỏi băm làm người băm tỏi mạt người đó là cái gì? còn có người giết cá đâu, làm gì đâu? người người ngươi mau xứng đồ ăn a, mặt trên đơn tử đều xuống dưới, xứng đồ ăn, xứng đồ ăn sẽ không sao, sẽ không trên tường có bảng biểu đối với xứng. này trung niên nam nhân cấp mồ hôi đầy đầu, chạm kia làm dậm chân, nhìn đến trung niên nữ nhân lúc sau, lập tức ra tiếng oán giận, ta nói người tìm lâm thời công có thể hay không tìm chút chuyên nghiệp điểm a, người xem này một đám sát cá đều lao lực, xứng đồ ăn cũng sẽ không, băm cái tỏi đều băm không tốt, lão bản đã đem chủ bếp kêu lên đi, ngươi xem đi, chủ bếp trong chốc lát trở về, khẳng định mắng chửi người. Ta đây có biện pháp nào? Trung niên nữ nhân cảm xúc càng thêm kích động, này tìm đều là lâm thời công, người hy vọng lâm thời công có bao nhiêu chuyên nghiệp. Bằng không lần sau ngươi đi nhận người A, mỗi lần đều đem này đó phá sự ném cho ta. Trương Huyền nghe này hai người đối thoại, chỉ cảm thấy một trận đầu đại, tìm cơ hội liền phải lưu, vẫn là trước tìm cái không ai địa phương, hảo hảo khôi phục một chút mới là chính sự. Trương Huyền vừa mới chuẩn bị quay người khai lưu, sau bếp môn đã bị người đẩy ra. Đỉnh đầu kim duyên cao mũ chủ bếp đầy mặt tức giận bước đi tiến vào, vừa vào cửa, liền kéo ra giọng, chửi ầm lên, các loại khó nghe nói từ hắn trong miệng mắng ra tới, nước bọt bay tứ tung. Trương Huyền chạm ly này chủ bếp gần nhất, nếu không phải hắn tốc độ mau vội vàng lui về phía sau vài bước, tuyệt đối có thể bị kia vẩy ra nước bọt bắn vẻ mặt. Chủ bếp mặt bộ dữ tợn, còn làm làm làm, làm cái gì làm đâu, đều cho ta đem hỏa đóng, mọi người, cho ta đi bong tàu thượng đứng, ta phơi các người một buổi trưa, cho các người hảo hảo cho ta nhớ kỹ. Ta quá không tốt, các người cũng quá không tốt. Hiển nhiên, làm mọi người đi bong tàu ai phơi loại này trừng phạt cũng không phải lần đầu tiên, kia còn ở xào rau đầu bếp, đều thuần thục đóng lại hỏa van, còn lại người, cũng đều tự giác đi tới cùng nhau, chờ đầu bếp đi đầu rời đi phòng bếp trương huyền thần sắc sửng sốt này thật đúng là đi bong tàu a đi còn không trực tiếp liền bại lộ ở liệp báo cùng kia tắc kè hoa mí mắt phía dưới chính mình còn làm sao có thời giờ đi khôi phục nghĩ vậy trương huyền vội vàng bồi thượng một bộ gương mặt tươi cười xoa xoa đôi tay cái kia chủ bếp lão bản là có nào nói đồ ăn không hài lòng a nào nói đồ ăn các ngươi còn có mặt mũi hỏi Chủ bếp hiển nhiên không có phát hiện Trương Huyền cái này đột nhiên xuất hiện tân gương mặt, trên thực tế với hắn mà nói, này đó tới trên thuyền lâm thời công, tất cả đều là tân gương mặt, mỗi một đạo đồ ăn, lão bản đều không hài lòng. Chủ bếp, người trước đừng có gấp, Trương Huyền bước đi đến một cái bệ bếp trước, nhìn thoáng qua trong nồi đồ ăn, duỗi tay ở trong nồi sờ soạn một chút, tố bàn tay trắng chỉ, theo sau mở miệng, này đồ ăn cách làm không thành vấn đề, chính là dùng lưu có điểm nhiều, đổi một cái phương thức tuyệt đối có thể tăng lên khẩu vị, làm lão bản vừa lòng. Trương Huyền vừa dứt lời, đã bị người kéo đến một bên, hướng hắn quát khẽ nói, người đừng nói chuyện lung tung, ngươi liền một cái đánh tạp, còn giáo sư phó như thế nào nấu ăn đâu. Phòng bếp quy củ hiểu hay không a ngươi? Trương 1160 nấu ăn phương thức. Phòng bếp quy củ. Trương Huyền chiều bên cạnh nhìn lướt qua, phát hiện vài tên đầu bếp đều chiều chính mình đầu tới bất mãn ánh mắt, những cái đó đánh tạp lâm thời công, cũng đều mãn nhãn cười trộm nhìn chính mình, trên mặt một bộ muốn xem trò hay thần sắc. Không có quy củ đồ vật, lăn một bên đi. Vừa mới tại đây nồi nấu trước nấu cơm đầu bếp bất mãn đi tới, quát lớn ra tiếng, đồng thời cầm lấy trên tay chảo có cán, làm bộ muốn đánh Trương Huyền. Trương Huyền quét thứ nhất mắt, lui về phía sau hai bước, ra tiếng nói, ta chẳng qua là nói một ít lời nói thật, ngươi là đầu bếp, nhưng ta đều không phải là ngươi đồ đệ, ta cho rằng hiện tại loại tình huống này, người nên đem ngươi cái giá phóng một phóng, nghe một chút người khác kiến nghị. Kiến nghị, tên này đầu bếp cười lạnh một tiếng, người một cái đánh tạp, dựa vào cái gì cho ta kiến nghị. Chỉ bằng ngươi món này làm có tỷ vết, Trương Huyền lạnh lùng nói, vốn là một đạo hiện ra nguyên liệu nấu ăn bản thân hương vị đồ ăn phẩm, người gia nhập bát giác đại liêu này đó ra vị, tự nhiên sẽ đem hương vị toàn bộ che giấu. Ngươi đánh giám, đầu bếp hét lớn một tiếng. Như thế nào, ta nói không đúng sao. Trương Huyền lại nhìn thoáng qua trong nồi, này đồ ăn rõ ràng yêu cầu tiểu hỏa chậm hầm, nhưng xem hiện tại nước canh tỷ lệ, người hiển nhiên là dùng lửa lớn ngao nấu, vì đẩy nhanh tốc độ, cho nên hủy hoại nước canh bản thân tươi ngon trình độ, chẳng lẽ không phải sao. Đầu bếp theo bản năng chiều chủ bếp bên kia nhìn thoáng qua, phát hiện chủ bếp chính hướng phía chính mình xem ra, một bộ chờ chính mình giải thích bộ dáng, đầu bếp vội vàng sắc mặt biến đổi, ra tiếng nói, lời nói đều làm ngươi nói, vậy ngươi nói cho ta, khách nhân thúc giục đồ ăn thúc giục gấp, ta dùng biện pháp gì? Rất đơn giản, Trương Huyền một phen từ đầu bếp trong tay lấy quá xào gáo, nguyên liệu nấu ăn đun nóng phương pháp chia làm rất nhiều loại, người đã muốn theo đuổi tốc độ là có thể vứt bỏ một chút nguyên liệu nấu ăn bản thân hương vị, nhưng không nên toàn bộ từ bỏ trước đem nguyên liệu nấu ăn làm một ít huân nướng. Trương Huyền vừa nói, một bên bay nhanh động đứng dậy tới, hắn nhanh chóng đem trước mặt xào nồi rửa sạch sẽ, theo sau đem phía sau nguyên liệu nấu ăn tươi mới lấy ra, đem nguyên liệu nấu ăn để vào xào gáo giữa, bệ bếp khai hỏa, xào gáo phóng tới kia ngọn lửa tập trung địa phương, chỉ là vài giây, xào gáo liền biến sắc. Loại này phương pháp, có thể cho nguyên liệu nấu ăn tốc độ nhanh nhất bị nóng, lấy một chương giấy bạc lại đây. Trương huyền một tiếng giống, phía sau một người đánh hà đồ đệ theo bản năng liền lấy tới một chương giấy bạc. Trương huyền đem xào gáo nội bị nóng nguyên liệu nấu ăn toàn bộ lấy ra, sau đó đảo đến giấy bạc thượng, dùng giấy bạc hoàn toàn bao vây. Nguyên liệu nấu ăn bị nóng lúc sau, có thể phóng tới giấy bạc nội, người làm đầu bếp, loại này đơn giản tỉnh thịt ngươi hẳn là minh bạch, làm nguyên liệu nấu ăn bên trong bị nóng biến thục đồng thời, cũng có thể đem nguyên liệu nấu ăn bản thân hương vị hoàn toàn phát ra, tuy rằng so ra kém chậm rãi ngao nấu, nhưng cũng so người kia lửa lớn ngao chế phương pháp phải mạnh hơn vô số lần. Trương Huyền lại động, đem nồi giá với trên bệ bếp nguyên liệu nấu ăn có thể phát ra hương vị, nước canh tự nhiên đơn giản, đem yêu cầu gia vị bị hảo, dung nhập nước trong, sau đó lửa lớn. Nói đến này, Trương Huyền đem bệ bếp ngọn lửa chạy đến lớn nhất. Cao hỏa đem gia vị mùi hương ngao nấu ra tới, liền có thể đem gia vị lấy ra, theo sau đem tỉnh tốt nguyên liệu nấu ăn bỏ vào trong nồi, lại tiểu hỏa. Nguyên liệu nấu ăn tiến vào trong nồi trong nháy mắt, tính dễ nổ cực nóng sẽ làm bao gồm ở giấy bạc nội còn không có tới kịp phát ra mùi hương hoàn toàn bộc phát ra tới, làm nước canh nội có chứa nguyên liệu nấu ăn tươi ngon, ở tiểu hỏa ngao nấu 2 phút, liền hảo. Thời gian này, người hoàn toàn có thể chuẩn bị tiếp theo nói đồ ăn. Trương Huyền ngoài miệng nói đến nơi nào, trên tay động tác liền làm được nơi nào, đương Trương Huyền giọng nói rơi xuống là lúc, một đạo đồ ăn phẩm đã ở trong tay hắn ra nồi. Chủ bếp nhìn thoáng qua vừa mới ra nồi đồ ăn phẩm, đã đi tới, phất phất tay, một người học đồ lập tức cấp chủ bếp truyền đạt một cái cái thìa. Chủ bếp đầy mặt hồ nghi thịnh khởi một ngụm canh để vào trong miệng, phẩm hai khẩu, theo sau buông trong tay cái thìa. Nhìn chủ bếp động tác, chủ bếp cũng không có ra tiếng, này thuyết minh, món này hương vị, cũng không có làm chủ bếp vừa lòng, tên kia đầu bếp cười lạnh một tiếng, quả thực nhất phải nói bậy. Người loại này cách làm, có thể làm ra cái gì mỹ vị tới ta xem các người này đàn lâm thời công là nhàn đúng không, khơi màu ta tật xấu tới. Nếu không phải các người cái gì đều làm không tốt, có thể như vậy. Hôm nay đều cho ta đem thực đơn bối toàn, nếu ngày mai không nhớ được, tiền lương khấu hạ, một phân không phát. Ta đều nói, làm người không cần tìm phiền toái. Vừa mới kéo một phen trương huyền người kia mở miệng, sau bếp quy củ thực nghiêm, người đắc tội đầu bếp, chờ xem, đêm nay khẳng định muốn cho người soát bệ bếp lau nhà, người đến nửa đêm đều ngủ không được. Ta nói anh em, mọi người đều là làm part time, trộn lẫn thiên là một ngày, người tại đây đương cái gì chim đầu đàn đâu. Một nam nhân trung niên bất mãn hướng Trương Huyền mở miệng, hiện tại làm chúng ta bối thực đơn, đây đều là ngươi làm hại. Này du thuyền lại có hai ngày liền cập bờ, đến lúc đó tiền lương khấu hạ ngươi bồi ta. Chính là, ta nói người người này là nhàn đi, đầu óc có phao. Băm tỏi người buông trong tay dao phay. Trương Huyền lắc lắc đầu, không để ý đến, hắn đột nhiên lý giải trung niên nữ nhân vừa mới lời nói, nếu có nhất nghệ tinh, cũng sẽ không tới làm bát tham, những người này, đảo không phải nói toàn bộ làm bát tham người, nhưng rất lớn một bộ phận, bọn họ căn bản sẽ không tiến tới. Trương Huyền nhớ rõ trước kia chính mình đụng tới một cái học đồ, không ai dạy hắn nấu cơm, hắn cầu người khác giáo, học trộm, cướp sắt rau xứng đồ ăn, chính là vì luyện đao công, nhớ thực đơn, mà những người này, bọn họ trong đầu chỉ nghĩ như thế nào hốn quá mỗi một ngày. Nói thật dễ nghe điểm, bọn họ là sống được tiêu sái, nhưng nói khó nghe, cùng ăn no chờ chết, không có gì khác nhau. Bất quá, mỗi người có mỗi người cách sống cùng theo đuổi, Trương Huyền cũng không nói thêm cái gì, cũng không giải thích, chỉ là đem ánh mắt phóng hướng chủ bếp. Chủ bếp hít sâu một hơi, theo sau trầm giọng nói, món này ta đoan đi cấp lão bản, từ giờ trở đi, sau bếp sở hữu sự, đều giao cho hắn tới quản, các ngươi mọi người đều phải nghe hắn." Chủ bếp nói xong, cũng không màng này canh bồn còn phỏng tay, lập tức bưng lên tới, bước nhanh chiều sau bếp đại môn phương hướng đi đến, xem chủ bếp biểu tình, đã có che giấu không được tươi cười. Sau bếp nội mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, qua lại đối diện. Vừa mới quát lớn Trương Huyền tên kia đầu bếp, đứng ở nơi đó, không có ra tiếng, sắc mặt xanh mét, chủ bếp nói: đã đại biểu hết thảy, đại biểu hắn tán thành vừa mới món ăn kia. Các vị, đều đừng thất thần, Trương Huyền đem xào gáo còn cấp cái kia đầu bếp, người tiếp tục nấu ăn, mỗi cái đầu bếp, đều có nóng vội phạm sai lầm thời điểm, bất quá, càng là sốt ruột thời điểm, thân là đầu bếp, càng phải nghĩ cách, không thể đem hết thảy đều do ở đồ đệ trên người, rốt cuộc bọn họ là đồ đệ, là tới học đồ vật, nếu cái gì đều làm đến định, lại như thế nào còn sẽ là đồ đệ đâu. Trương Huyền cười cười, theo sau dùng sức vỗ vỗ tay, đứng ở sau bếp trung ương. Tới, các vị, hiện tại thực đơn ta tới xem, nấu ăn phương pháp ta tới giáo, các người nghe ta là được, nên sắt rau sắt rau, nên xứng đồ ăn xứng đồ ăn, mau. chương 1161 ta có thể ngửi được hắn khí vị. Ở trương huyền liên tục thúc giục hạ, mọi người đều bận việc lên, có thể ở phía sau bếp đợi, ai đều không muốn đứng ở bong tàu thượng nhìn biển rộng, thuyền lại hoảng, một phơi chính là một buổi trưa, Bọn họ này đó không thường ra biển chỉ là làm việc vật người, có thể đem dạ dày nước đắng đều nhổ ra, muốn nhiều khó chịu có bao nhiêu khó chịu. Sau bếp ở Trương Huyền chỉ huy hạ, lập tức bắt đầu bận việc lên. Trương Huyền tự mình nhìn chằm chằm vài đạo đồ ăn ra nồi, thở phào một hơi, này nếu là đi bong tàu thượng, kia đã có thể hoàn toàn bại lộ, đến nỗi ở kia phía trước lưu. Trương Huyền khẳng định, xem vừa mới kia bếp táo bạo bộ dáng, chính mình mới vừa một lưu, hắn là có thể hô lên tới tuy rằng những người này đuổi không kịp chính mình, nhưng liệp báo cùng tắc kè hoa có thể, hiện tại, vẫn là ổn định xuống dưới, làm khôi phục hảo. Thực mau, vừa mới rời đi chủ bếp vẻ mặt hưng phấn đi rồi trở về, đi nhanh đi vào trương huyền trước người, vỗ vỗ trương huyền bả vai, tán dương, người thực không tồi, chờ đem bên này vội xong, người đi chuẩn bị một chút, lão bản muốn gặp ngươi Thấy ta, trương huyền sửng sốt một chút. Ân, chủ bếp gật gật đầu, lão bản trước kia cũng là làm đầu bếp, ta vừa rồi cấp lão bản nói người nấu ăn quá trình, hắn đối với người thực cảm thấy hứng thú, hảo hảo nắm chắc lần này cơ hội đi người trẻ tuổi, này có thể là một lần có thể thay đổi ngươi cả nhân sinh cơ hội. Ách, ta hỏi một chút, Trương Huyền gãi gãi đầu, sau đó chỉ chỉ đỉnh đầu, lão bản là ở tại trên cùng sao. Người này không vô nghĩa sao, lão bản là ở phòng cho khách quý, người bình thường vào không được, từ từ ngươi đi vào, đừng nhìn đông nhìn tây, một bộ đồ quê mùa bộ dáng, nhớ rõ, cũng đừng loạn chạm vào đồ vật, nơi đó mặt tùy tiện một cái đồ vật ngươi chạm vào đều bồi không dậy nổi, cơ linh điểm, đừng cho ta mất mặt. Chủ bếp báo cho nói, hảo, người trước vội đi. Công đạo xong sau, chủ bếp liền bước đi đi ra ngoài. Chủ bếp vừa đi, những cái đó đánh hạ học đồ, còn có nấu cơm đầu bếp, bao gồm những cái đó lâm thời công, tất cả đều chiều trương huyền này thấu lại đây. Huynh đệ, người lần này phát đạt A, à, một đầu bếp đầy mặt hâm mộ mở miệng. Ta cho ngươi nói, đại lão bản chính là phi thường tích tài, người biết chúng ta chủ bếp, phía trước cũng chỉ là một cái tiểu đầu bếp, liền cùng chúng ta giống nhau, nhưng cố tình có nói áp trục đồ ăn bị đại lão bản coi trọng, nhìn xem hiện tại, chủ bếp một tháng năm vạn tiền lương, đỉnh ta làm một năm. Chính là, huynh đệ, phát đạt cũng đừng quên ta a à, mấy ngày hôm trước ta còn đặc biệt chiếu cố ngươi đâu, ngươi nhớ rõ không? Vài tên đầu bếp từng cái mở miệng, phảng phất đã gặp được Trương Huyền Thăng trước rất nhanh kia một ngày, càng là có người xả chút có lẽ có chuyện xưa ra tới, tưởng kéo gần quan hệ. Trương Huyền cũng không chọc phá, từng cái theo tiếng, ứng phó rồi qua đi. Nếu này con thuyền đại lão bản là ở cái gọi là phòng cho khách quý, Trương Huyền nhưng thật ra có thể qua đi một chuyến, nghe chủ bếp nói, nơi đó người khác cũng vào không được, gặp được tắc kè hoa cùng liệp báo xác suốt muốn tiểu rất nhiều, chỉ cần cấp Trương Huyền cả đêm nghỉ ngơi thời gian, Trương Huyền là có thể khôi phục đến tiếp cận đỉnh trạng thái, đến lúc đó đối mặt tắc kè hoa cùng liệp báo, tuy rằng đánh khẳng định là đánh không lại, nhưng chạy lên, Trương Huyền cũng nhiều chút tự tin không phải. Sau bếp sống vẫn luôn rất nhiều, cũng may Trương Huyền đứng ở chỗ này, cũng coi như là khôi phục, tuy rằng hiệu quả không có như vậy hảo, nhưng có thể có như vậy cái an tâm khôi phục địa phương, Trương Huyền cũng tương đối thỏa mãn. Mấy cái khi còn nhỏ, chủ bếp lại một lần trở về, nhìn lướt qua ở Trương Huyền chỉ huy hạ đã trở nên gọn gàng ngăn nắp sau bếp, lộ ra vừa lòng thần sắc. Cái kia ai, người không vội, nơi này giao cho bọn họ là được, người cùng ta đi gặp lão bản. Chủ bếp hướng trương huyền hô, theo sau lại hỏi những cái đó đầu bếp, nơi này giao cho các ngươi không thành vấn đề đi. Không thành vấn đề, một đầu bếp vội vàng vỗ bộ ngực bảo đảm, chủ bếp, người mau mang này qua đi đi, chúng ta nhưng đều là thực xem trọng hắn đâu. Tên này đầu bếp nói chuyện thời điểm, không quên lại kỳ cái hảo, hy vọng Trương Huyền có thể nhớ kỹ hắn. Chủ bếp gật gật đầu, hướng Trương Huyền phất phất tay, "Mau tới đây đi." "Hảo." Trương Huyền lên tiếng, đi theo chủ bếp chiều phòng bếp ngoại đi đến. Đi theo chủ bếp phía sau, Trương Huyền lần đầu tiên thượng bong tàu, nhìn những cái đó ở bong tàu bể bơi biên mở ra party cả trai lẫn gái, trong đó hai gã tuổi trẻ mỹ nữ ở nhìn đến Trương Huyền này một thân đầu bếp phục khi, còn lộ ra một bộ khinh thường ánh mắt. Trương Huyền không cấm cười, loại này ánh mắt, hắn khi còn nhỏ gặp quá nhiều đã sớm có thể làm được làm lơ. Trương Huyền ánh mắt ở bong tàu thượng nhìn quét một vòng, có lưỡng đạo thân ảnh, ấn nhập Trương Huyền trong mắt, đúng là tắc kè hoa cùng liệp báo. Hiện tại, liệp báo đã thay một thân thích hợp quần áo, ở bong tàu thượng đi dạo, mà tắc kè hoa liền ở hắn bên người, cũng thay một thân hưu nhàn phục, làn da cũng khôi phục bình thường, tắc kè hoa là một cái bộ dạng phi thường bình thường trung niên nam tính. Trương Huyền một chút cũng không ngoài ý muốn hai người ăn mặc, lấy hai người bọn họ bản lĩnh, làm bộ quần áo vẫn là thực nhẹ nhàng. Trương Huyền cúi đầu, đi theo chủ bếp xuyên qua bong tàu, trong lúc, Trương Huyền cố ý từ tắc kè hoa bọn họ phía sau thấu qua đi, nghe được một ít hai người nói chuyện với nhau. Tắc kè hoa thanh âm truyền đến, người có thể khẳng định hắn liền tại đây con thuyền thượng sao. Đã tìm một buổi trưa, nếu bị hắn chạy, này tới tay công lao đã có thể ngâm nước nóng. Liệp báo khẳng định gật gật đầu, ta dám cam đoan, hắn còn tại đây con thuyền thượng, ta có thể ngửi được hắn khí vị, không có chạy xa. Vậy là tốt rồi, hiện tại chỉnh con thuyền, chỉ có mặt trên cái kia phòng cho khách quý không đi tìm, tại đây cường sấm khiến cho xôn sao không tốt, cho sắc trời tối sầm, ta có thể thiền tiến mặt trên lục soát một chút, người đến lúc đó ở dưới hảo hảo tìm, cũng không tin tìm không thấy tiểu tử này. Tắc kè hoa oán hận nói, yên tâm, ta đuổi theo hắn khí vị, hắn chạy không thoát. Liệp báo tin tưởng 10 phần nói. Trương Huyền bĩu môi, trong lòng chửi thầm, đây là liệp báo. Chó săn còn kém không nhiều lắm. Đi theo chủ bếp, Trương Huyền trải qua vài đạo an bảo bài cha, một đường đi tới phòng cho khách quý, này chiếc du thuyền, liền thuộc về xa hoa cấp, bình thường đại sảnh trang hoàng liền không thua khách sạn 5 sao, mà phòng cho khách quý trang hoàng càng là hoa lệ. Trương Huyền thậm chí còn nhìn đến hai phúc danh họa bút tích thực treo ở này phòng cho khách quý trên vách tường, đều giá trị xa xỉ. Trương Huyền ánh mắt mọi nơi đánh giá, nhìn phòng cho khách quý có chỗ nào thích hợp chính mình ẩn thân địa phương. Đừng loạn xem, chủ bếp chú ý tới trương huyền động tác, thấp giọng của mắng, nhớ kỹ, quản hảo tự mình đôi mắt cùng tay, không cần chém lung tung sờ loạn, từ từ lão bản hỏi ngươi cái gì ngươi phải trả lời cái gì, minh bạch sao. Hành, trương huyền gật gật đầu, đi theo chủ bếp một đường xuyên qua đại sảnh, đi tới một cái hành lang giữa, trên hành lang phô sang quý thảm đỏ, phía trên treo hoa lệ thủy tinh đèn lão bản liền ở phía trước trong phòng từ từ phóng cơ linh điểm đây chính là ngươi thay đổi cả đời cơ hội chủ bếp lại lần nữa nhắc nhở nói minh bạch minh bạch trương huyền liên tục gật đầu xuyên qua hành lang đi qua một cái chỗ ngoặt một người trang điểm quyến rũ mỹ nữ xuất hiện ở trương huyền tầm mắt giữa mỹ nữ nhìn lướt qua trương huyền ánh mắt lộ ra bất mãn chính là hắn a thật muốn không hiểu lão đồng đều tuổi này còn thích làm nấu ăn này đó đi thôi, đừng quá chậm trễ lão đồng thời gian. Chương 1162 yêu cầu. Này quyến rũ mỹ nữ trong miệng nói lão đồng, nên chính là này con thuyền lão bản. Ở quyến rũ mỹ nữ phía sau, có chợt lóe hoa lệ đại môn. Quyến rũ mỹ nữ hướng tả di hai bước, đem đại môn nhường ra, trên mặt còn mang theo một ít không cao hứng. Trương Huyền nhìn thoáng qua chủ bếp, chủ bếp đứng ở một bên, cũng không có tính toán phải đi đi vào y tứ. Trương Huyền cũng không cái gọi là, này đối người khác mà nói, thậm chí đối hiện tại đứng ở cửa chủ bếp tới nói, đây đều là một chuyện đáng giá khẩn trương sự. Nhưng đối Trương Huyền mà nói, hắn cũng không có cái gì muốn đi khẩn trương lý do. Đẩy ra trước mặt đại môn, đập vào mắt là một gian xa hoa đại sảnh, thẳng tắp nhìn lại, thế nhưng có một chỗ ngắm cảnh đài, có thể ngồi ở du thuyền đỉnh cao nhất, bằng tốt góc độ, vọng khắp biển rộng, đây là một loại tuyệt đối hưởng thụ. Mới vừa vào phòng, dưới chân liền phô một chỉnh tầng dương nhung thảm, đạp lên mặt trên, phi thường thoải mái, Trương Huyền cũng không có nhìn đến chủ nhân vì khách nhân chuẩn bị dép lê, nói cách khác, chủ nhân căn bản là không để bụng có người xuyên giày đạp lên này sang quý dương nhung thảm thượng. Phòng nội là một loại Âu thức phong cách trang hoàng, có thể thấy được chủ nhân thực thích loại này phong cách, thậm chí ở trong phòng đều phỏng một cái lò sưởi trong tường ra tới, này hoàn toàn chỉ là vì mỹ quan. Phòng nội cũng có rất nhiều Âu thức phong cách gia cụ, Trương Huyền liếc mắt một cái quét tới, không có một cái hàng rẻ tiền. Người trẻ tuổi, ở chỗ này, phòng chỗ sâu trong, truyền đến một đạo thanh âm. Trương Huyền theo thanh âm đi đến, căn phòng này rất lớn, làm vài cái huyền quan, Trương Huyền mấy cái quẹo vào, mới nhìn đến một bóng người, nhìn đến ánh mắt đầu tiên, Trương Huyền sửng sốt một chút. Đây là một cái thân cao 1m6 nam tính, đầu trọc, tuổi ở 50 tuổi tả hiếu, lúc này hắn đang đứng ở một cái bệ bếp bên, này bệ bếp vừa thấy liền biết là vì hắn chuyên môn định chế, vừa vặn phù hợp hắn thân cao. Tới, lại đây, trung niên nam tính hướng Trương Huyền phất phất tay, theo sau xoay người, đối mặt một cái thớt, cầm lấy dao phay, thớt thượng phóng rất nhiều nguyên liệu nấu ăn tươi mới. Trước tự giới thiệu một chút, ta họ đồng, đầu bếp xuất thân, là cái thô nhân, cũng không thích người khác kêu ta lão bản hoặc là cái gì tổng, người kêu ta một tiếng lão đồng là được, trước kia ở phòng bếp, người khác đều là như vậy xưng hô ta lão đồng vừa nói một bên động khởi dao phay bắt đầu sắt sau hắn sắt sau tốc độ cũng không mau thậm chí thực thong thả nhưng có thể nhìn ra hắn kỹ thuật sắt sau phi thường lão luyện trương huyền chú ý tới lão đồng hổ khẩu chỗ có một tầng thật dày vết chai hiển nhiên hắn liền tính làm giàu cũng là thường xuyên nấu ăn lão đồng làm như cùng trương huyền hồi ức vãng tích ta chính là vận khí tốt đã phát điểm tiểu tài nhưng ta loại người này trời sinh tiện mệnh nhàn không xuống dưới mỗi ngày liền thích làm nấu ăn gì đó, sinh hoạt sao, cũng sẽ không hưởng thụ. Người xem căn phòng này trang hoàng thành như vậy, hoàn toàn chính là bởi vì nghèo, trước kia vô pháp có được đồ vật, hiện tại đều muốn, du thuyền, mỹ nữ, nhưng kết quả là phát hiện, vẫn là không có gì ý tứ, nấu ăn mới là ta thích, chỉ tiếc ta lão lạc, vô luận là tư tưởng. Vẫn là thủ pháp, đều so ra kém các ngươi những người trẻ tuổi này. Trương Huyền cười cười, cũng không có cùng lão đồng từng có nhiều khách sáo, mở miệng nói, lão đồng, có chuyện cứ việc nói thẳng đi. Ha ha, lão đồng cười lớn một tiếng, cũng không có ngừng tay chung sắt sau động tác, ta liền thích cùng ngươi loại người này nói chuyện phiếm, trực tiếp, bất việc, ta cũng sẽ không như vậy nhiều kịch bản, có gì nói thẳng liền hảo, ta nên như thế nào xưng hô ngươi. Kêu ta trương ức thanh thì tốt rồi, trương huyền mở miệng, tên này, đã hoàn toàn trở thành hắn ở bên ngoài dùng tên giả. Ta tuổi so ngươi đại, kêu ngươi tiểu trương cũng bất quá phân lão đồng buông trong tay dao phay đem vừa mới cắt xong rồi nguyên liệu nấu ăn phóng tới một bên sau đó phi thường có nghi thức cảm rửa sạch hạ đôi tay đi chúng ta đi kia ngồi nói lão đồng mang trương huyền đi tới đại sảnh sofa bọc ra bên hướng trương huyền mở miệng ngồi trương huyền cũng không khách khí trực tiếp ngồi xuống tiểu trương không biết người này tay trù nghệ sư thừa nơi nào a à. lão đồng ha hả cười người vừa mới làm món ăn kia ta nếm lão tôn cũng cho ta nói người nấu ăn quá trình, đạo lý tuy rằng đơn giản, nhưng người muốn nắm chắc hương liệu ở nước canh nội phát ra trình độ, cùng với tỉnh thịt khi độ ấm, kia đã có thể quá khó lạc, không có nhất định bản lĩnh, tuyệt đối làm không được, không sợ người chê cười, ta tuy rằng có thể thông qua người loại này phương pháp tới làm ra món này, nhưng tuyệt đối sẽ không đem hương vị như vậy hoàn mỹ phát huy ra tới. Trương Huyền lắc lắc đầu, không nói gì. Lão đồng thở dài một hơi, trên mặt một bộ ta hiểu bộ dáng, có chút lão tiền bối, không thích lộ ra tên họ, ta lần này tìm ngươi đâu, liền có chuyện nói thẳng, ta muốn cho ngươi giúp ta cái vội, giúp ta đi tham gia một cái thi đấu. Thi đấu? Trương Huyền hồ nghi. Đúng vậy, lão đồng gật gật đầu, nhìn về phía nơi xa cửa kính sát đất ngoại biển rộng, ta làm cả đời đồ ăn, từ một cái đầu bếp làm đến bây giờ, các loại giải thưởng đều lấy quá, tiền cũng kiếm được tay, nhưng duy độc có một việc, vẫn luôn treo ở trong lòng. Ta biết ngươi khẳng định không phải Lâm Thời Công đơn giản như vậy, ta cũng không muốn biết ngươi vì sao sẽ lên thuyền, lấy ngươi chủ nghệ, hẳn là biết Mông Ba Tần thưởng đi." Trương Huyền gật gật đầu, hắn đích xác biết. Lão Đồng thở dài một hơi, "Mông Ba Tần thưởng, được xưng toàn cầu đầu bếp dưới tối cao giải thưởng, ngươi nhìn xem ta này đó cúp, cái nào đều có, duy độc không có Mông Ba Tần, ta muốn cho ngươi, đi tham gia lần này Mông Ba Tần đại tái, lấy ta đại biểu đội thân phận." Trương Huyền lắc lắc đầu, xin lỗi, ta còn có một ít việc tư ở trên người, chỉ sợ không thể đáp ứng ngươi. Ngươi không cần cứ như vậy cấp cự tuyệt ta, hôm nay ngươi cũng mệt mỏi một ngày, nên hảo hảo nghỉ ngơi một chút, ngươi trước hết nghĩ cả đêm đi, cái này thường với ta mà nói, là một loại chấp niệm, ngươi đại có thể đề điều kiện, ngươi cũng đừng trụ công nhân ký túc xá, ta làm người cho ngươi an bài cái chỗ ở. Ách, Trương Huyền trầm ngâm một tiếng, cái kia lão đồng, có thể làm ta ở ngươi mặt trên này phòng cho khách quý chọn cái phòng sao? hành, lão đồng gật gật đầu, người đi bên ngoài cho người tuệ tỷ nói một tiếng, làm nàng cho ngươi an bài là được, nhớ rõ, hảo hảo suy xét một chút, bằng ta cả đời này đương đầu bếp kinh nghiệm, ta có thể nhìn ra tới, ngươi là cái có bản lĩnh người. Hành, Trương Huyền lên tiếng, theo sau đứng dậy, ta đây liền đi trước. Trương Huyền hiện tại, nhất quan trọng, chính là tìm một chỗ, hảo hảo điều chỉnh một chút, hắn cũng không biết, tắc kè hoa đêm nay khi nào sẽ đi tìm tới, nếu đến lúc đó đối phương cái gì đều không màng, kia ác chiến vẫn là không có biện pháp tránh cho. Trương Huyền đi ra đại sảnh, tuệ tỷ chính là cái kia quyến rũ mỹ nữ, 30 tuổi tả hiếu, đang đứng ở cửa không biết cùng chủ bếp trò chuyện cái gì, đương nhìn đến Trương Huyền ra tới sau, hai người lập tức kết thúc nói chuyện phiếm. Như thế nào nhanh như vậy liền ra tới, chủ bếp trong lòng căng thẳng, nếu cấp lão bản đề cử một nhân tài, chính mình kia cũng là có chỗ lợi. Trương Huyền đem hắn yêu cầu cùng Tuệ Tỷ nói một chút. Tuệ Tỷ hư lạnh một tiếng, còn muốn trụ phòng cho khách quý, thực sự có ngươi, phân không rõ chủ yếu và thứ yếu. Trương Huyền biểu tình không gợn sóng, đây là lão đồng đáp ứng ta. Tuệ Tỷ đầy mặt bất mãn, nhưng lão đồng đều lên tiếng, nàng cũng không có biện pháp, liếc Trương Huyền liếc mắt một cái, đi theo ta. Trương 1163 hiện thân. Tuệ Tỷ mang theo Trương Huyền đi ở phòng cho khách quý nội, liên tiếp nhìn mấy cái phòng, đều là không, nhưng tuệ tỷ chính là không an bài Trương Huyền vào ở. Tuệ tỷ thật sự tưởng không rõ, lão đồng làm gì muốn cho một cái sau bếp tiểu công ở tại phòng cho khách quý, đây là tiếp đãi khách quý địa phương, hắn xứng sao. Không khoa trương nói, chỉ là bên trong kia trương giường giá cả, đều đủ này sau bếp tiểu công kiếm cả đời, hắn có cái gì tư cách trụ phòng cho khách quý. Tuệ tỷ mang theo trương huyền ở toàn bộ phòng cho khách quý vòng gần mười mấy phút, mỗi cái phòng đều nhìn mấy lần, chính là chưa cho Trương Huyền An bài xuống dưới. Lại từ một phòng cửa đi ngang qua, Trương Huyền nhịn không được đặt câu hỏi, còn phải đi sao? Thúc giục cái gì thúc giục, tuệ tỷ vẻ mặt không kiên nhẫn, không chút khách khí mở miệng, ta liền tưởng không rõ, người rốt cuộc từ đâu ra mặt muốn trụ phòng cho khách quý. Biết nơi này trụ đều là người nào sao, biết phòng cho khách quý cả đêm bao nhiêu tiền sao. Ta có thể đưa tiền, Trương Huyền sờ sờ túi, hắn cái này di động, nhìn chính là một ngàn nhiều khối sản phẩm trong nước hóa, lại trải qua tương lai cải tạo, tuyệt đối tam phòng, công năng đầy đủ hết. Đưa tiền, tuệ tỷ khinh thường nhìn Trương Huyền, người biết đêm nay thượng bao nhiêu tiền sao ngươi đưa tiền. Ta nói người người này, cùng ta trang cái gì tỏi. Cảm thấy biểu hiện có trí khí một chút ta là có thể nhiều xem ngươi liếc mắt một cái không thành. Nói cho ngươi, ngươi loại người này ta thấy nhiều, làm bộ làm tịch tưởng biểu hiện chính mình, kỳ thật cái gì đều không phải liền này gian phòng, người vào đi thôi. Tuệ tỷ nói xong, khó chịu bước đi xa. Trương Huyền lắc lắc đầu, không nói thêm cái gì, hắn chủ yếu mục đích là nghỉ ngơi, mặt khác, đều không quan trọng, thả hắn cùng tuệ tỷ loại người này, vốn là không phải một cái thế giới, hắn không cần thiết, cũng chả sao cả đi giải thích cái gì. Đi vào trong phòng trước tiên, Trương Huyền chính là khóa lại cửa phòng, theo sau quét một lần, xác định phòng nội không có camera sau, ngồi xếp bằng đến phòng trên mặt đất, vài lần hít sâu sau, Trương Huyền dần dần bình tĩnh xuống dưới, hắn hô hấp biên độ cũng bắt đầu kéo trường, trên đầu, một đóa nhàn nhạt, nhạt hoa sen như ẩn như hiện, hoa sen chậm rãi tưới xuống vô sắc quang hoa, bị Trương Huyền hút vào trong miệng, lại chậm rãi phun ra, này một quá trình, vô hạn liên tục đi xuống. Trương Huyền cũng có thể cảm nhận được, thân thể của mình đang ở khôi phục lực lượng. Liệp báo ở trên người hắn tạo thành miệng vết thương khi sở tàn lưu khí, cũng bị dần dần bài xuất. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sắc trời cũng dần dần đen đi xuống. Ban đêm, dù thuyền bong tàu thượng như cũ có party cử hành, các loại âm nhạc thanh đinh tai nhức óc lại là xảo không đến phòng cho khách quý. Mãi cho đến đêm khuya một chút nhiều, bong tàu người trên mới dần dần giảm bớt, thuyền viên bọn thủy thủ bắt đầu thu thập khởi bể bơi bên party hải cốt. Lưỡng đạo thân hình mau lẹ bóng người, từ âm thầm xuất hiện, ở bong tàu thượng du đẩy ra tới. Ta đi khoang thuyền. Người đi mặt trên, đêm nay nhất định phải đem hắn bắt được tới, bằng không chờ thuyền cập bờ, đã có thể không hảo tìm. Liệp Báo mở miệng, Tắc Kè Hoa không nói gì, hắn thân hình vừa động, liền hoàn toàn che giấu đến hắc ám giữa, tại đây loại đen nhánh hoàn cảnh bên trong, hắn Tắc Kè Hoa ưu thế, hoàn toàn phát huy ra tới. Đêm khuya 1 giờ rưỡi, từ buổi chiều khởi liền vẫn luôn ngồi xếp bằng ở phòng Trương Huyền đột nhiên trợn mắt, hắn chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, nhìn thoáng qua thời gian lẩm bẩm nói, cũng không sai biệt lắm nên tới. Trương Huyền chậm rãi đứng dậy, nhìn thoáng qua sau lưng ngoài cửa sổ, hắn biết, Tắc Kè Hoa sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một phòng, này du thuyền đỉnh tầng phòng cho khách quý cũng không lớn, hôm nay Tuệ tỷ mang Trương Huyền vòng vài vòng, cũng mất quá 10 phút, lấy Trương Huyền chính mình góc độ mà nói, hắn có nghĩ thầm muốn ở phòng cho khách quý tìm một người nói, là tuyệt đối có thể tìm được, chỉ cần từng cái bài tra liền hảo. Một trận mỏng manh tiếng bước chân Truyền tiến Trương Huyền trong tai, này tiếng bước chân nhỏ đến thường nhân đều không nhất định có thể nghe được đến, nhưng đối Trương Huyền mà nói, này đã đủ rồi, hắn biết là Tắc Kè Hoa tới. Này nửa đêm thời gian, là nhân tinh thần nhất mỏi mệt đồng thời cũng là nhất thả lỏng thời điểm, Trương Huyền tiến vào khi trải qua kia tầng tầng bài tra, thực dễ dàng đã bị Tắc Kè Hoa vòng qua đi. Này mỏng manh tiếng bước chân động tính tần suất cũng không mau. Trương Huyền thong thả nâng lên bước chân, chậm rãi đi đến cạnh cửa hắn căn bản không nghĩ mở cửa trốn đi hoặc là mở cửa sổ đi, thân là ngưng khí cảnh cao thủ, trương huyền rất rõ ràng ngưng khí cảnh thực lực có bao nhiêu đáng sợ, chỉ sợ chính mình kéo xuống then cửa tay trong nháy mắt kia, tắc kè hoa là có thể nhận thấy được. hơn nữa bằng mau tốc độ tới rồi, như vậy một hồi truy đuổi chiến lại phải bị kéo ra, hơn nữa hiển nhiên loại này truy đuổi chiến trương huyền sẽ không có một chút ưu thế. ẩn thân phía sau cửa, có thể ở trước tiên làm ra ứng biến dù sao hiện tại chính mình ở trong tối, lấy bất biến ứng vạn biến mới là phương pháp tốt nhất, nếu ở tắc kè hoa tiến vào thời điểm, chính mình có thể tìm được cơ hội, cho hắn đòn nghiêm trọng, vậy không thể tốt hơn. Trương huyền chậm rãi lấy ra kia đem đoạn kiếm, lấy này đoạn kiếm cường độ, nhất kiếm đi xuống, chẳng sợ tắc kè hoa phản ứng lại mau, cũng đến ném thượng nửa cái mạc, như vậy kế tiếp chiến đấu, Trương huyền cũng không nhất định sợ hai người bọn họ. Một cái là đã bị Trương Huyền nắm giữ tiến công tiết tấu liệp báo, một cái trọng thương tắc kẻ hoa, có thể hay không đánh thắng được Trương Huyền, thật đúng là nói không tốt. Kia rất nhỏ tiếng bước chân, dần dần tiếp cận Trương Huyền vị trí này gian phòng. Trương Huyền nín thở ngưng thần, nhìn chằm chằm trước người then cửa tay, tùy thời chuẩn bị động thủ. Trương Huyền rõ ràng nhìn đến, then cửa tay hơi hơi ép xuống, tại đây đồng thời, Trương Huyền cũng thong thả nâng lên cánh tay, đương cửa mở nháy mắt, đó là Trương Huyền ra chiêu là lúc. Then cửa thủ hạ áp một nửa, Trương Huyền trong mắt hiện lên một mặt sát ý, đang lúc Trương Huyền chuẩn bị động thủ khi, áp xuống then cửa tay đột nhiên bắn trở về. Ngoài cửa, một đạo rất nhỏ thanh âm vang lên. Sao ngươi lại tới đây? Không phải làm ngươi cha bong tàu sao? Bong tàu không có kia tiểu tử khí vị, kia tiểu tử tuyệt đối ở chỗ này, hắn khí vị tàn lưu thực trọng, tiểu tử này âm thật sự, hai ta cùng nhau, tiểu tâm hành sự. Hảo, tắc kè hoa cùng liệp báo thanh âm phân biệt vang lên. Trương Huyền trong lòng trầm xuống, này liệp báo cùng tắc kè hoa tương ngộ, hắn muốn động thủ đã có thể không đơn giản như vậy, mắt thấy chính mình phòng then cửa tay lại lần nữa bị áp xuống, cửa này một khai, tiến vào nhưng chính là tắc kè hoa cùng liệp báo hai người. Nghĩ vậy, Trương Huyền đơn giản trong lòng một hoành, nếu vô pháp trốn ở đó, vậy không né. Trong người trước then cửa tay bị hoàn toàn áp xuống đi trước, Trương Huyền dẫn đầu tướng môn bắt tay áp xuống, theo sau bỗng nhiên dùng sức, mở cửa ra. Ngoài cửa tắc kè hoa cùng liệp báo ở Trương Huyền từ bên trong cánh cửa đụng tới then cửa tay nháy mắt liền cảm giác được không thích hợp, lập tức làm ra phản ứng, đương cửa mở nháy mắt, hai người thấy Trương Huyền, ai đều không có mở miệng, trong mắt hiện lên sát ý, liền phải động thủ. Cùng lúc đó, Trương Huyền ngón tay bắn ra, một đạo khí đánh ra, tắc kè hoa cùng liệp báo theo bản năng liền làm ra né tránh tư thế. Bất quá, Trương Huyền này một đạo khí mục tiêu, cũng không phải là hai người bọn họ, mà là treo ở phòng đối diện trên hành lang danh họa. Bang! Một đạo thanh triệt vỡ vụn tiếng vang lên, bồi danh họa pha lê cháo nháy mắt vỡ ra. chương 1164 cập bờ. Trong bóng đêm, ở yên tĩnh phòng cho khách quý chung, này một đạo vỡ vụn thanh phá lệ rõ ràng. Phòng cho khách quý cửa bảo an nháy mắt liền từ mơ màng sắp ngủ giữa phục hồi tinh thần lại. Sao lại thế này? Ngay sau đó, là một trận giày đặc tiếng bước chân truyền đến. Trương Huyền lập tức đóng lại cửa phòng. Cửa liệp báo cùng tắc kè hoa nhìn trước mặt nhắm chặt cửa phòng, còn có điểm không phục hồi tinh thần lại. Gần hai giây sau, liệp báo mới phản ứng lại đây, duỗi tay lôi kéo tắc kè hoa, đi trước. Hai người nhanh chóng chiều phòng cho khách quý chỗ sâu trong chạy tới. Đương một đám bảo an chạy tới nhìn đến kia bồi danh hỏa pha lê khung ảnh lồng kính vỡ vụn sau, một đám sợ tới mức đại kinh thất sắc, bọn họ làm này phòng cho khách quý thượng bảo an, tự nhiên rõ ràng, này phòng cho khách quý nội đồ vật đều có bao nhiêu sang quý, này ở bọn họ thượng cương trước kia đều là chuyên môn huấn luyện quá. Hiện tại này một bức, kia chính là giá trị mấy trăm vạn danh họa A, sát phá một cái rác, bọn họ đều bồi không dậy nổi. Sao lại thế này, đội trưởng đội bảo an nhìn kia vỡ vụn pha lê, khẩn trương không được. Đội trưởng, giống như tiến tặc, người xem này trên mặt đất có dấu chân. Một người bảo an chỉ vào dưới chân sang quý thảm, thảm mau vừa mới bị áp xuống đi địa phương còn không có bắn ngược. Tạc, mau, thông chi chính ngủ huynh đệ, lên thêm cái ban, lục soát ngàn vạn đừng ném đồ vật. Đội trưởng đội bảo an tiếp đón một tiếng, đêm nay đều cho ta tinh thần điểm, xảy ra vấn đề, mọi người đều đến xui xẻo. Đứng ở bên trong cánh cửa trương huyền nghe thế, thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng chính mình ở liệp báo bọn họ trước mặt hoàn toàn bại lộ, bất quá tạm thời này hai người là vô pháp động thủ, chính mình chỉ cần đãi ở phòng cho khách quý, liền không có gì sự. Cả đêm, ngoài cửa tiếng bước chân liền không đình chỉ quá, liệp báo cùng tắc kè hoa cũng không có tái xuất hiện quá. Chờ đến hừng đông, Trương Huyền sở trụ phòng môn bị người gõ đến thùng thùng vang. Trương Huyền tướng môn lôi kéo khai, liền thấy cái kia quyến rũ mỹ nữ tuệ tỷ đứng ở cửa, vẻ mặt tức giận nhìn chằm chằm chính mình. Nói, người tối hôm qua làm gì đi, tuệ tỷ trong miệng, toàn là chất vấn ngữ khí ta vẫn luôn liền ở phòng A. Ở phòng, tuệ tỷ trong mắt toàn là hoài nghi quét trương huyền liếc mắt một cái, ta cảnh cáo ngươi, muốn nói lời nói thật, cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội, nói cho ta, ngươi ngày hôm qua đi đâu. Lần thứ mấy đều là ở phòng, trương huyền bị này nữ làm đến có chút không kiên nhẫn, ngươi còn có việc sao? Không có việc gì ta muốn nghỉ ngơi. Tuệ tỷ vừa nghe lời này, lập tức tạc mau, ta nói, ngươi có biết hay không ngươi tính cái gì a à? người tại đây ăn ta trụ ta, người còn không kiên nhẫn đi lên. Trương Huyền cười cười, đầu tiên, là lão đồng đáp ứng ta ở tại này, tiếp theo, ta không có ăn ở miễn phí, ngày hôm qua phòng bếp vấn đề chính là ta giải quyết, bao gồm một ít nấu cơm kỹ xảo, ta cũng đều truyền thụ cấp những cái đó đầu bếp, này giá trị tuyệt đối đỉnh thượng tại đây phòng ở một đêm, minh bạch sao. Trương Huyền nói xong, trực tiếp đem cửa phòng đóng lại. Tuệ tỷ nhìn trước mắt tắt đi cửa phòng, khí ngực phập phòng không chừng, lại lần nữa giơ tay lại chuẩn bị gõ cửa tuệ tuệ được rồi lão đồng thanh âm từ một bên truyền đến tuệ tỷ nhìn mắt đi tới lão đồng lớn tiếng nói lão đồng người làm gì ngăn đón ta chúng ta thuyền ra biển lâu như vậy đều không có việc gì liền hắn ngày hôm qua lại đây buổi tối liền tao tặc theo dõi gì đó cũng toàn đen xảy ra chuyện đồ vật cũng cách hắn trụ địa phương gần nhất này không phải thực rõ ràng sự sao được rồi người bớt tranh cãi Lão Đồng có chút bất mãn nói, có bản lĩnh người sẽ không đi làm loại chuyện này, ta tin tưởng hắn. Ngươi tin tưởng hắn? Tuệ tỷ vẻ mặt khó hiểu, lão Đồng, ta thật muốn không rõ, ngươi vì cái gì phải đáp ứng hắn ở tại phòng cho khách quý, ngươi xem hắn kia nghèo kiết hủ lậu dạng, này phòng cho khách quý hắn xứng trụ sao? Làm hắn tại đây ăn ở miễn phí, ta nhìn liền tới khí. Hảo hảo, lão Đồng cười cười, đi tới bắt lấy Tuệ tỷ tay, "Tuệ Tuệ, hắn cũng không có ăn ở miễn phí." hắn ở tại này trong phòng thù lao ngày hôm qua buổi chiều hắn ở phòng bếp thời điểm cũng đã chi trả qua đi thôi ăn bữa sáng đi ta làm ngươi yêu nhất ăn lão đồng ta mặc kệ ta liền cho ngươi nói rõ ta cho rằng đêm qua tặc chính là hắn ta thật không hiểu được hắn dựa vào cái gì đại biểu ngươi đi dự thi ta để hắn cũng ở thủ hạ của ngươi học thời gian lâu như vậy hoàn toàn có thể cái này ngươi không cần hiểu lão đồng vẫy vẫy tay ta nấu ăn nhiều năm như vậy Ai có bản lĩnh hay không, ta có thể nhìn ra tới, người đệ trù nghệ còn kém rất nhiều, việc này ngươi liền không cần lại tham dự. Tuệ tỷ còn tưởng nói cái gì nữa, nhưng xem lão Đồng trên mặt kia một bộ chân thật đáng tin bộ dáng, đem nguyên bản muốn nói nói nuốt tiến trong bụng, "Hành, lão Đồng, bất quá có chuyện ta phải cho ngươi nói rõ, ngươi lớn như vậy người, cũng đừng mềm lòng, có chút lời nói ngươi nói không nên lời ta đi nói, hắn không phải nói hôm nay cho ngươi hồi đáp sao? Nếu hắn không đồng ý, liền lập tức làm hắn lăn ra phòng cho khách quý nếu hắn đồng ý ngươi còn muốn cho hắn ở tại này ta liền phải an bài bảo an nhìn hắn tuệ tỷ nói xong ném ra lão đồng cánh tay đi nhanh hướng phía trước đi đến lão đồng nhìn tuệ tỷ bóng dáng bất đắc dĩ lắc lắc đầu đang ở phòng nội trương huyền đem tuệ tỷ nói hoàn hoàn toàn toàn nghe xong đi xuống hắn cũng không sinh khí tối hôm qua kia khung ảnh lồng kính vỡ vụn thật là hắn làm theo dõi hư rất sự tuy rằng là tắc kè hoa bọn họ làm, nhưng cũng cùng hắn có quan hệ. Trương Huyền không có sinh khí, tương phản còn có chút mừng thầm, nếu kia nữ tìm bảo an tới nhìn chính mình, vậy không thể tốt hơn, chính mình từ giờ trở đi có thể hảo hảo tính dưỡng. Hơn 10 phút sau, liền có người tới tìm Trương Huyền, là một người bảo an. Đồng tổng để cho ta tới hỏi ngươi, sự tình suy xét thế nào? Trương Huyền không cần tưởng cũng biết đây là Tuệ tỷ an bài tới người hắn gật gật đầu, trả lời nói, người cấp lão đồng nói, ta đồng ý. Bảo an không nói gì, qua vài phút, Trương Huyền liền nghe được có rất nhiều tiếng bước chân vang lên, sau đó ngừng ở cửa, mở cửa nhìn lướt qua, ít nhất có bốn gã bảo an liền đứng ở chính mình trụ địa phương. Trương Huyền này cũng cứ yên tâm xuống dưới, đóng cửa lại sau, hoàn toàn tiến vào khôi phục trạng thái. Ở nơi này, Trương Huyền hoàn toàn không ai quấy dày, cũng sẽ không có người đi quản Trương Huyền ăn không ăn cơm, Trương Huyền cũng nhạc như thế. Liên tiếp hai ngày qua đi, Trương Huyền vẫn luôn đều ngồi xếp bằng trên mặt đất. Một trận còi hơi thanh đột nhiên từ du thuyền thượng phát ra, Trương Huyền mở to mắt, hắn biết, đây là du thuyền sắp cập bờ khi bóp còi. Hai ngày khôi phục, làm Trương Huyền hoàn toàn khôi phục trạng thái, Trương Huyền có tự tin, chính mình nếu lại cùng liệp báo đơn đối đơn đánh thượng một hồi, liệp báo kia báo hình bùng nổ trạng thái chính mình tuy rằng vô pháp chính diện đối kháng, nhưng liệp báo bình thường trạng thái, Trương Huyền đã hoàn toàn không sợ. Này đối với phía trước bị liệp báo bình thường trạng thái hạ liền đánh kế tiếp bại lui Trương Huyền, là một cái phi thường đại tiến bộ. Trương Huyền đứng dậy, hoạt động hạ gân cốt, đi đến phòng bên cửa sổ, nhìn chậm rãi tới gần cảng, hít sâu một hơi, kế tiếp, lại muốn chuẩn bị chiến đấu A. Audio điện tử võ tấn bền Tàu thủy còn không có cập bờ, tuệ tỷ liền gõ khai Trương Huyền cửa phòng, nhìn lướt qua còn ăn mặc đầu bếp phục trương huyền, vẻ mặt chán ghét nói, còn ở bên trong đợi làm gì. Còn trụ nghiện rồi, đi ra ngoài đi. Trương huyền hướng hành lang nhìn nhìn, những cái đó du khách đều chuẩn bị rời thuyền sao. Đều ở bong tàu thượng, liền ngươi còn tại đây đợi, như thế nào, còn tưởng vẫn luôn trụ này không thành. Không nhìn xem chính mình là thứ gì, tuệ tỷ đôi tay ôm ngực, chiều một bên liếc hai mắt, đi thôi, còn tại đây làm gì. Này có người đồ vật nhưng thu thập, Trương Huyền cũng không biết này nữ vì cái gì vẫn luôn nhầm vào chính mình, chỉ dựa vào chính mình ở tại phòng cho khách quý cái này lý do cũng không đủ đầy đủ. Bất quá Trương Huyền hiện tại không rảnh tưởng nhiều như vậy, liệp báo cùng tắc kè hoa còn ở trên thuyền, một khi chính mình rời đi phòng cho khách quý, này hai người tất như giỏi trong xương, sẽ vẫn luôn gắt gao đi theo chính mình. Quả nhiên không ra Trương Huyền sở liệu, đường Trương Huyền mới vừa đi ra phòng cho khách quý kia một khắc, tắc kè hoa cùng liệp báo liền một tả một hữu đi ở hắn bên người, ba người thậm chí đều sóng vai mà đi tiểu tử rất có thể chạy a à. tắc kè hoa vườn đầu lưỡi liếm liếm môi hắn nhìn qua liền cho người ta một loại máu lạnh cảm giác suốt cuộc hắn gen giữa liền hỗn một loại động vật máu lạnh gen liệp báo cũng treo lên một mặt cười lạnh trong mắt ẩn chứa sát ý hiện tại trung quanh đều là người thường hai người cũng không thể động thủ nhưng gắt gao nhìn trương huyền vẫn là không thành vấn đề trương huyền nhún vai hai vị các người đợi nhiều ngày như vậy liền có tự tin nhất định có thể đem ta mang đi a à, liệp báo cười lạnh một tiếng họ trương người cũng không cần hù dọa chúng ta hiện tại có quá nhiều người muốn nhìn đến chúng ta bắt lấy ngươi mở ra lục diễn mộ nơi đó mặt làm quá nhiều nhân tâm động bên trong đồ vật một cái thế lực căn bản là ăn không vô ai lại sẽ để ý chúng ta phản tổ minh ăn xong đệ nhất khẩu bánh kem đâu có y tứ trương huyền duỗi người bất quá ta rất tò mò, các ngươi rốt cuộc là dựa vào cái gì khẳng định lục lão nhân mộ nhất định có cái gì? Các ngươi có hay không nghĩ tới, nếu kia mộ chỉ là cái truyền thuyết, bên trong cái gì đều không có, các ngươi phản tổ minh sẽ rơi vào cái gì kết cục? Chỉ sợ sẽ có rất nhiều người gấp không chờ nổi coi đây là lấy cớ, đối với các ngươi phản tổ minh xuống tay đi. Rốt cuộc, lục lão nhân mộ chỉ là cái truyền thuyết, mà các ngươi phản tổ minh này khối bánh kem chính là rõ ràng chính xác bãi tại nơi này chúng ta phản tổ minh thế nào, còn không tới phiên ngươi tới nhọc lòng, họ trương, ta cuối cùng lại nhắc nhở ngươi một câu. Liệp báo duỗi tay, vỗ vỗ trương huyền bả vai, ngươi nếu là thức thời, liền thành thành thật thật đem ngươi biết đến đổ vật nói ra, cũng miễn cho chịu khổ một chút, ngươi biết đến, ngươi chạy không thoát. Thiết, trương huyền bĩu môi, đi nhanh đi vào bong tàu thượng. Lúc này, rất nhiều du khách đều đã thượng bong tàu, tĩnh chờ du thuyền cập bờ. Tiểu trương A, ngươi chừng nào thì đều tới này, ta tìm ngươi nửa ngày, còn tưởng rằng ngươi đi không từ giã đâu, ngươi tuệ tỷ còn nói đi trong phòng không tìm được ngươi, ha ha ha. Một trận tiếng cười to truyền đến, liền thấy lão đồng mang theo vài tên bảo tiêu, bước nhanh đi tới. Cái kia tuệ tỷ liền đi theo lão đồng bên cạnh, kéo lão đồng cánh tay, nghe lão đồng trong lời nói ý tứ, tuệ tỷ cũng không có nói cho lão đồng trương huyền hướng đi, hơn nữa còn hư cấu một ít việc. Trương Huyền cũng không có đi vạch trần tuệ tỷ, Cùng lão đồng chào hỏi. Lão đồng bước đi tới, người A à, cũng đừng chạy loạn, này cả người nhiều, ta an bài xe, từ từ ngươi cùng ta cùng nhau, đi trước khách sạn, buổi chiều có cái báo danh nghi thức, sau đó thi đấu là ngày mai bắt đầu. Này du thuyền cập bờ thành thị, là hè oi bước đệ tam cảng thành thị, Bình Tân. Nhắc tới Bình Tân, rất nhiều người thậm chí mua xe đều chuyên môn tới này, có thể lấy thực yêu đãi giá cả đem một chiếc xe mới để đi, này cũng liền dẫn tới đây là một cái rồng rắn hỗn tạp địa phương, cái dạng gì người đều khả năng sẽ xuất hiện. Trương Huyền gật gật đầu, chiều lão đồng đi đến. Đi theo Trương Huyền bên cạnh tắc kè hoa cùng liệp báo vừa muốn nhích người, đã bị hai gã lão đồng bảo tiêu cấp ngăn cản. Liệp báo cùng tắc kè hoa liếc nhau, không nói gì, cũng không có làm khó dễ, không rên một tiếng đi theo một bên. Thực mau, dù thuyền lại lần nữa vang lên một trận còi hơi thanh, cũng tại đây còi hơi trong tiếng hoàn toàn cập bờ, các du khách kể hết đi xuống du thuyền. Trương Huyền đi theo lão Đồng đi chính là đặc thù khách quý thông đạo, liệp báo cùng tắc kẻ hoa vô pháp bình thường thông qua, cũng không màng khiến cho người khác khác thường ánh mắt, trực tiếp từ du thuyền mặt bên phiên đi xuống, này tuy rằng sẽ bị người mắng to không tố chất, nhưng cũng hảo quá cùng ném Trương Huyền. Một chiếc chạy băng băng thương vụ đã sớm ngừng ở cảng bãi đỗ xe, Trương Huyền đi theo lão Đồng, lên xe đi vào một nhà tên là Hòa Bình Niên đại tinh cấp khách sạn. Lão Đồng nói cho Trương Huyền, này khách sạn Lão Bản, cũng là đầu bếp xuất thân, thả này khách sạn cũng có rất dài năm tháng, lúc này đây mông ba tầng bếp tái liền tại đây cử hành. Dĩ vãng, như vậy thi đấu đều là ở nước ngoài, nhưng lần này không biết vì sao sẽ an bài ở hè oi bức, hơn nữa nghe nói về sau đều sẽ ở hè oi bức, cũng đỡ phải chúng ta nơi nơi bôn ba. Lão Đồng cười cười, cấp Trương Huyền an bài một chỗ phòng. Thông chi Trương Huyền buổi chiều 7 giờ có thể đi đại sảnh đánh dấu báo danh sau, liền trước vội đi. Lão đồng chân trước vừa ly khai, liệp báo cùng tắc kè hoa thân ảnh liền xuất hiện ở trương huyền tầm mắt giữa. Liệp báo cách thật xa, liền cấp trương huyền làm một cái mặt cổ thủ thế. Trương huyền hướng liệp báo nhe răng, theo sau quay người, đi hướng lão đồng vì hắn chuẩn bị tốt phòng. Bởi vì sắp chủ nghệ đại tái nguyên nhân, này hòa bình niên đại khách sạn người rất nhiều, chẳng sợ phòng lối đi nhỏ, cũng là người đến người đi, này vì trương huyền cung cấp một tầng thiên nhiên cái chắn. Trương Huyền đứng ở căn phòng này thật lớn cửa kính sát đất trước, từ nơi này có thể trực tiếp nhìn ra xa mở mang mặt biển. Một đóa vô sắc hoa sen chậm rãi hiện lên ở Trương Huyền đỉnh đầu, Trương Huyền biểu tình bình đạm, trong mắt lại mang theo một mặt nhàn nhạt, nhạt sát ý, nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện Trương Huyền thân thể đang ở phát sinh rất nhỏ run rẩy, đây là bởi vì hắn ở hưng phấn. Mưa gió sắp đến, ở trên biển hai ngày này bình tĩnh, đã hoàn toàn làm Trương Huyền hoàn thành sở hữu chuẩn bị công tác, đồng dạng hai ngày này bình tĩnh, cũng làm hắn cảm thấy có chút phiền chán, hắn vốn chính là sống ở sống hay chết chi gian người, từ nhỏ đó là ở như vậy sinh hoạt hoàn cảnh giữa, chiến đấu, mới là thuộc về Trương Huyền. Không chung, mây trắng ở chậm rãi di động, chứng minh thời gian đang ở dần dần qua đi. Buổi chiều 5 giờ, có người đem Trương Huyền cửa phòng khấu vang. Đương Trương Huyền mở cửa sau, nhìn thấy tuệ tỷ đứng ở trước cửa. Có việc, Trương Huyền nhìn thấy nữ nhân này, nhíu nhíu mày, tuy rằng nữ nhân này lời nói việc làm cũng không sẽ cho hắn tạo thành cái gì phiền toái, nhưng vẫn là sẽ làm Trương Huyền cảm thấy phiền chán. Tuệ tỷ hiển nhiên không nghĩ tới Trương Huyền sẽ đối chính mình lộ ra như vậy biểu tình, cái này làm cho nàng cảm thấy có chút tức giận, người này, ăn chính mình, trụ chính mình, còn cho chính mình lộ ra như vậy một bộ không kiên nhẫn bộ dáng. Tuệ tỷ nhìn quét Trương Huyền, sau đó ra tiếng, nói đi, người muốn bao nhiêu tiền. Cái gì bao nhiêu tiền, Trương Huyền mặt mang nghi hoặc. Được rồi, không cần trang, lão đồng cho người ưng thuận chỗ tốt, làm người tham gia thi đấu, ta cho người bao nhiêu tiền, người từ bỏ. Tuệ tỷ trực tiếp song xuôi. Trương Huyền kiểu gì khôn khéo, vừa nghe lời này, tức khắc minh bạch tuệ tỷ mấy ngày nay đối chính mình này phiên thái độ nguyên nhân, đây là không nghĩ làm chính mình thay thế lão đồng đi tham gia thi đấu a, à, đến nỗi nguyên nhân Trương Huyền căn bản không cần tưởng cũng biết, đơn giản chính là bên trong hỗn loạn một ít cá nhân ích lợi. Rốt cuộc, mông ba tầng chủ nghệ thi đấu đều không phải là ai đều có thể tham gia. Mỗi một cái người dự thi đều cần phải có nhất định tư cách, trùng hợp, lão đồng có thể cho người loại này tư cách, nhưng cũng không thể cấp quá nhiều người. Mà đối một cái đầu bếp tới nói, có thể bắt được mông ba tầng thưởng kia tương đương là đầu bếp giới tối cao vinh dự, mà lấy không được cũng không cái gọi là có thể tham gia mông ba tầng chủ nghệ thi đấu này bản thân chính là một loại chứng minh rồi. Về sau đi ra ngoài, vô luận đến nào nói thượng một câu tham gia quá mông ba tầng chủ nghệ thi đấu, kia đều là sẽ chịu người coi trọng. Lần này thi đấu, liền tương đương với là một cái phi thường tốt mạ vàng cơ hội. Nếu lão đồng không phải trong lòng đối cái này thường có chấp niệm, hắn căn bản không cần trả giá chỗ tốt tới tìm Trương Huyền tham gia, ngược lại sẽ có rất nhiều người muốn cấp lão đồng chỗ tốt, liền vì một cái tư cách. Nói chuyện, tuệ tỷ thấy Trương Huyền trầm mặc có chút không kiên nhẫn, người muốn bao nhiêu tiền mới từ bỏ. Không cần, Trương Huyền lắc lắc đầu, người cấp lão đồng nói một tiếng ta đi trước là được, đa tạ hắn hai ngày này chiếu cố, nếu có cơ hội, ta sẽ cho hắn tương ứng hồi báo. Trương Huyền thanh lạc, một chân mại trước, vòng qua tuệ tỷ, theo sau bước đi xa. Tuệ tỷ nhìn Trương Huyền bóng dáng, hướng trên mặt đất nát khẩu nước bọt, thứ gì còn hồi báo. Nói thật dễ nghe, tuệ tỷ đuổi kịp Trương Huyền, đường hắn nhìn thấy Trương Huyền hoàn toàn rời đi khách sạn khi, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, móc di động ra, bát cái dãy số đi ra ngoài, mau, ta cho ngươi an bài hảo, người hiện tại lại đây, lão đồng bên kia ta đi nói. Trương huyền đích xác không cùng tuệ tỷ nói giỡn, hắn bản thân liền không nghĩ sẽ đi tham gia mông ba tầng chủ nghệ thi đấu, này không phải hắn lừa dối lão đồng, mà là lấy hắn tình huống hiện tại, muốn tham gia loại này việc vặt, cái thứ nhất tiền đề, chính là giải quyết trước mắt vấn đề. Hiện tại du thuyền đã cập bờ, không phải ở biển rộng bên trong, Trương huyền tin tưởng, phản tổ minh người tuyệt đối sẽ không mặc kệ chính mình một đầu chát vào thành thị giữa. Đêm nay, phản tổ minh nếu không động thủ, Trương Huyền đều không tin, mà ngồi chờ chết, trước nay đều không phải Trương Huyền tính cách. Trương Huyền ra khách sạn sau, trực tiếp đánh xe đi vào cảng. Có rất nhiều con thuyền ngừng ở cảng, bình thường du thuyền, xa hoa du thuyền, chỗ nào cũng có. Trương Huyền còn nhìn đến rất nhiều tuấn Nam Mỹ nhân đứng ở kia chọn lựa du thuyền, chuẩn bị thuê thượng một cái, tới cái trên biển party. Trương Huyền tuyển cá nhân tương đối ít thương gia, tiên sinh ngày hảo có cái gì yêu cầu sao? Trương Huyền vừa đi qua đi, một người tuổi trẻ xinh đẹp cô nương liền chủ động thấu đi lên, cũng không có bởi vì Trương Huyền trên người đầu bếp phục mà biểu hiện ra cái gì ghét bỏ thái độ. Cái loại này xem người hạ đồ ăn tiêu thụ đã rất ít, đối đãi mỗi một người khách hàng đều bảo trì một cái tốt thái độ, là một cái ưu tú tiêu thụ tất yếu tiền đề. Trương Huyền nhìn lướt qua cảng, các người này du thuyền bao nhiêu tiền? Mỹ nữ ngọt ngào cười, cái loại này loại nhỏ du thuyền, có thể cung cấp 8 người xếp hàng, 3 nghìn giờ, cung cấp chút hít rượu đổ uống phần ăn, 8 đến 16 người, là... Không cần, Trương Huyền vẫy vẫy tay. Mỹ nữ đốn thanh, kia tiên sinh, ngài là muốn 8 người cái loại này sao? Cái loại này nhất thích hợp loại nhỏ tụ hội đâu, chúng ta cũng tương đối đề cử này một khoản. Không phải, Trương Huyền lắc lắc đầu, ta là nói, mua mấy cái du thuyền, bao nhiêu tiền, Mua, này tiêu thụ mỹ nữ sừng suốt một chút. Đúng vậy, ta hiện tại liền phải, đi hỏi các ngươi lão bản đi. Này, tiêu thụ mỹ nữ phản ứng hai giây, lập tức nói, kia tiên sinh ngươi trước bên này ngồi, ta đi hỏi lão bản. Nửa giờ sau, ở tiêu thụ mỹ nữ đều ở tỏa ánh sáng trong ánh mắt, thân xuyên đầu bếp phục trương huyền, toàn khoản soát một con thuyền giá trị 700 vạn du thuyền, một mình mở ra ra biển. Buổi chiều 7 giờ, hòa bình niên đại khách sạn, mông ba tần đầu bếp đại tái báo danh đánh dấu chỗ lão đồng đứng ở chỗ này khắp nơi nhìn xung quanh vài tên bảo tiêu từ một bên bước nhanh đã đi tới tìm được rồi sao lão đồng sắc mặt có chút nôn nóng hỏi lão bản nơi nơi đều tìm chính là không tìm được trương tiên sinh bảo tiêu thở hổn hển không cần thối lại tuệ tỷ thanh âm vang lên nàng từ một bên đi tới lão đồng không phải ta nói ngươi tìm người ngươi cũng đến nhìn xem không thể cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Ta hôm nay nhìn thấy kia tiểu tử, hắn làm ta trước tiên cho hắn chi trả 20 vạn, nói muốn mua chút sự thi dùng đồ làm bếp. Ta cũng không hiểu, liền cho hắn, kết quả tiểu tử này liền không ai, chúng ta đây là bị người lừa a à. Không có khả năng, lão đồng lắc đầu, trường ức thanh là có bản lĩnh người, hắn nấu ăn thủ pháp phi thường thành thạo tinh vi, một cái tâm tư bất chính người, là không có biện pháp luyện ra như vậy một tay hảo trù nghệ, nếu hắn là đi mua đồ làm bếp, đợi lát nữa liền sẽ trở về, một cái ưu tú đầu bếp, đối đầu làm bếp là phi thường bắt bẻ. Ai, tuệ tỷ thở dài, lão đồng A, người người này chính là quá thật sự, bị người lừa cũng không biết, ta đem ta đường đệ đã tìm tới, người nọ phải về không tới, khiến cho ta đường đệ thượng đi. Tuệ tỷ xoay người, một người 25 đến 26 tuổi soái khí thanh niên, xuất hiện ở lão đồng trước mặt. Thanh niên hướng lão đồng cười cười, đồng ca. Ngươi như thế nào lại tới nữa? lão đồng nhìn thanh niên nhíu nhíu mày người chủ nghệ còn khiếm khuyết hỏa hậu lần này đại tái người căn bản lấy không thượng thứ tự trở về đi thanh niên sắc mặt có chút xấu hổ nhìn mắt tuệ tỷ tuệ tỷ tiến lên một bước ôm lấy lão đồng cánh tay lão đồng ngươi lời này có ý tứ gì a à, ta đường đệ hắn chủ nghệ làm sao vậy phía trước không cũng lấy quá mấy cái thưởng sao ngươi là tình nguyện tin tưởng một cái kẻ lừa đảo cũng không muốn tin ta người nhà ta theo ngươi nhiều năm như vậy ngươi liền vẫn luôn đề phòng ta không phải tuệ tuệ ngươi đừng như vậy tưởng lão đồng liên tục giải thích được rồi ngươi lão đồng tuệ tỷ một phen ném ra lão đồng cánh tay nhìn mắt soái khí thanh niên nói một câu chúng ta sau khi đi khi trước rời đi soái khí thanh niên hướng lão đồng cười cười sau vội vàng theo đi lên chờ hai người rời đi đánh dấu chỗ soái khí thanh niên phi thường tự nhiên duỗi tay ôm tuệ tỷ xả yêu trên mặt mang theo bất mãn nói bảo bối người không phải nói đã thu phục sao, kia lão đông tây trả lại cho ta phô trương. Yên tâm, hắn tìm người nó cũng chưa về, ngày mai ngươi khẳng định lên sân khấu. Tuệ tỷ đầy mặt tự tin nói. Vậy là tốt rồi, xoái khí thanh niên ra tiếng. Cùng lúc đó, ở mở mang mặt biển thượng, Trương Huyền tự mình điều khiển một con thuyền xa hoa du thuyền, chính hướng vùng biển quốc tế khai đi. Ở Trương Huyền sở điều khiển này con xa hoa du thuyền mặt sau, liệp báo cùng tắc kè hoa, đồng dạng cũng mở ra một con thuyền, bọn họ không nhanh không chậm, hai bên giống như đạt thành nào đó ăn ý giống nhau. chương 1167 trên biển thăng Minh Nguyệt Mênh mông vô bờ biển rộng, tới rồi buổi tối, trở nên yên tĩnh rất nhiều. Ánh trăng cao treo ở không trung bị mây đen ngăn trở một nửa. Một con thuyền du thuyền thong thả chạy ở vùng biển quốc tế giữa, rõ ràng sắc trời đã đen xuống dưới, nhưng du thuyền thượng lại một chút ánh đèn đều không có, có vẻ yên tĩnh đáng sợ du thuyền bong tàu thượng thân xuyên đầu bếp phục trương huyền lẳng lặng ngồi xếp bằng ở chỗ này hai mắt khép hờ hô hấp bằng phẳng tại đây du thuyền cách đó không xa còn có một con thuyền du thuyền đồng dạng lẳng lặng phiêu ở trên mặt biển đồng dạng không có ánh đèn đồng dạng yên tĩnh không tiếng động thời gian phảng phất liền tại đây một khắc dừng hình ảnh duy nhất còn ở động chính là kia che đậy nửa tháng lượng mây đen một trận cuồng phong thổi tới mây đen dần dần đem ánh trăng phong kín mặt biển cũng nổi lên cuộn sóng, cuộn sóng tần suất càng lúc càng lớn, cuối cùng dần dần biến thành bọt sóng, du thuyền bắt đầu tại đây bọt sóng chung lắc lư lên. Ở mặt biển hai chiếc du thuyền trung gian, một cái lốc xoáy dần dần hình thành, bốn phía nước biển tức khác bởi vì này lốc xoáy trở nên mãnh liệt lên, trong bóng đêm, một con bạch dọa người cánh tay, đột nhiên từ này lốc xoáy trung tâm dò ra, theo sau, một đạo ướt rầm rể bóng người chậm rãi xuất hiện, bóng người hít sâu một hơi, nhìn mắt không chung. Mặt biển lốc xoáy bởi vì người này ảnh xuất hiện dần dần biến mất, người này ảnh liền như vậy lẳng lặng đứng ở mặt biển thượng, không có động tác cũng không có ra tiếng. Trên bầu trời, một đạo minh đề đột nhiên vang lên, một con hai cánh mở ra chừng 2 mét khoan đại điều bay tới, nhìn kỹ, điều trên lưng còn có một bóng người, đại điều bay tới sau, không ngừng ở không trung xoay quanh. Tuyển như vậy một chỗ, nhìn dáng vẻ, cái này lục diễn truyền nhân, rất có tự tin a. À có thanh âm trong bóng đêm vang lên. Ngươi như vậy một cái rắn nước, nơi này có thể tính làm là ngươi chủ chiến chàng đi. Đứng ở mặt biển người trên ảnh đột nhiên ra tiếng, nhìn về phía trương huyền mặt đối lập chiếc du thuyền kia. Du thuyền cột buồm thượng, không biết khi nào xuất hiện một bóng người, đứng ở cột buồm đỉnh cao nhất, vẫn là người này chỉ lão con mực càng thích hợp biển rộng, người đều đến đông đủ sao. Còn kém mấy cái, bị gọi lão con mực người, sắc mặt cũng tái nhợt đáng sợ, liền giống như cái loại này trường kỳ ngâm mình ở trong nước làn da, có chút sưng vù, tái nhợt không có một chút huyết sắc, hẳn là nhanh đi. Kia tiểu tử kêu người đâu, cột buồm thượng rắn nước nhìn về phía trương huyền nơi chiếc du thuyền kia, chuyện này, nhưng ngàn vạn không cần truyền ra đi, làm người ta nói chúng ta phản tổ minh khi dễ tiểu hài tử A. ầm vang, bình tĩnh bầu trời đêm đột nhiên hiện lên một đạo tia chớp. Ha ha ha, tiếng cười to cùng với tia chớp vang lên, mượn dùng tia chớp dư mang, có thể nhìn đến, một bóng người từ chân trời mà đến, các người này đàn phản tổ minh tiểu bằng hiếu, nói chuyện nhưng thật ra có ý tứ thực, khi dễ tiểu hài tử. Lão tử năm đó sát thượng các người phản tổ minh thời điểm, các người còn ở từ trong bụng mẹ đào tạo đâu, ha ha ha. Nguyên bản đã sớm rời đi phương đông hành không, đột nhiên lộ diện. Phản tổ minh luôn là thích làm một ít kỳ quái sự tình, mà các người những người này, vốn là luyện khí giả, hẳn là theo đuổi chính là chính mình bản tâm, lại không có định lực, mượn dùng phản tổ minh ngoại lực, thay đổi các ngươi gen, người này không người quỷ không quỷ bộ dáng, đích xác làm ta có chút ghê tởm. Tiết ra lão tổ, cũng hiện thân, dừng ở trương huyền nơi chiếc du thuyền kia bong tàu thượng, khoanh tay đứng ở trương huyền phía sau, nhìn xa đối diện. Luyện khí một đạo, là cùng thiên đấu, càng là cùng mình đấu, các ngươi ở cùng mình đấu thời điểm liền chủ động từ bỏ, lựa chọn từ bỏ tự thân tiềm lực, đi lựa chọn cái gọi là tiến hóa, cả đời này, thành tựu hữu hạn. Tần gia lão tổ hiện thân, thanh âm giữa, mang theo tiếc hận. Ở tần gia lão tổ hiện thân sau, liên tiếp vài đạo thân ảnh, toàn bộ xuất hiện, đều là lục diễn dĩ vãng người theo đuổi. Một trận chiến này, ta xài cửu minh, tức đại biểu thần ẩn hội, cũng đại biểu ta tự thân, chảm phản tổ minh người. Thân xuyên màu đỏ trường bào, thượng theo kim sắc thái dương đánh dấu xài cửu minh lộ diện. Ha ha, xài đại chủ giáo, thật lớn uy phong a. Một đạo giống như tháp sắt thân ảnh xuất hiện, hắn từ không trung rớt xuống, đạp ở đối diện du thuyền bong tàu thượng, ở hắn rơi xuống trong nháy mắt kia, toàn bộ du thuyền đều chiều bong tàu kia một phương hướng nghiêng đi, này tháp sắt thân ảnh, ít nhất có 2 m 5 thân cao, giống như một cái người khổng lồ giống nhau. Tháp sắt người khổng lồ vững vàng đứng ở bong tàu thượng, tùy ý này du thuyền nghiêng, hắn vẫn không nhúc nhích, xài đại chủ giáo ở một ít ngưng khí hậu kỳ tiểu bối trước mặt, uy phong mười phần, chi bằng cùng ta chơi chơi. Sai cửu minh nhìn đến người này xuất hiện, đôi mắt hơi hơi nheo lại, cự vượn, nhìn dáng vẻ ngươi thương hảo. Thác các ngươi thần ẩn hội phúc, cự vượn hoạt động một chút cánh tay, các ngươi tam đại phú thần cảnh không có thể giết chết ta, ngược lại chảm rớt ta trong cơ thể cuối cùng một chút tạp chất, làm ta càng cường một phân, ta phân lễ, ta vẫn luôn nghĩ nên như thế nào còn đâu, hôm nay, liền thác ngươi xài đại chủ giáo, cho bọn hắn hỏi cái hảo đi. Yên tâm, sai cửu minh gật gật đầu, này phân lễ, ta nhất định đưa đến. Cự vượn bên cạnh, đột nhiên một đạo thân ảnh hiện lên, thân ảnh ấy giống như là đột nhiên xuất hiện, dáng người quyến rũ, đứng ở cao lớn cự vượn bên người, hình thành tiên minh đối lập. Đây là một người mặc màu đen quần áo nịt rắn giết mỹ nữ, quần áo rán ở trên người, đem nàng kia nóng bỏng dáng người hoàn mỹ phát họa ra tới, nữ nhân tóc dài rũ xuống, che miệng hơi hơi mỉm cười, nếu xài giáo chủ muốn mang lễ trở về, kia không bằng đem ta con rắn nhỏ này chúc phúc một khối mang lên. Nữ nhân xuất hiện, mang theo một trận làn gió thơm. Có thể chú ý tới, nguyên bản đứng ở kia cự vượt, bởi vì nữ nhân xuất hiện, chiều bên cạnh di hai bước, trong mắt còn có chút mạc danh kiêng kỵ, bởi vì hắn biết rõ, nữ nhân này, nhìn kiều Mỹ, kỳ thật chính là cái rắn rết, toàn thân, nơi nơi đều mang theo có thể chí người vào chỗ chết kịch độc. Các vị lão hiếu, thật là đã lâu không thấy a à, ha ha ha, ta vốn tưởng rằng, ở xuống một phía trước, đều không thấy được các vị, không nghĩ tới, còn có thể có cơ hội này, lại lần nữa tụ một tụ. Một người tiểu tụy lão nhân, từ cự vượn phía sau chậm rãi đi ra, hắn dáng người cầu lũ, cầm một cây quải trượng, nhìn qua đi đường đều lao lực, ở hắn quải trượng đỉnh, được khả một viên trắng bóng đầu lâu. Khô mộc, trên bầu trời phương đông hành không, ở nhìn thấy này tiểu tụy lão nhân nháy mắt, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại bao gồm tần gia lão tổ, tiết gia lão tổ bọn họ, đồng dạng sắc mặt đại biến. Sao có thể, tần gia lão tổ nhìn chằm chằm kia tiều tụy lão nhân, hắn sao có thể còn sống? Chư vị, nhìn dáng vẻ các ngươi nhìn thấy ta cái này lão hiếu, một chút đều không vui a. À. Khô mộc thanh âm có vẻ rất thấp trầm, cho người ta một loại phi thường chói tai cảm giác, 34 năm trước, các ngươi đem ta đẩy vào vực sâu, 16 loại kịch độc nhập thể, không có lúc nào là không hề tra tấn ta bất quá ta khô mộc mạng lớn, may mắn sống đi xuống, kia 16 loại kịch độc lại trùng hợp làm ta có được ngũ độc thiềm vương thể chất, nói đến cùng, còn phải cảm ơn chư vị lão hữu như vậy cha tấn ta a. À. Đang ở giữa không trung phương đông hành không quát lên một tiếng lớn, khô mộc. Này một tiếng hét to, không trung giữa, lại lần nữa xuất hiện một đạo tia chấp. Tần Minh nhìn về phía không trung, mở miệng nói, nhìn dáng vẻ, chúng ta giữa, phương đông lão hiếu, tu vi nhất hồn hậu, đã có thể dẫn động thiên địa dị tượng A. Phương Đông Hành không nhìn chăm chú phía dưới khô mộc, 34 năm trước, người vì luyện tà công, tàn sát một thôn 67 hộ, cộng sát 283 người, chó gà không tha, người tạo hạ nghiệt, chẳng sợ cha tấn người cả đời, đều không thể đền bù. Ha ha, khô mộc tiếng cười phi thường khó nghe, chư vị lão hiếu, vẫn là thích dùng loại này cái gọi là đạo nghĩa tới khiển trách ta khô mộc, ta chờ tu sĩ, vốn chính là cùng thiên đấu, cùng mình đấu, ngựa khí dưới, toàn vì con kiến, ta vì cường đại mấy thân, giết chết mấy cái con kiến, thì tính sao, thế gian này, thiên tài địa bảo ít có, cố tình sinh linh chiếm đa số, sát bất tận, dùng không xong. Nhất phái nói bậy, phương đông hành không quát lên một tiếng lớn. Ta nhưng thật ra cảm thấy nói có lý, cự vượn mở miệng, hảo một cái sinh linh chiếm đa số, sát bất tận, dùng không xong. Vẫn luôn ngồi xếp bằng ở bong tàu thượng trương huyền đột nhiên trợn mắt, hắn chậm rãi đứng dậy, đi đến đầu thuyền, nhìn xa đối diện, kia liệp báo, các người người, đến đông đủ sao. Trương huyền lời này vừa ra, cự vượn bên cạnh kia quyến rũ mỹ nữ, nháy mắt biến mất thân hình. Mặt biển thượng, tức khắc cuồng phong gào thét, mây đen kích động, vốn là bị che đậy minh nguyệt lại một lần thêm dày một tầng, trong thiên địa lại tối tăm một tảng lớn. Làn da trắng bệch bóng người lẻn vào trong nước, một cổ hãi lãng chiều trương huyền nơi này chiếc du thuyền đánh úp lại. Không chung, Phương Đông Hành không rút kiếm, lại có sấm sét chợt lóe. Một đạo hư ảnh từ cự vượn phía sau xuất hiện, cùng với một đạo hàn mang hoa hướng cự vượn tác dụng chậm, một trận chiến này, từ giờ phút này khởi, hoàn toàn khai hỏa. Vùng biển quốc tế giữa, không có những người khác tồn tại, các đại cao thủ đứng đầu, ở chỗ này không chút nào chịu trói, tận tình ra chiêu. Phương Đông Hành không kiếm kiếm câu động lôi điện, này đó là hắn khí thuộc tính. Cự vượn phát ra một tiếng thú giống, Hắn vốn là cao lớn thân hình thế nhưng vào giờ phút này lại lần nữa cất cao 30cm, giống như trên biển người khổng lồ, kia hoa hướng hắn sau cổ hàn mang liền hắn làn ra cũng chưa có thể đâm thùng. Hàn mang chủ nhân thuận thế ẩn nấp ở hắc ám giữa, đây là một người tinh thông ảnh sát chi đạo cao thủ, sẽ không tùy ý ra tay, hắn tuy rằng không động thủ, nhưng hắn tồn tại, bản thân chính là một loại uy hiếp. Tần gia lão tổ cùng tiết gia lão tổ đồng thời phi thân dựng lên, tại đây đồng thời, khô mộc lão nhân ngúa may trong tay quải trược, một đạo khí mang đánh ra, bị tần gia lão tổ né tránh, khí mang rơi vào trong nước, tức khắc mấy cái cá biển phiên bài cái bụng, phiêu ở trên mặt nước, dung hợp ngũ độc hiểm gen, khô mộc lão nhân nhất chiêu nhất thức, đều mang theo kịch độc. Liệp báo chờ ngưng khí hậu kỳ, tại đây chờ chiến đấu hạ, căn bản không dám thác đại, nháy mắt liền lấy ra chính mình mạnh nhất hình thái, phát huy ra mạnh nhất sức chiến đấu. Ha ha ha, Hôm nay, ta phản tổ minh thế nhưng chiến các đại cao thủ, này thật là ta phản tổ minh vinh hạnh a." À. Một đạo tiếng cười to vang lên, có cá mập vây cá trồi lên mặt biển, một người đứng ở mặt biển thượng, hắn hai chân không có bất luận cái gì động tác, lại tốc độ bay nhanh chiều bên này tới rồi. "Cá mập, xài cửu minh hét lớn một tiếng, trên người hồng bào bay phất phới, chiều người tới phóng đi." Đây là một hồi đại chiến, là một hồi với mặt pháp thời đại lúc sau, thế gian này lớn nhất một hồi chiến đấu tuy rằng tham dự nhân số không nhiều lắm, nhưng tất cả đều là thế gian này hiểu rõ cao thủ. Ở như vậy cường độ trong chiến đấu, Trương Huyền giống như một diệp thuyền con, hắn là những người này giữa nhỏ yếu nhất một vị, nhưng lại là nhất hưng phấn một người. Nhìn giống chính mình vào tới liệp báo, Trương Huyền vươn đầu lưỡi liếm liếm môi, một phen màu tím trường kiếm ở trong tay hắn ngưng tụ mà thành. Diệt thế đổ lục, địch tới ta diệt, tâm chi sở hướng, một vĩ lấy hàng. Chiến đấu, đó là diệt thế đổ lục tu luyện giả nhanh nhất một cái cường đại chi lộ Xem chuẩn vào tới liệp báo Trương Huyền trong tay kiếm nhanh chóng đâm ra Thẳng đến này mặt mà đi Này nhất kiếm Trương Huyền thứ mau mà chuẩn Thả thế công cực kỳ sắc bén Liệp báo ánh mắt lộ ra kinh sắc Hắn có thể rõ ràng nhìn ra Người này Sau so lúc trước cùng chính mình đối chiến thời Cường đại rồi rất nhiều Chỉ là này ngắn ngủn thời gian nội Người này thực lực thế nhưng lại có tăng lên này đến cỡ nào khủng bố chiến đấu thiên phú nghĩ vậy liệp báo trong lòng đã là hạ quyết tâm nếu đã xé rách ra mặt người này ngàn vạn không thể lưu nếu cho hắn thời gian làm hắn trưởng thành rất có thể này thiên hạ gian lại muốn xuất hiện cái thứ hai lục diễn lục diễn thế nhân tôn xưng lục tiên lục tiên cái này xưng hô đại biểu chính là cái gì tuyệt đối thống trị lực chẳng sợ chỉ là nghe thấy cái này tên đều sẽ làm rất nhiều đại nhân vật run sợ không thôi trên biển đại chiến, nói là tiên nhân đánh nhau, một chút đều không khoa trương. Mỗi người đạp không mà đi, phương đông hành không nhất kiếm rơi xuống, đem cự vượn sở chạm du thuyền trực tiếp chém eo. Giá trị mấy trăm vạn du thuyền, liền như vậy từ trung gian vỡ ra, phân biệt trầm hạ mặt biển. Ở đây mọi người, không có người sẽ đi nhiều xem này du thuyền liếc mắt một cái, đối bọn họ mà nói, tiền tài loại đồ vật này, hoàn toàn không có ý nghĩa. Không chung, Minh Nguyệt bị mây đen hoàn toàn che giấu, giống như trời xanh đều không nghĩ làm người chú ý tới nơi này phát sinh một màn giống nhau. Nước biển ở quay cuồng, vô số du ngư phiên thượng hải mặt, lộ ra màu trắng cái bụng. Một trận mãnh liệt tiếng nổ mạnh vang lên, là trương huyền này chiếc du thuyền hoàn toàn nổ mạnh mở ra, tận trời ánh lửa, đêm này đêm tối chiếu trong sáng. Trận này chiến đấu, kéo ra mở màn lúc sau, liền không ai sẽ lưu thủ. Trương Huyền làm bọn họ bên này nhất bạc nhược một cái điểm, tự nhiên đã chịu không ít phản tổ minh chiếu cố, khô mộc lão nhân ở đối phó tiết ra lão tổ cùng tần ra lão tổ khi, còn không quên đột nhiên cấp Trương Huyền tới thượng một chút. Tuy rằng chỉ là khô mộc lão nhân tùy tay một kích, nhưng này đi vào phú thần cảnh cường giả, chẳng sợ tùy tay một kích, đối với Trương Huyền mà nói, cũng là khó có thể ngăn cản, hơn nữa liệp báo mãnh công, cùng với tắc kè hoa thường thường sẽ từ bên đánh lén. Trương Huyền trên người đã nhiều chỗ treo đầy vết máu, vết thương chồng chất. Ta đi trước chảm giấc kia hai gã tiểu bối, tiết ra lão tổ hét lớn một tiếng. Đừng, tần ra lão tổ duỗi tay ngăn trở, làm trương huyền chính mình đi thôi, một trận chiến này, hắn đại tránh được miễn, nhưng hắn cố tình lựa chọn một trận chiến, này liền thuyết minh, hắn không nghĩ lại lánh. Có thể hắn hiện tại thực lực, những người đó, hắn căn bản không phải đối thủ, lục tiên chưa từng dạy hắn luyện khí, hắn luyện khí thời gian quá ngắn, chớ quên, chúng ta dĩ vãng thấy hắn thời điểm, hắn thậm chí. Tiết ra lão tổ nói một nửa, bị tần ra lão tổ đánh gãy. Người cũng nói, đó là hắn dĩ vãng, lục tiên không có đối hắn thực lực phương diện dẫn đường quá nhiều, nhưng hắn giống nhau trưởng thành tới rồi hiện tại tình trạng này, lục tiên đã có thể thu hắn vì đồ đệ, hắn thiên phú, không phải người ta có thể phỏng đoán, đến nỗi địch nhân, người ta, không cũng từ biển máu trung sát ra tới sao, đây là trở thành một cường giả nhất định phải đi qua chi lộ, hôm nay một trận chiến này, ta có thể nhìn ra Trương Huyền hắn quyết tâm. Tiết ra lão tổ sửng sốt, cái gì quyết tâm? Tần ra lão tổ nhìn mắt cả người quải huyết, nhưng như cũng đầy mặt hưng phấn Trương Huyền, hắn tưởng tại đây một trận chiến, nhập phú, thần, nhập phú thần. Này ba chữ, ở luyện khí một đường thượng, không biết ngừng bao nhiêu người bước chân. Nói đến dễ dàng, nhưng luyện khí sĩ mười vạn, lại có mấy người, có thể tới phú thần. Phú thần phú thần, mang một thần tự, chứng minh này khó khăn. Năm đó, Phương Đông hành uổng công chờ đợi người, đứng ở ngưng khí hậu kỳ, khoảng cách Phú Thần kém chỉ còn một bước, tuyên bố bế tử quan, bọn họ đối ngoại tuyên bố tử vong, gia tộc cử táng, chính mình đóng chết quan, không đột phá Phú Thần, liền chết ở quan nội, vô số năm đó thiên kiêu lựa chọn như vậy con đường, nhưng kết quả là, từ chết quan giữa ra tới người, ít ỏi không có mấy. Đại bộ phận người bước vào Phú Thần, bế nhập chết quan giữa cảm thụ thiên địa chi khí. Mà Trương Huyền, hắn muốn lấy chiến nhập phú thần, ở sinh tử cực hạn giữa, mạnh mẽ bước vào phú thần. Không chung giữa, mây đen quay cuồng. Phía dưới nước biển quay cuồng, đại chiến quá mức khủng bố. Làn da trắng bệch đại bạch tuộc từ nước biển lặn xuống nhập Trương Huyền phía sau, một thò đầu ra, liền cấp ra một đòn chí mạng. Trương Huyền ở liệp báo cường công, tắc kè hoa đánh lén, cùng với khô mộc một đạo khói độc hạ căn bản không có ngăn cản rắn nước này một kích năng lực thời khắc mấu chốt một đạo lôi điện từ không trung đánh xuống đánh chúng đột nhiên ở trương huyền phía sau ngòi đầu rắn nước một phen tế kiếm dừng ở trương huyền chân bên ngươi nhưng tận tình chiến đấu còn lại vấn đề không cần suy xét phương đông hành không thanh âm vang lên hắn đồng dạng nhìn ra trương huyền hôm nay quyết tâm trương huyền gật đầu hiện tại hắn không cần có quá nhiều nỗi lo về sau hiện tại yêu cầu làm, cũng chỉ là chiến. Hai thanh màu tím trường kiếm đồng thời ngưng tụ, Trương Huyền đôi tay cầm kiếm. Màu tím trường kiếm quang mang trong bóng đêm có vẻ phá lệ yêu dị. Liệp báo nhìn chằm chằm Trương Huyền trong tay hai thanh trường kiếm, trong mắt toàn là ngưng trọng thần sắc, liền ở vừa mới, hắn bị này thanh trường kiếm xẹt qua, cảm thụ quá này sắc bén. Một bên, vừa mới tới rồi cuồng cá mập cùng xài cửu minh chiến ở bên nhau, thân là thần ẩn hội tam đại hồng y giáo chủ đứng đầu, xài cửu minh thực lực có thể nói đáng sợ, mà kia cuồng cá mập, cũng không phải dễ đối phó nhân vật, hai người từ hải hạ đánh tới không chung, lại từ không trung đánh tới hải hạ, nước biển quay dựng lên, hình thành sóng lớn, ở hai người đại chiến chung quanh, hình thành một cái chân không khu, ai cũng không có đi nhúng tay, ai cũng không dám đi quản. Cự vượn tiếp cận 3 mét thân hình bỗng nhiên bạo khởi, nhằm phía phương đông hành không. Cự vượn không có vũ khí, nhưng hắn kia trừng lẩu niêu đại nắm tay, đã hướng người khác chứng minh rồi, hắn cũng không cần vũ khí. Mọi người từng đôi chém giết, xa nữ từ ở cự vượn bên cạnh sau khi biến mất, liền không còn có lộ quá mặt, mà phía trước tập kích cự vượn kia đạo thân ảnh, cũng giấu ở này phiến thiên địa chung, hai người ai đều không có lộ diện, bọn họ đang tìm tốt nhất thời cơ, cho chính mình địch nhân một đòn chí mạng. Ha ha ha, một trận chuông bạc tiếng cười vang lên, phát hiện người đâu. Trong bóng đêm, một mặt màu xanh lục quang mang đột nhiên hiện lên, liền thấy xà nữ đột nhiên xuất hiện, hướng trước mặt không khí giữa đánh ra một kích. Một bóng người đột nhiên lộ diện, vẽ ra một đạo hàn mang, ngăn trở xà nữ thế công, lại lần nữa biến mất. Đã bắt lấy hơi thở của ngươi lạc, xà nữ che miệng cười, đồng dạng biến mất. Đây là thuộc về thích khách chi gian quyết đấu, bọn họ chiến đấu quỷ dị, yên lặng không tiếng động, không có như vậy kịch liệt, nhưng mỗi một lần động thủ, đều có thể là muốn mệnh cùng trương huyền đối chiến liệp báo trên người đã nhiều chỗ quải thải sắc mặt thần sắc cũng càng ngày càng sốt ruột mau làm thịt tiểu tử này hắn ở lấy chúng ta luyện tập tắc kè hoa lại một lần xuất hiện ở trương huyền phía sau hắn đi cũng là ám sát một đạo chẳng qua hắn mới vừa xuất hiện còn không có tới kịp động thủ màu tím kiếm mang tiện lợi trước hướng hắn đánh úp lại trương huyền chiến đấu bản năng là huyền thiên bọn người độ cao tán dương quá khả năng mới đầu đối mặt liệp báo cùng tắc kè hoa loại trình độ này cao thủ, Trương Huyền còn vô pháp thích ứng, nhưng hiện tại, hắn đã hoàn hoàn toàn toàn nắm giữ đối phương công kích tiết tấu, hơn nữa, trên người không ngừng quải thải Trương Huyền, đã dần dần nắm giữ nhất định quyền chủ động, tuy rằng trên người thương thế còn ở gia tăng, nhưng đã không phải một mặt bị đè nặng đánh, ngược lại, đối mặt liệp báo cùng tắc kè hoa hai người. Hắn không ngừng chủ động xuất kích. Trương huyền cường đại chiến đấu thiên phú tại đây một khắc triển lộ không thể nghi ngờ, mấy ngày hôm trước, Trương Huyền cùng một người ngưng khí hậu kỳ cao thủ đua cái lưỡng bại câu thương, cuối cùng âm đối phương một tay, mới đưa tên kia ngưng khí hậu kỳ cao thủ chém giết. Mà hôm nay, đối mặt hai gã ngưng khí hậu kỳ cường giả, hơn nữa vẫn là phản tổ minh thú hóa người cải tạo gen, Trương Huyền đã nắm giữ chủ động, đỉnh đầu hoa sen đang ở thong thả xoay tròn, một tầng tầng khí mạc từ hoa sen chung quanh rũ xuống, bảo vệ Trương Huyền quanh thân. Trương Huyền chỉ cảm thấy càng đánh càng thuận, nguyên bản trong mắt hắn mau như ảo ảnh liệp báo, hiện tại đã biến thành bình thường tốc độ, mà giấu ở một bên tắc kè hoa, Trương Huyền thậm chí có thể cảm giác được hắn động tác khi sở mang theo dòng khí. Như vậy cảm giác, làm Trương Huyền phá lệ thoải mái, phảng phất này một chỉnh tràng chiến đấu, đều ở hắn nắm giữ giữa giống nhau. Trương Huyền không có chú ý tới, hắn đỉnh đầu kia đóa vô sắc hoa sen chung, không biết khi nào, đã ẩn chứa một mạt màu tím quang hoa, thả hắn đỉnh đầu hoa sen xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, rũ xuống quầng sáng cũng càng ngày càng nhiều, này quầng sáng bên trong, cũng có chứa tử mang. Gia nhập tử mang quầng sáng, trở nên càng thêm cường hãn, liệp báo khiếp sợ phát hiện, chính mình công kích, không biết ở khi nào bắt đầu, đã thương không đến trương huyền. Đang cùng phương đông hành không chiến ở bên nhau cự vượt, như là cảm nhận được cái gì, hai mắt bỗng nhiên chiều trương huyền bên này xem ra. Tại đây đồng thời, cùng tần ra cùng tiết ra lão tổ từng đôi chém giết khô mộc lão nhân, đồng dạng đem ánh mắt nhìn về phía Trương Huyền. Nơi xa, cuồng cá mập cùng xài cửu minh cơ hồ ở đồng thời dừng trong tay động tác, ánh mắt ngưng trọng vọng ở nơi này. Bị mọi người sở nhìn chăm chú Trương Huyền, hoàn toàn không có cảm giác được chính mình thân thể biến hóa, hắn hiện tại chỉ cảm thấy phá lệ thoải mái, chính mình mỗi một động tác đều trở nên nước chảy mây trôi giống nhau thông thuật, lúc trước rất nhiều nghĩ đến lại không cách nào làm ra công kích thủ đoạn, vào lúc này cũng đều có thể thông thuận làm ra tới, trong tay hắn hai thanh màu tím trường kiếm càng thêm ngưng thật, hắn động tác cũng càng lúc càng nhanh, thậm chí, mau đến liệp báo đều đã theo không kịp hắn động tác. Đây là, khô mộc lão nhân nhìn chằm chằm trương huyền đỉnh đầu kia đóa nổi lên một tia tử mang hoa sen, trong mắt tràn ngập khiếp sợ cùng với không thể tin tưởng, lẩm bẩm tự nói, đây là tiên liên. Truyền thuyết, truyền thuyết thế nhưng là thật sự. Lục tiên thành công, phương đông hành không nuốt khẩu nước bọt, mấy chục năm trước, đã từng nghe nói, Lục tiên lấy sức của một người, mạnh mẽ chia lìa khí cùng binh, đó là vì điều hòa thế gian này âm dương, này mục đích là muốn đào tạo một đóa tiên liên xuất thế. Ngay cả cùng phương đông hành đối không chiến cự vượn, giờ phút này đều tạm thời tính dừng tay, tiếp được phương đông hành chống không lời nói, không ai biết cái gọi là tiên liên là cái gì, cũng không ai biết, kia tiên liên là thật là giả, nhưng nếu thực sự có tiên liên nói, chỉ sợ cũng là cái này. Tiên liên, tần gia lão tổ nhìn trương huyền thân ảnh, thân thể bởi vì kích động mà phát sinh run rẩy điều hòa thế gian âm dương sở ra đời sản vật, tiên liên, rốt cuộc là cái gì? chương 1170 thiên địa dị tượng Sinh lần đầu một đóa tiên liên Tiên liên khí mạc rũ xuống Trương huyền đôi tay cầm kiếm, tiên liên hộ thể, càng đánh càng hăng Trái lại liệp báo cùng tắc kè hoa, này hai gã ngưng khí hậu kỳ cao thủ Ở kích hoạt tự thân gen cường đại tiền đề hạ Thế nhưng vẫn như cũng bị trương huyền đánh kế tiếp bại lui phản tổ minh kia một phương, mắt thấy liệp báo cùng tắc kè hoa ở vào hoàn cảnh xấu, hơn nữa tùy thời gặp phải bị trảm nguy hiểm, nhưng như cũng không ai đi lên tương trợ. Bởi vì, ai đều muốn nhìn một chút, này tiên liên, rốt cuộc có gì công hiệu, có thể phát huy ra như thế nào uy lực. Mà hiện tại, liệp báo cùng tắc kè hoa, tự nhiên mà vậy, liền trở thành lần này thí nghiệm phẩm. Đối với ngoại giới phát sinh hết thảy, trương huyền cái gì cũng không biết, hắn hiện tại, chỉ có trước mắt địch nhân, hai thanh màu tím thần kiếm không ngừng phát ra quang hoa, Trương Huyền càng đánh càng hăng, mà hắn đỉnh đầu hoa sen nội tử mang, cũng càng ngày càng nhiều. Dũ ở Trương Huyền quanh thân khí mang, đã hoàn toàn biến thành màu tím. Đột nhiên, Trương Huyền nhất kiếm đâm ra. Này nhất kiếm, phảng phất hoàn toàn siêu thoát rồi ngưng khí chi cảnh, nhất kiếm quang mang, liệp báo vô pháp thấy rõ, đương hắn có thể thấy rõ khi, chỉ có thể nhìn đến Trương Huyền niết kiếm thủ đoạn, kiếm mang, đã từ hắn cổ bên xẹt qua. Liệp báo nhìn này nguyên bản ở mấy ngày trước, còn sẽ bị chính mình chiêu chọc đối thủ, lúc này xuất kiếm, chính mình thế nhưng liền thấy rõ đều khó, như vậy tranh lệch, làm hắn không thể tin được. Kia huyền với trương huyền đỉnh đầu không ngừng xoay tròn hoa sen, tại đây một khắc đỉnh chỉ xoay tròn. Liệp báo nhìn về phía trương huyền đỉnh đầu kia đoạn hoa sen, màu tím quang mang giữa, tản ra một cổ yêu dị. Liệp báo đồng tử bắt đầu khuếch tán mở ra, màu tím quang mang tràn ngập hắn đồng tử, vừa mới kia một mặt kiếm mang, đã hoa chặt đứt hắn yết hầu. Trương huyền trở tay nhất kiếm, kiếm mang hướng phía sau đâm tới, vừa mới lộ diện tắc kè hoa, bị này nhất kiếm, ngay trung tâm khẩu, kia tốc độ mau đến, tắc kè hoa căn bản vô pháp phản ứng. Mấy ngày nay đuổi giết Trương huyền liệp báo cùng tắc kè hoa, hai người một trước một sau, ngốc đứng ở nơi đó, hai người bọn họ toàn nhìn về phía Trương huyền đỉnh đầu hoa sen, kia phảng phất tản ra nào đó ma lực này tiên liên giữa, tràn ngập cổ quái, cự vượn ánh mắt lộ ra trịnh trọng thần sắc. Ẩn nấp đang âm thầm xà nữ, xuất hiện ở cử vượn bên cạnh, đồng dạng nhìn chằm chằm trương huyền, trong miệng lẩm bẩm nói, người có hay không phát hiện, kia đóa hoa sen, hảo mỹ. Xà nữ đang nói chuyện thời điểm, trên mặt lộ ra một bộ si mê, này đối với nàng loại rắn này bò cạp nữ nhân tới nói, rất là dị thương. Khô mộc thấy xà nữ lộ ra này phúc biểu tình, trong tay bộ xương khô quải trượng vung, một đạo quang mang đánh hướng xà nữ, đồng thời quát lên một tiếng lớn, tỉnh lại. Xà nữ bỗng nhiên bừng tỉnh, thân mình một cái giật mình, ánh mắt lộ ra hoảng sợ thần sắc, ta vừa mới là làm sao vậy? Khô mộc phi thân mà đến, trịnh trọng nói, kia đóa tiên liên, là lục diễn khuynh lực bồi dưỡng ra tới, năm đó hắn cường thế chia lìa khí cùng binh, chính là vì điều hòa âm dương, dưỡng dục một đóa tiên liên ra tới, thế nhân suy đoán, kia tiên liên có thể là cái gì thiên tài địa bảo, rất nhiều người còn đều đang tìm kiếm, lục diễn đem kia đóa tiên liên giấu ở địa phương nào, lại không nghĩ, này tiên liên, thế nhưng liền tại đây tiểu tử trên người. Ta rất tò mò, lục diễn rốt cuộc là người nào? Xà nữ ra tiếng, ta từng nghe chủ thượng nhắc tới quá tên này, hắn giống như đối tên này chủ nhân, phi thường kiêng kỵ. Người tuổi tác không lớn, không biết bình thường, thậm chí có rất nhiều người, hiện tại cũng chỉ biết lục diễn danh, nhớ không nổi người này. Khô Mộc nhìn xa cách đó không xa phương đông hành không, năm đó, ta chờ vẫn là hài đồng thời điểm, liền biết được lục diễn đại danh, lúc ấy, thế nhân đối hắn tôn sưng, là lục tiên. Xà nữ khó hiểu, vì sao kêu lục tiên? Khô Mộc lắc lắc đầu, ta cũng không biết, có người nói, hắn là lục địa thần tiên, chân dẫm phiến đại địa này, lại đã sớm có thể nhìn xuống đám mây, cũng có người nói, hắn vốn chính là hạ phàm kim tiên, nhưng các loại cách nói quá mức hư vô mờ mịt, không người tin tưởng nhưng có thể biết đến một chút là, lục diễn, tuyệt đối đương thời có một không hai, không người nhưng cùng với tranh hùng, hắn nếu tưởng lập vương, không ai có thể đủ ngăn cản hắn, bất quá hắn chí hướng cũng không giống như ở chỗ này, hắn du lịch thế gian. Hư vô mờ mịt, không có người biết hắn trong lòng tưởng chính là cái gì, trên người hắn ẩn giấu quá nhiều bí mật. Xa nữ hít sâu một hơi, hắn biết khô mộc làm người, cũng biết khô mộc ngạo khí, chẳng sợ đối mặt chủ thượng. Khô Mộc đều không nhất định sẽ biểu hiện như hiện tại như vậy, nhưng lúc này riêng là nhắc tới lục tiên hai chữ khô mộc trong mắt toàn là kính ngưỡng trương huyền chảm rất tắc kè hoa cùng liệp báo sau cũng không có dư thừa động tác hắn vẫn là đứng ở nơi đó phảng phất dừng hình ảnh giống nhau trên tay màu tím trường kiếm cũng không có tiêu tán liền như vậy bị hắn một trước một sau nắm trong tay duy nhất còn ở phát sinh biến hóa chính là trương huyền đỉnh đầu hoa sen yên lặng hoa sen đột nhiên nghịch hướng xoay tròn lên thả phía trên màu tím quang mang càng ngày càng nồng đậm, vô số khí mạc từ hoa sen giữa phát ra rũ xuống, giống như một cái kén tầm, đem trương huyền hoàn hoàn toàn toàn bao vây lên. Toàn bộ trong thiên địa, lại lần nữa lâm vào bình tĩnh. Tại đây một khắc, kia bao bọc lấy trương huyền khí kén, phảng phất trở thành hết thảy trung tâm, màu tím quang mang chiếu sáng lên hơn phân nửa mặt biển, không trung mây đen lại lần nữa quay cuồng, lộ ra dấu ở mây đen lúc sau minh nguyệt minh nguyệt quang hoa chiếu vào này mặt biển trên không màu tím khí kén thượng lại chiết xả với mặt biển cùng sài cửu minh đối chiến cuồng cá mập chăm chú nhìn mặt biển thượng khí kén hơi hơi mở miệng thiên địa dị tượng đã có bao nhiêu lâu chưa thấy qua thiên địa dị tượng xuất hiện sài cửu minh cười lớn một tiếng lục tiên đồ đệ tất vì thiên tuyển chi nhân đó có phải hay không đã nói lên người này cuồng cá mập đôi mắt nhíu lại theo sau thân hình bạo động bỗng nhiên hướng kia khí kén phóng đi càng không thể để lại. Dám ngươi, xài cửu minh hét lớn một tiếng, đồng thời chiều cuồng cá mập đuổi theo. Nơi xa cửa vườn, cũng không hề đứng chơ, hét lớn một tiếng động thủ, chiều kia khí kén mà đi. Khô mộc, xà nữ đám người, cũng nhằm phía khí kén. Phía trước xuất hiện ở du thuyền cột buồm thượng, hồi lâu không có lộ diện rắn nước, trống giống xuất hiện, tay cầm một phen lưỡi dao sắc bén, thẳng tắp chiều kia khí kén đâm tới mặc cho ai đều có thể nhìn ra tới, Trương Huyền trên người, đang ở phát sinh dị biến, loại này dị biến, là ai cũng chưa gặp qua, ai cũng không rõ ràng lắm lần này dị biến sẽ đối Trương Huyền tạo thành cái gì ảnh hưởng, nhưng bọn hắn trong lòng rất rõ ràng chính là, làm Trương Huyền địch nhân, tuyệt đối không thể làm này dị biến tiếp tục tiến hành đi xuống. Rắn nước trong tay lưỡi dao sắc bén, thư hướng khí kén, lại ở đụng tới khí kén trong nháy mắt, một cổ màu tím quang mang từ khí kén thượng bùng nổ mà ra, rắn nước tại đây quang mang hạ nháy mắt tung bay đi ra ngoài. Màu tím quang mang thổi quét hướng chung quanh, làm mặt biển nổi lên một vòng cuộn sóng, ngay cả vò tới cuồng cá mập, tại đây quang mang hạ dừng bước, trong ánh mắt mang theo kinh hãi. Lại xem rắn nước, trên người hắn cũng không chút nào vết thương, lại ở tung bay vài vòng sau, thẳng lăng lăng tài vào nước mặt, ở hắn hoàn toàn đi vào mặt nước nháy mắt, cuồng cá mập chú ý tới, rắn nước hai mắt giữa, tràn ngập màu tím quang mang một chân đã dảo bước tiến lên phú thần cảnh rắn nước, chỉ vì đụng vào hạ kia màu tím khí kén, liền nháy mắt chết. Chứng kiến như vậy một màn, tuy là cuồng cá mập, cũng không dám dễ dàng chạm đến kia màu tím quầng sáng. Ánh trăng như nước, nguyên bản chạm vào là nổ ngay đại chiến, thế nhưng lại lại lần nữa quỷ dị ngừng lại, mọi người nếu vô pháp động, cũng chỉ có thể xem, nhìn kia màu tím khi kén biến hóa. Một phút, hai phút, ba phút, tại đây một khắc, phảng phất mỗi một cái hô hấp, đều trở nên so dĩ vãng muốn dài lâu. Thứ 5 phút, màu tím khi kén mặt trên xuất hiện đạo đạo vết giạt, giống như là sắp rách nát vỏ trứng giống nhau. Thứ 7 phút, khi kén một bên, đột nhiên xuất hiện một cái cái khe, đệ thập phút, một cánh tay, từ khi kén giữa vươn, nơi tay cánh tay vươn kia một khắc, màu tím khí kén, bắt đầu thay đổi hình dạng, chậm rãi ở kia cánh tay phía trước, hình thành một phen cự kiếm bộ dáng. Khí kén biến mất, cũng lộ ra nguyên bản đang ở khí kén giữa Trương Huyền. Trương Huyền đứng ở mặt biển thượng, nhìn chung quanh bốn phía, từ vừa rồi đến bây giờ đã phát sinh hết thảy, hắn đều phi thường rõ ràng, ở khí kén chung, màu tím linh khí không ngừng chui vào hắn lỗ chân lông, lại bài xuất, đối trong thân thể hắn tổ chức tiến hành cải tạo, cái này quá trình rằng có 10 phút, cải tạo hắn toàn thân, có thể nói là phi thường nhanh chóng, nhưng không thể nghi ngờ, cũng cấp Trương Huyền tạo thành thật lớn thống khổ, tuy là lấy trương huyền như vậy thần kinh cường độ, ở vừa mới kia 10 phút. Không ngừng một lần đau ngất xỉu, lại bị đau tỉnh. Nhưng đồng dạng, này cũng cấp trương huyền mang đến thật lớn chỗ tốt. Hiện tại trương huyền, chỉ cảm thấy toàn thân đều tràn ngập một cổ lực lượng, kia màu tím khí kén ở trong tay hắn ngưng tụ thành một phen cự kiếm. Cự kiếm cùng trương huyền thân hình cực kỳ không hợp, chỉ là thân kiếm, liền siêu việt 2 mét, màu tím cự kiếm tản ra quang hoa, ở trương huyền trong tay lóng lánh. Tử mang lóng lánh, Trương Huyền nhìn chung quanh một vòng, cự vượt, xà nữ, khô mộc, cuồng cá mập đám người, đều bị hắn nhìn quét một lần. Này ở vừa mới, Trương Huyền hoàn toàn nhìn không thấu cao thủ, lúc này Trương Huyền xem bọn họ ánh mắt, như là lại xem một ít tiểu bằng hữu Trương Huyền tay phải rút kiếm, tay trái nhéo nhéo quyền, hoạt động một chút bả vai, nguyên lai, like, đây là phú thần lực lượng sao, phú thần phú thần, đem linh giao cho thần ý, diệt thế đổ lục, diệt thế ma kiếm một cái diệt tự, đó là ta sử dụng linh khí chi thần ý. Trương Huyền nhìn mắt chính mình trong tay cự kiếm, theo sau đem kiếm dơ lên cao. Diệt thế, chỉ có lĩnh hội diệt thần ý, mới có thể chân chính phát huy ra này nhất kiếm uy lực, phía trước ta, là vũ nhục này nhất chiêu diệt thế ma kiếm A. Trương Huyền trong tay cự kiếm phát ra quang mang, hắn còn không có ra chiêu, dưới chân nước biển, như là đã chịu nào đó lôi kéo giống nhau, ngưng tụ thành một cổ nước biển xoắn ốc hướng màu tím cự kiếm kiếm mang chỗ tụ tập. Nước biển ở tiếp cận kiếm mang một mét phạm vi khi, bắt đầu chiều hai bên tách ra, này trên thân kiếm mũi nhọn, không cần thúc dục là có thể nhẹ nhàng triển khai này ngưng tụ xoắn ốc nước biển. Phú thần cảnh, Trương Huyền khóe miệng gợi lên một nụ cười, đồng thời hét lớn, hôm nay, ta Trương Huyền, lập về công hải phía trên, nhập phú thần, chảm phản tổ minh tương ứng, từ hôm nay trở đi, ta Trương Huyền, chính thức, hướng phản tổ minh tuyên chiến. Từ hôm nay trở đi, ta Trương Huyền, nhậm thần ẩn hội phương đông lục địa giáo chủ một vị. Từ hôm nay trở đi, ta quang minh đảo, đặt chân luyện khí giả thế giới đỉnh cấp thế lực, phàm có không phục giả, đều có thể tới chiến. Trương Huyền lần này bước vào phú thần, liền trực tiếp tuyên bố tam sự kiện, mỗi một sự kiện, đều có thể ở luyện khí giả thế giới, khiến cho một phen sóng to gió lớn, kia một câu đều có thể tới chiến, càng là thuyết minh Trương Huyền lúc này tin tưởng cùng quyết tâm. Không vào phú thần tắc lấy, vừa vào phú thần, đó là mặt khác một phen thiên địa. Trương Huyền từ giờ phút này bắt đầu, hoàn toàn đặt chân thế giới này cao thủ đứng đầu hàng ngũ. Một người, nhất kiếm, đó là uy hiếp lực. Tiểu tử, người bất quá xuất nhập phú thần, còn không có đứng vững gót chân, lại tuyên bố muốn chém ta chờ, không khỏi có chút quá lớn môn bất tàm. Khô mộc lão nhân nhìn xa Trương Huyền. Sõng giạc, Trương Huyền khóe miệng mang cười, ta cũng suy nghĩ, ta có phải hay không có chút sõng giạc, cho nên hôm nay, liền đem các ngươi, tới thử kiếm đi. Trương huyền thanh lạc, múa may tay phải, nhất kiếm cách không hướng khô mộc chém tới. Cách không nhất kiếm, trương huyền dưới chân nước biển đều hướng hai bên chia lìa khai đi, có thể thấy được này một đạo kiếm mang, có bao nhiêu hung hãn. Nắm giữ diệt ý diệt thế ma kiếm, cùng phía trước, có thiên địa chi kém. Nhất kiếm ra, khô mộc lập tức biến sắc, vừa mới, hắn còn không có hoàn toàn cảm nhận được này nhất kiếm mũi nhọn, mà khi này nhất kiếm đối tượng đổi thành hắn lúc sau, kia mặt trên sở triển lộ mũi nhọn, làm hắn cảm thấy tim đập nhanh. Đối mặt như vậy nhất kiếm, khô mộc tới thử một lần tâm tư đều không có, quay đầu liền chạy. Chạy rất sao, trương huyền trong miệng lẩm bẩm trên mặt tràn ngập tự tin. Kiếm mang vô cùng nhanh chóng, dù cho khô mộc trước một bước chạy trốn, nhưng như cũng bị kiếm mang đuổi theo. Khô mộc lão nhân, với hơn 30 năm trước, liền danh dương thiên hạ, tuy là ác danh, nhưng cũng có thể thuyết minh này có như thế nào thực lực hiện tại dung hợp độc thiềm thực lực so dĩ vãng càng thêm cường hãn ở vừa mới trong chiến đấu càng là lấy một địch hai không rơi hạ phong còn có thể thường thường cấp trương huyền chế tạo một ít phiền vái đã có thể như vậy một cái cường đại nhân vật ở trương huyền này nhất kiếm dưới thậm chí liền tiếng kêu thảm thiết cũng chưa phát ra hoàn toàn biến mất đối là biến mất đương kiếm mang xẹt qua lúc sau nguyên bản bôn đào khô mộc lão nhân đột nhiên biến mất cái gì đều không dư thừa, tại đây thế gian, không có lưu lại một chút dấu vết, thậm chí liền hắn hơi thở, đều hoàn toàn biến mất. Diệt thế ma kiếm, một cái diệt tự, đó là này kiếm mang chân ý. Diệt, đó là cái gì đều không lưu. Này nhất kiếm chi uy lực, xem ở đây mỗi người, bao gồm xài cửu minh, phương đông hành không, ánh mắt đều có chút dại ra. Nhất kiếm, nháy mắt hạ gục khô mộc, đây là như thế nào uy lực. Vừa mới bước vào phú thần, liền có thể đánh ra như vậy nhất kiếm, khó trách, khó trách Trương Huyền dám lập với này vùng biển quốc tế phía trên, nói ra đều có thể tới chiến này bốn chữ, hắn hiện giờ, nhưng gọi thế gian này đứng đầu chiến lược chi nhất. Cự vượn xem sắc mặt xanh mét, hắn không biết, chính mình đối mặt như vậy nhất kiếm, sẽ là cái gì kết cục, chỉ sợ, cũng sẽ cùng khô mộc lão nhân giống nhau, ở nháy mắt tan thành mây khói đi. Nghĩ vậy, cự vượn liền một câu cũng chưa nhiều lời, quay người liền chạy, tốc độ cực nhanh, đến bọn họ cái này cảnh giới, nếu khăng khăng muốn chạy nói, lại muốn đuổi giết, phi thường khó, lúc trước Trương Huyền đuổi giết mại lạc mấy vạn dặm mới tìm được cơ hội, tắc kè hoa bọn họ đuổi giết Trương Huyền, cũng đuổi giết mấy ngày, đồng dạng không tìm được ra tay thời cơ. Phú thần cảnh cường giả, tốc độ càng mau, cơ hồ một cái chớp mắt, cũng đã biến mất thân hình. Cuồng cá mập xà nữ, cũng phi ngốc tử, đồng dạng ở trước tiên chạy trốn. Dưới ánh trăng, màu tím cự kiếm tiêu tán mở ra, đầy trời màu tím quang mang chìm vào mặt biển giữa. Hôm nay một trận chiến, giữa trời đất này, lại nhiều một người phú thần, nhưng đồng dạng, cũng ít một người phú thần. Ly nơi này không xa mặt biển thượng, ăn mặc bờ cắt quần triệu cực, chính ghé vào mặt biển thượng, ở hắn dưới thân bay một khối ván lướt sóng. Triệu cực hít mắt nhìn về phía nơi xa, từ chính mình kia một đầu tóc rối giữa rút ra một cây thuốc lá ngậm ở trong miệng bậc lửa, ánh lửa ở bóng đêm tiếp theo minh tối sầm lại chương 1172 yên tâm. Một trận chiến phú thần. Nhất kiếm chảm rất khô mộc. Hôm nay việc, chắc chắn lan truyền đi ra ngoài. Mặt biển khôi phục bình tĩnh, mây đen hoàn toàn tan đi, ánh trăng như nước tưới xuống, làm này vừa mới trải qua xong đại chiến mặt biển tràn ngập nhu hòa. Đầy trời màu tím quang mang tan đi, trương huyền lập với mặt biển, nhìn về phía phương đông hành uổng công chờ đợi người, ôm ôm quyền, đa tạ chư vị tiền bối tương trợ, lần này nếu không có bất đắc dĩ, cũng sẽ không đột nhiên thông chi các vị tới rồi, cùng phản tổ minh liều chết một trận chiến. Tiên đồ nói quá lời, phương đông hành không cùng lão ôm quyền, ta chờ đi theo lục tiên, tiên đồ sự, chính là ta chờ sự, hiện giờ tiên đồ ngươi đã bước vào phú thần, chiến lực vô song, sợ là chúng ta này đó lão xương cốt, rốt cuộc không thể giúp gấp cái gì. Trương huyền ôm quyền không người, về sau trương huyền, còn muốn dựa vào các vị tương trợ. Đối với phương đông hành uổng công chờ đợi người, Trương Huyền là phát ra từ nội tâm cảm tạ, nếu không có bọn họ to lớn tương trợ, chính mình cũng vô pháp có tốt như vậy cơ hội, lấy chiến nhập phú thần. Nếu sự tình đã giải quyết, ta đây chờ liền trước cáo từ. Phương Đông Hành không mở miệng. Trương Huyền gật gật đầu. Có chuyện, người yêu cầu chú ý một chút. Sai cửu minh ra tiếng, lúc này đây, người hướng phản tổ minh tuyên chiến, lấy ngươi vừa mới biểu hiện ra ngoài thực lực, phản tổ minh sắp tới nội sẽ không động ngươi, nhưng thủ hạ của ngươi quang minh đảo, thực lực tương đối tới nói còn thực gầy yếu, chỉ sợ phản tổ minh sẽ từ quang minh đảo vào tay, phương diện này, người đến nhiều chú ý một chút. Yên tâm, Trương Huyền tin tưởng 10 phần nói, nếu phản tổ minh phải có có thể phá ta quang minh đảo thực lực, kia chỉ sợ thế gian này, cũng ít có người có thể chống đỡ được phản tổ minh. Trương Huyền này tin tưởng 10 phần bộ dáng, xem xài cửu minh sừng sốt, về quang minh đảo thực lực, xài cửu minh là biết đến, ở Trương Huyền nắm giữ khí phía trước, kia bất qua chính là một cái ngầm thế lực, tuy rằng dưới mặt đất thế giới bị xưng là thánh địa, nhưng cùng luyện khí giả thế giới so sánh với, kia bất qua chính là một đám người thường nơi tụ tập, hiện tại Trương Huyền là nắm giữ khí, đặt chân thế gian cao thủ đứng đầu hàng ngũ, nhưng quang minh đảo còn lại người đâu. Trương Huyền kia chín tên trung tâm người theo đuổi, cũng bất quá là hóa hình mà thôi, dựa vào cái gì có như vậy tự tin. Sai cửu minh trong lòng nghi hoặc, nhưng lại là trăm triệu không thể hỏi ra, thấy Trương Huyền như vậy nói, hắn gật gật đầu, ngươi trong lòng hiểu rõ liền hảo, người hôm nay bước vào phú thần, hẳn là cũng có thể đủ lý giải phú thần cùng mặt khác cảnh giới chi gian tranh lệch, phản tổ minh có thể làm thế giới này đứng đầu tứ đại thế lực chi nhất, không chỉ là nhìn qua đơn giản như vậy, ngươi ngàn vạn muốn lưu tâm. Trương Huyền nói thanh tạ, đa tạ nhắc nhở, ngươi tuy rằng mới hơn 20 tuổi, nhưng lấy ngươi lịch duyệt tới nói, ta cũng vô pháp cho ngươi quá nhiều kinh nghiệm truyền thụ, hết thảy đều phải dựa chính ngươi. Sai cửu minh mở miệng, nếu sự tình đã kết thúc, ta đây liền trước rời đi, ngươi hiện tại tiếp nhận chức vụ phương đông lục địa giáo chủ, quá đoạn thời gian, yêu cầu ngươi tới một chuyến thánh thành, cử hành một cái điển lễ, áo tang hẳn là sẽ thông chi ngươi. Sai cửu minh nói xong, phất một cái ống tay áo, phi thân rời đi. Tần gia lão tổ đám người, cũng lần lượt cáo từ. Mặt biển thượng, tức khắc chỉ còn trương huyền một người, hao phí vốn to mua tới du thuyền, đã sớm giống như rác rưởi giống nhau trầm đến đáy biển, xem đều sẽ không lại bị nhiều xem một cái trương huyền trên người đầu bếp phục đã rách mướp nhìn mắt chính mình trên người quần áo trương huyền cười khổ một tiếng lắc lắc đầu hướng cảng mà đi đến hắn hiện tại thực lực này đã sớm có thể đem khí tụ tập ở dưới chân chẳng sợ đi ở không trung cũng như giẫm trên đất bằng này ở thường nhân xem ra là không thể lý giải thần tiên thủ đoạn nhưng đối với có thể hóa hình cao thủ tới nói chỉ là vô cùng đơn giản một cái hóa hình thủ đoạn mà thôi chỉ cần ngươi có thể cảm thụ trong không khí linh khí, hơn nữa có thể đối này hơi thêm khống chế, là có thể làm được. Khí thứ này, bản thân liền tồn tại với trong thiên địa, người thường sờ không tới, cảm thụ không đến, chỉ là bởi vì tiến hóa không hoàn toàn mà thôi, tựa như sóng siêu âm, người nhìn không thấy, nghe không được, liền thật sự không tồn tại sao? Có vật loại giống nhau là dùng này tới giao lưu. Người thường chỉ có thể dựa vào công cụ tới phi hành này kỳ thật bản thân cũng đã đại biểu biết được khí tồn tại, hơn nữa sẽ lợi dụng, chỉ là không biết này bản chất, càng vô pháp thông qua nhân lực tới thúc dục mà thôi. Tiếp cận cảng khi, Trương Huyền rơi vào mặt biển, lấy du phương thức đi vào bên bờ, nếu không làm người hơn phân nửa đêm nhìn đến Trương Huyền đạp lên trên mặt nước phiêu lại đây, nhất định sẽ cho rằng chính mình điên rồi. Lên bờ, Trương Huyền tìm một nhà khách sạn, hảo hảo nghỉ ngơi một phen. Ngày hôm sau sáng sớm, Trương Huyền làm phục vụ sinh đưa tới một bộ tân hưu nhàn phục trồng lên trên người, quát tịnh gương mặt hai sườn hồ cha, nhìn qua liền cùng nhà bên ánh mặt trời đại nam hải giống nhau. Ai có thể nghĩ đến, này một cái nhìn qua cùng nhà bên đại nam hải giống nhau người, ngày hôm qua ban đêm, lập về công hải phía trên, nói ra tùy thời tới chiến bực này khí phách chi ngôn. Hòa bình niên đại khách sạn, ngày nay, toàn bộ khách sạn hoàn toàn không đối ngoại mở ra, thuộc về đầu bếp dưới đứng đầu thi đấu mông ba tầng thưởng hôm nay đem ở chỗ này biện pháp. Lần này tới tham gia thi đấu, tổng cộng có 10 chi đội ngũ, mỗi một chi thực lực, đều là đứng đầu. Lão đồng có thể từ một cái đầu bếp, có được như vậy tài sản, đều không phải là là trời dáng hồng phúc chúng vé số, Nay hết thảy tất cả đều là dựa thủ nghệ của hắn tránh tới, chủ nghệ của hắn, ở toàn thế giới, cũng tuyệt đối là có thể bài thượng hào, chỉ là hiện giờ, hắn tuổi, làm hắn cũng không pháp cùng những cái đó người trẻ tuổi tranh hùng, tuổi tăng trưởng dẫn tới hắn thân thể rất nhiều cơ năng đều đã thoái hóa, bao gồm hắn nhũ đầu, đã không có phía trước như vậy nhanh nhạy. Lấy lão đồng hiện tại chủ nghệ mà nói, đảm nhiệm bình thường khách sạn đầu bếp, kia tuyệt đối dư giả, nhưng đối với như vậy thi đấu tới nói, hiển nhiên liền không đủ nhìn. Lão đồng ngồi ở quan chiến tịch thượng, đầy mặt khẩn trương nhìn chằm chằm hắn kia chi đội ngũ. Lão đồng chi đội ngũ này, là từ tuệ tỷ đường đệ dẫn theo tham gia. Tuệ tỷ ngồi ở lão đồng bên cạnh, đầy mặt hưng phấn nhìn chằm chằm dự thi bếp trên đài tên kia soái khí thanh niên, nhìn kỹ, tuệ tỷ kia phát hỏa hắc ti hai chân, đang ở không ngừng vặn vẹo cọ sát, thuyết minh nàng trong lòng, đang có một đoàn hỏa ở thiêu, tối hôm qua kịch liệt, làm nàng đến bây giờ đều dư vị 10 phần, chỉ cần chờ hôm nay thi đấu kết thúc, chính mình liền hoàn toàn không cần lại để ý tới lão đồng, có thể quang minh chính đại cùng nam nhân kia ở một khối, không bao giờ dùng tìm ra cái gì đường đệ linh tinh lấy cớ tới qua loa lấy lệ đồng ca, chỉ sợ lúc này đây khó khăn. Lão đồng bên cạnh, còn ngồi một người nhìn qua 50 tuổi tả hữu nam tính, cao mày, vừa mới ta nhìn một chút, tiểu tuệ đường đệ kỹ thuật sắt sau còn chưa đủ thành thạo, vừa mới nguyên liệu nấu ăn xử lý phi thường thô giáp, độ dày không đồng nhất, này ảnh hưởng rất lớn. Tuệ tỷ vừa nghe lời này, tức khắc không vui, người nói cái gì đâu. Như thế nào liền ảnh hưởng lớn, sắt dao thiết không tốt, làm hảo không phải được rồi. Ta đường đệ là đầu bếp, lại không phải xứng đồ ăn. Không, trung niên nam tính lắc lắc đầu, nguyên liệu nấu ăn độ dày không đồng nhất, sẽ dẫn tới ở nấu nướng thời điểm, ngon miệng không đều đều, đồng thời cũng sẽ ảnh hưởng vị, này đối. Được rồi, được rồi, tuệ tỷ không kiên nhẫn đánh gãy đối phương nói, ta lười đến nghe ngươi nói. Trung niên nam nhân bị tuệ tỷ dỗi một câu, đầy mặt xấu hổ nhắm lại miệng. Lão đồng nhìn mắt tuệ tỷ, tuệ tuệ, người không hiểu, ở nấu ăn phương diện, Nguyên liệu nấu ăn xử lý trọng yếu phi thường. Ta nói người đường đệ trù nghệ còn không đúng chỗ. Loại này cấp bậc thi đấu hắn còn kém quá xa. Lão đồng nói xong lắc lắc đầu. Hắn đối với lần này thi đấu đã không ôm hy vọng. Tuệ tỷ vẻ mặt bất mãn nói ta nói lão đồng người có ý tứ gì a? À? Người như thế nào nơi trốn trướng mắt ta đường đệ đến bây giờ người còn cảm thấy người tìm cái kia kẻ lừa đảo mới là đối chính là không. Lão đồng lắc lắc đầu không nói gì, hắn trong lòng là không muốn tin tưởng Trương Ước Thanh là kẻ lừa đảo, nhưng hắn từ ngày hôm qua đến bây giờ không còn có xuất hiện quá, cái này làm cho lão đồng không muốn tin tưởng đều không được. Thi đấu tiến hành phi thường kịch liệt, tại đây loại thi đấu, không có như vậy nhiều hò hét thanh, nhưng mỗi một động tác, đều là chi tiết, sắt rau thủ pháp, rửa rau thủ pháp, đối nguyên liệu nấu ăn ước phương pháp cùng thời gian, mỗi một động tác, đều là bày ra thực lực một loại so với mặt khác người dự thi nước chảy mây trôi giống nhau động tác, tuệ tỷ đường đệ biểu hiện liền có vẻ phi thường vụng về. Chủ nghệ thi đấu loại sự tình này, có thể tới quan khán thi đấu, phần lớn đều là trong nghề, nhìn đến tuệ tỷ đường đệ động tác, ở đây những người này hiện tại còn vô pháp bình phán đệ nhất là ai, nhưng cuối cùng một người là ai, đại gia trong lòng cũng đều có phổ. Ghế trọng tài thượng, một người nữ trọng tài nhìn tuệ tỷ đường đệ, không ngừng lắc đầu, ta nói, lão đồng cũng không phải như vậy không đáng tin cậy người a à. như thế nào an bài như vậy một người tới dự thi hắn thủ hạ không ai sao có là có người một khác danh trọng tài mở miệng nhưng lão đồng cái kia đồ đệ ta là gặp qua học lão đồng tam phí tổn sự đi tới dự thi khẳng định lấy không được thành tích ta phỏng chừng lão đồng cũng biết điểm này liền đem cơ hội này nhường ra đi ai lão đồng người này a à? nữ trọng tài lắc lắc đầu đúng rồi vị kia khi nào đến đương nữ trọng tài nói ra vị kia thời điểm, còn lại trọng tài, tất cả đều theo bản năng điều chỉnh hạ chính mình dáng ngồi, làm chính mình làm càng ngay ngắn một ít. Không rõ ràng lắm, vị kia thần long thấy đầu không thấy đuôi, mông ba tần thưởng, này đây thế giới đệ nhất danh chủ mông ba tần lão sư tên mệnh danh, năm đó vị kia, làm ra mông ba tần lão sư lưu tại di thư giữa ảo tưởng ra tới tác phẩm, có thể nói thật thật tại tại siêu việt mông ba tần lão sư, vốn dĩ cái này giải thưởng tên nên lấy vị kia mệnh danh, chỉ tiếc hắn cũng không nguyện ý, khăng khăng bảo lưu lại mông ba tần thường, chỉ là yêu cầu về sau mỗi năm trận chung kết đều ở hè oi bức cử hành. Vị kia khẳng định sẽ xuất hiện, mông ba tần thường, là vị kia thân thủ ban phát. Rất khó tưởng tượng, một cái như vậy tuổi trẻ người, thế nhưng có được như vậy vô cùng thần kỳ trù nghệ, hắn rốt cuộc là như thế nào làm được. Đừng lưu này đó, trước xem thi đấu đi, nguyên liệu nấu ăn xử lý quá trình, cũng là cuối cùng cho điểm lựa chọn. Tổng cộng 10 tổ tuyển thủ dự thi, phân biệt đến từ bất đồng quốc gia, bất quá ở Mỹ thực phương diện, hè oi bức, Pháp quốc, cùng với thổ này quốc càng chiếm ưu thế, này ba cái quốc gia, đều có nồng hậu Mỹ thực bầu không khí cùng với truyền thừa, 10 tên tuyển thủ dự thi, có 7 người phân biệt đến từ này ba cái quốc gia. Mỗi cái quốc gia, sở yêu thích đồ ăn bất đồng, cách làm cũng bất đồng, có thể biểu hiện đồ vật, cũng là nhiều vẻ nhiều màu. Vài tên dám khảo ngồi trên ghế trọng tài thượng, Nhìn kỹ mỗi một người tuyển thủ động tác. Đường nấu nướng kia một phân đoạn bắt đầu, lần này dùng cho tỉ thí khách sạn đại sảnh, tức khác bị một trận mùi hương sở tràn ngập. Khách sạn lão bản chuyên môn an bài nhà mình đầu bếp ở một cái thức tốt vị trí thượng quan khán học tập, loại này thi đấu, đối với rất nhiều đầu bếp tới nói, có thể hiện trường quan khán, đều là một lần ngàn năm một thủa học tập cơ hội, làm cho bọn họ hưng phấn, bởi vì có thể trình diện, đều là thế giới này đứng đầu đầu bếp. Chẳng qua đại gia học tập đối tượng, cũng chỉ có 9 người mà thôi, tuệ tỷ cái kia đường đệ, trực tiếp đã bị người xem nhẹ. Tuy rằng nói, tuệ tỷ đường đệ kỹ thuật sắt sau cùng chủ nghệ so với người thường tới nói, đã coi như là phi thường tinh vi, trong tay một phen khác đao có thể vũ ra hoa tới, nhưng kia cũng là tương đối, ở đây này đó tuyển thủ dự thi, trình độ kém cỏi nhất, đều có thể ở bồn chồn khí khí cầu thượng hoàn thành sắt sau thả khí cầu không tạc năng lực. Nấu nướng phân đoạn mở ra sau, cũng chính là khắp nơi bày ra bản lĩnh lúc, nguyên liệu nấu ăn hương vị, tuy rằng cùng kỹ thuật sắt sau, cùng với trước tiên ước có phần không khai quan hệ, nhưng càng quan trọng, vẫn là cách làm. Ở cách làm phương diện này, sở hữu tuyển thủ dự thi, có thể nói là bát tiên quá hải, mỗi người tự hiện thần thông. Thân xuyên một thân hưu nhàn phục trương huyền đi vào thi đấu đại sảnh, nhìn mắt cẩn thận nấu nướng mỹ thực tuyển thủ dự thi nhóm, âm thầm gật gật đầu, theo sau ở trong đại sảnh nhìn chung quanh một vòng, Nhìn đến lão Đồng thân ảnh sau, Trương Huyền chiều kia đi đến. Lão Đồng lúc này chính vẻ mặt nôn nóng nhìn thi đấu tiến hành địa phương, tuy rằng hắn đã biết, bằng vào tuệ tuệ đường đệ đoạt giải vô vọng, nhưng vạn nhất những người này xuất hiện sai lầm đâu. Lão Đồng tham gia vô số lần thi đấu, rất rõ ràng, thi đấu thời điểm, nếu có thể phát huy ra bình thường 80% trạng thái, vậy tính phi thường hảo, nếu vượt xa người thường phát huy, cơ hồ liền có thể xác định thắng lợi rốt cuộc, áp lực tâm lý cũng là thi đấu gặp phải quan trọng khiêu chiến chi nhất. Lão Đồng cũng không có chú ý tới Trương Huyền đã đến. Lão Đồng, Trương Huyền hô Lão Đồng một tiếng, chính hắn tự bị một cái chiếc đặng, ở Lão Đồng bên cạnh mở ra, ngồi xuống. Lão Đồng cùng tuệ tỷ nghe được Trương Huyền thanh âm, đồng thời cả kinh. Sao ngươi lại tới đây? Lão Đồng còn chưa nói lời nói, tuệ tỷ liền đương trường quát lớn một tiếng, đây là ngươi tới địa phương sao? ngươi có cái gì tư cách, cút đi. Trương Huyền hơi hơi mỉm cười, bảo an đều không ngăn cản ta, liền chứng minh ta có tư cách vào tới. ngươi có thể đi tìm bảo an. Lão đồng nhìn thấy Trương Huyền, sắc mặt phức tạp mở miệng, tiểu trương, ngươi thật là quá làm ta thất vọng rồi. Ta vốn tưởng rằng ngươi thật sự sẽ thay ta tới dự thi. Lão đồng, thật sự xin lỗi. Trương Huyền nhìn mắt tuệ tỷ, ngươi ái nhân không cho ta thế ngươi dự thi, vừa vặn ta cũng có việc liền đi trước vội, lúc này mới gấp trở về. Không cho ngươi dự thi, lão đồng một chút bắt lấy vấn đề trọng điểm, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía bên cạnh tuệ tỷ, chất vấn nói, tuệ tuệ, này sao lại thế này? Tuệ tỷ sắc mặt một thanh, không trả lời lão đồng vấn đề, mà là nhìn về phía trương huyền, hô, người thiếu cho ta tại đây ngậm máu phun người. Ta khi nào không cho ngươi dự thi, là chính ngươi cầm ta 20 vạn, nói ngươi muốn đi mua đồ làm bếp, vẫn luôn không trở lại, hiện tại đến thành ta không cho ngươi dự thi. Ngươi có ý tứ gì? Trương Huyền lắc lắc đầu, không có ra tiếng. Lão Đồng Như cũng nhìn về phía tuệ tỷ, tuệ tuệ, ngươi nói cho ta, tiểu trương nói chính là thật sự sao? Đương nhiên không phải, tuệ tỷ giống như là bị dẫm đến cái đuôi miêu giống nhau, một chút liền tạc mau, lão Đồng, ngươi cảm thấy ta là người như vậy sao? Ngươi tin tưởng một ngoại nhân không tin ta. Lão Đồng nhìn tuệ tỷ dáng vẻ này, vội vàng thu hồi trong mắt chất vấn, Tuệ, tuệ phản ứng không cần lớn như vậy sao, ta chỉ là hỏi một chút mà thôi, lại không thật nói cái gì. Tuệ tỷ đôi tay ôm ngực, đem đầu xoay qua đi, không để ý tới lão đồng, vẻ mặt bất mãn nhìn Trương Huyền, chất vấn nói, ta nói, người người này an cái gì tâm a? À. Cố ý châm ngòi ta cùng lão đồng quan hệ, nơi này không chào đón ngươi, ngươi mau rời đi, kia hai mươi vạn, ta coi như uy cầu. Tuệ tỷ nói xong, cấp lão đồng phía sau hai gã bảo tiêu đưa mắt ra hiệu, hai gã bảo tiêu lập tức hiểu ngầm chiều trương huyền đi tới theo sau một tả một hữu nắm trương huyền hai vai hai người hai tay dùng sức lại là vô pháp lay động trương huyền mảy may cái này làm cho hai người sắc mặt biến đổi cảm giác phá lệ mất mặt lại lần nữa phát lực trương huyền hai vai run lên hai gã bảo tiêu liền không chịu khống chế về phía sau phương liên tiếp lui vài bước hai người lẫn nhau liếc nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được một mặt nan kham vừa muốn lại lần nữa động thủ lão đồng hướng hai người phất phất tay. Hai gã bảo tiêu bước chân còn không có bán ra, lại lui trở về. Lão đồng nhìn về phía Trương Huyền, hít sâu một hơi, tiểu Trương A, ta này còn có chút sự, không bằng. Không có việc gì, ngươi xem ngươi thi đấu, ta không quấy dày ngươi. Trương Huyền hơi hơi mỉm cười, đánh gãy lão đồng nói, chờ đồ ăn làm xong, ta tìm ngươi cũng có một số việc. Ngươi tìm ta có việc, lão đồng nghi hoặc, tuệ tỷ bất mãn nói, nói nơi này không chào đón ngươi, ngươi còn mặt dày mày dạn muốn thế nào. Làm ngươi lăn ngươi nghe không hiểu sao. Trương Huyền đem đầu vặn đến một bên, liền cùng không nghe được giống nhau, không để ý tới tuệ tỷ, cũng không để ý tới lão đồng, nhìn phía trước thi đấu. Lão đồng lắc lắc đầu, chưa nói cái gì. Tuệ tỷ khí không được, nhưng lại lấy Trương Huyền một chút biện pháp đều không có. Thi đấu tiến hành đến nấu nướng giai đoạn, là kịch liệt nhất thời khắc, cũng là cuối cùng thời khắc, loại này nấu nướng thời gian cũng không sẽ quá dài, rốt cuộc thi đấu cũng là có thời gian hạn chế. Hương khí bốn phía ở toàn bộ đại sảnh, ở Trương Huyền đã đến 10 phút sau, một đạo trung tiếng chuông gõ vang, dự thi 10 tên đầu bếp, tất cả đều dừng trong tay động tác, ở bọn họ mỗi người trước người, đều bày một đạo sắc hương vị đều đầy đủ mỹ vị, chờ đợi lần này thi đấu giám khảo tới đánh giá. Một người dám khảo đứng dậy, từ mỗi vị tuyển thủ trước mặt đi qua, cuối cùng đi vào thi đấu hội trường trung tâm, nơi này có một cái microphone. Tên này dám khảo cầm lấy microphone, nhìn quét liếc mắt một cái chung quanh, lớn tiếng nói, các vị, vừa mới chúng ta nhận được thông chi, lần này bình chọn phía trước, còn có một kiện đặc thù sự tình, mọi người đều biết, mông ba tần thưởng là chúng ta đầu bếp giới tối cao vinh dự, hôm nay là ban phát mông ba tần thưởng nhật tử, bất quá, tại đây phía trước, còn có một cái khác giải thưởng muốn ban phát. Khác thưởng, nghe được dám khảo nói như vậy, ở đây người, tất cả đều lộ ra vẻ mặt hồ nghi chi sắc. bọn họ tới phía trước nhưng không nghe nói qua. hôm nay còn có khắc thưởng. đúng vậy, khắc thưởng. giám khảo gật gật đầu. cái này giải thưởng là phi thường đặc thù, mà khen ngợi cũng không phải một người chủ nghệ cao thấp, mà là đối đãi chủ nghệ thái độ. thả cái này thường. trước nay đều không có ban phát quá. đây là cái thứ nhất, cũng là hiện giai đoạn duy nhất một cái. đến nỗi có hay không cái thứ hai, đã có thể nói không hảo. ta nói như vậy các vị hẳn là minh bạch cái này thưởng tính chất đi. dám khảo lời này rơi xuống, ở đây rất nhiều người, đều lộ ra một bộ lửa nóng ánh mắt. Hiện giai đoạn, duy nhất một cái đặc thù thưởng, hơn nữa về sau có thể hay không phát đều không nhất định, kia nói cách khác, nếu lãnh đến cái này thưởng, rất có khả năng, chính là thế gian độc nhất phân. Đặc biệt là những cái đó tuổi tác đã lớn, chủ nghệ đã lùi bước lão đầu bếp nhóm, bọn họ nhiệt tình càng cao, những người này, cả đời đều làm đầu bếp này một hàng, có thể nói cả đời này đều đặt ở này mặt trên hiện giờ có một cái khen ngợi đối đãi chủ nghệ thái độ giải thưởng cái này làm cho bọn họ một đám đều hưng phấn đi lên cái này thường có người được chọn sao có người nhịn không được hỏi ra dám khảo cười gật gật đầu có hơn nữa đoạt giải giả liền ở hôm nay trình diện các vị giữa chỉ là hắn hiện tại còn cái gì cũng không biết mà thôi nghe được lời này ở đây những cái đó đã về hưu lão đầu bếp nhóm càng thêm kích động mỗi người trong mắt đều mang theo một cổ chờ đợi. Lão đồng trong mắt, đồng dạng như thế, một cái khả năng độc nhất phân giải thưởng, với hắn mà nói, là một loại vô cùng vinh dự, hơn nữa lão đồng cũng tự hỏi, chính mình cả đời này, cũng coi như toàn bộ trả giá ở chủ nghệ thượng nếu may mắn có thể lấy cái này thưởng, kia cũng là đối chính mình cả đời này khẳng định. Trung quanh vang lên các loại ồ lên thanh, giám khảo cũng không có ngăn cản, thẳng đến 2 phút sau, giám khảo mới duỗi khởi cánh tay, hảo, các vị trước an tính một chút, người dự thi nhóm nghĩ thực còn ở trên bàn, ta tưởng, chúng ta cũng nên tiến vào chính đề, lúc này đây sở ban phát giải thưởng, tên là kính bếp thường, xem tên đoán nghĩa, chuyên nghiệp, đầu bếp, hào, kế tiếp, liền đến trao giải thời điểm, từ từ mỗi một vị ông bạn già nhìn đến giải thưởng hướng ngươi đi tới thời điểm, nhưng ngàn vạn không cần vui vẻ nhảy dựng lên Nga. Giám khảo này một câu, khiến cho một trận tiếng cười to, nhưng này tiếng cười thực mau liền bình tĩnh trở lại mọi người đều khẩn trương nín thở ngưng thần. Ở đại sảnh lối vào, hai gã xinh đẹp lễ nghi cô nương, cộng đồng bưng một cái khay, chậm rãi xuất hiện, trên khay cái một cái màu đỏ tơ lụa, làm người nhìn không thấy tơ lụa phía dưới là cái gì, mọi người biết, kia phía dưới, đó là kính bếp thường. Tại đây một khắc, ánh mắt mọi người, đều gắt gao nhìn chầm chầm này hai gã lễ nghi cô nương, bọn họ ánh mắt cực nóng, nhưng lại không phải bởi vì mỹ nhân, mà là bởi vì giải thưởng, chẳng sợ lần này tham gia mông ba tần trù nghệ thi đấu tuyển thủ dự thi nhóm, cũng là trong mắt tràn ngập lửa nóng cùng chờ mong, một phần độc nhất vô nhị giải thưởng, đây là kiểu gì vinh dự. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, hai gã lễ nghi cô nương dần dần chiều phía nam quan chiến ghế thượng đi đến, nhìn đến lễ nghi cô nương đi lại quỹ đạo, còn lại ba phương hướng người, tất cả đều là tiếc nuối không thôi. Mà ngồi ở phía nam quan chiến tịch người trên, những cái đó có cả đời đầu bếp tư lịch người, chỉ cảm thấy chính mình tâm sắp từ cổ họng nhảy ra ngoài. Lão đồng trơ mắt nhìn hai gã lễ nghi cô nương hướng phía chính mình đi tới. Là ta sao, là ta, không thể nào, thật là ta, là ta. Lão đồng nội tâm ở hò hét, hắn trơ mắt nhìn hai gã lễ nghi cô nương lướt qua vài cái lão hiếu, khoảng cách chính mình càng ngày càng gần, đã có thể đương hai gã lễ nghi cô nương sắp đi đến chính mình phụ cận khi, lại đột nhiên dừng lại bước chân, khoảng cách chính mình còn có hai người thân vị. Nhìn đến như vậy một màn, lão đồng kia đã nhắc tới giọng nói khẩu một lòng, lại nặng nề rơi xuống, loại cảm giác này, phảng phất vừa mới sông lên đám mây, lại rơi vào vạn trượng vực sâu, này thường khoảng cách chính mình chỉ có hai người thân vị khoảng cách, lại là chính mình đời này đều không thể bắt được. Rất nhiều người lửa nóng dưới ánh mắt, hai gã lễ nghi cô nương hơi hơi không người, hướng Trương Huyền mỉm cười một chút. Tự bị chiết đặc, ngồi ở lão đồng bên cạnh Trương Huyền, lúc này ở mọi người nhìn chăm chú hạ đứng dậy, hướng hai gã lễ nghi cô nương trong tay khay rũi tay. chương 1175 Kim sạn. Trương Huyền đem bàn tay hướng khay cái này động tác, làm sở hữu nhìn chăm chú nơi này người, đồng tử đều đồng thời co rụt lại. Tình huống như thế nào? Kính bếp thưởng là cấp cho như vậy một người tuổi trẻ người. Hắn là ai? Trước nay chưa thấy qua. Hắn dựa vào cái gì? Lão đồng trong lòng, cũng toàn là nghi hoặc. Tuệ tỷ trong mắt hiện lên mất tự nhiên thần sắc, chẳng lẽ tiểu tử này ở đầu bếp dưới còn có cái gì địa vị không thành ở vô số người có được vô số loại tâm lý hoạt động hạ trương huyền một phen sốc lên trên khai phương sở cái màu đỏ tơ lụa ở màu đỏ tơ lụa bị sốc lên nháy mắt một phen vàng dòng chế thành sào gáo xuất hiện ở mọi người trong mắt kim sạn nhìn đến kính bếp thưởng bộ dáng mọi người trong lòng lại lần nữa hung hăng nhảy dựng kim sạn đối với đầu bếp mà nói có hoàn toàn bất đồng ý nghĩa cho dù là đầu bếp giới tối cao vinh dự mông ba tần thường cũng sẽ không lấy kim sản tới làm giải thưởng. phải biết rằng ở cổ đại kim sản đó là hoàng đế ban thưởng cho chính mình thích nhất ngự trù một là khen ngợi ngự trù tay nghề đệ nhị cũng là thuyết minh này địa vị tuyệt đối là đầu bếp giới đệ nhất nhân kim sản ý nghĩa liền ở chỗ thứ trương huyền mặt mang tươi cười cầm lấy trên khai kim sản nhìn trương huyền như vậy một người tuổi trẻ người đem kim sản cầm lấy cuối cùng là có người nhịn không được đặt câu hỏi, hắn là ai? Dựa vào cái gì cái này thưởng cho hắn, ta yêu cầu một lời giải thích. Đúng vậy, yêu cầu một lời giải thích. Có người đi đầu, lập tức liền có người phụ họa, trong nháy mắt, vô số cầu giải thích thanh âm vang lên. Các vị tạm thời đừng nóng này, dám khảo thanh âm lại lần nữa thông qua microphone vang lên, các vị là lầm, này một vị, đều không phải là là kính bếp thưởng đạt được giả. Vừa nghe lời này, rất nhiều người lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu thật là như vậy một người tuổi trẻ người lấy kính bếp thường, vậy thật sự không thể nào nói nổi. Tuệ tỷ trong mắt hiện lên một mặt khinh miệt, nhìn Trương Huyền, khinh thường nói, người người này đầu óc có tật xấu đi, không phải người thường, người động cái gì. Trương Huyền tay cầm kim sạn, nhún vai, hướng tuệ tỷ trả lời, thường không phải cấp cho ta, nhưng trao giải người, là ta. Trao giải người, Trương Huyền nói, cấp tuệ tỷ nghe được sửng sốt. Cũng nhưng vào lúc này, giám khảo thanh âm lại lần nữa vang lên, chư vị, hiện tại, long trọng cho đại gia giới thiệu một chút, lần này kính bếp thưởng trao giải giả, trương tiên sinh. Mọi người đều biết, mông ba tần thưởng là đầu bếp giới tối cao giải thưởng, tên này, này đây chủ nghệ đại sư mông ba tần tên mà mệnh danh, mông ba tần đại sư thời trẻ Tây đi, ở hắn lưu lại di thư giữa, từng có qua hắn ảo tưởng chủ nghệ cuối, đó là mông ba tần đại sư cả đời đều chưa từng đạt tới, đã có thể ở mấy năm trước các vị đều hẳn là nghe nói qua, có một vị đến từ hè oi bức người trẻ tuổi, ở kia một lần mông ba tần trù nghệ đại tái thượng, hoàn thành tồn tại với mông ba tần đại sư di thư giữa mỹ thực. Kia có thể nói là một hồi vô cùng thần kỳ biểu diễn tú, cũng bị gọi giới đầu bếp ma thuật, vị kia người trẻ tuổi, đó là hiện tại đứng ở chư vị trước mắt vị này. Trương Tiên Sinh, dám khảo lời này, giống như đem một khối cự thạch, tạp nhập bình tĩnh mặt hồ giữa, có thể nói nhất thời kích khởi ngàn tầng lãng vô số không thể tin tưởng, vô số kính ngưỡng, vô số lửa nóng ánh mắt, tại đây trong lúc nhất thời, đồng thời triều trương huyền tụ tới. Không ai sẽ cho rằng, giám khảo sẽ dưới tình huống như vậy cùng đại gia vui đùa cái gì vậy, hắn có thể nói ra tới, đó chính là thật sự, lúc trước kia giới mông ba tầng chủ nghệ đại tái, đã sớm truyền lưu trở thành một đoạn giai thoại, rất nhiều nhân tâm chung đều biết. Những cái đó đầu tới không thể tin tưởng ánh mắt, chỉ là có điểm không tin, chính mình thế nhưng sẽ vận khí tốt như vậy, nhìn thấy vị này giới đầu bếp trung truyền thuyết tồn tại. Giám khảo tiếp tục mở miệng, bản thân, mông ba tần thường, sớm tại lúc ấy, liền phải lấy trương tiên sinh tên tới mệnh danh, bất quá trương tiên sinh cự tuyệt này phân thủ vinh, chỉ cần cầu lúc sau mỗi giới mông ba tần chủ nghệ thi đấu, ở hè oi bức cử hành, hôm nay, cái này kính bếp thường, cũng đem có trương tiên sinh tự mình phát. Trương huyền nâng lên kim sạn, để hướng ngồi ở chính mình bên cạnh lão đồng, cười nói, lão đồng, chúc mừng ngươi. Lão đồng nhìn Trương Huyền truyền đạt kim sản, cả người còn ở vào mộng bức trạng thái, về lúc trước một cái hẻ oi bức người trẻ tuổi đạt tới mông ba tần đại sư ảo tưởng cảnh giới chủ nghệ sự tình. Hắn đương nhiên nghe qua, nhưng hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, chính mình trên thuyền sau bếp một cái lâm thời công, chính là lúc trước người nọ. Trước mắt Trương Huyền, làm lão đồng hoàn toàn không phục hồi tinh thần lại. Tuệ tỷ sắc mặt tức khắc khó coi vô cùng, nàng nguyên bản nghe thế thưởng không phải cái này Trương ức thanh, liền nhịn không được phát ra trào phúng, nhưng không nghĩ tới, người này, còn có lớn hơn nữa địa vị, nàng tuy rằng không hiểu chủ nghệ, nhưng theo lão đồng nhiều năm như vậy, hoặc nhiều hoặc ít sự tích cũng đều nghe nói qua, cũng minh bạch, dám khảo trong miệng nói cái kia hẻ oi bức người trẻ tuổi, ở dưới đầu bếp, có bao nhiêu đại lực ảnh hưởng. Lão đồng, đừng phát ngốc, mau lãnh thưởng A, dám khảo nhìn lão đồng ngây người bộ dáng lại lần nữa cười ra tiếng, hắn đã sớm nghĩ đến lão đồng sẽ có các loại phản ứng. Này, thật là cho ta, lão đồng nguyên bản đối cái này giải thưởng, phi thường khát vọng cũng thật đương này phân thưởng rơi xuống hắn trên đầu thời điểm, hắn lại có một loại nằm mơ giả dối cảm. Trương Huyền mở miệng nói, từ cùng ngươi nói chuyện phiếm chung, ta có thể nhìn ra ngươi đối chủ nghệ thái độ, ta quan sát quá ngươi phòng bếp, nơi đó ngươi bảo hộ phi thường tinh tế, có thể nhìn ra tới người đối đầu bếp này một hàng nghiêm túc trình độ, ngươi dám với dùng tân nhân, thậm chí ở hai ta bèo nước gặp nhau dưới tình huống, người bởi vì ta trù nghệ, liền làm được vô điều kiện tín nhiệm ta, này không phải nói ta ở ngươi trong lòng có cái gì quan trọng vị trí, mà là trù nghệ, đối với người ảnh hưởng. Thật sự quá sâu, người có tư cách có được cái này giải thưởng. Trương Huyền lại lần nữa cầm trong tay kim sạn hướng lão đồng trong lòng ngực đầy. Lão đồng cơ hồ là theo bản năng tiếp nhận kim sạn. Ở lão đồng tiếp nhận kim sạn nháy mắt, giám khảo đi đầu vỗ tay, toàn bộ đại sảnh, đồng thời vang lên nùng liệt vỗ tay. Những cái đó thế hệ trước đầu bếp, tuy rằng đều đỏ mắt lão đồng trong tay cái này thường, nhưng bọn hắn đối lão đồng cũng coi như hiểu biết, lão đồng lấy cái này thường, bọn họ có thể tán thành. Lão đồng ánh mắt dại ra nhìn trong tay này đem kim sạn, hắn chưa từng có nghĩ đến, chính mình còn sẽ có như vậy một ngày, cái này thường, từ nào đó trình độ đi lên nói, so kính bếp thường, còn muốn quan trọng. Hảo, nếu trao giải đã kết thúc, vậy làm chúng ta tiếp tục hôm nay bình chọn, tuyển ra hôm nay mông ba tần thưởng đoạt huy chương đi. Giám khảo tuyên bố một tiếng, đồng thời, giám khảo tịch thượng trọng tài, cũng đều đứng dậy, chiều những cái đó tuyển thủ dự thi trước người đi đến, đánh giá bọn họ mỹ thực. Nhìn trong tay kim sạn, ánh mắt dại ra lão đồng, như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, đột nhiên nhìn về phía bên cạnh tuệ tỷ, lấy trương ức thanh thân Phật, khẳng định sẽ không nói cái gì lời nói dối tới cố ý châm ngòi chính mình cùng tuệ tuệ quan hệ, kia chẳng phải là nói, tuệ tuệ vẫn luôn là ở lừa chính mình. Trương ức thanh phía trước, chính là nàng đuổi đi. Nghĩ thông suốt điểm này lão đồng, nhìn về phía tuệ tỷ trong ánh mắt, trở nên nghiêm khắc rất nhiều, tuệ tuệ, người thành thật nói cho ta, người gạt ta làm những việc này, rốt cuộc là nghĩ muốn cái gì. Tuệ tỷ bị lão đồng như vậy nhìn chằm chằm, trong lòng hốt hoảng, ở biết được trương huyền thân phận lúc sau, nàng rất rõ ràng, chính mình như thế nào cũng vô pháp đem phía trước Rối tiếp tục lại viên đi xuống. Tuệ tỷ trong mắt không ngừng ở hốc mắt trung đảo quanh, đột nhiên bịt kín một mặt sương mù, nước mắt theo khóe mắt trượt xuống. Lão đồng, ta và ngươi ở bên nhau nhiều năm như vậy, khi nào đều bồi ngươi, cũng không cầu ngươi cái gì, nhưng ta liền như vậy một cái đệ đệ, ta tổng phải vì hắn suy nghĩ đi. Một cái mông ba tầng thường đối với ngươi mà nói, chỉ là một cái tâm nguyện mà thôi, có hay không đều sẽ không ảnh hưởng ngươi về sau sinh hoạt. Nhưng ta đường đệ không giống nhau, này với hắn mà nói là một cái ngàn năm một thủa cơ hội a. À. Ta thừa nhận, ta là lừa ngươi nhưng ta đây cũng là vì chính mình người nhà người đệ đệ nếu đụng tới chuyện gì người có thể làm việc mặc kệ sao tuệ tỷ này trong mắt mang nước mắt bộ dáng trong miệng lại nói ra như vậy một phen lời nói làm lão đồng một lòng tức khắc liền mềm đi xuống tuệ tuệ người đừng khóc a à, người nếu thật muốn giúp người đường đệ một phen hoàn toàn có thể nói cho ta chúng ta có thể đi tưởng biện pháp khác a à, người không cần phải gạt ta lão đồng vội vàng duỗi tay muốn đi cấp tuệ tỷ lau khóe mắt trượt xuống nước mắt ta như thế nào cùng ngươi nói. Tuệ tỷ một phen chụp bay lão đồng rũi tới tay, lão đồng, người thật khi ta không biết ngươi những cái đó cái gọi là lão huynh đệ đều cùng ngươi đã nói cái gì. Bọn họ nói ta cùng ngươi ở bên nhau, chính là đồ ngươi tiền, làm ngươi để phòng điểm ta. Ta như thế nào có thể cùng ngươi để yêu cầu, làm sao dám cùng ngươi để yêu cầu. Lão đồng tức khắc nghẹn lời, thở dài, tuệ tuệ, đây là ta không tốt, ta về sau. Lão đồng A, Trương Huyền đột nhiên mở miệng, Tiểu, lão đồng theo bản năng liền phải kêu tiểu trương, nhưng thực mau liền phản ứng lại đây, trương tiên sinh, ngươi nói. Trương huyền nhìn mắt tuệ tỷ, mở miệng nói, ta phía trước thu được một ít tin tức, đối với người ảnh hưởng thật không tốt, ngươi nhớ rõ xử lý một chút. Lão đồng mày nhân lại, đối ta thật không tốt. Đúng vậy, trương huyền gật gật đầu, sở đại biểu ngươi dự thi tuyển thủ dự thi, ở ngày hôm qua, cấp toàn cầu đứng hàng trước 20 khách sạn tất cả đều đã phát lý lịch sơ lược cũng ở một ít quốc tế đầu bếp trường học đầu nhậm chức lý lịch sơ lược, mỗi một phần lý lịch sơ lược thượng đều có người ký tên, nói là người đề cử, ở lý lịch sơ lược có hắn gia đình tin tức, hắn là không có đường tỷ, còn có, đại biểu người tuyển thủ dự thi đầu những cái đó lý lịch sơ lược, bởi vì thành tích không tốt, tất cả đều bị cự. Mà bởi vì có người ký tên nguyên nhân, ở những cái đó khách sạn cùng trường học, người danh dự phân đã nghiêm trọng giảm xuống, chuyện này ngươi đến nắm chặt giải quyết, bằng không về sau, ngươi ở đầu bếp giới, chỉ sợ một bước khó đi. Trương Huyền nói xong, vỗ vỗ lão đồng bà vai, "Ta hiểu ngươi trong lòng suy nghĩ cái gì, ngươi cả đời này, sau so rất nhiều người muốn may mắn, nhưng cũng không dễ dàng, hiện tại sống lớn như vậy số tuổi, có một số việc muốn xem rõ ràng một chút." Trương Huyền nói xong, quay người liền đi rồi, cũng không để ý tới lão đồng cùng Tuệ tỷ chi gian kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Tuệ tỷ sắc mặt, tại đây một khắc, trở nên trắng bệch. Lão đồng nhìn đến tuệ tỷ trên mặt biểu tình biến hóa, nháy mắt cái gì đều sáng tỏ, trở tay một cái tát chiều đến tuệ tỷ trên mặt. Trương huyền đầu cũng không quay lại, đi ra đại sảnh, mặc kệ nói như thế nào, lão đồng cũng coi như giúp hắn một cái đại ân, lúc ấy nếu không phải lão đồng du thuyền vừa vặn đi ngang qua, không phải chính mình trốn đến du thuyền phòng cho khách quý nội, căn bản là không có thời gian thông chi phương đông hành không bọn họ đã đến. Hôm nay hành động, Trương huyền coi như làm là báo đáp, một cái kính bếp thường. Cũng coi như đền bù lão đồng ở mông ba tầng thường thượng tiếc nuối, nhân tiện giúp lão đồng rút một cây chát tại bên người thứ. Đến nỗi kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, Trương Huyền đã có thể quản không đến, hắn hiện tại còn có khác sự muốn đi làm. Khoảng cách chính mình bước vào phú thần đã qua đi mười mấy tiếng đồng hồ, ngày hôm qua trận chiến ấy, thanh thế to lớn, tuy rằng sẽ không ảnh hưởng đến người thường, nhưng tuyệt đối sẽ có luyện khí giả chú ý. Tối hôm qua chính mình sở làm việc, bao gồm chính mình lời nói tất nhiên có không ít dấu ở âm thầm người đều thấy được, Trương Huyền có thể nghĩ đến, đương chính mình tuyên bố chính mình vì lục diễn đổ đệ thời điểm, sẽ có bao nhiêu con mắt ở trước tiên nhìn chính mình. Bất quá điểm này, Trương Huyền không sao cả, bọn họ xem, liền làm cho bọn họ xem, đây là mỗi một cường giả đều sẽ trải qua, Trương Huyền tự nhận là, chính mình hiện tại, xương được với là một cường giả. Tuyên chiến phản tổ minh, lại tuyên quang minh đảo nhập luyện khí giả đỉnh cấp thế lực, chỉ sợ Quang Minh đảo thực mau sẽ có phiền toái tìm tới môn. Trương Huyền đã sớm đính hảo đi trước tác tô tư phất lôi vé máy bay, ra khách sạn, liền hướng sân bay chạy đến. 20 tiếng đồng hồ sau, bởi vì sai giờ nguyên nhân, tác tô tư phất lôi buổi sáng 8 giờ. Này tòa thành lập ở trong sa mạc sắt thép thành thị, ở Quang Minh đảo cường đại hoạt động thủ đoạn hạ, đã triệt triệt để để trở nên huy hoàng lên, thành thị ở bình thường vận chuyển, trong thành mỗi người đều sẽ dậy sớm công tác, bởi vì thành phố này đặc thù tính, ở cái này Internet thời đại, thực mau đã bị võng hữu lột ra tới, trong sa mạc sắt thép chi thành, chỉ là cái này tiêu đề, liền dẫn tới vô số người tiến đến, coi như du lịch. Đối với loại này người thường bình thường xuất nhập, Quang Minh Đảo tự nhiên sẽ không nhiều làm can thiệp, thậm chí còn tỏ vẻ hoan nghênh, một tháng thời gian, ngạnh sinh sinh làm này tòa sắt thép chi thành, biến thành một cái thành phố du lịch. Ảo tưởng một chút, ở tại khoa học kỹ thuật cả 10 phần đại lâu nội, ở xa hoa phòng, uống ướp lạnh dưa hấu nước, đứng ở thật lớn cửa sổ sát đất trước, nhìn mênh mông vô bờ hoang vắng sa mạc, cái loại cảm giác này sẽ làm người có một loại muốn thả bay tự mình mênh mông cảm giác, chỉ là vì truy tìm này một loại cảm giác, liền có vô số người không chối từ vạn dặm tới rồi. Có người tại đây tòa thành thị quán ven đường mua một cái ăn vặt, thực hợp khẩu vị, nhiều cho 10 khối tiền bâu hơ, lão bản khí thổi dâu trừng mắt. Người có ý tứ gì? Khinh thường ai đâu? cấp tiền bâu ơ người đầy mặt buồn bực, không nghĩ tới, này lão bản có mấy trăm trăm triệu thân gia, thủ hạ cao thủ hơn một ngàn, môn đồ thượng vạn, chỉ là mỗi tháng thu bảo hộ phù, kia đều là cách xù con số, tới nơi này bày quán, đơn giản là vì quang minh đảo ý tứ mà thôi. Tại đây tòa sắt thép chi thành trung tâm, cũng chính là quang minh đảo lúc ấy rất xuống địa phương, nơi này đối ngoại tuyên bố làm quan phương vùng cấm, không cho người tùy ý ra vào, bao gồm máy bay không người lái từ từ, cũng đều tẫn phi, nơi này có toàn thế giới đứng đầu máy che chắn, vệ tinh chụp đến nơi đây, truyền lại trở về hình ảnh, là một cây dựng ngược ngón giữa, vì tương lai cùng bạch trì cộng đồng kiệt tác. Mà địa ngục nhà giam nhập khẩu, càng là tiến hành rồi một hệ thống tính ưu hóa, mỗi ngày đều sẽ có người đem đóng gói tinh mỹ mỹ thực, lễ vật, gia dụng phẩm chờ một loạt đồ vật đưa đến lối vào, chờ phía dưới người tự nhiên tiếp thu, quang minh đảo còn chuyên môn phái người phụ trách địa ngục nhà giam phía dưới huyền thiên đám người các loại nhu cầu, mỗi ngày đều sẽ có mười mấy người cắt lượt nhìn chằm chằm màn hình máy tính, bảo đảm phía dưới chuyển đến tin tức cùng nhu cầu, mặt trên trước tiên chứng thực đến. Dù sao huyền thiên đám người, ở trương huyền này một phen thao tác hạ, đã biến thành tiêu tiêu chuẩn chuẩn trạch nam trạch nữ. Tại thế giới tứ đại tổ chức trong mắt, vô luận là thần ẩn hội, vẫn là phản tổ minh, cùng với thần thánh thiên quốc, còn có thị tộc, bọn họ đối địa ngục nhà giam quan điểm, cũng chỉ có một cái. Khủng bố, Địa ngục nhà giam giữa, quan đều là tội ác tài trời người, mỗi một cái có thể bị quan tiến nhà giam giữa, kia đều là đương thời nhân tài kiệt xuất, có một số người, thậm chí nói lên 18 tầng địa ngục nhà giam, đều sẽ nhịn không được đánh cái dùng mình. Nhưng ai có thể nghĩ đến, 18 tầng địa ngục nhà giam, này chỉ là tên liền sẽ làm người không rét mà run tồn tại, bên trong cảnh tượng, cùng bọn họ suy nghĩ âm u, hoàn toàn bất đồng. Nguyên bản địa ngục nhà giam, chỉ là bị sóng tỷ đám người hơi thêm cải tạo, mà khi Trương Huyền tới lúc sau, nơi này hết thảy đều thay đổi, các loại hiện đại hóa thiết bị bị vận tiến vào, đại hình điện cơ, các loại gia cụ, thiết kế bản vẽ, bó củi, vật liệu thép, từ từ một loạt tài liệu, ngạnh sinh sinh làm huyền thiên đám người, đem địa ngục nhà giam đỉnh cao nhất kia một tầng, dựng một cái xa hoa biệt thự ra tới. Tuy rằng ở chỗ này vô pháp vận dụng khí, nhưng lấy mọi người thân thể tố chất, làm khởi sống tới, kia kêu một cái nhanh chóng, nữ nhân hoàn toàn không thể so nam nhân kém, những cái đó người thường yêu cầu cần cầu mới có thể đặt một ít tài liệu, sóng thì ăn mặc sườn xám dẫm lên giày cao gót, một bàn tay liền ngẩng lên, nhẹ nhàng, hoàn toàn không mất yêu nhã. Biệt thự tu ra mấy chục cái phòng, còn có cái gì yoga thất ha, dạp chiếu phim, phòng khách nhà ăn từ từ, dù sao nhàn ở địa ngục nhà giam thượng trăm năm mọi người, thật vất vả tìm được một sự kiện làm, kia đều lấy ra mười phần nhiệt tình. Trang hoàng Sa hoa biệt thự nhà ăn nội, có một chương thật lớn hình tròn bàn ăn, cùng mấy chục người có thể cùng nhau dùng cơm. Hiện tại, mười mấy bình giá trị liên thành rượu ngon bãi ở trên bàn, hơn hai mươi nói tinh xảo Mỹ thực tản ra mê người hương khí. Huyền Thiên cùng sóng tỷ đám người ngồi ở bàn ăn bên, mắt trông mong nhìn chằm chằm trên bàn Mỹ vị, một đám cấp vỏ đầu bứt tai. Ta nói Trương Huyền, khi nào mới có thể ăn a? À, người sóng tỷ ta qua nghe này mùi hương, nước miếng đều chảy xuống tới thân xuyên màu đỏ diễm lệ sườn xám sóng tỷ không ngừng đối thật lớn mở ra hình phòng bếp nội ngó xem thường phòng bếp giữa trương huyền ha ha cười sóng tỷ lập tức lập tức thì tốt rồi còn có cuối cùng lưỡng đạo đồ ăn ta cho các người nói này mỹ thực lại yêu cầu nghi thức cảm người xem huyền thiên tiền bối không phải ngồi thực ổn sao trương huyền ta nói câu công đạo lời nói a à, trương huyền đã đến địa ngục nhà giam khi trước hết gặp được thấp bé nam nhân cười lớn một tiếng ta chính là nhìn đến huyền thiên lão đại trộm nuốt quá vài lần nước miếng. Huyền thiên cũng không có phủ nhận, trường huyền tay nghề, đích xác rất tuyệt, ít nhất, ta sống này mấy trăm năm, không có người được quá so này còn hương mỹ thực, ta cũng lại là có chút nhịn không được. Ha ha ha, huyền thiên như vậy trắng ra thừa nhận, khiến cho một trận tiếng cười to. Những người này, ít nhất đều tại đây đãi thượng trăm năm, lui một vạn bước giảng, liền tính chưa từng có giao lưu quá một lần, nhưng quang xem, đều có thể nhìn ra thâm hậu cảm tình tới, tuy là thực lực khác nhau như trời với đất, dĩ vãng thân phận khác nhau như trời với đất, nhưng hiện tại đã sớm trở thành người một nhà, ngồi ở cùng nhau, cũng đều hòa thuận vui vẻ mở ra vui đùa. Đang nói đâu, Trương Huyền bưng hai bàn mỹ thực từ phòng bếp đi ra, phóng tới trên bàn. Hảo, các vị tiền bối, ăn cơm, đến đây đi, trước rót rượu, ha ha. Trương Huyền cười lớn một tiếng. Tới tới tới, rót rượu rót rượu, Người không biết, ta nguyên bản cho rằng, ta đời này đều uống không thượng rượu ngon, không nghĩ tới còn có thể có uống thượng một ngày. Hiện tại này rượu vị A, so với chúng ta lúc ấy, nhưng hảo quá nhiều. Một người đầu tóc hoa dâm nam tính mở miệng. Mọi người phân biệt cho chính mình trước mặt ly trung đảo mãn rượu ngon, theo sau cộng đồng nâng chén. Cụng ly, địa ngục nhà giam nội, một mảnh hòa hợp, căn bản là không có người ngoài tưởng như vậy đáng sợ. Rượu quá ba tuần, mỹ thực xuống bụng. Huyền Thiên nhìn chằm chằm Trương Huyền, Trương Huyền, ta xem ngươi thực lực, đã bước vào phú thần. Huyền Thiên lời này vừa ra, ở đây mọi người, đều là sửng sốt, phú thần. Bọn họ mới vừa thấy Trương Huyền khi, Trương Huyền còn chưa tới hóa hình A. Lúc này mới bao lâu, liền phú thần cảnh, không đến một năm đi. Một năm, từ ngự khí đến phú thần, này đến là cái dạng gì thiên phú A. Tuy là những người này, lúc này xem Trương Huyền ánh mắt, đều giống như đang xem một cái quái vật. Trương Huyền hơi hơi mỉm cười, gật gật đầu. Huyền Thiên bưng lên chén rượu, uống một ngụm, nhìn dáng vẻ, diệt thế đổ lục loại này từ ngoại mà nội công pháp, thật sự thực thích hợp ngươi. Trương Huyền mở miệng, Huyền Thiên tiền bối, lúc trước ngươi nói, làm ta luyện sẽ diệt thế đổ lục thượng ba tầng, liền. Diệt thế đổ lục, ý vì một cái diệt tự, Huyền Thiên đánh gãy Trương Huyền nói, cái gọi là thượng ba tầng, bất quá là ta lúc ấy đối với ngươi cách nói mà thôi, ngươi lúc ấy căn cơ quá thiển, Ta sợ nói quá nhiều, ngươi vô pháp tiếp thu, thượng ba tầng cũng là ta chính mình phân chia, hiện giờ ngươi đã phú thần, có thể nhanh như vậy bước vào cái này cảnh giới, chỉ sợ trong khoảng thời gian này, không thiếu trải qua sinh tử chi chiến đi." Trương Huyền gật gật đầu, trong khoảng thời gian này, hắn qua đích xác hung hiểm, khả năng hồi tưởng lên, cũng liền như vậy, nhưng đối địch những cái đó cường đại địch nhân thời điểm, bất luận cái gì một cái sai lầm, đều khả năng làm hắn bị mất mạng. Trương Huyền có hôm nay có thể nói hoàn toàn là lấy mệnh đua ra tới. Thấy Trương Huyền gật đầu, Huyền Thiên vừa lòng cười. Thực hảo, nhìn dáng vẻ, người đã có thể lý giải Diệt Thế Đồ Lục chân ý. Diệt Thế Đồ Lục không có tầng số phân chia, chỉ cần ngươi lý giải trong đó Diệt tự vẫn luôn chiến đi xuống liền hảo. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, cái này công pháp phi thường cương ngạnh, không chỉ là phương pháp tu luyện, bao gồm ngươi tư tưởng cũng là như thế. Chẳng sợ gặp được cường đại nữa địch nhân đều không thể tâm tồn sợ hãi, chiến, đó là đối với người rèn luyện, người nếu nội tâm sợ hãi. Cả đời này, cũng liền khó có thể tồn vào. Trương Huyền đứng lên, hướng Huyền Thiên ôm ôm quyền, cẩn tuân tiền bối dạy bảo. Cái gì tiền bối không tiền bối? Huyền Thiên hướng Trương Huyền vẫy vẫy tay, người liền giống như con của chúng ta, chúng ta đã đem áp đáy hỏng công phu đều giao cho ngươi, còn kém này một hai câu lời khuyên. Được rồi, chúng ta tiếp tục uống rượu. Thôi bồi hoán chản gian, nhà ăn TV thượng truyền phát tin gần nhất chính hỏa bạo dĩ năng điện ảnh, Trương Huyền cố ý mua một cái viện tuyến, sở hữu mới nhất chiếu điện ảnh, Huyền Thiên bọn người có thể trực tiếp nhìn đến, lấy phí lôi tư gia tộc thực lực, này bất quá là một câu sự. Nhìn điện ảnh chung những cái đó các loại nhuộm đẫm đặc hiệu thủ đoạn, Huyền Thiên không cấm lắc lắc đầu, ai, các người này đó hiện đại máy móc, là thực phương tiện, bất quá lại làm người sinh ra ỷ lại tính, khó có thể khai phá tự thân tiềm lực, muốn phi thiên độn địa, còn phải mặc vào như vậy một thân thiết quần áo, kỳ thật, chỉ cần cường đại tự thân, lấy nhân lực cũng có thể làm được, chỉ có tự thân cường đại mới là nhất bảo hiểm, ngươi xem hắn, bao nhiêu lần bởi vì không có năng lượng thiếu chút nữa ra vấn đề. Mà chúng ta tu sĩ, có thể ở các loại tình huống hạ hấp thu thiên địa linh khí. Còn có cái kia, cách đấu kỹ xảo quá kém, nếu ta là hắn địch nhân, có thể ở ba chiêu nội muốn hắn mệnh. Sóng thì cũng phát ra bình luận. Chương 1178 Quang Minh Đảo Tự Tin. Trương Huyền nghe trên bàn mọi người nói chuyện phiếm, Huyền Thiên nói, cũng mặt bên hướng Trương Huyền thuyết minh nhân thể có thể khai phá cường độ trần nhà, phi thiên độn địa, không gì làm không được. Hơn nữa nghe Huyền Thiên ý tứ, giống như tới rồi hắn cái kia cảnh giới, tùy thời có thể hấp thu trong thiên địa linh khí vì chính mình sử dụng. Trương Huyền hít sâu một hơi, hắn tự hỏi, chính mình còn xa xa không đạt được cái loại này cảnh giới nếu chính mình có thể tùy thời hấp thu thiên địa linh khí nói, lúc ấy cũng sẽ không bởi vì kiệt lực mà chạy đến lão đồng kia con thuyền thược, chẳng sợ hiện tại bước vào phú thần, trương huyền cũng vô pháp hoàn toàn nắm giữ giữa trời đất này linh khí. Nhìn dáng vẻ, khống linh cùng phú thần chi gian, còn có rất lớn một đoạn đường danh giới. Cơm còn không có ăn xong, trương huyền di động tiếng chuông vang lên, cầm lấy di động nhìn thoáng qua, mặt trên là một cái tương lai gửi đi tới tin tức. Lão đại, Vài cái phòng ngừa hệ thống đều bị người âm thầm phá hủy, nhìn dáng vẻ có người đã qua tới. Trương Huyền nhìn di động thượng tin tức, khóe miệng treo lên một nụ cười, hắn đêm đó ở vùng biển quốc tế thượng nói ra khắp nơi tới chiến nói, lại đầy mặt tự tin nói cho Sài Cửu Minh, tuyệt đối không ai có thể đánh vào Quang Minh đảo, những lời này, nhìn như là cho Sài Cửu Minh nói, kỳ thật là cho những cái đó giấu ở âm thầm người ta nói. Quả nhiên không ra Trương Huyền sở liệu, thực mau liền có người đã tìm tới cửa. Trương Huyền hướng ngồi ở bàn ăn bên Huyền Thiên đám người nói: "Các vị tiền bối, có chuyện, yêu cầu các ngươi hỗ trợ." Ha ha, Huyền Thiên căn bản không hỏi một tiếng cái gì, đứng lên, hoạt động hạ bả vai, cũng hảo, rượu đủ cơm no, là nên hoạt động một chút. Tại đây tòa sắt thép chi bên trong thành, thuộc về Quang Minh đảo phạm vi giữa, vài đạo thân ảnh mau lẹ mà nhanh chóng xuyên qua ở trong đó, có ngưng khí hậu kỳ bọn họ, nhập Quang Minh đảo, như nhập không người nơi, hiện giờ Quang Minh đảo mấy đại vương giả thực lực ở luyện khí giả thế giới, đã có vẻ có chút gầy yếu. Vài tên ngưng khí hậu kỳ cường giả, bọn họ hành động mau lẹ, đi ở này thuộc về Quang Minh đảo trong phạm vi, hoàn toàn như sân vắng tản bộ giống nhau, những cái đó tương lai sở bố trí dụng cụ, căn bản vô pháp ngăn cản này đó cường giả. Ha ha, kia họ Trương, thật đúng là dõng dạc, hắn này Quang Minh đảo, bất quá như vậy, ta chờ nói đến là đến, nói đi liền có thể đi. Một người vô cùng coi khinh nói. Còn vô cùng tự tin nói không người nhưng phá, thật không biết hắn từ đâu ra tự tin. Liên này, tấn chức luyện khí giả thế giới đỉnh cấp thế lực. Quả thực buồn cười. Cái gọi là quang minh đảo, bất quá chính là yếu ớt trứng gà xác một chạm vào tức toái. Đi thôi, xem này Trương Huyền, cũng chỉ là mặt ngoài cậy mạnh, thích khẩu hải thôi, quang minh đảo, tùy thời nhưng diệt. Vài tên ngưng khí cao thủ đứng đầu, ở quang minh đảo vòng một vòng, chuẩn bị rời đi, đem Quang Minh đảo bên trong gầy yếu tin tức mang đi ra ngoài. Đang lúc mấy người muốn rời đi khi, một đạo tiếng cười to vang lên. "Đi, một đám ngưng khí cảnh tiểu bối, này Quang Minh đảo, há là các ngươi nói đến là đến, nói đi là đi địa phương. Tới đơn giản, muốn chạy, chỉ sợ cũng khó khăn." Này đột nhiên vang lên thanh âm, như sấm sét ở này đó ngưng khí hậu kỳ cao thủ bên tai nổ vang. Những cái đó ở tại sắt thép thành thị bên trong người thường cũng đều nghe được như vậy thanh âm. Các vị, hoan nghênh đi vào sắt thép chi thành, kế tiếp, sẽ có cực có đặc sắc diễn xuất, các vị chỉ cần đứng ở tại chỗ là có thể nhìn đến, kính thỉnh chờ mong Nga. Thành thị nội, ở kia sấm sét tiếng quát nổ vang nháy mắt, thành thị quảng bá liền vang lên như vậy thanh âm. Một chúng tới du lịch người thường, đều coi như đây là một hồi hải tú, mùi ngon chiều thanh âm truyền đến địa phương nhìn. Quang Minh đảo trong phạm vi, những cái đó xâm lấn ngưng khí cảnh hậu kỳ cao thủ trong lòng giật mình, một người hét lớn, người nào. Tên của ta, người còn không xứng biết được, vẫn luôn màu đen bàn tay to, với không chung giữa hình thành, tản ra một cổ cường đại uy áp, đem phía dưới vài tên ngưng khí hậu kỳ cao thủ bao phủ trong đó. Này đó ngưng khí hậu kỳ cao thủ, chỉ cảm thấy chính mình bốn phương tám hướng đều giống như bị người phong tỏa giống nhau, ở không chung này chỉ màu đen bàn tay to trước mặt, chính mình lại có một loại vô pháp chống cự, không chỗ nhưng trốn cảm giác vô lực. Không trung tức khắc mây đen cuồn cuộn, màu đen bàn tay to ngưng tụ thành thực chất, từ thiên nhi hàng, thật mạnh chụp được. Đường này màu đen bàn tay to rơi xuống sau, nguyên bản đứng mặt đất phải tên ngưng khí hậu kỳ cao thủ, tức khắc hồi phi yên diệt, tan thành mây khói, liền thi cốt cũng chưa lưu lại. Không chung, lại lần nữa khôi phục một mảnh bình tĩnh. Sắt thép chi trong thành, thấy như vậy một màn các du khách, tất cả đều lộ ra vẻ mặt chấn động, bọn họ không nghĩ tới, này sắt thép chi thành biểu diễn, lại là như vậy xuất sắc, tuy rằng chỉ là làm một con màu đen bàn tay to ngắn ngủi xuất hiện, nhưng này đặc hiệu rất thật, cùng với bầu không khí nhuộm đấm, đều cùng thật sự giống nhau như đúc, so với kia chút tảng lớn đặc hiệu hảo đến không biết chạy đi đâu. Ở sắt thép chi ngoài thành, kia vô tận trong sa mạc, có vài đạo thân ảnh, nhìn trên bầu trời kia màu đen bàn tay khổng lồ tiêu tán, ánh mắt lộ ra ngưng trọng bộ dáng. Cảm nhận được sao, vừa mới kia cổ hơi thở, tuy là đứng ở chỗ này, đều làm ta cảm thấy tim đập nhanh. Một người sắc mặt trịnh trọng nói, nếu nhìn kỹ, trong mắt hắn, còn mang theo một mặt nghĩ mà sợ, đây là một người đã bước vào phú thần cao thủ. Một khắc danh phú thần cường giả nuốt khẩu nước bọt, khủng bố. Ở kia màu đen bàn tay khổng lồ xuất hiện nháy mắt, ta thế nhưng có một loại muốn phi trốn xúc động. Quang Minh Đảo không phải một cái thế tục thế lực sao? Khi nào có bực này cao thủ tỏa chấn? Khó nói, Lục Diễn kiểu gì nhân vật, hắn tuy rằng không hỏi thế sự, nhưng hắn người theo đuổi, chẳng sợ đã từng nhỏ nhất một cái thư đồng, chỉ sợ đều trưởng thành vì thời gian này đứng đầu cường giả, hiện giờ vì hắn truyền nhân hộ đạo, cũng nói quá khứ. Này Quang Minh Đảo, tạm thời không dễ trêu chọc, chờ đi, thời đại lập tức thay đổi, khắp nơi kiêu hùng chen chúc mà ra, Trương Huyền thân là Lục Diễn truyền nhân, nắm giữ khí cùng binh bí mật, không có khả năng tại đây loạn cục giữa chỉ lo thân mình, chúng ta ngồi sơn xem hổ liền có thể Đúng vậy, sẽ có người trước nhìn không được, hiện tại rất nhiều địa phương, cấm chế đã khai, truyền thừa xuất thế, sớm muộn gì có người, sẽ tìm tới này Trương Huyền, hắn bước vào phú thần, chiến lực tạm thời không biết, nhất kiếm có thể chảm rất khô mộc, tiểu tử này có cổ quái. Hắn là lục diễn bồi dưỡng kia một đóa tiên liên, vì điều hòa thế gian âm dương sản vật, trên người tồn tại rất nhiều cổ quái, trước quan vọng đi. Ở Quang Minh Đảo, địa ngục nhà giam chỗ sâu trong, tiêu diệt vài tên ngưng khí cao thủ huyền thiên, cũng bất quá là phất phất tay thôi. Chỉ cần địa ngục nhà giam nhập khẩu mở ra nháy mắt, huyền thiên là có thể tạm thời tính vận dụng cực nhỏ bộ phận khí, dùng huyền thiên nói tới nói, hắn như vậy có thể vận dụng thực lực, cùng toàn thịnh thời kỳ so sánh với, bất quá là chín châu mất sợi lông mà thôi. Trương huyền khó có thể tưởng tượng, khống linh cảnh, rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Dù sao trương huyền chính mình, tại đây địa ngục nhà giam nội, là một chút khí đều đừng nghĩ dùng đến, mà huyền thiên, không chỉ có đánh ra như vậy một kích, càng quan trọng là, hắn tại đây đồng thời, còn ở đối kháng nhà giam giữa cấm chế. Một cái sống hơn 400 năm người, tuyệt đối không thể lấy bình thường ánh mắt tới đối đãi. chương 1179 âm mưu Trải qua vừa mới vài tên ngưng khí cao thủ sự, cũng làm những cái đó nhìn chằm chằm quang minh đảo người, xác minh trương huyền lời nói chân thật tính. Các vị tiền bối, ta ở bên ngoài còn có việc liền đi trước. Trương Huyền Hướng Huyền Thiên đám người ôm ôm Quyền Huyền Thiên mở miệng người hiện tại hẳn là đang đứng ở thời buổi rối loạn chúng ta này đó lão gia hỏa cũng vô pháp cho ngươi giúp quá lớn vội nếu không có gì chuyện quan trọng người không cần thường xuyên lại đây người cho chúng ta cung cấp này đó điều kiện làm chúng ta có thể nhìn đến bên ngoài thế giới điểm này đã làm chúng ta phi thường thỏa mãn. Trương Huyền gật gật đầu ta nhất định nghĩ cách nhanh chóng giúp các vị tiền bối thoát phây Ha ha, chuyện như vậy, chúng ta đã sớm đã thấy ra, tiểu tử ngươi, sống được vui vẻ liền hảo. Sóng tỷ sắc mặt đỏ bừng, người A, cũng đừng nghe huyền thiên lão đại, động bất động liền sinh tử chi chiến, chúng ta cũng là từ ngươi lúc ấy lại đây, có đôi khi, ngươi sẽ phát hiện, bình bình đạm đạm, trên thực tế mới là một loại hạnh phúc, người tiểu tử này, ta có thể nhìn ra tới, tính cách quá mức cương liệt, nhớ kỹ, vừa qua khỏi dễ chết. Trương Huyền trong lòng ấm áp, hắn nghe được ra, sóng tỷ đây là ở quan tâm chính mình. Lại lần nữa ôm quyền, Trương Huyền xoay người. Huyền thiên đám người cũng đứng dậy, cộng đồng đem Trương Huyền đưa ra ngoài phòng. Các vị tiền bối, Trương Huyền trước cáo từ, nhìn phía trên, Trương Huyền dùng sức nhảy, cũng nhưng vào lúc này, này địa ngục nhà giam đỉnh, đột nhiên phát sinh dị biến, sáng lên một mảnh quang hoa, mà Trương Huyền đỉnh đầu, một đóa màu tím hoa sen hiện ra tới, phát ra yêu dị màu tím quang hoa. Tại đây nhất thời khắc, huyền thiên đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, tiên liên. Trương huyền, người cùng lục diễn, cái gì quan hệ? Nghe được huyền thiên lời này, sóng tỉ đám người, cũng là sắc mặt mãnh biến, bọn họ cái kia thời kỳ người, không người không biết lục diễn chi danh. Nguyên bản đã nhảy lên không trung trương huyền, bởi vì lời này, lại lần nữa rơi xuống đất. Lục diễn, là gia sư. Huyền thiên nghe thấy cái này trả lời, ngây người một chút, theo sau phát ra một trận tiếng cười to, ha ha ha. Khó trách, thiên phú dị bẩm, lúc trước lục diễn cho ta nói, hắn muốn điều hòa thế gian âm dương, đào tạo một đóa tiên liên, ta tổng cho rằng, hắn ở cùng ta nói giỡn, không nghĩ tới, hắn thật đúng là thành công. Trương Huyền, người chính là kia đóa tiên liên A, à, ha ha ha. Sóng tỷ đám người, đều ánh mắt phức tạp nhìn Trương Huyền, vài giây sau, sóng tỉ khi trước quỳ một gối xuống đất, hướng Trương Huyền hành lễ, gặp qua tiên đồ. Cùng lúc đó, còn lại địa ngục nhà giam mọi người, trừ bỏ huyền thiên ở ngoài, toàn bộ quỳ một gối xuống đất, cộng đồng hành lễ, gặp qua tiên đồ. Trương huyền sắc mặt cả kinh, vội vàng chạy chậm qua đi, nâng dậy sóng tỷ đám người, các vị không cần như vậy, Trương huyền đã đem các vị coi như chính mình trưởng bối, các vị như vậy đại lễ, là chiết sát Trương huyền. Không, huyền thiên mở miệng, Trương huyền, người không cần để ý, người sư tôn lục diễn, bị gọi lục tiên, đương thời nhiều người, đều là lục diễn người theo đuổi, người đã là lục diễn truyền nhân, bọn họ này lễ, người cũng nhận được khởi, người đồng dạng nhưng đưa bọn họ coi như trưởng bối, bọn họ cũng hẳn là đối với người có ứng có tôn trọng, ta đột nhiên minh bạch, vì sao ngươi như vậy thiên phú dị bẩm lại ở thấy ta khi, chỉ có ngự khí thực lực, người đã là lục diễn đào tạo kia một đóa tiên liên, hắn tự nhiên không có khả năng mang ngươi luyện khí. Trương Huyền ánh mắt lộ ra hồ nghi chi sắc, Huyền Thiên tiền bối, này cái gọi là tiên liên rốt cuộc là có ý tứ gì không biết huyền thiên lắc đầu lục diễn người này vẫn luôn thần thần thao thao muốn làm cái gì hắn cũng không nói ta thích đánh nhau hắn đâu liền thích thăm dò một ít cổ quái địa phương du lịch thiên hạ kết quả là ta vào này địa ngục nhà giam hắn như cũng ngao du này phiến thiên địa nói đến lúc này huyền thiên lộ ra một bộ hồi ức thần sắc đúng rồi lục diễn kia lão đông tây hiện tại thế nào khi nào ước hắn lại đây, chúng ta tán gẫu một chút. Trương Huyền lắc lắc đầu, gia sư đã tiên đi, chỉ sợ vô pháp cùng Huyền Thiên tiền bối người ôn chuyện. Cái gì, Huyền Thiên thân thể chấn động, tại đây đồng thời, Trương Huyền cảm nhận được một cổ vô cùng khổng lồ đánh sâu vào, làm hắn vô pháp kháng cự liên tiếp lui vài bước. Trương Huyền ánh mắt lộ ra kinh hãi, đây là ở địa ngục nhà giam giữa A, Huyền Thiên căn bản vô pháp dùng khí, chỉ là bằng vào tự thân lực lượng, liền dẫn động chung quanh, đối chính mình tạo thành ảnh hưởng, này cũng quá khủng bố. Sóng tỷ đám người, nghe được lời này, cũng đều là mặt lộ vẻ không thể tin tưởng thần sắc, bọn họ còn hảo hảo sống ở trên đời này, lục tiên cũng đã đi rồi. Huyền thiên biểu tình nghiêm túc, Trương Huyền, người nói lời này, nhưng vì thật. Trương Huyền gật đầu, gia sư là ta thân thủ sở chôn Huyền thiên ánh mắt lộ ra cô đơn thần sắc, không thể tưởng được, này họ lục thế nhưng đi trước một bước thiếu hắn, sẽ thiếu rất nhiều lạc thú A. À. Tại đây một khắc, có thể thấy được, huyền thiên trên người, tràn ngập một loại cô tịch, không phải cái loại này người yêu người nhà rời đi cô tịch, thật giống như một người, hết cả đời này, bò lên trên đỉnh núi, lại phát hiện, mọi người, đều chỉ có thể nhìn lên hắn, mà không ai có thể đủ cùng hắn song song mà đứng cái loại này cô tịch. Trương Huyền, phía trước không biết ngươi là lục diễn đồ đệ, hiện tại nếu biết được, có một số việc, ta yêu cầu cho ngươi thuyết minh. Huyền Thiên biểu tình nghiêm túc nhìn Trương Huyền. Trương Huyền gật gật đầu, dụng tâm nghe. Huyền Thiên nói, người hiện giờ đã bước vào phú thần, hẳn là cũng có thể lý giải đến, giữa trời đất này, cũng không phải đại đa số người nhìn qua đơn giản như vậy, có rất nhiều xa xăm truyền thừa, vẫn luôn đều tồn lưu đến nay, hoặc là tồn tại nào đó hiểm địa, hoặc là tồn tại nào đó lăng mộ, này đó địa phương, người nhất định nhất định, không thể đi. Tựa như lần trước ngươi cho ta xem cái kia địa cung, trăm triệu không thể lại đi. Trương Huyền vẻ mặt khó hiểu. Huyền Thiên giải thích nói, ngươi là lục diễn đào tạo kia một đóa tiên liên, vì điều hòa thế gian âm dương sản vật, mà xa xăm truyền thừa, là vi phạm thời gian này quy tắc, những cái đó phong ấn đã lâu truyền thừa, sẽ bị âm dương điều hòa lực lượng phong ấn lên, ngươi tiến vào, sẽ nhiễu loạn loại này cân bằng, dẫn tới cấm chế bị phá khai, một khi âm dương lại lần nữa hỗn loạn, như vậy, truyền thừa là có thể dễ dàng xuất thế, kể từ đó, này thiên hạ đem loạn. Trương huyền đồng tử co rụt lại, ta sẽ dẫn tới truyền thừa sinh biến. Đối, huyền thiên gật đầu, điểm này, người nhất định phải chú ý, phàm là có truyền thừa chỗ, người ngàn vạn không thể đi. Trương huyền thân thể chấn động, hắn đột nhiên nghĩ đến, lúc trước dương thủ mộ, tùy tùy tiện tiện liền đem kia vương lăng địa cung chìa khóa giao cho chính mình, hơn nữa tùy ý chính mình đi trước địa cung, hắn là biết chính mình thân phận, kia hắn ngay lúc đó cách làm. Nghĩ vậy, trương huyền sau lưng đốn sống nguội Lông Tơ Tạc khởi, kia Dương Thủ Mộ vẫn luôn là ở tính kế chính mình. Hắn là lợi dụng chính mình, đánh vỡ Tây Hạ truyền thừa phong ấn, muốn Tây Hạ truyền thừa khai quật. Tại đây một khắc, Trương Huyền rốt cuộc nghĩ thông suốt, Dương Thủ Mộ vì cái gì sẽ như vậy dễ dàng đem Vương Lăng chìa khóa giao cho chính mình, vì cái gì đối chính mình vấn đề biết gì nói hết, hắn chính là muốn lợi dụng chính mình, mở ra Tây Hạ truyền thừa. Audio điện tử Võ Tấn Bền chương 1180 tân người theo đuổi. Hè oi bức, ngân châu thị. Giữa trưa 12 giờ, đúng là công nhân tan tầm nghỉ trưa dùng cơm thời gian, lâm thị cao ốc trước cửa, phủ kín đầy đất hoa tươi. Một người hơn 20 tuổi thanh niên, dựa vào một chiếc nhan sắc lửa đỏ Ferrari trên thân xe, dẫn tới không ít mỹ nữ đều hướng bên này vứt tới mặt mày. Ở Ngân Châu như vậy tiểu thành thị, một chiếc siêu cấp xe thể thao, đó là phi thường hấp dẫn trong mắt dựa vào Ferrari thượng thanh niên nhìn chằm chằm vào lâm thị cửa chính vị trí. Lâm thị cao ốc nội, bí thư Lý Na vẻ mặt nôn nóng đứng ở lâm thanh hạm trước mặt, lâm tổng, cái kia dương hưng hạ lại tới nữa, hắn mỗi ngày làm như vậy, đưa tới không ít phóng viên, chỉ sợ chỉ cần ngươi một lộ diện, sẽ có tai tiếng truyền ra. Sợ cái gì, ngồi ở văn phòng nội lâm thanh hạm đầy mặt không sao cả đứng dậy, có lẽ có sự tình, cái kia truyền thông dám bịa đặt, liền dùng toàn lực chèn ép, đến nỗi cái kia dương hưng hạ, ái làm gì làm gì đi. Địa vị cha được sao? Còn không có, Lý Na lắc đầu, hiện tại chỉ cha được, cái này Dương Hưng hạ từ nhỏ liền ở tự do quốc sinh hoạt, mấy ngày hôm trước mới vừa về nước, bối cảnh bị người cố tình giấu giếm, cha không ra. Lâm Thanh hạm lạnh lùng nói, tiếp tục cha, còn có, cấp bảo an nói rõ ràng, người kia làm cái gì không cần phải xen vào, nhưng chỉ cần hắn dám bước vào Lâm thị tập đoàn một bước, liền cho hắn đuổi ra ngoài lâm thị tập đoàn dưới lầu kia dựa vào lửa đỏ ferrari trên thân xe đúng là tây hạ truyền nhân dương hưng hạ dương thủ mộ một giấy thư từ dương hưng hạ từ ở tự do quốc ngợp trong vàng son trong sinh hoạt lưu luyến trở lại hè oi bức kế thừa tây hạ truyền thừa chẳng qua dương hưng hạ tâm tư cũng không ở truyền thừa thượng ở cùng phản tổ minh đạt thành số trăm triệu cách xù giao dịch sau dương hưng hạ trở lại hè oi bức sau lớn nhất là thú vẫn là du lịch với bụi hoa bên trong hắn không tầm thường bề ngoài hơn nữa đại lượng tiền tài, làm hắn tại đây một hàng hỗn hô mưa gọi gió. Nhìn quen nữ nhân Dương Hưng Hạ, đối với bình thường nữ nhân, đã có chút nhất không nổi hứng thú, hắn hiện tại sở theo đuổi, đã không riêng gì bề ngoài đơn giản như vậy. Đang lúc hắn trở lại Ngân Châu, đối với như vậy một cái lạc hậu thành thì cảm giác tẻ nhạt vô vị khi, có một bóng hình, ngoài ý muốn xuất hiện ở Dương Hưng Hạ trong mắt, kia đó là Lâm Thanh Hạc, chẳng sợ đã biết được Lâm Thanh Hạm có lão công xong việc, Dương Hưng Hạ như cũ đối Lâm Thanh Hạm triển khai điên cuồng theo đuổi, hắn muốn, chỉ là được đến nữ nhân này mà thôi. Kia phô đầy đất hoa hồng có thể đả động phần lớn nữ nhân tâm, nhưng lại đối Lâm Thanh Hạm tới nói, này cái gì đều không tính, chẳng sợ đầy trời hoa hồng, ở Lâm Thanh Hạm trong lòng, cũng so ra kém Trương Huyền chẳng sợ một cái góc áo. Về Dương Hưng Hạ theo đuổi Lâm Thanh Hạm sự, rất nhiều truyền thông tự nhiên đều phi thường chú ý, hiện tại Lâm thị ngoài cửa không biết cất giấu nhiều ít mang theo camera mini phóng viên, một khi Lâm Thanh Hạm bán ra Lâm thì cao ốc, sẽ có vô số camera, chụp được nàng đứng ở kia hoa hồng phố chung một màn, có như vậy một chương ảnh chụp, truyền thông nhóm có thể biên ra mấy chục loại cách nói, do đó thu hoạch chồng mắt, dưới tình huống như vậy, Lâm Thị cổ phiếu, tự nhiên cũng sẽ đã chịu đả kích, rốt cuộc. Lâm Thị tổng tài Lâm Thanh Hạm nãi phụ nữ có chồng loại sự tình này, rất nhiều người đều biết chờ ở lâm thị cao ốc trước dương hưng hạ cũng không nóng nảy hắn đã ăn qua rất nhiều lần bế môn canh bất quá này không những không có làm hắn lùi bước càng có một loại bức thiết muốn chiếm hữu lâm thanh hạm xúc động dương hưng hạ đã tưởng hảo chỉ cần hôm nay nữ nhân kia tái xuất hiện nàng liền tuyệt đối đi không được nếu tiền trị không được nữ nhân này như vậy chính mình cũng chỉ có thể dựa mặt khác tỉ như chính mình ngưng khí cảnh thực lực nghĩ vậy dương hưng hạ khóe miệng gợi lên một nụ cười trong đầu hiện lên lâm thanh hạ mạn rượu thân ảnh, hắn vươn đầu lưỡi, liếm liếm môi. Mãi cho đến buổi chiều 5 giờ, trong lúc này, có không ít dung mạo rào hảo nữ nhân, chủ động tiến lên cùng Dương Hưng Hạ chào hỏi, đối với này đó chủ động tìm tới nữ nhân, Dương Hưng Hạ cũng sẽ không cự tuyệt, lẫn nhau để lại liên hệ phương thức, lại hẹn thời gian. Lập tức ban điểm, Lâm Thị công nhân dần dần đi ra công ty, Dương Hưng Hạ cũng đem ánh mắt phóng tới Lâm Thị đại môn chỗ. Lâm Thị lầu một đại sảnh, Bí thư Lý Na nhìn mắt công ty ngoài cửa lớn, theo sau hướng Lâm Thanh Hạm nói, Lâm Tổng, không bằng trước không ra đi thôi, cái kia Dương Hưng Hạ còn chưa đi đâu, chỉ sợ ngươi một lộ diện, hắn liền quấn lên tới, đến lúc đó những cái đó truyền thông chụp thượng mấy chương ảnh chụp, lại có một đống nói. Không cần, Lâm Thanh Hạm lắc lắc đầu, loát loát trên chán hai lũ toái phát, ta hiện tại không ra đi, những cái đó truyền thông, vẫn là sẽ biên ra những thứ khác tới, ta Lâm Thanh Hạm hành đoan làm được chính, không sợ bọn họ nói cái gì. Lâm Thanh Hạm môn Lạc liền đi ra công ty Đại Môn. Dương Hưng Hạ nhìn chính mình ảo tưởng một ngày xinh đẹp thân ảnh xuất hiện ở Lâm thị trước đại môn, ánh mắt lộ ra vui sướng, đem đôi tay cắm vào túi quần nội, lảo đảo lắc lư chiều Lâm thị trước đại môn đi đến. Lâm Thanh Hạm xem cũng chưa xem Dương Hưng Hạ liếc mắt một cái, thẳng chiều chính mình xa tiền đi đến, đang lúc Lâm Thanh Hạm muốn kéo ra cửa xe khi, một bàn tay từ bên cạnh duỗi tới, ngăn trở Lâm Thanh Hạm động tác thanh hạm, như thế nào cứ như vậy cấp đi đâu. Muốn hay không tìm một chỗ ngồi xuống tâm sự a à, ta biết có cái địa phương không tồi. Dương Hưng hạ liếm lắp môi, một đôi mắt không ngừng đánh giá trước người nữ nhân mạn rượu dáng người. Lâm thanh hạm lộ ra chán ghét thần sắc, né tránh Dương Hưng hạ rũi tới tay, tiếp tục tiến hành kéo cửa xe động tác. Cửa xe vừa mới kéo ra một cái phùng, Dương Hưng hạ liền một tay đem cửa xe đẩy thượng cửa xe phát ra một tiếng trầm vang sau đóng lại. Thanh hạm, người còn không có trả lời ta đâu, buổi tối cùng nhau tâm sự nhân sinh, tâm tình một chút lý tưởng, đây là cỡ nào mỹ diệu sự tình, chờ lưu xong lúc sau, ta có thể đem ngươi ôm vào ta trong lòng ngực, làm ngươi gối lên ta trên ngực ngủ, mà ta. Cầm miệng đi, lâm thanh hạm quát lớn một tiếng, ta cũng không nhận thức ngươi, thì ngươi tránh ra, ta hiện tại phải về nhà. Không, Dương Hưng hạ lắc lắc đầu, người hiện tại tưởng không nên là về nhà, mà là hẳn là nghĩ, nên cùng ta đi đâu cộng độ hai người thời gian đương nhiên ngươi nếu một hai phải về nhà cũng đúng kia đến hồi nhà của ta ta cảnh cáo ngươi không cần rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt lâm thanh hạm thanh âm nghiêm khắc dương hưng hạ vừa nghe lời này tức khắc cười ra tiếng phạt rượu ta đến muốn nhìn một chút ngươi loại này mỹ nhân phạt rượu là cái dạng gì sẽ làm ta say ngã vào ngươi váy hạ sao nếu nói vậy ta sẽ chậm rãi kéo xuống người quần áo, đem ngươi. Dương Hưng Hạ nói còn chưa dứt lời, Lâm Thanh Hạm hét lớn một tiếng đánh gãy hắn thô ngôn bỉ ngữ, bảo an, cho ta đem hắn đuổi ra ngoài. Lâm Thanh Hạm thanh âm còn không có rơi xuống, vài tên bảo an liền chiều Dương Hưng Hạ đã đi tới, này đó bảo an, đều là trương huyền an bài, không chút nào khoa trương nói, mỗi người, đều có ngầm nhị đảng thế lực tiểu thủ lĩnh thế lực. Chỉ tiếc, ngựa khí dưới, toàn vì con kiến. Dương Hưng Hạ nhìn đi tới vài tên bảo an, ánh mắt lộ ra khinh thường thần sắc, "Thanh Hạp, đây là ngươi phạt rượu sao?" Nhìn dáng vẻ, rót không ngã ta a. À. Dương Hưng Hạ dứt lời, bàn tay cách không một phách, đi tới vài tên bảo an, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, theo sau đồng thời bay ngược đi ra ngoài, ngã trên mặt đất. Chương 1181 lão nô tới muộn. Ngã trên mặt đất vài tên bảo an qua lại liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được vẻ mặt ngưng trọng người này, rất mạnh. Phi thường cường. Lâm Thanh Hạm thấy như vậy một màn, sắc mặt cũng khó coi vài phần, nàng rất rõ ràng, Lâm Thị Bảo An, đều là trương huyền tự mình an bài, mỗi người đều thực lực cường đại, nãi thế giới ngầm cường giả, nhưng hiện tại, lại bị này Dương Hưng Hạ nhẹ nhàng đánh bại. Vài tên Bảo An nhanh chóng từ trên mặt đất bỏ dậy, trịnh trọng nhìn Dương Hưng Hạ. Dương Hưng Hạ không hề nhiều xem này vài tên Bảo An liếc mắt một cái, ở trong mắt hắn, những người này quá yếu, vô pháp cho hắn tạo thành một chút uy hiếp. Dương Hưng hạ nhẹ giọng nói, thanh hạm, nếu ngươi phạt rượu ta uống xong rồi, không bằng, ngươi tới nếm thử ta. Dương Hưng hạ nói, duỗi tay chiều lâm thanh hạm của tay trắng nõn thượng chụp tới. Lâm thanh hạm lui về phía sau một bước muốn trốn, nhưng nàng lại như thế nào mau quá Dương Hưng hạ. Mắt thấy Dương Hưng hạ tay muốn bắt đến lâm thanh hạm, hắn ánh mắt lộ ra một tia nghiền ngấm, duỗi hướng nữ nhân cổ tay trắng nõn tay phương hướng vừa chuyển, chiều nữ nhân trước người chộp tới, đồng thời trên mặt lộ ra hưởng thụ thần sắc. Lâm Thanh Hạm căn bản vô pháp né tránh, duỗi tay chiều Dương Hưng hạ đẩy đi. Phanh. Một tiếng trọng vang, đột nhiên ở Lâm Thanh Hạm trước người vang lên. Tại đây đồng thời, Lâm Thanh Hạm chỉ cảm thấy chính mình vòng eo bị người ôm, một cổ quen thuộc hương vị từ bên cạnh truyền đến, có một loại an tâm cảm giác, nháy mắt lấp đầy Lâm Thanh Hạm trái tim. Nữ nhân chuyển nhan, nhìn đến kia trương quen thuộc gương mặt, tức khắc vô số ủy khuất hóa thành nước mắt, từ hốc mắt giữa dòng ra. Dục phải đối lâm thanh hạm động thủ dương hưng hạ, lại là quăng ngã ở một bên mặt đất, hắn dưới thân mặt đất, liền bởi vì vừa mới kia một chút, trở nên da nẻ mở ra. Dương hưng hạ cảm giác ít hầu một ngọt, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, hắn chỉ cảm thấy tứ chi vô cùng đau đớn, nhìn mắt đứng ở lâm thanh hạm bên cạnh trương huyền, trong mắt tràn ngập hận ý trương huyền hướng bên cạnh nhìn thoáng qua nhìn thấy có vài tên lâm thị công nhân chú ý tới này phát sinh sự nhẹ nhàng mở miệng thanh tràng đứng ở một bên vài tên bảo an tức khắc nhích người chiều một bên đi đến một người càng là nhanh chóng kéo tới một tầng bố cháo che đậy người khác tầm mắt lão bà người trước đi ra ngoài trương huyền buông ra lâm thanh hạm eo nhỏ ở lâm thanh hạm bên tai ôn nhu nói ân lâm thanh hạm nghe lời gật gật đầu đi ra bố cháo trong phạm vi bố cháu giữa, chỉ còn Trương Huyền, cùng với vừa mới từ trên mặt đất bỏ dậy, chính trà lau khóe miệng máu tươi dương hưng hạ. Trương Huyền mắt lạnh nhìn chằm chằm trước mắt người, ở người thường trước mặt ngự khí. Cái nào tổ chức ra tới, như vậy không hiểu quy củ. Quy củ, Dương Hưng Hạ đứng thẳng thân thể, còn chưa từng có người, dám cùng ta nói làm ta giảng quy củ, người xem như thứ gì. Trương Huyền quét mắt Dương Hưng Hạ, người này tuy rằng có được ngưng khí cảnh thực lực, nhưng sức chiến đấu cũng không cao, thả xem trên người hắn cũng không có cái gì sát khí, nói cách khác, người này căn bản là không như thế nào trải qua quá chiến đấu, chỉ sợ là cái nào thế lực thiếu ra. Nếu ngươi không biết quy củ, ta đây liền thay ngươi ra trưởng bối, giáo giáo ngươi cái gì kêu quy củ. Trương Huyền trong mắt, Hàn Mang chợt lóe, tại đây bố cháu nội, một phen màu tím trường kiếm xuất hiện ở Trương Huyền trong tay, lập lòe yêu dị quang mang. Trương Huyền cánh tay vung lên, màu tím quang mang hoa hướng Dương Hưng Hạ. Dương Hưng Hạ mắt lộ ra hoảng sợ, hắn tuy rằng không có gì kinh nghiệm chiến đấu, nhưng kia màu tím quang mang thượng truyền lại tới sợ hãi cảm, là thẳng chỉ hắn nội tâm. Dương Hưng Hạ sắc mặt trắng bệch, hét lên một tiếng, lão đông tây, người lại không ra, ta đã bị người giết. Tại đây đồng thời, một đạo hàn mang, cắt qua bố cháo, một phen thiết kiếm, cùng Trương Huyền sở cầm màu tím trường kiếm giao nhau mà qua, tại đây thiết kiếm xuyên qua nháy mắt, Trương Huyền trong tay màu tím trường kiếm nháy mắt tiêu tán. Một phen nhìn như phổ phổ thông thông thiết kiếm, cắm ở Trương Huyền cùng Dương Hưng Hạ chi gian, ngăn trở Trương Huyền đường đi. Nhìn đến này thiết kiếm nháy mắt, Trương Huyền mày nhăn lại. Dáng người cầu lũ Dương thủ mộ xé rách bố cháo, xuất hiện ở Trương Huyền trước mắt. Sợ tới mức sắc mặt trắng bệch Dương Hưng Hạ nhìn thấy Dương thủ mộ xuất hiện, chửi ầm lên nói, lão đông tây, người hắn sao liền như vậy thích xem diễn đúng không, lão tử thiếu chút nữa bị người giết. Dương thủ mộ hướng Dương Hưng Hạ hơi hơi khom người, xin lỗi thiếu chủ, là lão nô đến chậm. Được rồi, được rồi, Dương Hưng Hạ không kiên nhẫn phất phất tay, chạy nhanh đem trước mắt cái này rác rưởi cấp lão tử giải quyết. Dương thủ mộ nhìn mắt Trương Huyền, tay phải tự nhiên rú tại bên người, bàn tay mở ra, kia cắm trên mặt đất thiết kiếm run nhẹ nhẹ hai hạ, theo sau bỗng nhiên rút ra. Dương thủ mộ nắm lấy chuôi kiếm, Trương Huyền, Ta biết ngươi là lục tiên đồ đệ, bất quá, ngươi thương ta thiếu chủ, bộ xương giả này cũng chỉ có thể đắc tội. A, à, Trương Huyền khẽ cười một tiếng, ngươi không cần cùng ta làm bộ làm tịch, từ ngươi nhìn thấy ta ngày đó bắt đầu, cũng đã nghĩ muốn lợi dụng ta đi. Dương Thủ Mộ nhìn Trương Huyền, không có ra tiếng. Ta rất tò mò, ngươi là như thế nào khẳng định, ta nhất định có thể mở ra thuộc về các ngươi truyền thừa đâu. Trương Huyền không có sốt ruột động thủ, mà là hiếu kỳ nói. Ta sống ở cận đại, biết được lục tiên đào tạo tiên liên một chuyện, ngươi là lục tiên đồ đệ, ta thấy ngươi khi, ngươi không hiểu dùng khí, ta liền đoán được. Dương thủ mộ làm ra trả lời, cũng không có dấu giếm cái gì, ta lúc trước lấy cỏ tranh đại kiếm, thí ngươi thực lực, lấy ngươi hoàn toàn đi vào ngự khí, liền có thể phá rất ta kia nhất kiếm bản lĩnh, ta liền suy đoán, ngươi chính là lục tiên đào tạo kia đoá tiên liên. Trương Huyền cười một chút, nói đến cùng, còn có một bộ phận là đoán bái. Dương Thủ Mộ gật gật đầu, thế gian này sự lại có mấy cái là tuyệt đối đâu. Ngươi nói đảo cũng có đạo lý. Trương Huyền lòng bàn tay, một phen màu tím trường kiếm ngưng kết, ta mặc kệ ngươi là cái gì thân phận, cũng mặc kệ ngươi này thiếu chủ lại là người nào, hắn nếu muốn đối lão bà của ta bất lợi, ta liền phải giết hắn. Giết ta, ngươi tốt nhất giết ta. Dương Hưng hạ đứng ở Dương Thủ Mộ phía sau, hướng Trương Huyền kêu gào nói, không thể không nói, ngươi kia lão bà thật là tú sắc khả san a. À ta hẳn là sớm một chút xuống tay, như vậy, nàng hiện tại đã bị ta lộng tới trên giường hạ không tới, chật chật chật, ngẫm lại kia mỹ diệu tư vị, thật đúng là sảng đâu. Trương huyền thân thể chấn động, một đóa màu tím hoa sen với hắn đỉnh đầu hiện lên, bay nhanh xoay tròn, phát ra yêu dị quang mang. Trương huyền trên mặt biểu tình trở nên bình tĩnh, thân thể hắn ở phát sinh hơi hơi run rẩy. quen thuộc trương huyền người sẽ biết, loại trạng thái này hạ trương huyền, đã tới rồi bạo nộ bên cạnh màu tím hoa sen xuất hiện, làm dương thủ mộ trong lòng căng thẳng, đây là lục tiên điều hòa thế gian âm dương đào tạo ra tới kia một đóa tiên liên, có gì chờ công hiệu, có thể phát huy ra kiểu gì uy lực, không ai biết. Dương thủ mộ hét lớn một tiếng, thiếu chủ. Dương thủ mộ này một tiếng uống, là ở nhắc nhở dương hưng hạ, không cần lại chọc giận trương huyền. Người cái lão bất tử tại đây phí nói cái gì, đi đem hắn cho ta làm thịt, ta đêm nay liền phải chơi hắn lão bà. Dương Hưng hạ hét lớn một tiếng. Một đạo tử mang sáng lên, Trương Huyền đã động, kiếm mang thẳng chỉ Dương Hưng hạ, muốn nhất kiếm đem người này chảm rớt. Trương 1182 cầm binh mà đến. Dương thủ mộ cầm trong tay thiết kiếm, Trương Huyền, người tuy là lục tiên đồ đệ, nhưng ta quyết không thể ngồi xem ngươi thương ta thiếu chủ, đắc tội. Dương thủ mộ chuẩn bị ở sau khởi kiếm, tốc độ so với Trương Huyền, nhanh không biết nhiều ít, này nhất kiếm, phát sau mà đến trước, trực tiếp phá rớt Trương Huyền sở vẽ ra màu tím quang mang. Trương Huyền trong tay màu tím trường kiếm lại lần nữa tiêu tán, nhìn che ở chính mình trước người dương thủ mộ, Trương Huyền trong lòng kinh hãi, tự hắn bước vào phú thần kia một ngày, liền có một loại chưa bao giờ thể hội quá cường đại, cái loại này cường đại, thậm chí có làm Trương Huyền hào chiến thiên hạ xúc động. Nhưng, hiện tại Trương Huyền đối mặt trước mắt dương thủ mộ, cái này dáng người cầu lũ, cầm trong tay một phen bình phàm thiết kiếm lão nhân, lại đối Trương Huyền mà nói, giống một đạo vô pháp vượt qua hồng câu. Mà vừa mới dương thủ mộ vì tay phá rất Trương Huyền nhất kiếm kiếm chiêu, càng như linh dương quải rác giống nhau, không có dấu vết để tìm. Trương Huyền hai mắt hơi hơi nheo lại, hắn nhiễu loạn quy tắc, ở người thường trước mặt ngự khí, đối người thường ngự khí, người còn muốn bảo hắn không thành. Người sống nhiều năm như vậy, hẳn là biết luyện khí giả thế giới quy củ. Dương thủ mộ gật gật đầu, ta đích xác biết được, nhưng thiếu chủ hắn, không thể động. Dương thủ mộ trong giọng nói, tràn ngập một loại bá đạo, phảng phất Dương Hưng Hạ phạm vào thiên đại sai, đều là có thể tha thứ giống nhau. Dương Hưng Hạ đứng ở Dương thủ mộ phía sau, vẻ mặt đắc ý nhìn Trương Huyền, cũng không đỉnh đối Trương Huyền làm ra một ít thủ thế tới chọc giận Trương Huyền. Trương Huyền không để ý tới Dương Hưng Hạ, hắn biết, muốn tẩy người này, cần thiết muốn trước quá Dương thủ mộ này một quan, người có biết, người bảo hắn hậu quả, chính là phá hư luyện khí giả thế giới quy củ, ở bên ngoài cùng mọi người là địch. Thì tính sao, dương thủ mộ thiết kiếm rũ xuống, là địch liền là địch, dương thủ mộ cả đời này, liền vì Tây Hạ thiếu chủ mà sống, liền tính cùng thế giới là địch, lại như thế nào. Trương huyền hét lớn một tiếng, chất vấn nói, người có thể giữ được hắn nhất thời, giữ được hắn một đời sao. Ta bộ xương già này, tưởng không được nhiều như vậy. Dương thủ mộ khẽ lắc đầu, ta chỉ biết, có ta dương thủ mộ tồn tại một ngày liền không có người nhưng chạm vào thiếu chủ một cây lông tơ dương thủ mộ trong giọng nói tràn ngập một loại cường đại tự tin cực cảnh nhất kiếm có thể cho hắn như vậy tự tin hai vị bố cháu ngoại một đạo lực hiện thành thơi thanh âm vang lên này khu náo nhiệt dòng người kích động hai vị trước thu hồi binh khí ta muốn triệt rớt này bố cháu đi vào bố cháu lời nói với người xa lạ âm rơi xuống kia che khuất hai người bố cháu đột nhiên sốc lên ăn mặc một cái bờ cắt quần, dẫm lên dép lào, một đầu tóc rối, dâu ria sồm xoàm triệu cực xuất hiện ở Trương Huyền mấy người trong mắt. Vài tên địa ngục hành giả nhìn mắt Trương Huyền. Trương Huyền phất phất tay, trước hộ tống lão bà của ta trở về. Vài tên bảo an trang điểm địa ngục hành giả gật gật đầu, nhanh chóng lui ra. Triệu cực cười, Trương Huyền, người đây là không tín nhiệm chúng ta cửu cục A, còn phải làm ngươi người chuyên môn hộ tống. Triệu cực những lời này, Nhìn như nói cho Trương Huyền nghe, kỳ thật là nói cho Dương Hưng Hạ cùng Dương Thủ Mộ nghe, nói cho hai người bọn họ, cửu cục là đứng ở Trương Huyền bên này. Trương Huyền lắc lắc đầu, ta nếu hoàn toàn tín nhiệm các ngươi cửu cục, chỉ sợ lão bà của ta vừa mới đã gặp nạn. Triệu Cực mặt lộ vẻ vài phần nan kham, quay đầu nhìn về phía Dương Thủ Mộ, ra tiếng nói, Tây Hạ truyền thừa vẫn luôn đều chôn giấu ở Vương Lăng chỗ sâu trong, từ xưa đến nay, nhiều ít Tây Hạ truyền thừa đều yên lặng không nói gì. Hiện giờ, Tây Hạ truyền nhân lộ diện người cái này người giữ mộ cũng một lần nữa cầm kiếm, nhìn dáng vẻ, đây là Tây Hạ truyền thừa khai quật đi. Đều thành, này cùng Ngân Châu mà xuống đất cung có gì liên hệ. Dương thủ mộ thu kiếm lúc sau, khoanh tay mà đứng, kia địa cung, cũng là ta Tây Hạ truyền thừa một bộ phận. a à, triệu cực khẽ cười một tiếng, kia nhưng thật ra ta cửa cục quấy giày Tây Hạ tiền bối an bình, ở chỗ này, ta triệu cực trước hướng Tây Hạ hậu nhân bồi cái không phải. Bất quá, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, luyện khí giả thế giới, có luyện khí giả thế giới quy củ. Hôm nay, người Tây Hạ hậu nhân, với người thường trước mặt ngự khí, hơn nữa đối người thường động thủ, điểm này, vô luận là ta hè oi bức cửu cục, vẫn là thần ẩn hội, đều sẽ không ngồi xem mặc kệ, ba ngày lúc sau, khắp nơi tề tụ, hôm nay tội đồ, đình thượng hỏi thẩm nếu có không tới, ấn phản loạn xử lý, Tây Hạ truyền thừa, vĩnh thế mơ tưởng mở ra. Triệu cực tiếng nói vừa dứt, quay người liền đi, không hề cấp dương thủ mộ nói chuyện cơ hội. Này ai, cuồng vọng vô cùng còn, lão đông tây, cho ta đem hắn làm thịt, dương hưng hạ ở dương thủ mộ phía sau mệnh lệnh một tiếng. Dương thủ mộ lắc lắc đầu, thiếu chủ, vì tây hạ truyền thừa, trước nhẫn nại một chút đi, chờ ba ngày lúc sau lại nói, cần phải trở về. Trở về, không có khả năng, dương hưng hạ vung tay áo, ta hôm nay cần thiết đem nữ nhân kia ngủ. Trương Huyền trong mắt, sát ý lập lòe. Thiếu chủ, đi rồi. Dương thủ mộ giữ chặt Dương Hưng hạ cánh tay, chiều một bên đi đến. Dương Hưng hạ căn bản vô pháp phản kháng, một bên hướng Dương thủ mộ chửi ầm lên, một bên bị Dương thủ mộ lôi đi. Trương Huyền nhìn Dương thủ mộ bóng dáng, đã trải qua nhiều như vậy, Trương Huyền sẽ không trách Dương thủ mộ lợi dụng chính mình sao lại thế này. Trương Huyền chỉ biết tự trách mình không có dĩ vãng cẩn thận, trên thế giới này, chưa từng có đúng sai, chỉ có lập trường bất đồng mà thôi, mà thắng kia một phương, hắn sở chạm lập trường liền sẽ trở thành đại nghĩa. Trương Huyền mặc kệ Dương Thủ Mộ rất mạnh, cũng mặc kệ Dương Thủ Mộ kia nhất kiếm có bao nhiêu quỷ dị, hắn biết nói chính là ở hắn phải giết danh sách thượng, trừ bỏ lúc trước đem Tần Nhu sắp tra tấn điên mất lý thị ở ngoài, lại nhiều một cái. Trương Huyền thu hồi ánh mắt, đột nhiên phát hiện chính mình trước người xuất hiện ba đạo thân ảnh, khương ra khương thần, bạch ra mây trắng phi cơ ra cơ thủ một, ba đạo thân ảnh đồng thời hướng Trương Huyền ôm quyền ra tiếng, gặp qua Địa Ngục Quân Vương. Trương Huyền mặt lộ vẻ ngoài ý muốn, các ngươi như thế nào tới? Còn có, các ngươi hơi thở trở nên rất kỳ quái, ta cũng không có nhận thấy được các ngươi ba người tiếp cận. Khương Thần phía sau, có một cây hình trụ hình kỳ quái vật thể, bị một tầng phá bố bao vây lấy, nhìn không thấy bên trong là cái gì, đưa tới rất nhiều người qua đường quỷ dị ánh mắt, hắn hướng Trương Huyền nói: quân vương các hạ, trong nhà lão tổ biết được Tây Hạ truyền thừa sắp khai quật, cố ý làm ta trở tiến đến chợ ngươi, lần này chúng ta là cầm binh mà đến. Không riêng Khương Thần, bao gồm cơ thủ một cùng mây trắng phi hai người, phía sau cũng đều từng người có một cái hình dạng kỳ quái vật thể, bất quá đều bị bao vây lại, nhìn không ra là cái gì. Trương Huyền nghe được lời này, sắc mặt cả kinh, cầm binh tới. Các ngươi tam gia, ra bắt binh sử. Trương Huyền vấn đề này, làm khương thần ba người liếc nhau sau, tất cả đều lộ ra ảm đạm thần sắc. Cơ thủ một hướng trương huyền nói, bắt binh sử trăm năm khó gặp, chúng ta tam gia, đều không có như vậy phúc khí, bất quá, bởi vì tình thế bức bách, trong nhà lão tổ, mới phá lệ làm ta ba người cầm binh mà đến, này tây hạ truyền thừa khai quật, sẽ phát sinh dung truyền, chúng ta trong tay chi binh, có thể cho quân vương các hạ ngươi mang đến một ít trợ giúp. chương 1183 là ngươi điên rồi. Trương Huyền nhìn cơ thủ một ba người phía sau sở bối đổ vật, đôi mắt giữa lộ ra vui mừng, hảo, lúc này đây, đa tả các ngươi tương trợ, ta nhớ kỹ. Tàu xe mệt nhọc, ta trước cho các ngươi an bài chỗ ở hạ. Làm phiền quân vương các hạ rồi, Khương thần ba người ôm quyền. Cấp Khương thần ba người an bài hảo trụ địa phương, Trương Huyền về đến nhà sau, đã tiếp cận buổi chiều 7 giờ. Vừa vào cửa, liền nhìn đến Lâm Thanh Hạm chính vẻ mặt tự trách ngồi ở phòng khách trên sofa lão bà làm sao vậy này phúc biểu tình trương huyền vội vàng đi qua đi lão công ta hôm nay có phải hay không lại cho ngươi chọc phiền toái lâm thanh hạm mắt trông mong nhìn trương huyền trương huyền mày nhân lại lão bà ngươi nói cái gì đâu cái gì kêu phiền toái ngươi không chịu cái gì thương đi không có lâm thanh hạm liên tục lắc đầu ta chính là không nghĩ bởi vì ta làm ngươi vừa trở về liền giảo đến cái gì thị phi giữa ta có thể nhìn ra tới hôm nay kia hai người, không dễ chọc. Trương Huyền duỗi tay, vuốt phe Lâm Thanh Hàm nhu thuận tóc đẹp, lão bà, đừng nghĩ nhiều như vậy, đối với người lão công tới nói, không có gì không dễ chọc, người mỗi ngày chỉ lo vui vẻ liền được rồi. Còn lại sự, đều giao cho ta, đúng rồi, buổi tối muốn ăn cái gì? Ta thỉnh ngươi ăn cái bữa tiệc lớn. Tính, vẫn là ta thỉnh ngươi đi. Lâm thanh hạm trở tay ôm lấy trương huyền hổ eo, lại là nhiều như vậy thiên không gặp, ta cho ngươi đón gió ha ha trương huyền cười lớn một tiếng vậy đa tạ lão bà lạp trương huyền cùng lâm thanh hàm hồi lâu không thấy hai người chi gian lại có rất nhiều đề tài tới rồi nhà ăn lâm thanh hàm nhiều cấp trương huyền giảng một ít gần nhất công ty phát sinh thú sự mà trương huyền cũng là tập trung tinh thần nghe đúng rồi như thế nào không gặp milan trương huyền đột nhiên phản ứng lại đây nàng đi công tác đi lâm thanh hàm gắp một chiếc đũa đồ ăn phóng tới trương huyền trong chén hiện tại tiêu thị tập đoàn không phải một lần nữa trở lại tiêu sơn thuốc trong tay sao, Milan sớm muộn gì là phải đi về kế thừa gia nghiệp, hiện tại nói là tới Ngân Châu bồi ta, trên thực tế chính là ở ta này luyện tập đâu, người cũng biết, kia cô gái hiếu thắng, nếu trực tiếp đi tiêu thúc công tư học tập, khó tránh khỏi sẽ nắm chắc hạ nhân nói xấu, nàng đơn giản liền tính toán từ ta này luyện hảo, cường thế nữa trở về tiếp nhận tiêu thị tập đoàn. Hiện tại mỗi ngày chính là đua đâu. Trương Huyền gật gật đầu, như vậy cũng hảo, gần nhất công ty đều vững vàng đi. Lâm Thanh Hạm nhìn Trương Huyền liếc mắt một cái, người làm phí lôi tư âm thầm giúp đỡ ta, công ty tưởng không hảo đều khó, ta phỏng chừng, hiện tại liền tính ta chính mình tìm đường chết, Cô ý muốn thiếu hụt công ty, chỉ sợ ở phí lôi tư gia tộc thao bàn hạ, Lâm Thị như cũng có thể lợi nhuận. Trương Huyền cười hắc hắc, có chút ngượng ngùng nói, bị ngươi phát hiện. Ta có thể phát hiện không được sao, Lâm Thanh Hạm tức giận chừng mắt nhìn Trương Huyền liếc mắt một cái, ở ngươi trong mắt, lão bà ngươi chính là cái ngốc tử A. Liên loại chuyện này đều nhìn không thấu, ngươi làm phí lôi tư như vậy giúp ta, liền thật không tin ta có thể trưởng quản hiện tại lâm thị. Đương nhiên không phải, trương huyền đầu diêu cùng chống bỏi giống nhau, lão bà của ta năng lực, ta còn không rõ ràng lắm sao, kia chính là đường đường ngân châu thương nghiệp nữ vương A. Ta chỉ là không nghĩ làm ngươi như vậy mệt mà thôi, tới, lão bà, dùng bữa, dùng bữa. Trương Huyền vội vàng kéo ra đề tài. Lâm Thanh Hạm nơi nào nhìn không ra Trương Huyền là cố ý muốn kéo ra đề tài, giận Trương Huyền liếc mắt một cái, ngoan ngoãn ăn luôn Trương Huyền kẹp đến chính mình trong chén đồ ăn. Rượu đủ cơm no sau, đã là buổi tối mau 9 giờ. Tại đây Đại Tây Bắc, lúc này, thiên tài mới vừa đêm đen đi không bao lâu, trên đường người còn rất nhiều, đây là một cái phi thường tốt thừa lương thời gian. Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm nắm tay bước chậm ở trên phố, bên này nhìn xem, bên kia nhìn một nhìn, trò chuyện một ít không quan hệ nặng nhẹ đề tài. lúc này hai người không ai lại là kia lập về công hải phía trên, nói ra khắp nơi tới chiến tuyệt thế cường giả cũng không ai là kia hè oi bước lớn nhất tập đoàn nữ tổng tài, bọn họ chỉ là một đôi phổ phổ thông thông phu thê mà thôi. ngân châu một đống tư nhân biệt thự giữa dương hưng hạ từ trên giường bò lên, nhắc tới quần, nhìn mắt trên giường ba cái mặt mũi bầm dập nữ nhân, tưới xuống một đống tiền. Ba nữ nhân nguyên bản bất mãn thần sắc, ở nhìn đến này đó tiền sau, lập tức vui vẻ ra mặt mở ra, các nàng vốn tưởng rằng chính mình điếu tới rồi kim quy tế, kết quả không nghĩ tới đối phương này đây một địch tam, lại còn có có rất nhiều đặc thù đam mê, nếu không có cấp tiền nhiều, các nàng đã sớm đã chạy. Dương Hưng hạ đi ra phòng ngủ, ở biệt thự trong đại sảnh, ngồi một người tóc kim hoàng quyến rũ mỹ nữ. Xong việc, mỹ nữ trong tay loạn choạng một cái cốc có chân dài, ly chung là sang quý rượu ngon. Vừa mới mới xong việc Dương Hưng hạ vẻ mặt tham lam nhìn trước mắt mỹ nữ, có việc gì thế? Người đã trở lại hè oi bức, Tây Hạ truyền thừa, nên khai quật đi. Mỹ nữ ngửa đầu, đem ly chung rượu ngon uống một hơi cạn sạch, một giọt rượu tí tàn lưu ở khóe miệng, mỹ nữ vươn linh hoạt cái lưỡi, nhẹ nhàng liếm láp. Nữ nhân này một động tác, làm Dương Hưng hạ trong mắt toát ra xúc động ngọn lửa, hắn một đôi mắt không kiêng nể gì ở nữ nhân quyến rũ thân thể thượng không ngừng đánh giá, Hẹ oi bức cử cục cùng một cái không biết tên tiểu tử muốn chế tài ta, này truyền thừa tạm thời còn khai không được. a à, nữ nhân khẽ cười một tiếng, tiếng cười giữa, tràn ngập trào phúng ý vị, nàng đứng dậy, nhìn chằm chằm dương hưng hạ, quát, dương hưng hạ, hiện tại là truyền thừa khai quật quan trọng thời khắc, người trong đầu tẫn tưởng chính là nữ nhân. Đó là một cái không biết tên tiểu nhân vật, kia nãi lục tiên truyền nhân, thế gian này duy nhất một đóa tiên liên, người động ai không tốt, cố tình muốn động hắn lão bà, chọc tới hắn, người biết ý nghĩa cái gì sao? Dương Hưng hạ biểu môi, vẻ mặt không sao cả nói, lục tiên. Đây là cái gì ngoạn ý? Không nghe nói qua. Bang, nữ nhân một cái tát chiều ở Dương Hưng hạ trên mặt. Dương Hưng hạ bị nữ nhân này một cái tát chiều sửng sốt, theo sau trong mắt toát ra lửa giật, mắng to nói, hắn sao, người dám đánh ta, người có biết hay không? Phanh, Dương Hưng hạ nói còn chưa dứt lời, lại bị nữ nhân một chân đá vào bụng, cả người nháy mắt bay ngược đi ra ngoài, chờ đụng vào trên tường mới ngừng lại được. Trong phòng khách tivi quầy cùng bối cảnh tường, tại đây một khắc toàn bộ đánh nghiêng, các loại đinh lánh quang lang thanh âm vang lên. Ba cái mới từ phòng ngủ ra tới, mặt mũi bầm dập nữ nhân thấy như vậy một màn, sợ tới mức trên mặt thất sắc. Tóc vàng nữ nhân liếc này ba nữ nhân liếc mắt một cái, quát lớn nói, lăn. Ba nữ nhân một câu cũng không dám nhiều lời, trốn cũng dường như chạy ra biệt thự phòng khách, này chật vật bộ dáng, cùng các nàng bìa cứng trang điểm vẻ mặt tự tin đi vào biệt thự khi hoàn toàn bất đồng. Người điên rồi sao, Dương Hưng hạ từ trên mặt đất bò dậy, hướng tóc vàng nữ nhân hét lớn. Là người điên rồi, tóc vàng nữ nhân vỗ vỗ tay, lục tiên chi danh, còn không phải ngươi có thể tùy tiện vũ nhục, ngươi có biết, ngươi vừa mới nói những lời này đó, nếu truyền ra đi, sẽ đưa tới như thế nào hậu quả. Ta dám cam đoan, người Tây hạ truyền thừa, người đời này, đều đừng nghĩ mở ra. Ngươi đã chết không quan trọng, nhưng chúng ta phản tổ minh yêu cầu đồ vật, cũng không thể bởi vì ngươi mà xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hiểu sao? Dương Hưng Hạ nhìn tóc vàng nữ nhân ánh mắt, đối phương căn bản là không giống như là ở nói giỡn, hắn hít sâu một hơi, hành, vừa mới kia sự kiện, liền tính ta làm sai, nhưng ngươi không phải nói cho ta, các người phản tổ minh, có được có thể xưng bá thế giới này thực lực sao? Hà tất sợ kia một cái cái gì lục, lục tiên truyền nhân, Dương Hưng hạ sợ nói sai lời nói, vội vàng sửa miệng. Tóc vàng nữ nhân cười lạnh một tiếng, không phải sợ, chỉ là không nghĩ ở có nắm chắc dưới tình huống cành mẹ đẻ cành con mà thôi. Người cái ngu xuẩn, hôm nay đối người thường động thủ, hiện tại cửa cục đã đem tin tức tản đi ra ngoài. Ba ngày sau, sẽ có các thế lực lớn tụ tập Ngân Châu, ngươi là cái thứ nhất dám công nhiên hủy hoại quy của người. Lúc này đây, ngươi hảo quá không được, liền xem nhà ngươi cái kia lão Đông Tây, có hay không năng lực bảo ngươi dương hưng hạ mặt lộ vẻ tàn nhẫn thần sắc ta nếu không hảo quá kia lão đông tây cũng không mặt mũi sống sót hắn có hôm nay đều là chúng ta dương gia cấp tóc vàng nữ nhân vẻ mặt không sao cả nói ngươi như thế nào làm ta quản không đến nhớ kỹ ngàn vạn không cần hỏng rồi chuyện của chúng ta nếu không ngươi nhất định sẽ hối hận tóc vàng nữ nhân thật sâu nhìn dương hưng hạ liếc mắt một cái theo sau rời đi biệt thự ngân châu nội thành Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm sóng vai đi ở trên đường, hưởng thụ này yên lặng lại an tường thời gian, chính trực mùa hạ, trong tiểu khu bách hoa nở rộ, nhân công dốc sách chảy qua, dòng nước thanh âm dễ nghe, khiến người không cấm tâm khoáng. Hai người sóng vai mà đi, hướng trong nhà đi đến, trò chuyện một ít thú sự. Biệt thự đại viện trước, Trương Huyền đẩy ra viện môn, nhìn theo Lâm Thanh Hạm, lão bà, người đi về trước đi, ta có một số việc muốn xử lý. Lâm Thanh Hạm sửng sốt một chút, chờ gật gật đầu, chưa nói cái gì, đi vào trong viện. Đương nhìn Lâm Thanh Hạm đi vào ra môn sau, Trương Huyền đóng lại viện môn, cũng không quay đầu lại ra tiếng nói, hai vị, theo một đường, có cái gì liền nói thẳng đi. Ha ha, một đạo cười khẽ thanh từ Trương Huyền phía sau vang lên, đây là một đôi tuổi trẻ tiểu tình nữ, ở Trương Huyền phía sau đi rồi một đường, này đối tình nữ liền cùng thường nhân giống nhau, không có biểu hiện ra bất luận cái gì khác thường địa phương. Tình nữ giữa, nữ tính nhìn Trương Huyền, quân vương đại nhân, người gần nhất, giống như đã quên một sự kiện đâu. Nam tính cũng ra tiếng, lâu lan khai quật đồ vật, quân vương các hạ người có phải hay không lấy lâu lắm. Trương Huyền nhìn trước mặt này đối tình lữ, lộ ra vẻ mặt nghi hoặc bộ dáng, ta rất tò mò, này phản tổ minh tay, như thế nào liền dễ dàng như vậy rỗi đến hẻ oi bước tới, cửu cục mặc kệ sao. Cửu cục, nam tính lắc lắc đầu, hiện tại hẻ oi bước hai đại truyền thừa khai quật, một cái cửu cục, nhưng lo liệu không hết quá nhiều việc quân vương các hạ người từ lâu lan lấy đi đồ vật có thể giao ra đây trương huyền hơi hơi mỉm cười từ trong lòng móc ra một phen đoạn kiếm hướng trước mặt một nam một nữ dơ dơ lên các ngươi nói là cái này sao một nam một nữ nhìn đến trương huyền trong tay chi vật mặt lộ vẻ tham lam thần sắc trương huyền trở tay lại đem kia đoạn kiếm thu lên cười nói bất quá đến ta trong tay đồ vật lại dựa vào cái gì cho các ngươi đâu một nam một nữ sắc mặt biến đổi. Nam tính mở miệng nói, quân vương đại nhân, thứ này, lâu lan khai quật, người lúc ấy qua đi, thuận tay lấy đi, ta phản tổ minh không có cùng ngươi so đo, ở ngươi nơi này nhiều phóng một đoạn thời gian, cũng không đại biểu, đây là của ngươi, minh bạch sao. Không tồi, kia nữ tính cũng chiều trương huyền nơi chỗ chậm rãi đi rồi hai bước, đồ vật chỉ là trước đặt ở này mà thôi, đều không phải là ngươi sở hữu, thứ này, thuộc về lâu lan người thừa kế sở có được, người quân vương đại nhân hiện tại đem thứ này mạnh mẽ chiếm làm của riêng lại cùng minh đoạt lại cái gì khác nhau đâu quân vương đại nhân đồ vật cũng là thời điểm giao ra đây nam tính đồng dạng vượt trước một bước hai người như là đem trương huyền đổ ở chỗ này trương huyền lắc lắc đầu không giao thật sự không giao một nam một nữ liếc nhau không giao trương huyền gật đầu trước không đề cập tới trương huyền thể hội quá này đoạn kiếm lợi hại chỗ riêng là bởi vì đối phương là phản tổ minh, Trương Huyền liền sẽ không đem trên người đồ vật giao ra. Quân vương đại nhân, người sở làm việc, nại cường đạo phạm trù, nếu hôm nay ngươi không đem đồ vật giao ra, ta nhắc nhở ngươi một câu. Nam tính mở miệng, ta phản tổ minh chẳng sợ ở hè oi bức cảnh nội đối với ngươi động thủ, cửu cục cũng quản không được cái gì. Ngươi thật cho rằng, bằng vào ngươi một người, là có thể cùng chúng ta phản tổ minh đối kháng. Nữ tính cũng ra tiếng, ngươi tuy là tiên đồ, chúng ta cũng biết, lục tiên người theo đuổi rất nhiều, nhưng này không đại biểu, người có thể tùy ý luận hành cường đoạt hành trình kính. Trương Huyền phân biệt quét này một nam một nữ liếc mắt một cái, ra tiếng nói, ta nói, không giao, các ngươi nếu muốn, nghĩ cách tới bắt chính là. Trương Huyền dứt lời, trực tiếp đẩy ra phía sau viện môn, bước đi đi vào. Quân vương đại nhân, nam tính thanh âm cách tưởng viện truyền tiến Trương Huyền trong tai, người cần phải tưởng hảo, đây là thật sự cùng chúng ta phản tổ minh tuyên chiến. Có ý tứ, Trương Huyền đột nhiên dừng chân, chuyển qua đầu, vẻ mặt nghi hoặc nhìn hai người, chẳng lẽ ta lúc trước ở vùng biển quốc tế thượng nói ra nói, các người phản tổ minh là cảm thấy ta ở nói giỡn không thành. Hảo, địa ngục quân vương, hôm nay nói, chúng ta phản tổ minh nhớ kỹ. Nam tính khẩu ra lạnh giọng ngược lại vung tay lên, chúng ta đi. Một nam một nữ, lại lần nữa nhìn Trương Huyền liếc mắt một cái sau, xoay người rời đi. Trương Huyền đứng ở trong viện, mắt thấy hai người hai người rời đi, hắn cũng không có về nhà, nghĩ nghĩ sau, cũng là rời đi sân. Trương Huyền xuất viện môn trong nháy mắt kia, biệt thự ra môn mở ra, lâm thanh hạm tiếu ảnh xuất hiện ở trước cửa, mặt mang lo lắng nhìn Trương Huyền, lại muốn đi ra ngoài sao. Trương Huyền hướng lâm thanh hạm hơi hơi mỉm cười, không có gì sự lão bà, đi tìm ba cái lão bằng hiếu, hỏi điểm sự tình, người đêm nay sớm một chút nghỉ ngơi. Có thể chú ý tới, Lâm Thanh Hạm tay nhỏ gắt cao nắm chặt quyền, quyền tâm toàn là mồ hôi, chứng minh nàng ở vì Trương Huyền lo lắng. Người chú ý an toàn, yên tâm, Trương Huyền hướng Lâm Thanh Hạm lộ ra một cái tự tin tươi cười sau, rời đi sân. Chờ Trương Huyền rời đi, Lâm Thanh Hạm về đến nhà, nhìn đặt ở trên sofa di động, Lâm Thanh Hạm như là làm ra cái gì trọng đại quyết định giống nhau, đưa điện thoại di động cầm lấy, bát thông một chiếc điện thoại sau một lúc lâu, điện thoại chuyển được. Lâm Thanh Hàm hít sâu một hơi, đối với điện thoại nói, người nói ta có được gia tộc phản tổ huyết mạch, ta nên làm như thế nào. Đã đi ra ra môn trương huyền, hoàn toàn không biết Lâm Thanh Hàm ở phòng trong đánh ra điện thoại chuyện này, hắn hiện tại thẳng đến Tân Khải khách sạn, hắn đem mây trắng phi ba người an bài ở nơi đó. Thời gian này điểm, ba người cũng không có nghỉ ngơi, Trương Huyền đem ba người ước tới rồi một gian nước trà thất chung. Một cái trà đài, bốn ly trà thơm, Trương Huyền cùng mây trắng phi ba người tương đối mà ngồi. Trương Huyền không nói thêm gì vô nghĩa, làm cho ba người mặt, đem trong lòng ngực đoạn kiếm lấy ra, ba vị, đây là ở lâu lan được đến, các ngươi nhưng nhận được. Lâu lan được đến, Khương Thần trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, nhìn Trương Huyền sở lấy ra đoạn kiếm, thứ này, có một loại quen thuộc cảm giác. Đúng vậy, cơ thủ gật đầu một cái, cùng chúng ta phía sau tổ binh, truyền đến đồng dạng hơi thở. Tổ binh, Trương Huyền sửng sốt một chút, cầm lấy đoạn kiếm, cẩn thận đoan trang, này đoạn kiếm, vẫn luôn đều cho hắn phi thường thần bí cảm giác, rõ ràng tổn hại bất kham, nhưng lại cực kỳ sắc bén, hơn nữa tồn tại địa phương, cũng phi thường quỷ dị. Mây trắng phi quan sát một phen Trương Huyền trong tay đoạn kiếm, này đích xác cùng tổ binh hơi thở sấp xỉ, bất quá lại không bằng tổ binh có vẻ như vậy táo bạo, hẳn là cùng này tổn thương có quan hệ. Khương thần mở miệng nói, ta nghe trong nhà lão tổ nói qua, lần này Tây Hạ truyền thừa khai quật, thả lâu lan bên kia, cũng có truyền thừa bị động, hay là, này đoạn kiếm, cùng lâu lan truyền thừa có quan hệ. Trương Huyền gật gật đầu, phản tổ minh người đích xác nhắc tới quá này đoạn kiếm cùng truyền thừa có quan hệ. Mây trắng phi ba người trầm mặc sau một lúc lâu, mây trắng phi khi trước mở miệng, lúc trước, chúng ta chỉ trưởng quản thế gia, đối với luyện khí giả thế giới sự biết đến cũng không nhiều, bất quá lúc này đây, trong nhà lão tổ làm chúng ta cầm binh mà đến, cũng cho chúng ta nói một ít bí tân, phản tổ minh vẫn luôn ở làm một ít sinh hóa thực nghiệp, bọn họ mưu đồ chính là cái gì, tạm thời cũng không rõ ràng, bọn họ cái gọi là tạo thần kế hoạch cuối cùng mục đích nghĩ muốn cái gì, ai cũng không biết, nhưng này phản tổ minh, vẫn luôn đều đang tìm tiên hiền lưu lại các loại truyền thừa. Bọn họ quang từ gen phương diện cải tạo không đủ, muốn từ truyền thừa xuống tay. Khương thần gật gật đầu, mở ra truyền thừa, là yêu cầu nào đó môi giới, đều không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể mở ra, này môi giới là cái gì, lão tổ cũng không rõ ràng lắm. Người trong tay đồ vật, hẳn là cùng môi giới có quan hệ. Cơ thủ một mở miệng, chúng ta ba người biết rất ít, nếu quân vương các hạ người thật sự muốn làm rõ ràng thứ này là cái gì, vậy chờ lần này sự sau khi kết thúc, cùng chúng ta cùng nhau hồi một chuyến cổ mà hảo, lão tổ nơi đó, hẳn là có đáp án. Trương Huyền tự hỏi một phen, gật gật đầu, cũng hảo, vậy các ngươi trước nghỉ ngơi, ta đi về trước. Trương Huyền cùng ba người cáo từ sau, về đến nhà, vào nhà, lại phát hiện Lâm Thanh Hạm cũng không ở nhà. Trương Huyền gọi điện thoại, phát hiện Lâm Thanh Hạm di động thế nhưng là tắt máy trạng thái. Trương Huyền trong lòng trầm xuống, lo lắng phát sinh chuyện gì, vừa muốn phân phó người đi tìm, biệt thự môn bị người gõ vang, tiếng đập cửa rất có tần suất, là thuộc về Quang Minh đảo một loại ám hiệu. Tiến. Cửa phòng mở ra, thân xuyên một cái vàng nhạt sắc váy dài, dáng người cao gầy thứ phong xuất hiện ở trước cửa phòng, hướng Trương Huyền không người, phu nhân vừa rồi chính mình định rồi vé máy bay, đã đi trước Yến Thị, hiện tại hẳn là đang ở trên phi cơ. Nàng đi Yến Thị làm cái gì? Trương Huyền nghi hoặc, thứ phong lắc lắc đầu, không rõ ràng lắm, phu nhân cũng không có nói. Trương Huyền mở miệng, vừa muốn hỏi cái gì, ngoài phòng một đạo tiếng quát vang lên. Trương Huyền, đã xảy ra chuyện, mau tới. Trương Huyền nghe thấy tiếng quát nháy mắt, thân hình vừa động, một cái hoàng thân xuất hiện ở ngoài phòng, liền thấy Triệu Cực đang đứng ở viện ngoại, địa cung đã xảy ra chuyện. Địa cung xảy ra chuyện, cùng ta có quan hệ gì? Trương Huyền tò mò nhìn Triệu Cực, kia không nên là các ngươi cửu cục sự sao? Tây Hạ cái kia hậu nhân Dương Hưng hạ sông vào địa cung, đi lấy truyền thừa, người nói cùng người có hay không quan hệ. Trương Huyền sắc mặt trầm xuống. Về Tây Hạ truyền thừa việc này hắn tuy rằng ngoài miệng chưa nói cái gì nhưng vẫn luôn đặt ở trong lòng dương thủ mộ lợi dụng chính mình phá vỡ tây hạ truyền thừa cấm chế hiện tại này truyền thừa nếu là làm kia dương hưng hạ nói lấy liền lấy chính mình chẳng phải là quá mức nghẹn khuất nghẹn khuất trương huyền từ lúc trước hạ đao lấy nhân tính mệnh thời điểm liền phát quá thể tuyệt đối không thể làm chính mình sống thêm thành dĩ vãng kia nghẹn khuất bộ dáng huyền thiên làm chính mình không cần đụng vào truyền thừa chính là không nghĩ làm chính mình giải trừ truyền thừa phong ấn, hiện giờ này Tây Hạ truyền thừa đã phá, chính mình lại đi thì đã sao? Đi. Trương Huyền cùng Triệu Cực hai người không có lái xe, lấy hai người bọn họ hiện giờ thực lực bằng vào chính mình tốc độ, muốn so lái xe phương tiện rất nhiều. Hai người đi vào ngoại ô địa cung lối vào, này địa cung đã sớm bị phía chính phủ hoàn toàn giới nghiêm, chung quanh 2 km đều cấm người xe thông hành, Trương Huyền vừa tới đến nơi đây liền cảm nhận được tràn ngập ở không khí giữa nồng đậm linh khí. Địa cung nhập khẩu trước, vô số cửu cục cao thủ tụ tập tại đây, kia tiến vào địa cung nhập khẩu, lúc này mắt thường có thể thấy được linh khí lấy giếng phun hình thức ra bên ngoài thoát ra, tuy là hóa hình cảnh cao thủ, lúc này đều đến ăn mặc phòng hộ phục, mới sẽ không bị này đó linh khí sợ ảnh hưởng đến. Triệu cực trong miệng ngậm một cây thuốc lá, ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm địa cung nhập khẩu địa phương, vừa mới đã phái người đi vương lăng kia, nhập khẩu bị dương thủ mộ phong kín, căn bản vào không được, duy nhất có thể đi vào, cũng liền nơi này, bất qua tình huống hiện tại người cũng thấy rồi, có thể đi vào, chỉ có số ít, chẳng sợ ngưng khí cảnh, tại đây loại hoàn cảnh hạ, cũng chống đỡ không được nhiều thời gian dài, hiện tại có thể trường đãi bên trong, chỉ có người ta, kia dương thủ mộ. Mấy chục năm nhất kiếm, nhất kiếm chi uy, phá lệ đáng sợ, hai ta khó đối phó, bất quá ta có một cái biện pháp, có thể tiếp hắn tam kiếm, Ta yêu cầu ngươi trong lúc này, bắt lấy cái kia Dương Hưng hạ. Trương Huyền gật đầu, hảo. Kia đi, Triệu Cực uống ra một tiếng, cũng không có mặc phòng hộ phục, trong miệng ngậm một cây thuốc lá, liền chiều nhập khẩu phóng đi. Trương Huyền đi theo Triệu Cực phía sau, biến mất ở lối vào. Khoảng cách Ngân Châu mấy ngàn dặm xa lâu lan di chỉ. Sắc trời hoàn toàn đen đi xuống, ánh trăng chiếu vào mênh mông vô bờ trên sa mạc, vài đạo thân ảnh, liền như vậy đứng yên ở sa mạc giữa bọn họ tổng cộng 6 người, hình thành một cái sao sáu cánh chạm vị, mỗi người đều trầm mặc không nói. Thật lâu sau sau, một người ra tiếng. Ngân Châu bên kia, đã nhích người sao? Đã có người đi, nơi này môi giới ở kia đóa tiên liên trên người, tạm thời vô pháp đối hắn nhích người, lúc này đây, lợi dụng Tây Hạ truyền thừa, bước ra tiên liên, làm môi giới giải phong. Ha ha, một cái tiểu nhi, lúc trước làm hắn lấy đi thứ này, chính là chờ đợi ngày này, chờ môi giới giải phong khi, kia đồ vật, hắn liền không xứng có được. Lục diễn đã chết, hắn người theo đuổi tuy nhiều, nhưng chỉ có số ít còn có thể lộ diện, phần lớn người, đã tuân thủ ước định, đóng chết quan, hiện tại không ai có thể bảo hắn. Bằng hắn một người, nói ổ nói tả, khiêu chiến ta phản tổ minh, thật sự càn rỡ. Mấy người một người một câu, thanh âm giữa, tràn ngập bình đảm, cũng tràn ngập cường đại tự tin, bọn họ giống như là một cái chấp cờ giả, ở quan sát một bàn cờ cục, nắm chắc thắng lợi, thả phần lớn người, đều là bọn họ quân cờ. Xa xôi tác tô tư phất lôi sa mạc, vài đạo bóng người từ sa mạc chỗ sâu trong chậm rãi xuất hiện, cầm đầu một người, dáng người cao gầy, làn da trắng bệch, nhìn qua liền cùng một cây hình người cây gậy trúc giống nhau, nhìn như yếu đuối mong manh, nhưng cẩn thận xem, bên cạnh hắn đi theo người, đều lạc hậu hắn vài bước, xem hắn ánh mắt giữa, mang theo cung kính, nhưng càng nhiều, lại là sợ hãi, bao gồm đêm đó cùng phương đông hành uổng công chờ đợi người đại chiến cự vượt, cũng là cung cung kính kính đi theo này cao gầy nam nhân bên cạnh. Ha ha, đem căn cơ xếp vào ở địa ngục nhà giam bên, muốn mượn trợ địa ngục nhà giam lực lượng, này trương huyền, nhưng thật ra có vài phần ý tứ, hắn là như thế nào cùng phía dưới những người đó đạt thành hiệp nghị đâu. Cao gầy thân ảnh, rất là tò mò ngắm nhìn này tòa sắt thép chi thành. mươi 1186 thật sự không biết xấu hổ tác tô tư phất lôi sa mạc, quang minh đảo trong phạm vi. Bạch trì đám người, hiện tại mỗi ngày đều ở khắc khổ tu luyện giữa, phía trước sự làm cho bọn họ đã ý thức được chính mình hiện tại tu vi bạc nhược, đã vô pháp giống lúc trước như vậy ở trương huyền gặp được sự tình thượng xuất lực hỗ trợ. Làm năm đó cùng nhau từ thây sơn biển máu giữa bỏ ra tới đồng bạn, loại cảm giác này, làm bạch trì đám người phá lệ nghẹn khuất, mỗi người đều là mưu đủ kính, đuổi theo đuổi trương huyền bước chân. Bất quá, bởi vì luyện khí phương pháp sai biệt, chẳng sợ bọn họ đã dùng hết toàn lực, như cũ vô pháp đuổi theo thượng trương huyền, ngược lại cùng trương huyền chi gian tranh lệch càng kéo càng lớn. đường thị đại trưởng lão hiện tại đã vô pháp cho bọn hắn cung cấp quá nhiều trợ giúp. quang minh đảo trung tâm trên quảng trường, bạch trì đám người ngồi xếp bằng ở chỗ này tán linh trận đem linh thạch nội năng lượng phát ra, cùng mọi người hấp thu. nha, nơi này hoàn cảnh không tồi à, a, sa mạc sắt thép chi thành bên trong còn có như vậy một phen thiên địa, người đừng nói, này nho nhỏ quang minh đảo, thực lực chẳng ra gì, một đám lại đều sẽ hưởng thụ thực. Vài đạo bóng người, trống rỗng xuất hiện. Chính nhắm mắt trầm tâm tu luyện bạch trì đám người, hoàn toàn không có ý thức được có người đã đến, nghe được thanh âm sau, bỗng nhiên mở to mắt, nhìn đến một cao gầy nam nhân, liền đứng ở trên quảng trường, ở cao gầy nam nhân phía sau, còn đi theo năm đạo thân ảnh, trong đó kia như tháp sắt cự vượn phá lệ dẫn nhân chú mục. Cao gầy thân ảnh đánh giá Bạch Trì đám người, tấm tắc, mấy cái hóa hình cảnh tiểu bối, liền ở chỗ này xưng vương xưng bá. Cái gọi là quang minh đảo, trên thực tế chính là một cái nhà trẻ sao? Cao gầy thân ảnh duỗi người, một bộ hứng thú ít ỏi bộ dáng. "Ngươi là ai?" Bạch Trì đứng dậy, nhìn chằm chằm đối phương. Ngồi xếp bằng ở Bạch Trì bên cạnh đầu bạc, Alex đám người cũng lần lượt đứng dậy, làm ra một bộ chuẩn bị đại chiến tư thế. Cao gầy thân ảnh phụt cười ta nói các ngươi như thế nào dáng vẻ này làm đến muốn cùng ta đại chiến dường như bạch chỉ biểu tình nghiêm túc nói hay là các hạ tới ta Quang Minh đảo không đánh nhau là tới tham quan du lịch cao gầy thân ảnh lắc lắc đầu lại gật gật đầu người nói đảo cũng đúng ta đích xác không phải tới tham quan du lịch nhưng các ngươi thật sự không cần thiết làm ra như vậy một bộ tư thế tới bởi vì ta đánh các ngươi các ngươi là thái độ như thế nào này không quan trọng rốt cuộc chỉ là búng tay sự mà thôi. Cao gầy thân ảnh dứt lời, làm một cái búng tay thủ thế. Này tùy tùy tiện tiện một cái thủ thế, lại là làm bạch trì đám người, sắc mặt đại biến, thân hình tất cả đều không chịu khống chế bay ngược đi ra ngoài, theo sau thật mạnh ngã trên mặt đất. Ở ước chừng một năm trước, cũng là tại đây quang minh đảo thượng, đồng dạng có người, bị bắn ra chỉ đánh bay. Hiện giờ, như vậy một màn, lại lần nữa phát sinh ở quang minh đảo, giống như là làm người đem lúc trước sỉ nhục, lại lần nữa cọ rửa một lần. Bạch chỉ đám người sắc mặt ngưng trọng từ trên mặt đất bò lên. Cao gầy nam nhân cũng không có tiếp tục ra tay, hắn mặt mang hài hước nhìn bạch trì đám người, ha ha, quang minh đảo, được xưng chẳng sợ thế giới lâm vào hắc ám, nơi này cũng sẽ một mảnh quang minh, khẩu khí này man đại, thực lực lại là tạm được thực A, thế giới ngầm thánh địa. Nếu nơi này cũng xứng được xưng là thánh địa, như vậy nhà ta WC, chỉ sợ đều có thể bị coi như là điện phủ. Cao gầy nam nhân nói, giống một cây gai nhọn, chui vào bạch trì đám người trong lòng. Ở bạch trì đám người trong lòng, bao gồm trương huyền trong lòng, quang minh đảo, chính là bọn họ ra, là bọn họ lại lấy sinh tồn, cũng là bọn họ tự hào địa phương, nhưng hôm nay, bọn họ ra, bọn họ trong lòng tự hào, liền như vậy bị người tùy ý dẫm đạp, mà chính mình lại một chút phản kháng biện pháp đều không có, cái này làm cho bọn họ cảm thấy vô cùng bị đè nén. Cao gầy nam nhân lại nói, quang minh đảo vương giả, một đám danh hiệu vang dội thực, nhưng lại nhược giống như con kiến, thật muốn không rõ, các ngươi rốt cuộc có gì chờ ra mặt, có thể an tâm chịu người khác đối với các ngươi xưng hô, ta nếu là các ngươi, đã sớm đánh cái khe đất, chui vào đi. Bạch trì đám người, chỉ cảm thấy ngực có một trận hờn dỗi, nghẹn đến mức khó chịu, rồi lại phát tiết không ra, cái này làm cho bọn họ gắt gao niết quyền. Như thế nào, ta nói không đúng sao? cao gầy nam nhân trên mặt hài hước không giảm đứng ở cao gầy nam nhân phía sau cửa vượn đám người cũng vào lúc này cười to ra tiếng ha 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 vương giả vương giả nếu chỉ có chút thực lực ấy kia khắp thiên hạ người đều là vương giả này xưng hô thật đúng là không biết xấu hổ a à? quang minh đảo những người trẻ tuổi này tuổi không lớn thực lực gầy yếu nhưng này ra mặt lại là hậu khẩn a à. một đạo một đạo trào phúng thanh thẳng đánh bạch chỉ đám người nội tâm, đích xác, thực lực của chính mình, đích xác không xứng với hiện tại danh hiệu, cái gì vương giả, bất quá là trước đây kiến thức quá ngắn, nhìn không tới càng cao xa hơn địa phương, hiện tại nghe một chút này đó danh hiệu, quả thực buồn cười vô cùng, chính mình xứng đương cái gọi là vương giả sao. Căn bản không xứng. Bạch chỉ đám người tâm, ở dao động. Nhìn bạch chỉ đám người sắc mặt biến hóa, cao gầy nam nhân trên mặt châm trào càng sâu. Uy uy uy, ta nói, người lòng cốt, tốt xấu cũng là phản tổ minh tam bắt tay, chạy đến quang minh đảo tới đánh nhau, ta có thể lý giải, nhưng ngươi một cái tu luyện 300 năm lão đông tây, tới trào phúng mấy năm nay linh còn chưa đủ ngươi số lẻ vãn bối, ngươi rốt cuộc muốn hay không điểm mặt. Ngươi 20 tuổi thời điểm, có hóa hình cảnh thực lực sao, ân. Một đạo thân ảnh, từ trên trời giáng xuống, đứng ở bạch chỉ đám người trước người, đối mặt cao gầy nam nhân long cốt. Long cốt nhìn đột nhiên xuất hiện này đạo nhân ảnh, cắn răng nói, bạch giang nam bạch giang nam xoay người nhìn mắt bởi vì long cốt trào phúng mà trên mặt lộ ra xấu hổ bạch trì đám người quát làm tốt các ngươi chính mình đừng động long cốt nói cái gì hắn ở hư các ngươi tâm nếu các ngươi bị hắn ảnh hưởng tới rồi đời này đều đừng nghĩ có một chút tiến thêm bạch giang nam thanh âm như sấm sét nổ vang kia mặt mang xấu hổ bạch trì thân thể bỗng nhiên run rẩy một chút trên mặt hổ thẹn dần dần biến mất ngược lại khôi phục bình thường alex đám người cũng đều là như thế. Ha ha, Bạch Giang Nam, người nhưng thật ra rất bao che cho con a. Long Cốt thấy chính mình hành vi bị vạch trần, đem mục tiêu từ Bạch Chỉ đám người trên người rời đi, phóng tới Bạch Giang Nam trên người. Long Cốt a, ta thật sự thế người cảm thấy mất mặt. Bạch Giang Nam vẻ mặt tiếc núi lắc đầu, nói như thế nào, người cũng lớn như vậy tuổi, biết Quang Minh đảo có người che chở, người không dám trực tiếp động thủ, liền lấy loại này phương pháp, tới tàn hại này đó tiểu bối ngoài miệng còn một bộ ngươi thiên hạ vô địch tư thái tấm tắc sống ngươi này một phen tuổi thật đúng là thảm a à, tưởng ta sở tranh sư thúc cùng ngươi đồng dạng tuổi đã sớm đánh hạ lục hợp vô địch chi danh ngươi đâu còn cho người khác làm công đâu vẫn là cái tam bắt tay thiết rác rưởi bạch giang nam nói cho hết lời đường trường cấp long cốt dựng ngón giữa long cốt bị bạch giang nam này một phen lời nói khí cả người phát run họ bạch người thiếu ở trước mặt ta làm bộ làm tịch năm đó ngươi sư tôn trên đời, ta cho hắn mặt mũi, không đi động ngươi, hiện giờ, ngươi có cái gì tư bản ở trước mặt ta bừa bãi. Bạch Giang Nam dỗi người, ta nói long cốt, người người này ra mặt thật hậu a, năm đó ta đánh đến ngươi chạy trốn thập vạn đại sơn thời điểm, ngươi đã quên. Nam chiếu tỉnh thập vạn đại sơn, tiếng tăm lừng lấy, núi non liên miên, cực kỳ thần bí. Long cốt nghe Bạch Giang Nam nhắc tới việc này, mặt lộ vẻ nan kham, hắn này vài phần nan kham chi sắc, chứng minh rồi Bạch Giang Nam cũng không có nói bậy. Bạch Giang Nam, người thiếu lấy năm đó nói sự, lòng cốt quát lớn một tiếng, năm đó, người là lục diễn đệ tử ký danh, học trộm mấy chiêu mà thôi, hiện giờ, ta đã trưởng thành đến loại tình trạng này, mà ngươi như cũ tại chỗ đạp bộ, ta xem ngươi thực lực, bất quá mới ngưng khí lúc đầu đi. Nói đến Bạch Giang Nam thực lực, lòng cốt trên mặt có bao nhiêu vài phần tự tin. Bạch Giang Nam lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, ta liền nói ngươi long cốt khi nào dám cùng ta nói như vậy, nguyên lai like là khi dễ ta bạch giang nam là cái ngưng khí cảnh a a à, bạch giang nam long cốt khẽ cười một tiếng, lúc trước ngươi bất quá ở lục diễn bên cạnh nghe nói trưởng thành nhanh chóng một ít, đi rồi chút lối tắt, có thể chiếm ta chút tiện nghi, hiện tại ngươi ở ta trong mắt bất quá giống như một con con kiến, ta muốn giết ngươi chỉ cần một ngón tay liền có thể. bạch giang nam khẽ lắc đầu, long cốt a à long cốt nhiều năm như vậy ngươi tính cách thật là một chút cũng chưa biến, vẫn là như vậy ái tát pháo. Lúc trước ta tấu ngươi nguyên nhân, còn không phải là bởi vì ngươi nói nhiều sao? Ngươi nhưng ngàn vạn đừng làm cho ta bởi vì nguyên nhân này lại tấu ngươi một đốn. Chỉ bằng ngươi, lòng cốt nhướng mày. Đúng vậy, chỉ bằng ta. Bạch Giang Nam gật đầu, hơi hơi mỉm cười, theo sau liền thấy hắn dùng khí ngưng tụ một phen đao nhọn, lấy mũi đao đem chính mình tay phải ngón trỏ cắt qua. Bạch Giang Nam tay phải ngón trỏ chảy huyết, lấy huyết ở chính mình cổ tay trái họa ra một cái cổ quái đồ án, đồng thời trong miệng nói, sư tôn du lịch thiên hạ, không hỏi thế sự, theo đuổi căn nguyên, ta tuy không thấu đáo tư cách kế thừa sư tôn y bát, nhưng sư tôn ý chí, lại là muốn từ ta truyền bá đi xuống, ta du lịch thế giới này nhiều năm, đi qua vô số hiểm địa, rốt cuộc minh bạch, thế giới này vì sao mà biến, cũng minh bạch, sư tôn vì sao phải điều hòa âm dương, với ta sư đệ trên người đào tạo một đóa tiên liên luyện khí sĩ, cùng thiên đấu A, à, càng là cường đại người, đã chịu thế giới này ảnh hưởng, liền càng nghiêm trọng, cho nên, ta bạch giang nam, phong ấn mình thân, chỉ vì theo đuổi căn nguyên nơi, lại không nghĩ rằng bởi vì này phong ấn, làm một ít phế vật, đắc ý vênh váo, nhìn dáng vẻ, ta thủ lăng nhất tộc, thật sự đã bị người phai nhạt. Bạch Giang Nam dứt lời là lúc, hắn bên trái cổ tay đồ án, cũng vừa vặn họa xong. Một đạo vô hình gió nổi lên, ngay sau đó, Bạch Giang Nam quần áo bay phất phới, đứng ở Bạch Giang Nam phía sau Bạch Chỉ đám người, dành mạch nhìn đến, có một cổ xoắn ốc gió xoáy, chính bao phủ Bạch Giang Nam một người, xoắn ốc phóng lên cao, sông thẳng phía chân trời. Ở Bạch Giang Nam trên người, một cổ làm người tim đập nhanh khí thế, đang ở không ngừng bò lên. Long cốt sắc mặt không ngừng phát sinh biến ảo. Bạch Giang Nam nhắm mắt, có thể nhìn đến, hắn trên mặt, chính lộ ra hưởng thụ thần sắc kia bao phủ bạch giang nam một người xoắn ốc gió lốc, quấy bầu trời phiêu vân. Ước mười mấy giây sau, bạch giang nam mở hai mắt, tại đây một khắc, hắn trong mắt lập lè tinh quang, xoắn ốc gió lốc bỗng nhiên tiêu tán, hướng chung quanh bạo đi. Đang ở bạch giang nam phía sau bạch chỉ đám người chưa chịu ảnh hưởng, long cốt lại là liên tục lui về phía sau mấy bước, sắc mặt khó coi nhìn chầm chầm trước mặt bạch giang nam. Tại đây một khắc, lòng cốt ở bạch giang nam trên người, cảm nhận được một loại cường đại lực áp bách. Bạch Giang Nam hung hăng duỗi người, ai nha nha, đã lâu đều không có thể hội quá như vậy cảm giác đâu, ở ngưng khí cảnh đãi lâu lắm, như vậy một chút đem chính mình làm đến phú thần hậu kỳ, thật là có chút không thích ứng đâu, người nói từ từ đi đường có thể hay không té ngã đâu. Phú thần hậu kỳ, Bạch Giang Nam vô cùng đơn giản bốn chữ, làm cự vượn đám người, trong lòng đều mãnh liệt nhảy dựng. Cự vượn đám người, tất cả đều là phú thần cảnh, này càng làm cho bọn họ minh bạch tiến vào phú thần có bao nhiêu khó, mà phú thần chi gian tranh lệch lại có bao nhiêu đại. Đều nói, ngưng khí trung kỳ cùng hậu kỳ là một cái đường danh giới, nhưng trên thực tế, một người cường đại cùng không, chân chính muốn xem, là phú thần cảnh. Đường bước vào phú thần cảnh sau, một người luyện khí giữa sở ẩn chứa thần ý, đem hoàn toàn hiển hiện ra. Tựa như Trương Huyền, hắn bằng vào một cái diệt tự, lực sát thương vô song, rõ ràng là vừa rồi bước vào phú thần, liền nhất kiếm chảm rớt khô mộc lão nhân, chiến lực đáng sợ. Mà ở phú thần giữa, thần ý là quan trọng một chút, còn có một chút, đó là cảnh giới, một người cảnh giới càng cao, càng có thể đem này thần ý phát huy ra tới, nếu thần ý phát huy tới rồi cực hạn, kia sở tạo thành uy lực, đó là phá lệ khủng bố. Phú thần hậu kỳ, đó là đem này thần ý, đã có thể phát huy đến cực hạn. Cái loại này uy lực, là hiện tại phú thần lúc đầu cự vượn đám người, cũng không dám tưởng. Bạch Giang Nam lung lay hai hạ cổ, lòng cốt, nghe ngươi vừa mới nói, ta còn tưởng rằng ngươi trưởng thành đến tình trạng gì đâu, kết quả náo loạn nửa ngày, mới một chân bước vào phú thần hậu kìa, bực này thực lực, cũng xứng ở ta Bạch Giang Nam trước mặt, kêu gào sao. Đường Bạch Giang Nam trong miệng, huyên náo tự rơi xuống nháy mắt, Bạch Giang Nam tiến lên trước một bước, tại đây đồng thời, lòng cốt đám người, đều theo bản năng lui về phía sau một bước. Lòng cốt, ngươi sợ cái gì? Bạch Giang Nam cười nói, người hôm nay tới còn không phải là tới đánh nhau sao? Như thế nào, gặp được tiểu bối ngươi trọng quyền xuất khích, gặp được cùng ngươi không sai biệt lắm người liền vâng vâng dạ dạ. Ngươi muốn sợ, ngươi liền nói, ta đứng ở này, làm ngươi động thủ trước, thì thế nào? Lòng cốt sắc mặt khó coi, Bạch Giang Nam, ngươi thiếu tại đây kích ta, đừng cho là ta không biết ngươi muốn làm cái gì. Muốn cho ta Long cốt dẫn đầu đánh vỡ công ước, ha ha, người Bạch Giang Nam nằm mơ ta hôm nay tới, bất quá là nhìn xem này cái gọi là quang minh đảo rốt của có như thế nào tự tin, kết quả là, cũng liền như vậy, Bạch Giang Nam, tạm thời làm ngươi kiêu ngạo một chút, chờ đến hết thầy chuẩn bị ổn thỏa, ta trở về tìm ngươi tính sổ, chúng ta đi. Long cốt bỏ xuống một câu tàn nhẫn lời nói, vung tay lên, khi trước rời đi. Cự vượn đám người tự nhiên không nghĩ đối mặt Bạch Giang Nam loại này phú thần hậu kỳ cường giả, Long cốt vừa đi, bọn họ lập tức rời đi mắt thấy long cốt đám người rời đi, đứng ở Bạch Giang Nam phía sau Bạch Trì lo lắng xuông, như thế nào làm cho bọn họ đi rồi a à? Kia còn có thể thế nào? Bạch Giang Nam đôi mắt nheo lại, thần sắc trịnh trọng, hoàn toàn không thấy phía trước như vậy vui cười, long cốt bên ngoài thượng là phản tổ minh tam bắt tay, trên thực tế, loại này nhân vật, cũng chỉ là một cái bãi ở bên ngoài pháo hôi mà thôi, các tộc chi gian, đều có công ước, chúng ta cái này cảnh giới người, không thể tùy tiện động thủ, một khi ta ra tay lưu lại hắn, liền tính đơn phương xé bỏ công ước, đến lúc đó, nơi này sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, mỗi người đều nhưng quang minh chính đại đối quang minh đảo động thủ. Đến lúc đó, đừng nói những cái đó giấu ở âm thầm ngo ngoe dục dịch thế lực, riêng là một cái phản tổ minh, là có thể nhẹ nhàng hủy diệt quang minh đảo, cái này thế lực, không các người tưởng đơn giản như vậy. Bạch Giang Nam xoay người, đánh giá bạch chỉ đám người, các người tu luyện đã tới rồi bình cảnh, lại như vậy đi xuống, khó có thể tiến bộ, từ hôm nay trở đi, các ngươi đều rời đi Quang Minh Đảo. Rời đi? Bạch Trì nghi hoặc. Đúng vậy, Bạch Giang Nam gật đầu, từ hôm nay trở đi, ta tự mình huấn luyện các ngươi. Hè oi bước ngân châu mà xuống đất cung giữa. Nguyên bản kéo dài đến địa cung nội mà đèn, bởi vì lúc này địa cung nội nồng đậm linh khí, tất cả đều mất đi hiệu lực, tất cả tắt. Toàn bộ mà xuống đất trong cung, lại biến thành kia một mảnh đen nhánh bộ dáng. Cũng may triệu cực bị một phen đèn pin cường quang ống, có thể chiếu sáng lên trước mắt lộ, màu trắng ánh đèn kéo dài rất xa, nhưng như cũng nhìn không tới cuối. Này tràn ngập nồng đậm linh khí, tháp cao trải rộng, thả lại vô cùng hắc ám địa cung, giống như là một con hồng hoang cự thú bồn máu mồm to, phảng phất tùy thời muốn đem người cắn nuốt giống nhau. Trương Huyền cùng triệu cực hai người, tốc độ cực nhanh chiều địa cung bên trong phóng đi, đã có người thăm dò quá địa phương, đối hai người mà nói, tiến lên lên cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Bất quá, địa cung thăm dò, vẫn luôn đều chỉ ở rất nhỏ một bộ phận, ở hai người tốc độ cao nhất lên đường mấy phút đồng hồ sau, liền đến chưa thăm dò quá địa phương. Nơi này, như cũ là tháp cao trải rộng, một ít tháp cao thượng xiềng xích thậm chí còn không có đứt gãy, vài tòa tháp cao liền ở bên nhau. Trương Huyền lên đường trong quá trình, tay phải dương lên, một đạo màu tím quang mang hiện lên, kia liên tiếp tháp cao mấy cái xiềng xích nháy mắt đứt gãy triệu cực mày nhân lại ngươi làm cái gì trương huyền trên mặt lộ ra một mặt bực bội nhìn đến mấy thứ này phiền lòng liền chặt đứt triệu cực không có nghĩ nhiều động tính tận lực điểm nhỏ dương thủ mộ người nọ khó đối phó ta biết trương huyền không kiên nhẫn nói một tiếng triệu cực đối trương huyền hiểu biết cũng không nhiều cho nên hắn cũng không có phát hiện trương huyền không thích hợp cần phải quen thuộc trương huyền người tại đây nhất định có thể nhìn ra tới hiện tại trương huyền cùng bình thường dưới tình huống hắn, có cách biệt một trời. Trương Huyền, là từ xã hội này tầng chót nhất từng bước một bò lên tới, thẳng đến có hôm nay vị trí này, ở chấp hành bất luận cái gì nhiệm vụ thời điểm, Trương Huyền kia đều tuyệt đối là nhất cẩn thận một cái, mà giống hắn hiện tại này phiên cách làm, cùng hắn dĩ vãng hình thức phong cách, hoàn toàn bất đồng. Địa cung rất lớn, kéo dài mấy chục km, Trương Huyền cùng triệu cực hai người lấy ra nhanh nhất tốc độ, liều mạng chiều cuối phóng đi vài đạo hắc ảnh từ hắc ám giữa lập lòe thẳng đến triệu cực cùng trương huyền mà đến là con dối triệu cực thấp giọng quát ngươi thần ý quá cường động tính quá lớn ta đi xử lý triệu cực thanh lạc vừa mới chuẩn bị nói chuyện đã bị một đạo màu tím quang mang tràn ngập đồng tử đợi cho màu tím quang mang rơi xuống sau một đạo ầm vang tiếng vang lên kia lập lòe trong bóng đêm con rối thân ảnh đều bị chém làm hai nửa vụn vặt rơi trên mặt đất một tòa đứng sừng sững ở chỗ này không biết nhiều ít năm tháng tháp cao, là kia ẩm vang thanh ngọn nguồn, tháp cao sập, mang theo một tảng lớn bụi mù. Trương Huyền, người chú ý một chút, triệu cực quát, nơi này nếu là Tây Hạ truyền thừa nơi, mỗi một cái biến hóa, đều khả năng khiến cho Dương Thủ Mộ chú ý. Thì tính sao, Trương Huyền vẻ mặt không để bụng, tiếp tục hướng phía trước phóng đi. Triệu cực nhìn Trương Huyền bóng dáng, mắt lộ ra một mặt lo lắng, theo sau lắc lắc đầu, tiếp tục chiều Trương Huyền đuổi theo. Lúc này Trương Huyền chỉ cảm thấy trong lòng phá lệ phấn khởi, hắn cũng không biết này phấn khởi từ nào mà đến, cái này làm cho hắn có loại cả người máu đều ở thiêu đốt hưng phấn cảm, làm hắn không tự chủ được làm ra một chút sự tình, không tự chủ được nói ra một ít lời nói, này đó ở thường lui tới xem ra cực độ khác thường hành vi, ở Trương Huyền này phiên phấn khởi cảm xúc hạ, hắn một chút đều không cảm thấy có cái gì không thích hợp. Theo hai người thâm nhập, này địa cung nội xuất hiện con rối càng ngày càng nhiều. Lúc trước, Trương Huyền từ Vương Lăng phương hướng tiến vào, đã từng nhìn thấy quá con rối đại quân, đủ để chứng minh, này địa cung hạ con rối số lượng, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng. Con rối một khi lộ diện, triệu cực còn không kịp động thủ, đã bị Trương Huyền nhất kiếm toàn bộ chảm rớt. Ở chảm rớt này đó con rối nháy mắt, sẽ làm Trương Huyền cảm giác được phi thường hưng phấn, giống như khi áp lực hồi lâu cảm giác, đột nhiên có thể phóng thích giống nhau. Trương Huyền thậm chí suy nghĩ, phía trước chính mình đi vào địa cung khi, sở cảm nhận được những cái đó áp lực cùng bực bội, chính là đến từ chính này đó con dối, rốt cuộc nhìn thấy này con dối khi, con rối thủ đoạn làm hắn là chấn động, hắn cũng bởi vì gặp được con rối đại quân mà rời khỏi quá địa cung, từ bỏ thâm nhập. Hiện giờ, đêm này đó con rối toàn bộ chém hết, liền làm chính mình trong lòng bực bội chậm rãi giảm bớt. Trương Huyền mỗi một lần ra tay, đều cùng với một đạo thật lớn màu tím kiếm mang con rối dập nát rơi xuống đất nháy mắt, cũng sẽ có tháp cao ẩm ẩm sập, này dọc theo đường đi, ẩm vang thanh không ngừng, triệu cực đơn giản liền nhắc nhở đều không hề đi làm. Hè oi bức, côn cô luân sơn chỗ sâu trong, không người vùng cấm giữa. Đầu đội đấu lập áo tang, lẳng lặng đứng ở một chỗ động băng ngoại. Áo tang, động băng giữa, một đạo thanh âm truyền đến. Áo tang xoay người, mặt hướng động băng gật đầu, đại nhân. Tây hạ truyền thừa phát sinh biến hóa, người đi Ngân Châu nhìn xem, tất yếu thời điểm, có thể ra tay. Động băng nội, thanh âm bình tĩnh. Ra tay, áo tang thân thể chấn động, đại nhân, người nói chính là. Bất kể hậu quả, ngăn cản Tây Hạ truyền thừa khai quật. Sở tranh thanh âm bình đạm lại mang theo một loại chân thật đáng tin, chẳng sợ đơn phương xé bỏ công ước, cũng muốn làm đến chuyện này, này chỉ sợ cũng là ta kiếp này, đối với người hạ đạt cuối cùng một cái mệnh lệnh, chuyện này làm xong, người nếu còn chưa có chết, liền không cần đã trở lại, mấy năm nay, ngươi vẫn luôn giúp ta chấn thủ động băng, cũng nên nghỉ ngơi nghỉ ngơi, nếu ta tính không tồi, năm đó ngươi ái mộ nữ hải kia, cũng mau đến cuối đi, ngươi vì đại nghĩa, từ bỏ hết thảy, có đôi khi, quay đầu lại nhìn xem, cũng không tồi, áo tang sắc mặt mãnh biến, đại nhân, ngươi, từ hôm nay trở đi, thế gian này, lại vô hoạt tử nhân. Sở tranh thanh lạc, động băng nhập khẩu ầm ầm sập, vô số cự thạch rơi xuống, phong tỏa động băng nhập khẩu. Áo tang hai đầu gối một loan, quỳ với động băng trước, lão lệ tung hoành, liền dập đầu ba cái vang dội. Động băng giữa, thân như xương khô sở tranh dần dần đứng dậy, hàn khí trải rộng toàn thân, sở tranh đi xuống giường băng, ở hắn đi xuống giường băng kia trong nháy mắt, hắn kia như xương khô thân hình, quỷ dị phồng lên lên, chỉ là vài giây sau, sở tranh liền khôi phục người bình thường dáng người, hắn một khuôn mặt, cũng biến thành trung niên bộ dáng, mi tinh kiếm mục, trên mặt góc cạnh rõ ràng, như đao tước diều khắc, tuyệt đối xưng được với là Mỹ Nam tử ba chữ. Cũng trong nháy mắt này, thần ẩn hội thánh thành, kia giáo đường chỗ sâu nhất, một thân xuyên kim bào người, bỗng nhiên nhìn về phía hẻ oi bức phương hướng, trong miệng lẩm bẩm này cổ hơi thở, chung quy là. Khống chế không được sao. Nam cực cây số sông băng hạ, có người ở trần ngồi xếp bằng tại đây, cũng vào giờ phút này, nhìn về phía hẻ oi bức phương hướng, mắt lộ ra ngưng trọng, trầm mặc không nói. Hè oi bức, thị tộc truyền thừa, vì thế giới tứ đại thế lực chi nhất, mỗi cái thị tộc, đều có thuộc về chính mình cổ mà. Một tòa bình phàm tiểu sơn thôn chung, một người ngồi ở dưới tàng cây thừa lương, tay cầm diêu phiến, xua đuổi con muỗi với giờ khắc này, trong tay động tác một đốn, hướng Côn Luân Sơn phương hướng nhìn lại, trong miệng lẩm bẩm Côn Luân Sơn, hòa tử nhân, năm đó quét ngang lục hợp, vô địch thiên hạ, hiện giờ, vì đại nghĩa, lão hữu đi hảo. Côn Luân Sơn, động băng nội. Sở tranh nhìn mắt chính mình ngồi vô số tuế nguyệt giường băng, này liếc mắt một cái, giường băng vỡ vụn, sau đó băng phi mở ra. Theo vô số vụn băng vỡ ra, một quả màu đỏ tinh thể xuất hiện tại đây vụn băng giữa. Màu đỏ tinh thể thành hình thoi, chừng người trưởng thành bàn tay lớn nhỏ, nơi này phát ra năng lượng hệ thống, cùng hỏa tinh là giống nhau như đúc, bất đồng khi, này tinh thể mặt trên, có khắc một cái cổ quái hoa văn, nếu nhìn kỹ, này hoa văn, là một tháng lượng hình dạng. Sở tranh rũi tay cầm lấy này cái tinh thể, ở tinh thể bị sở tranh cầm lấy nháy mắt, phát ra mãnh liệt màu đỏ quang mang, này quang mang giữa, tựa hồ tản ra không giống tầm thường nhiệt lượng, có thể nhìn đến, toàn bộ động băng nội, kia tùy ý có thể thấy được băng cứng, đều ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ phát sinh hòa tan, hòa tan thành thủy. Bao gồm sở tranh lòng bàn chân mặt đất, cũng trở nên vệt nước một mảnh. Sở tranh nhìn trong tay tinh thể, lẩm bẩm nói, con rết trăm chân, chết mà không ngã, hè oi bức truyền thừa mấy ngàn năm, khó mà tin được, mấy ngàn năm trước, những cái đó tiên hiền, có gì chờ thủ đoạn, có thể đem ngươi phong ấn với này đó tinh thạch giữa, ta chờ kế thừa tiên hiền di trí, nhưng luôn có người, sẽ làm cùng chính đạo tương bội việc, ta sở tranh một giới phàm phu, tại đây đại thế hạ, khởi không đến cái gì tác dụng, chỉ có thể tẫn non nớt chi lực, nhiều tranh thủ một ít thời gian. Sở tranh khi nói chuyện, ở trên tay hắn cũng bốc lên màu lam quang mang cùng tinh thể nội màu đỏ quang mang tương đối kháng những cái đó bởi vì màu đỏ quang mang mà hòa tan băng cứng hóa thành vệt nước nguyên bản đã bắt đầu sôi trào rồi lại bởi vì sở tranh trong tay màu lam quang mang trở nên bằng phẳng lên sở tranh mắt lộ ra ngưng trọng bỗng nhiên dậm chân côn luân núi non một tòa lại là đông đưa rời đi động băng trước áo tang quay đầu lại nhìn mắt kia đong đưa ánh mắt lộ ra một tia quyết tuyệt lấy cực nhanh tốc độ, rời đi này phía núi non. Kia đong đưa đỉnh chóp, cự thạch lăn xuống, sơn thể vỡ ra, tiếng vang rung trời. Chẳng qua tại đây không người vùng cấm, không ai có thể nhìn đến này nghe rợn cả người một màn. Động băng nội, sở tranh thất khiếu xuất huyết. Lấy ta khống linh chi hồn, ngưng hàn băng thần ý. Sở tranh toàn thân, phát ra màu lam quang mang, hoàn toàn đem kia tinh thể thượng phát ra hồng quang áp xuống. Côn luân núi non, kia hoàn toàn vỡ ra, ầm ầm sập, bụi mù tận trời, đại địa. Hè oi bước địa cung nội, vương lăng phương hướng, kia tòa lớn nhất tháp cao ở ngoài, mấy trăm cụ con rối an tĩnh đứng ở tháp cao chung quanh, bọn họ sắp hàng chỉnh tề, giống như là một chi đại quân. Tháp cao nội, tổng cộng ba đạo thân ảnh đứng ở chỗ này, dương hưng hạ, dương thủ mộ, cùng với tên kia tóc vàng mỹ nữ. Ở tháp cao đỉnh, quải có một phen vỏ kiếm, vỏ kiếm bị xiềng xích buộc chặt, treo ở tháp đỉnh hạ giữa không trung. Dương Hưng Hạ ngẩng đầu, nhìn kia bị xiềng xích quấn quanh vỏ kiếm, ánh mắt lộ ra hồ nghi thần sắc, lão Đông Tây, đây là chúng ta Tây Hạ truyền thừa. Nhìn qua cũng chẳng ra gì sao. Thiếu chủ, Dương Thủ Mộ mắt lộ ra chính xác, thiếu chủ ngươi là Tây Hạ hậu nhân, trăm triệu không thể đối tiên hiền truyền thừa bất kính. Dương Thủ Mộ thanh âm nghiêm khắc. Dương Hưng Hạ nghe được Dương Thủ Mộ này phiên ngữ khí, vẫy vẫy tay, ta bất quá là chỉ đùa một chút, người không cần như vậy nghiêm túc đi. Thiếu chủ, chơi chơi không thể lấy tiền hiền tới nói giỡn. Hảo hảo, ta đã biết, Dương Hưng hạ vẫy vẫy tay, nếu như vậy, nên đem thứ này gỡ xuống tới đi. Thiếu chủ, người thật sự muốn hiện tại lấy. Dương thủ mộ vẻ mặt chính xác nhìn Dương Hưng hạ, nếu hiện tại mở ra truyền thừa, khó tránh khỏi sẽ bị khắp nơi nhầm vào, thời cơ còn chưa thành thục, tốt nhất là chờ cửu cục thẩm phán ngày qua đi. Chờ cái gì chờ, không đợi. Dương Hưng hạ một bộ không kiên nhẫn bộ dáng, quốc gia của ta tịch đã sớm không ở hè oi bức, dựa vào cái gì nghe hắn cử cục, chạy nhanh đem truyền thừa lấy thượng, ta còn có việc đâu. Dương Hưng hạ hiện tại tưởng phi thường đơn giản, truyền thừa một bán, chính mình hồi tự do quốc, hảo hảo hưởng thụ sinh hoạt đi, đến nỗi cử cục không cử cục, cùng chính mình có quan hệ gì. Còn chờ cái gì ba ngày lúc sau, chính mình đến lúc đó đã xa chạy cao bay, đến nỗi cái kia lâm thanh hạc, sớm muộn gì có một ngày, sẽ được đến nàng. Tóc vàng nữ nhân nhìn phía trên vỏ kiếm, lắc lắc đầu, hiện tại, người chỉ sợ còn lấy không được cái này vỏ kiếm. Lấy không được, Dương Hưng Hạ không tin, đồ vật liền ở trước mặt ta, ai có thể cản ta. Dương Hưng Hạ nói, thả người nhảy, duỗi tay chiều kia bị xích sắt khóa buộc chặt vỏ kiếm chụp tới. Này một chảo, Dương Hưng Hạ lại là trực tiếp bị vỏ kiếm bắn bay mở ra. Này sao lại thế này, Dương Hưng Hạ mày nhân lại, nhìn về phía dương thủ mộ lão đông tây người không phải nói truyền thừa đã khai sao ta vì cái gì còn lấy không được dương thủ mộ cũng cao mày không có khả năng lúc trước hắn đã tiến vào nơi này này truyền thừa lý nên đã khai tóc vàng nữ nhân mở miệng nói trương huyền là đã tới nơi này nhưng người xác định hắn nhất định đi vào tòa tháp này sao này ngoài tháp mặt để lại nhiều như vậy con rối kia họ trương không nhất định chân chính vào được cho nên các ngươi truyền thừa còn không tính giải phong. Không có khả năng, Dương Thủ mộ hét lớn một tiếng, có vẻ phá lệ kích động, không có khả năng. Không có gì không có khả năng, tóc vàng nữ nhân lắc lắc đầu, người tưởng chính là thực hảo, lợi dụng hắn tiên liên thân phận, giải trừ ngươi Tây Hạ truyền thừa, nhưng ngươi không rõ ràng lắm, này Trương Huyền rốt cuộc là cái cái dạng gì người, người này làm việc cực kỳ cẩn thận, hắn không nhất định liền thật sự tiến vào quá. Kia làm sao bây giờ? Dương Hưng hạ hét lớn một tiếng, chẳng lẽ hiện tại muốn đem hắn chộp tới, làm hắn cho chúng ta đem phong ấn giải. Không cần, tóc vàng nữ nhân lắc lắc đầu, quét Dương Hưng hạ liếc mắt một cái, người người này, háo sắc nhưng thật ra tại đây một lần háo sắc đúng rồi, người tưởng động trương huyền hắn lão bà, hắn tuyệt đối sẽ không mặc kệ người bắt được này truyền thừa, hơn nữa, người này hộ đạo nhân lợi dụng quá hắn. Trương huyền tung hoành nhiều năm như vậy, tuy không phải cái gì ác nhân, nhưng tuyệt đối là một cái có thù tất báo người, lúc này ở trong lòng hắn, truyền thừa đã khai, cửu cục bên kia có này truyền thừa địa cung một cái khác nhập khẩu. Ta tưởng, hắn chỉ sợ đã từ kia một bên chạy tới đi, chỉ cần buộc hắn một phen, này truyền thừa, tự nhiên có thể mở ra. Tóc vàng nữ nhân vừa dứt lời, một trận ầm vang thanh rõ ràng truyền tiến ba người trong tai. Tóc vàng nữ nhân khóe miệng gợi lên một nụ cười, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, nhìn dáng vẻ, bọn họ đã tới rồi, đi thôi, đi nghênh đón một chút tóc vàng nữ nhân nói xong, khi trước chiều ngoài tháp đi đến. Dương Hưng Hạ cùng Dương Thủ Mộ cũng đi ra ngoài tháp, vừa ra khỏi cửa, liền nhìn đến, vô số con rối chính chiều một chỗ phóng đi. Theo sau, một đạo màu tím quang mang hiện lên, kia vô số tụ tập mà đi con rối trong nháy mắt này, toàn bộ bị chém eo. Tóc vàng nữ nhân thấy như vậy một màn, trên mặt tươi cười càng sâu, nhìn dáng vẻ, chúng ta địa ngục quân vương oán niệm pha trọng A, bất quá nói đến cũng là, nếu ta là cái nam nhân, người khác muốn đối lão bà của ta động thủ, ta chỉ sợ cũng chỉ nghĩ làm thịt hắn. Dương Hưng Hạ nhìn chằm chằm cách đó không xa Trương Huyền, trong mắt tức khắc nhảy ra hận ý, lão Đông Tây, nơi này không người khác đi, cho ta làm thịt hắn. Từng khối con rối bị chém xuống. Triệu cực nhìn đã sớm chú ý tới nơi này Dương thủ mộ, rỗi tay một phách cái chán, hành đi, nhìn dáng vẻ bí mật lẻn vào loại này lời nói đối với ngươi Trương Huyền mà nói, không có gì chứng dùng, Ta cho ngươi tranh thủ ba chiêu cơ hội, ngươi đi bắt lấy kia Dương Hưng hạ, nhớ rõ, ngàn vạn không thể muốn hắn tánh mạng. Tháp trước, Dương Thủ Mộ tiến lên trước một bước, cầm trong tay một phen thiết kiếm, mũi kiếm cho đến mặt đất. Dương Thủ Mộ trong tay thiết kiếm, nhìn Bình Phàm, không hướng Trương Huyền trong tay màu tím quang mang như vậy bắt mắt, nhưng lại là này địa cung giữa, sở hữu lực áp bách nơi phát ra. Trương Huyền quét mắt Dương Thủ Mộ, ra tiếng nói, ngươi cẩn thận một chút, cổ tây hạ người. Vốn là có chiến thần chi danh, này một phen kiếm, nhìn như bình thường, quả thật nguyên hạo năm đó sở cầm chi binh, vì ngàn vạn người máu tươi tưới mà thành, sắc bén vô cùng, người nếu bị này kiếm thương đến, chỉ sợ cả đời này đều phải lưu lại bệnh kín. Triệu Cực nghe nói lời này, rất là ngoài ý muốn nhìn Trương Huyền liếc mắt một cái, không thể tưởng được, người đối này tây hạ truyền thừa ghi lại còn có đề cập. Trương Huyền không có ra tiếng, bởi vì hắn không biết nên như thế nào trả lời Triệu Cực. Vừa mới kia phiên lời nói, có thể nói là buột miệng thốt ra, Trương Huyền cũng không biết, chính mình vì cái gì sẽ như vậy hiểu biết Dương Thủ Mộ trong tay kia thanh kiếm, mà Tây Hạ truyền thừa, hắn cũng chưa từng có đi tìm hiểu quá, thật giống như vừa mới vài thứ kia, vẫn luôn đều giấu ở chính mình trong đầu, chỉ là vẫn luôn dùng không đến, liền không có suy nghĩ quá. Dương Thủ Mộ trong tay thiết kiếm vỗ một cái kiếm hoa Triệu cực quát, Tây Hạ hậu nhân, các người phá hư luyện khí giả thế giới quy củ lại trái với ước định, tùy ý mở ra truyền thừa. Các ngươi hành vi, hoàn toàn là đơn phương phá hư luyện khí giả thế giới quy củ. Ta chịu cực lấy cửu cục thân phận cảnh cáo các ngươi, lập tức dừng lại các ngươi hành vi, chờ đợi chịu thầm. Dương thủ mộ nhìn mắt phía sau Dương Hưng Hạ, hắn là biết luyện khí giả thế giới quy củ. Dương Hưng Hạ vẻ mặt không sao cả, ta Dương Hưng Hạ là Tây Hạ hậu nhân, tới bắt tổ tiên truyền thừa, khi nào phải trải qua các ngươi đồng ý. Các ngươi cửu cục, có cái gì năng lực, chế định như vậy quy củ. Này không phải chúng ta cử cục chế định quy củ, triệu cực lắc đầu, chính là năm đó lục tiên, cùng khắp nơi hiệp ước. Lục tiên, Dương Hưng hạ nhìn thoáng qua Dương thủ mộ, các người cử cục ý tứ, là dùng một cái người chết danh hào, tới uy hiếp ta. Dương Hưng hạ lời này vừa ra, mặc kệ là Dương thủ mộ, vẫn là kia tóc vàng nữ nhân, đều là sắc mặt biến đổi. Tóc vàng nữ nhân đã nhắc nhở quá Dương Hưng hạ, nhưng Dương Hưng hạ như cũng biểu hiện như vậy không có đầu óc. Tóc vàng nữ nhân khí cả người phát run, nếu không phải cái này ngu xuẩn còn có giá trị lợi dụng, chính mình tuyệt đối sẽ không theo cái này ngu xuẩn lại có nửa phần giao thoa. Dương thủ ngộ quay đầu lại khẽ quát một tiếng, thiếu chủ, không thể không kính. Bất kính, Dương Hưng hạ cười lạnh một tiếng, ta nãi Tây Hạ hậu nhân, ta Tây Hạ tiên hiền, năm đó kiểu gì uy phong, hiện giờ đã chết chính là đã chết, kia lục tiên bất quá một đời sau người đã chết lại có gì không thể nói. Chẳng lẽ nói ra sự thật cũng có sai. Dương thủ mộ, triệu cực nhìn về phía kia cầm trong tay thiết kiếm người, người làm hộ đạo nhân, Tây Hạ hậu nhân hành động, cùng ngươi có trực tiếp quan hệ, nếu các ngươi không đem hiệp ước đặt ở trong mắt, kia cũng chưa có trách ta triệu cực, đại biểu cửu cục ra tay. Người dương thủ mộ là thức đại thể người, hay là còn muốn một lòng che chở người này. Hắn sẽ đem toàn bộ Tây Hạ truyền thừa, lâm vào vạn kiếp bất phục. Dương thủ mộ cánh tay nhẹ nâng, mũi kiếm thẳng chỉ triệu cực, thiếu chủ nãi Tây Hạ duy nhất hậu nhân, chẳng sợ có tất cả không đúng, cũng nên bị tha thứ, Tây Hạ truyền thừa, chỉ có thiếu chủ một người có thể kế thừa, ta dương thủ mộ sinh mà liền vì Tây Hạ, nhiều lời vô ích. Hảo, một khi đã như vậy, triệu cực đôi mắt nheo lại, sờ soạn một phen chính mình dâu quay nón, theo sau thân hình vừa động, vậy chớ trách chúng ta, trương huyền, động thủ. Ở hô lên động thủ hai chữ là lúc, Triệu Cực đã vào tới Dương Thủ Mộ trước mặt. Đối mặt Triệu Cực, Dương Thủ Mộ thường thường đâm ra nhất kiếm, này nhất kiếm thực trực tiếp, cũng rất đơn giản, chính là một cái thứ đánh động tác, nhưng lại cố tình này một động tác đơn giản, khiến cho địa cung nội vô số biến hóa, kia như có thực chất nồng đậm linh khí, lúc này hình thành một đạo thật lớn mũi nhọn, cùng với Dương Thủ Mộ này nhất kiếm, thẳng đến Triệu Cực mà đi. Triệu Cực trong mắt mang theo chấn động, mấy chục năm nhất kiếm, cực cảnh nhất kiếm, quả thực cường đại nếu ngươi dương thủ mộ chiêu chiêu đều có thể như thế, chẳng sợ võ đế, đều sẽ bị ngươi đạp lên dưới chân, chỉ tiếc, ngươi chỉ có này nhất kiếm, chỉ cần nhất kiếm, ta triệu cực, vẫn là có biện pháp ngăn cản. Triệu cực đôi tay phản đẩy ở trước ngực, hét lớn một tiếng. Ha! Một tiếng uống xong, triệu cực ngực sáng lên một đạo bạch mang, bạch mang hình thành một đạo thuẫn, tới ngăn cản dương thủ mộ đâm ra này nhất kiếm. đương này nhất kiếm đâm đến thuẫn thượng, màu trắng quang thuẫn nháy mắt vỡ vụn, mà dương thủ mộ này nhất kiếm, cũng ngừng lại. Trương Huyền, còn có hai chiêu, mau, triệu cực hét lớn một tiếng. Trương Huyền không có trần chờ tay đề màu tím thần mang, mắt mang sát ý, thẳng đến dương hưng hạ mà đi. Tuy rằng triệu cực nói qua, làm Trương Huyền không cần thương dương hưng hạ tánh mạng, nhưng loại tình huống này, Trương Huyền trong lòng nếu vô sát ý, hắn cũng không phải kia địa ngục quân vương. Màu tím quang mang xuất hiện ở dương hưng hạ trong mắt, theo sau ở dương hưng hạ đồng tử bên trong phóng đại, thẳng đến tràn ngập dương hưng hạ toàn bộ đồng tử. Dương hưng hạ trên mặt lộ ra sợ sắc, sợ tới mức lông tơ tạc khởi, lão đông tây. Người đang làm gì, muốn xem ta chết sao? Trương Huyền, người dám. Dương thủ mộ hét lớn một tiếng, nhất kiếm thư hướng Trương Huyền, này nhất kiếm động tác như cũ bình phàm, nhưng mang theo uy thế, so Trương Huyền đánh ra đầy trời màu tím thần mang còn muốn khủng bố. Kia màu tím thần mang, ở chạm vào dương thủ mộ kiếm phong thời điểm, liền hoàn toàn tiêu tán, một chút dấu vết cũng chưa lưu lại. Thời khắc mấu chốt, triệu cực khinh thân mà thượng, lại lần nữa tế ra ngực quang thuẫn, ngăn cản dương thủ mộ này nhất kiếm. Quang thuẫn lại một lần rách nát, mà dương thủ mộ cũng lại lần nữa thu chiêu, trương huyền kia nhất kiếm, như cũ hướng dương hưng hạ chém tới. Họ trương, muốn giết dương hưng hạ, trước quá ta này quan. Dương hưng hạ bên cạnh tóc vàng nữ nhân, ở kia màu tím quang mang lập tức chạm vào dương hưng hạ khi, đứng dậy, nàng hai tay đánh ra, đánh tan trương huyền chém ra thần mang. Trương huyền này nhất chiêu, bởi vì dương thủ mộ ảnh hưởng mà kiệt lực, vẫn chưa có thể phát huy ra lớn nhất lực sát thương, bị tóc vàng nữ nhân phá vỡ. Tóc vàng nữ nhân đứng ở dương hưng hạ trước người, cười như không cười nhìn chằm chằm trương huyền, trong giọng nói tràn ngập nghiền ngẫm mở miệng nói, liền như vậy làm ngươi đem dương hưng hạ giết, về sau còn thấy thế nào hắn chơi lão bà ngươi đâu, suy nghĩ một chút, chỉ sợ thực mau ngươi liền phải rời đi Ngân Châu, đến lúc đó không ai có thể che chở lão bà ngươi, Dương Hưng hạ tưởng như thế nào chơi nàng, liền như thế nào chơi nàng, còn có thể chụp thành video cho ngươi xem Nga. Một cổ lệ khí, nháy mắt nảy lên Trương Huyền trong lòng, ở Trương Huyền lần này tiến vào địa cung lúc sau, nội tâm giữa phá hư dục liền cực kỳ cường đại, hiện tại tóc vàng nữ nhân lời này, trực tiếp liền bậc lửa Trương Huyền trong lòng hỏa dược thùng một đóa màu tím hoa sen tự trương huyền đỉnh đầu hiện lên. chương 1191, lưỡng bại câu thương. Muốn hắn mệnh lại như thế nào? Trương huyền cánh tay dơ lên cao, màu tím quang mang ở hắn đầu ngón tay ngưng tụ, đây là diệt thế ma kiếm ngưng tụ điểm báo. Ở lĩnh ngộ diệt tự thần ý lúc sau trương huyền, sử dụng ra diệt thế ma kiếm, cùng phía trước so sánh với, có khác nhau như trời với đất. Tóc vàng nữ nhân thấy tiên liên đã hiện, mục đích đã đạt tới, không có dư thừa vô nghĩa, xoay người liền chạy, đem Dương Hưng Hạ để lại cho Trương Huyền chính diện. Dương Hưng Hạ hiển nhiên không nghĩ tới tóc vàng nữ nhân chạy như vậy quyết đoán, nhìn Trương Huyền đầu ngón tay ngưng tụ màu tím kiếm mang đã bắt đầu sinh ra dao động, kia dao động là bởi vì đã ảnh hưởng đến chung quanh không khí sở tạo thành, có thể tưởng tượng, Trương Huyền đầu ngón tay màu tím kiếm mang rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Dương Hưng Hạ trong lòng, trước nay liền không có quá cái gì liều chết một bác ý tưởng ở tóc vàng nữ nhân xoay người chạy trốn sau một giây, Dương Hưng Hạ cũng là quay đầu liền chạy. Chạy rất sao, Trương Huyền ánh mắt lạnh băng, trong đó tràn ngập sát ý, ở trong mắt hắn, này Dương Hưng Hạ, đã là một cái chết người. Trương Huyền ngón tay dùng sức xuống phía dưới một hoa, đầu ngón tay kiếm mang, khoảnh khắc phóng đại vô số lần, một phen chiều dài ba trượng thật lớn màu tím thần kiếm, chém về phía Dương Hưng Hạ phía sau. Cứu ta, Dương Hưng Hạ chỉ có thể hô to cầu cứu, Trương Huyền, người làm càn. Dương thủ mộ hét lớn một tiếng, lại lần nữa rút kiếm. Triệu cực lại một lần khinh thân mà thượng, tế khởi bạch thuẫn, ngăn cản Dương thủ mộ. Lúc này đây, Trương Huyền hạ tử thủ, kia màu tím kiếm mang chỉ cần đụng vào một chút, thực lực đạt tới ngưng khí cảnh Dương hưng hạ, cũng đến hôi phi yên diệt. Dương thủ mộ cấp đỏ hai mắt, này nhất kiếm so với phía trước càng hung hiểm hơn, nhưng như cũng là bị triệu cực chắn xuống dưới, đây cũng là triệu cực có thể chống đỡ được dương thủ mộ cuối cùng một lần. Màu trắng quang thuẫn bắt đầu ra nẻ, lung lay sắp đổ, đã có thể giống như một đạo nơi hiểm yếu, hoàn hoàn toàn toàn chặn dương thủ mộ. Mắt thấy kia màu tím kiếm mang đã đuổi theo dương hưng hạ, chỉ cần một cái đụng vào, này tây hạ truyền nhân, liền sẽ hoàn toàn tiêu vong. Dương thủ mộ mặt bộ đều bắt đầu trở nên vặn vẹo. Triệu cực quay đầu nhìn thoáng qua tùy thời đều khả năng hôi phi yên diệt dương hưng hạ, thở dài một tiếng, chủ động tản mất kia đã lung lay sắp đổ bạch thuẫn, phóng dương thủ mộ qua đi. Tây hạ truyền nhân, còn không thể chết được, một khi chết, này dương thủ mộ chỉ sợ sẽ muốn nổi điên. Cái kia hậu quả, là triệu cực không muốn nhìn đến. Trước mặt quang thuẫn tản mất, dương thủ mộ kiếm mang sông thẳng trương huyền mà đi, kiếm mang sắc bén. Thời khắc mấu chốt, trương huyền chỉ có thể thu chiêu, ngăn cản dương thủ mộ này nhất kiếm. Lúc trước, có triệu cực hỗ trợ ngăn cản, Trương Huyền còn chưa có thể hoàn toàn cảm nhận được dương thủ mộ này nhất kiếm uy lực, nhưng hiện tại, chân chính đối mặt dương thủ mộ khi, Trương Huyền chỉ cảm thấy chính mình bốn phương tám hướng đều bị một cổ mũi nhọn sở vây quanh, mà này nhất kiếm, phảng phất thẳng đánh chính mình linh hồn, làm chính mình liền chống cự phương thức đều tìm không thấy, phảng phất mặc kệ như thế nào làm, vô luận như thế nào trốn, này nhất kiếm đều có thể muốn chính mình mệnh. Trương Huyền đơn giản trong lòng một hoành, kia màu tím kiếm mang lại lần nữa chém ra thẳng đến Dương Hưng Hạ mà đi. Dương Thủ Mộ Kiếm đã tới rồi Trương Huyền trước người, mà Trương Huyền kiếm mang cũng lại lần nữa xuất hiện ở Dương Hưng Hạ trước người. Chỉ cần một cái chớp mắt, Dương Thủ Mộ liền có thể nhất kiếm giết chết Trương Huyền, mà hậu quả là Dương Hưng Hạ cũng muốn vì thế trả giá sinh mệnh. Thời khắc mấu chốt, Dương Thủ Mộ Kiếm phong vừa chuyển, chặt đứt Trương Huyền sợ đánh ra kiếm mang. Trương Huyền cũng tại đây nhất thời khắc bay nhanh lui về phía sau kia đầy trời màu tím kiếm mang thức khắc tiêu tán chỉ có số ít đụng phải dương hưng hạ nhưng chính là này số ít cũng làm dương hưng hạ cả người tung bay đi ra ngoài miệng phun máu tươi sắc mặt trắng bệch bị trọng thương trương huyền trái lại tự thân đồng dạng quần áo thường xuất hiện vô số đạo vết rách chính mình làn da thượng cũng xuất hiện rậm rạp miệng vết thương này đó thật nhỏ miệng vết thương mang cho trương huyền khó có thể thừa nhận đau đau vòng này đây trương huyền kháng tính đều đau cái chán đổ mồ hôi không ngừng hít hà một hơi dương thủ mộ nhìn thân bị trọng thương sắc mặt trắng bệch đã ngất quá khứ dương hưng hạ sắc mặt kinh hãi không màng trương huyền cùng triệu cực khiêng lên hôn mê giữa dương hưng hạ liền bay nhanh rời đi dương thủ mộ chân trước mới vừa đi trương huyền liền cũng một ngụm máu tươi phun ra cực cảnh nhất kiếm lấy trương huyền hiện giờ thực lực chẳng sợ bị kiếm phong quét đến đối hắn mà nói đều là khó có thể thừa nhận triệu cực nhìn trước mắt tháp cao sắc mặt trầm trọng Tây Hạ Vương lăng ngoại Dương Thủ mộ khiêng Dương Hưng Hạ hóa thành một đảo ảo ảnh bay nhanh rời đi. Tóc vàng nữ nhân giấu ở một bên, trời nhìn đến Dương Thủ mộ rời đi sau, nàng đầy mặt vui sướng đi ra, lấy ra điện thoại đã giải quyết. Trương Huyền ở Vương Lăng nội dùng tiên liên Tây Hạ truyền thừa đã hoàn toàn giải phong, lâu lan môi giới vẫn luôn đều ở hắn trên người cũng đã giải phong, hiện tại có thể an bài người lại đây. Tóc vàng nữ nhân nói xong sau cắt đứt điện thoại đắc ý nhìn thoáng qua vương lăng nhập khẩu phương hướng, theo sau vẻ mặt vui sướng rời đi. Địa cung nội thành lối vào, cửu cục tự nhiên không thể mặc kệ này đó phun trào linh khí mặc kệ, thực mau, nhập khẩu linh khí dần dần tiêu tán, mà địa cung nội kia như có thực chất linh khí, cũng bắt đầu trở nên loãng lên. Trương huyền khoanh chân ngồi trên trên mặt đất, dương thủ mộ tuy rằng đã rời đi, nhưng kia nhất kiếm ở trương huyền trong cơ thể lưu lại kiếm khí, còn ở tung hoành, không ngừng xé rách trương huyền dưới da cơ bắp. Người hảo hảo chữa thương, ta cho người hộ pháp. Triệu cực đứng ở Trương Huyền trước người. Trương Huyền gật gật đầu, nhắm mắt lại, cái gì đều không nghĩ, một lòng bài xuất dương thủ mộ lưu tại chính mình trong cơ thể kiếm khí. Cực cảnh nhất kiếm, có thể nói cực cảnh, lại có thể nào đơn giản. Trương Huyền đã nhập phú thần, hơn nữa bằng vào một cái diệt tự thần ý, ở phú thần cảnh đều coi như là cường giả, nhưng như cũng dùng mười mấy tiếng đồng hồ, mới miễn cưỡng thanh trừ chính mình trong cơ thể kiếm khí chờ Trương Huyền trợn mắt khi, địa khung nội đã đứng đầy cửu cục người, triệu cực vẫn luôn đều đứng ở Trương Huyền trước người, thẳng đến Trương Huyền trợn mắt, triệu cực nhìn Trương Huyền liếc mắt một cái, giữa mày có chút nôn nóng, nơi này còn có rất nhiều sự tình, chờ hắn đi an bài, bất quá đáp ứng cấp Trương Huyền hộ pháp, lại sốt ruột sự, hắn cũng sẽ chờ Trương Huyền tỉnh lại lại nói. Trương Huyền chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, phun ra một ngụm chọc khí, bên ngoài thế nào? Dương Hưng hạ không chết, bất quá giống như cũng phế đi hơn phân nửa, gân tay chặt đứt. Triệu cực thở dài, được đến tin tức, Dương Hưng Hạ bên cạnh người kia, là phản tổ minh, lần này sự có phản tổ minh ở châm ngòi thổi gió, có thể là nhằm vào ngươi, ngươi phải cẩn thận điểm. Đáng tiếc, Trương Huyền hoàn toàn không để ý tới phản tổ minh như thế nào, chỉ là vẻ mặt khó chịu, không có giết sắt Dương Hưng Hạ, đích xác làm hắn trong lòng có một cái kết, nơi này ngươi tính toán làm sao bây giờ. Đây là Tây Hạ truyền thừa nơi, Dương thủ mộ khẳng định còn sẽ đến, thẩm phán ngày, tất cả mọi người sẽ tới, đến lúc đó xem đi, hiện tại thế cục quá rối loạn. Triệu cực lắc lắc đầu, ta còn có việc, người tự tiện. Nói xong, triệu cực đi nhanh rời đi.